Chiến thần Trần Quốc, Diệp Quân Lâm Tập 81 Yên tâm đi tam thánh tử, lòng ta hiểu rõ. Cung thiên thu chẳng những không có chút nào sầu lo, ngược lại phi thường chờ mong cùng đại thánh tử gặp mặt. Yêu thích nữ sắc, thất tình lục dục kiếm đạo. Này không phải đánh vào nàng họng súng thượng sao. Bản giáo chủ mị công rốt cuộc hữu dụng võ nơi. Một niệm đến tận đây, cung thiên thu khóe miệng không khỏi hơi hơi dơ lên. Cung Thiên Thu Hoài kích động tâm tình đi theo tam thánh tử đi trước đại thánh tử chỗ ở. Ước chừng nửa canh giờ, mọi người tới tới rồi một mảnh rừng trúc, cách đó không xa là một tòa dùng trúc tía dựng gác mái. Có thể là bởi vì côn luân khư chung nồng đậm linh khí đến tẩm bổ, nơi này trúc tía phá lệ thô tráng, ước chừng có vây quanh phẩm chất. Đại thánh tử liền ở tại trong đó, nhớ lấy đi vào lúc sau vô luận nghe được cái gì đều phải thận trọng từ lời nói đến việc làm. Tam thánh tử lại lần nữa ngữ khí nghiêm túc mà nhắc nhở mấy người chăm miệng một lời mà đáp, tuân mệnh. Đại gia lập tức khẩn trương lên. Đặc biệt cung thiên thu đã gấp không chờ nổi muốn kiến thức kiến thức vị này thái hư thần tông tương lai người nối nghiệp. Thịch thịch thịch, tam thánh tử gõ gõ trúc môn, lại là phát ra cùng loại với kim loại va chạm thanh thúy tiếng vang, hiển nhiên này đó cây trúc đã bị đặc thù ra công qua. Là lão tam A, nhanh lên vào đi, nghe nói người bị thương. Một đạo cực có từ tính thanh âm truyền đến, phảng phất cụ bị khó có thể miêu tả ma lực, làm người có loại trầm ví trong đó xúc động. Chỉ là thanh âm này là có thể ảnh hưởng người thần trí. Quá cường, cung thiên thu càng thêm mong đợi. Đang lúc mọi người miên man suy nghĩ khoảnh khắc, Trúc môn chậm rãi mở ra, một đạo thân ảnh ngay sau đó xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nam tử ước chừng 30 xuất đầu, thân cao 1m9 có hơn, cao lớn uy mãnh, anh Tuấn phi phàm. Phảng phất thần linh giống nhau. Trên người càng là Huế quyến cường đại khí tràng, hoành áp toàn trường. Cung Thiên Thu mấy người nhìn thấy sau, chỉ cảm thấy thân thể đều phải nổ tung. Cung Thiên Thu nguyên bản cho rằng đại thánh tử nhiều lắm so tam thánh tử cường một chút. Kết quả không nghĩ tới, đại thánh tử trực tiếp cao hơn tam thánh tử một cấp bậc tới. Hoàn toàn là một cái khác trình tự. Quá cường. Cung Thiên Thu một bộ thấy việc đời bộ dáng, càng thêm muốn ôm chặt đại thánh tử chân. Đây mới là nàng muốn. Tam thánh tử sắc mặt cứng đờ, bận rộn lo lắng giải thích, đại thánh tử này đó đều là vừa từ thế tục giới lại đây. Đại thánh tử nhìn quét một vòng, trên mặt nhưng thật ra mang theo ý cười. Đại gia cũng ở quan sát đại thánh tử. Cung thiên thu chỉ cảm thấy hào cường, trong lúc nhất thời thất thần. Ngươi thiên phú không tồi, có thời gian bổn tọa có thể chỉ điểm ngươi một vài. Đang lúc cung thiên thu miên man suy nghĩ khoảnh khắc, đại thánh tử thanh âm đột nhiên từ phía sau vang lên. Đa tạ đại thánh tử dìu dắt, vãn bối cầu mà không được. Cung Thiên Thu phản xạ có điều kiện mở ra cầu vồng thí hình thức. Ân, trẻ nhỏ dễ dậy cúng. Đại Thánh Tử vừa thấy đến Cung Thiên Thu đã bị Mỹ mạo cấp hấp dẫn. Hơn nữa Cung Thiên Thu lại hiểu nam nhân, một phen giao lưu sau, Đại Thánh Tử nhạc nở hoa rồi. Ân, hảo hảo hảo, cô nàng này cực đến mô tâm. Lão Tam, người lần này không bạch đi thế tục giới, thế nhưng tìm được rồi nhân tài như vậy, không hổ là tông nội chỉ ở sau bổn tọa nhân Trung Long Phượng A bằng vào cung thiên thu xảo lưỡi như hoàng, thẳng đem đại thánh tử hống đến phiêu phiêu dục tiên. Trong lúc nhất thời cung thiên thu ở Thái Hư Thần Tông nội thuận lợi mọi bề. Thậm chí ngay cả mặt khác vài vị không gần nữ sắc thánh tử, cũng đối cung thiên thu ấn tượng pha dai. Mấy ngày sau, tam thánh tử vào đời thảm bại tin tức suốt cuộc truyền tới Thái Hư Thần Tông Phó Tông Chủ lỗ tai. Phó Tông Chủ giận tím mặt, chính mình đắc im môn sinh chẳng những bị thế tục giới tu sĩ đánh thành trọng thương, ngay cả thân truyền cổ kiếm đều bị hủy hoại quả thực là vô cùng nhục nhã làm tam thánh tử lăn đi tư quá nhai bế quan tư quá phó tông chủ hạ đạt mệnh lệnh tam thánh tử lại vô ngày xưa kiêu căng ngạo mạn sám xịt đi bế quan tư quá cung thiên thu vốn tưởng rằng phó tông chủ sẽ vì tam thánh tử báo thù rửa hận nhưng mà liên tiếp mấy ngày phó tông chủ cũng tuyên bố bế quan tu luyện phảng phất hoàn toàn không đem tam thánh tử cùng với vài vị thiên kiêu bị giết sự tình để ở trong lòng cái này làm cho công thiên thu cực kỳ không cam lòng đại thánh tử Tam Thánh Tử là phó tông chủ đắc y môn sinh, chẳng lẽ thù này liền không giải quyết được gì sao? Cung Thiên Thu hỏi dò. Trải qua mấy ngày tiếp xúc, Cung Thiên Thu cùng Đại Thánh Tử quan hệ tiến bộ vượt bậc, trừ bỏ cuối cùng kia tầng cấm chế không đột phá, mặt khác có thể làm đều làm. Cho nên Cung Thiên Thu ở Đại Thánh Tử trước mặt biểu hiện đến càng ngày càng nhẹ nhàng, không hề có phía trước thật cẩn thận. Đại Thánh Tử chẳng những không sinh khí, ngược lại phi thường hưởng thụ loại này kết giao hình thức, thế cho nên hắn lần này cũng chưa gấp gáp yêu cầu cung thiên thu cộng phó vu sơn mây mưa. Thiên thu A, à, người có điều không biết, phó tông chủ cảm thấy thân thủ đối phó một cái thế tục giới tu sĩ quá hạ giá, truyền ra đi tất nhiên làm người nhạo báng. Nhưng là đâu nếu không ai giải quyết diệp quân lâm, phó tông chủ lại cảm thấy thật mất mặt, thậm chí là sỉ nhục. Đại thánh tử trầm giọng nói, cung thiên thu sung phong nhận việc nói, đãi ta biến cường sau, nguyện ý vì phó tông chủ giải yêu. Thiên thu, người này phân tâm ta tất nhiên giúp người chuyển đạt cấp phó tông chủ. Đại thánh tử vỗ vỗ cung thiên thu bả vai, thuận thế ôm nàng eo liễu. Cung thiên thu trong lòng tuy rằng vạn phần mâu thuẫn, nhưng mặt ngoài như cũ gương mặt tươi cười đón chào. Đúng rồi đại thánh tử, ta có một thanh binh khí, người giúp ta nhìn xem cấp bậc bái. Cung thiên thu không lưu dấu vết lắc mình đi ra ngoài, làm ra tìm kiếm đồ vật bộ dáng. Loại này cách làm vẫn chưa khiến cho đại thánh tử hoài nghi, trong khoảng thời gian này cung thiên thu mị công cũng rốt cuộc phát huy công hiệu. Cung thiên thu thực mau đem thần kiếp đem ra, hai tay dâng lên. Di, đại thánh tử ánh mắt sáng ngời, hắn bận rộn lo lắng đem thần kiếp cầm trong tay, nghiêm túc quan sát lên, thật lâu sau cũng chưa nói chuyện. Chẳng qua cung thiên thu có thể rõ ràng nhìn đến đại thánh tử thần sắc đang không ngừng biến hóa, cuối cùng như ngừng lại khiếp sợ cảm xúc thượng. Đại thánh tử, chuôi này nhận cấp bậc như thế nào? cung thiên thu vẫn là rất là thấp thỏm, bởi vì thần kiếp chính là nàng lớn nhất trông chờ. Tuy rằng hiện tại cùng đại thánh tử quan hệ thân mật, nhưng là đối với một cái yêu thích sắc đẹp người tới nói, chính mình có thể bảo trì bao lâu mới mẻ cảm còn chưa cũng biết. Cung thiên thu không thích hết thảy vận mệnh đều khống chế ở người khác trong tay. Mà thái hư thần tông nhất khiếm khuyết chính là một thanh tuyệt thế thần binh. Nếu thần kiếp cấp bậc cũng đủ, như vậy mặc dù vứt bỏ đại thánh tử, chính mình cũng có thể ở thái hư thần tông đứng vững gót chân. Tuy rằng thanh bảo kiếm này tài liệu không phải đỉnh cấp, nhưng rèn kỹ thuật lại là đỉnh cấp, thậm chí đã đạt tới truyền thuyết cấp bậc. Đại thánh tử chút nào không che giấu chính mình khiếp sợ. Thực sự có khoa trương như vậy, cung thiên thu cảm giác có chút không thể tưởng tượng. Đại thánh tử gật gật đầu, nói: thậm chí sau này còn khoa trương như thế sinh động rèn kỹ thuật, nhìn chung côn luân khư chỉ sợ đều tìm không ra ba vị tới. Lão ngũ lão lục chính là rèn cuồng ma. Thái Hư Thần Tông bảo nhận cơ hồ toàn bộ xuất từ với hai người tay, nhưng bọn hắn rèn thuật xa xa không kịp chuôi này binh khí rèn giả. Có được như thế rèn kỹ thuật đỉnh cấp rèn đại sư, Thái Hư Thần Tông căn bản là thỉnh không dậy nổi, nếu không tông môn đã sớm tấn chức vì đại hình tông phái. Cung Thiên Thu nghe vậy trong lòng khiếp sợ không thôi, nghe nói thần kiếp là Diệp Quân Lâm chính mình rèn luyện rèn mà thành, nhưng Diệp Quân Lâm từ đầu đến cuối cũng chưa tiến vào quá côn luân khư. Rèn kỹ thuật sao có thể đều là đỉnh cấp đâu? thậm chí ở Côn Luân Khư đều thuộc về đứng đầu tồn tại, này quả thực là không thể tưởng tượng a. À. Diệp Quân Lâm đến tột cùng là như thế nào làm được? Cung Thiên Thu nghĩ trăm lần cũng không ra, như thế xem ra chính mình vẫn là quá xem nhẹ Diệp Quân Lâm. Hoặc là nói nàng vẫn là không hiểu biết Diệp Quân Lâm. Vốn dĩ nàng cho rằng thực hiểu biết Diệp Quân Lâm. Chẳng lẽ Diệp Quân Lâm còn có mặt khác không người biết át chủ bài? Cung Thiên Thu đột nhiên liên tưởng khởi văn lôi đám người trong khoảng thời gian ngắn thực lực tăng nhiều, chỉ sợ cũng cùng Diệp Quân Lâm át chủ bài có trực tiếp quan hệ. Rốt cuộc khi đó Diệp Quân Lâm đã sớm lòng nghi ngờ Tiêu Phong, chưa chắc sự tình gì đều cùng hắn nói rõ ràng, này cũng đã đưa sự chính mình được đến tình báo cũng không hoàn chỉnh. Đương nhiên cũng không bài trừ mặt khác một loại khả năng, thần kiếp căn bản là không phải Diệp Quân Lâm chính mình rèn mà thành, mà là ngẫu nhiên đạt được thần binh. Đến nỗi Diệp Quân Lâm nói là chính mình chế tạo bất quá giấu người tai mắt, tránh cho người khác nhân sinh ra mơ ước chi tâm. Mặc dù Diệp Quân Lâm như thế mời người tai mắt, lúc trước chấn ma tư toàn thể cao tầng đều cho rằng thanh kiếm này là tuyệt thế thần binh đâu. Chỉ sợ đại khái suất là loại này khả năng. Cung Thiên Thu trong lòng nghĩ, thất phu vô tội hoài bích có tội đạo lý Diệp Quân Lâm tự nhiên hiểu, loại này phỏng đoán cũng càng phù hợp bình thường logic. Đại Thánh Tử, tài liệu không tốt liền chứng minh kiếm này khó đăng nơi thanh nhã. Cung Thiên Thu tiếp tục hỏi dò. Cung Thiên Thu rất là khẩn trương, nàng đối với thần kiếp chính là ôm rất lớn kỳ vọng. Xem như nàng tiến vào Thái Hư Thần Tông lớn nhất át chủ bài. Nếu không được nói, vậy hoàn toàn phế đi. Trong lúc nhất thời Cung Thiên Thu vô cùng khẩn trương. Này đối nàng kế hoạch là rất lớn đả kích. Không phải như thế. Đại Thánh Tử vẫy vẫy tay, nói, tuyệt đỉnh cao siêu rèn thuật có thể đền bù tài liệu phương diện không đủ. Kiếm này nếu là trải qua linh khí tẩm bổ định có thể trở thành tuyệt thế thần binh. Đại bổn tọa làm phó tông chủ xem qua lại làm định đoạt, thiên thu, người lập công lớn. Nghe đại thánh tử nói như vậy, cung thiên thu cũng phi thường cao hứng. Nếu thật có thể đem thần kiếp tẩm bổ vì đỉnh cấp thần binh, như vậy chính mình liền tính là thái hư thần tông công lớn chi thần. Hơn nữa cùng đại thánh tử quan hệ thêm vào, trực tiếp đi vào tông môn cao tầng sắp tới. Ngắn nguồn mấy ngày liền có thể đạt tới lần này trình độ dùng bình bộ thanh vân đều không quá. Mấu chốt là một khi chân chính bước vào tuyệt đối cao tầng, đem có thể danh chính ngôn thuận hưởng thụ tông phái nội đỉnh cấp tu luyện tài nguyên. Dựa vào người khác trung quy là kém cỏi, cung thiên thu dã tâm nhưng xa không ngừng tại đây. Vậy làm phiền ngươi lo lắng tiến cử lâu. Cung thiên thu đem đầu dựa vào đại thánh tử ngực, nũng nịu mà nói. Đại thánh tử nháy mắt tâm hoa nộ phóng, cười nói, người ta chi gian không cần phải nói như thế khách khí nói việc này không nên chậm trễ ta hiện tại liền cầm đi cấp tông môn cao tầng giám định và thưởng thức đến lúc đó thuận thế đẩy ngươi lên đài ân hết thảy liền đều dựa vào ngươi cung thiên thu kiều thanh như tơ đại thánh tử cảm giác xương cốt đều mau tô một lát ôn tồn sau đại thánh tử cảm thấy mỹ mãn cầm thần kiếp đi trước thái hư thần tông nghị sự đại sảnh phó tông chủ ân học kiến ngồi trên chính giữa đài cao kim giao ghế phía trên mặt khác trung tâm cao tầng y thân phận cao thấp ngồi xuống phó tông chủ thanh kiếm này tên là thần kiếp, là tam thánh tử từ thế tục giới mang đến tu luyện mầm cung tiên thu dâng lên. Đại thánh tử dừng một chút, tiếp tục nói, bất quá hiện tại nàng đã bị ta thu làm đệ tử nhập thất. Thanh kiếm này rèn thuật, ta huynh đệ hai người xa không thể cập, cam bái hạ phong. Không sai, mặc dù ở toàn bộ côn luân khư cũng tìm không ra vài vị có thể so sánh như thế rèn chi thuật, năm thánh tử cùng sáu thánh tử dẫn đầu tỏ thái độ, rốt cuộc bọn họ mới là thái hư thần tông rèn binh khí tạo phương diện quyền uy. Thật là tuyệt phẩm A. Kiếm này có thể giúp thái hư thần tông nâng cao một bước. Không nghĩ tới thế tục giới trung thế nhưng có như vậy thần binh, thật sự làm bổn tọa mở rộng tầm mắt. Mọi người sôi nổi đối thần kiếp cấp cho khen ngợi, đại thánh tử trên mặt cũng là ý cười càng sâu. Thần kiếp cuối cùng truyền đến ân học kiến trong tay, hắn cẩn thận quan sát một phen, trong lòng cũng là kinh hỉ không thôi. Kiếm này nếu ở linh mạch trung tăng thêm ôn dưỡng, không ra mấy năm nhất định trở thành tuyệt thế thần kiếm. Đến lúc đó chúng ta thái hư thần tông ở Côn Luân khư địa vị sẽ nâng cao một bước. Ân học kiến ngưỡng mặt cười to nói. Thái hư thần tông sở dĩ hiện tại đều chỉ là cỡ trung tông phái, chính là khiếm khuyết một thanh trấn giáo siêu cấp thần binh. Hiện giờ có thần kiếp, trực tiếp đền bù cái này không đủ, chỉ cần đang đợi chút năm, Thái Hư Thần Tông sẽ có chất lột xác. Đại Thánh Tử, dâng lên thần kiếp cung thiên thu công không thể không, bổn tọa phong nàng vì mà tịch trưởng lão, chân chính bái nhập ngươi môn hạ, ngươi muốn dốc lòng bồi dưỡng. Đến nỗi Tam Thánh Tử bế quan thời gian cũng có thể thích hợp ngắn lại. Các vị đều không có dị nghị đi. Ân học kiến trầm giọng hỏi. Mọi người chăm miệng một lời mà nói, Phó Tông Chủ Thánh Minh. Bởi vì cung thiên thu thuận lợi mọi bề, bảy đại thánh tử đối cung thiên thu phong bình không tồi, hơn nữa đại thánh tử cùng cung thiên thu quan hệ ái muội mặc dù không có thần kiếp chuyện này phong cung thiên thu một cái mà tịch trưởng lão đều sẽ không bị nghi ngờ thần kiếp bổn tỏa tạm thời từ bổn bảo đảm quản đi trước thánh mạch tụ linh trận trung tẩm bổ đều lui ra đi ân học kiến như đạt được trí bảo hắn cảm thấy thái hư thần tông vĩ đại phục hưng sắp tới đại thánh tử cũng là thỏa thuê đắc ý cung thiên thu được như ước nguyện xưng là trưởng lão bước lên chân chính cao tầng chính mình cũng có thể ở nàng trước mặt hiển lộ một phen tư thế oai hùng. Đại thánh tử phản hồi trúc ốc, liền nhìn đến cung thiên thu đang ở rừng trúc qua lại đi dạo bước, thoạt nhìn có chút nôn nóng bất an. Đại thánh tử, người nhưng tính đã trở lại. Nhìn thấy đại thánh tử, cung thiên thu bận rộn lo lắng thấu đi lên nũng nịu mà chào hỏi. Đại thánh tử thuận thế đem cung thiên thu hoàn eo ôm, dùng sức lắc lắc bím dây thừng, cười nói, tưởng niệm anh Tuấn tiêu sái bổn tọa đi. Mỹ nhân nhi an tâm lạc, ở bổn tọa cường thế yêu cầu hạ, phó tông chủ phong ngươi vì thái hư thần tông mà tịch trưởng lão. Chuôi này thần kiếp cũng chính thức bị phó tông chủ mang đi thánh mạch tẩm bổ, tin tưởng không dùng được mấy năm là có thể trở thành tuyệt thế thần binh. Mà tịch trưởng lão, cung thiên thu trong lòng kinh hỉ vạn phần, trên mặt lại làm ra một chút mất mắt biểu tình, nhìn thấy mà thương. Đại thánh tử bận rộn lo lắng hống nói, này bất tài vừa mới bắt đầu sao, chờ ngươi thực lực có điều tinh tiến, địa vị tự nhiên nước lên thì thuyền lên lại vô dụng chờ bổn tọa chấp trưởng thái hư thần tông khi, phong ngươi vì phó tông chủ chơi chơi cũng không nếm không thể đâu. Nghĩ như thế nào, bổn đối nghịch ngươi đủ hảo đi. Kia ta về sau liền toàn dựa vào ngươi lâu. Cung thiên thu vui mừng khôn xiết, nhưng ngay sau đó sắc mặt lại có chút mất mát mà nói, chính là như thế nào mới có thể nhanh chóng tăng lên thực lực đâu. Ngươi không phải có được cắn nuốt linh can linh cốt sao, bổn tọa cho ngươi ba điều thần mạch làm tưởng thường, ở cung cấp điểm thiên tài địa bảo, Đại thánh tử cười ngâm ngâm mà nói, mỹ nhân nhi hiện tại nhưng vừa lòng. Phi thường vừa lòng. Cung Thiên Thu vui vẻ ra mặt, thậm chí đối với đại thánh tử làm sằng làm bậy tay đều không như vậy mâu thuẫn. Một phen ôn tồn sau, Cung Thiên Thu trực tiếp đi vào ba điều thần mạch phụ cận. Không hổ là Côn Luân Khư Đại tông phái, như thế quy mô linh mạch nói ban thường liền ban thường. Cung Thiên Thu không hề có chút do so dự, nhanh chóng vận chuyển cực đoan cắn nuốt công pháp côn luân khư nội linh khí sung túc thả tinh thuần cung thiên thu thực lực cũng đang không ngừng tăng lên quá tuyệt vời dùng dẫn lôi trận pháp tôi thể sau vẫn là lần đầu tiên có cơ hội hấp thu như thế quy mô linh mạch chi lực cung thiên thu tham lam cắn nuốt linh khí trong cơ thể khí cơ cũng nhanh chóng tăng lên kế tiếp ba ngày cung thiên thu cơ hồ là mất ăn mất ngủ tu luyện đại thánh tử cũng không có quấy dày ân học kiến nói được rõ ràng muốn cho hắn dốc lòng bồi dưỡng cung thiên thu cũng không thể chỉ câu nệ với cảm tình bồi dưỡng không phải. Lại là ba ngày sau, cung thiên thu chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, chậm rãi mở mắt ra, nàng có thể rõ ràng cảm giác được thực lực của chính mình lại biến cường. Diệp quân lâm, người cấp làm giáo chủ chờ, chờ bản giáo chủ trở nên càng cường, liền đi diệt ngươi. Cung thiên thu tin tưởng tăng nhiều, ở nàng xem ra côn luân khư tu luyện tài nguyên hơn xa thế tục giới có thể so sánh. Liền tỷ như này thần mạch cùng thánh mạch thế tục giới liền không có. Giống hai đại dị tộc cái loại này cấp bậc linh mạch đã xem như đỉnh cấp tu luyện tài nguyên, nhưng mà ở côn luân khư bị bỏ qua nếu giải rách. Như thế đối lập dưới, thực lực của chính mình tấn trước tốc độ muốn xa xa vượt qua diệp quân lâm đám người. Tuy rằng phía trước giao thủ bị diệp quân lâm toàn diện áp chế, nhưng là chỉ cần chính mình tăng lên tốc độ mau, như vậy siêu việt bọn họ cũng không dùng được bao lâu. Còn có diệp quân lâm rèn phương pháp bản giáo chủ cũng muốn được đến, đến lúc đó giống thái hư thần tông loại này loại hình tông phái đều có thể vì ta sử dụng hạ quyết tâm cung thiên thu càng thêm điên cuồng tiến hành cắn nuốt bên kia từ tiêu phong tử sát bị diệp quân lâm ngăn trở tâm thái cũng hoàn toàn đã xảy ra biến hóa hơn nữa làm cho diệp quân lâm đám người mặt làm ra hứa hẹn các vị phía trước đủ loại đều là ta sai nhưng ta hiện tại còn không thể chết được ta phải thân thủ giết cung thiên thu báo thù đợi cho chính tay đâm kẻ thù sau ta lại tự hành chấm dứt, cũng coi như là hoàn lại trong khoảng thời gian này chính mình phạm phải tội lỗi. Tiêu Phong nói năng có khí phách mà nói. Mọi người sôi nổi khuyên bảo, nhưng là Tiêu Phong hiển nhiên đã làm tốt quyết định, không có chút nào xoay chuyển đường sống. Bất đắc dĩ chỉ phải đối Tiêu Phong mặc kệ nó. Nhưng mà trên thực tế Tiêu Phong còn có mặt khác ý tưởng, đó chính là tái kiến cung Thiên Thu hỏi cái minh bạch. Lúc trước cung Thiên Thu rõ ràng đều là chính mình nữ nhân, như thế nào còn sẽ như thế đãi hắn? nếu không phải bởi vì thâm ái, lại sao có thể đem cả người đều hiến cho chính mình. Chờ đến này đó nghi ngờ toàn bộ hiểu biết, lại thân thủ đem cung thiên thu chém giết. Chờ báo xong thù lại tự sát tả tội. Vì thế tiêu phong lâm vào mất ăn mất ngủ điên cuồng tu luyện bên trong. Mặc dù diệp quân lâm đều không thể khuyên can, chỉ phải tùy ý hắn như thế tu luyện thậm chí còn dẫn hắn tiến vào thần mạch tôi thể tăng lên. Diệp quân lâm đối tiêu phong tình cảm phi thường phức tạp, hiện giờ tiêu phong chính mình có tính toán, kia liền từ hắn tới. Đúng lúc này, Thượng Đế chi não truyền đến một cái tin tức lớn. Hắn ở dò xét siêu cấp linh mạch trong quá trình, ngoài ý muốn phát hiện khoảng cách chiến ưng quốc cách đó không xa khu vực có một chỗ năng lượng bạo lều. Nếu như không phải Thượng Đế chi não kịp thời đóng cửa dò xét khí, chỉ sợ sẽ bị luồng năng lượng này trực tiếp căng bạo. Nơi này ẩn chứa năng lượng khủng bố đến cực điểm, bảo thủ phỏng trưng, muốn so với phía trước phát hiện thánh mạch cường đại mấy lần, thậm chí mười mấy lần đây là thượng đế chi não nguyên lời nói. Chỉ là thượng đế chi não không rõ ràng lắm nên như thế nào tiến vào trong đó, nếm thử nhiều loại biện pháp đều bất lực trở về. Rơi vào đường cùng, thượng đế chi não chỉ có thể kêu Diệp Quân Lâm tiến đến hỗ trợ. Diệp Quân Lâm vui vẻ đáp ứng, hắn đang có chút phạm sầu. Bởi vì phía trước liên tục sử dụng mấy điều thánh mạch tôi thể, hiện giờ bình thường thánh mạch đều không thể làm hắn có chất tăng lên cho nên Diệp Quân Lâm hiện tại nhu cầu cấp bách cường đại hơn năng lượng nguyên tiến hành tôi thể một đường không nói chuyện Diệp Quân Lâm căn cứ thượng đế chi não cung cấp vị trí tin tức đổi lại đây Diệp Tiên Sinh người cuối cùng tới ta nói khủng bố năng lượng nguyên liền ở phía trước thượng đế chi não vội vàng mà nói Diệp Quân Lâm theo thượng đế chi não ngón tay phương hướng nhìn lại liền thấy phía trước là một mảnh rừng cây trên thực tế nơi này bản thân liền ở vào một mảnh nguyên thủy rừng rậm bên trong chẳng qua năng lượng nguyên phụ cận thảm thực vật càng thêm khoa trương. Bình thường dây đằng đều có thùng nước phẩm chất, quái thạch đá lởm chởm, rừng rậm chỗ sâu trong lại là yên tĩnh vô cùng. Sở hữu điều thú cũng không dám tới gần, phảng phất nơi đó cất giấu nào đó khủng bố đồ vật giống nhau. Ngươi như thế nào không theo tới? Diệp quân lâm đi gặp thượng đế chi não cũng không có đuổi kịp, có chút kỳ quái hỏi. Thượng đế chi não trầm giọng nói, ta phía trước tới gần quá, nếu không phải ăn mặc này thân chiến y, chỉ sợ đã sớm bị kia cổ năng lượng đánh chết. Diệp quân lâm trong lòng dùng mình, quay đầu liền nhìn đến thượng đế chi não kéo ra áo ngoài, lộ ra hắn tỉ mỉ chế tạo chiến y đã là rách mướp. Đặc biệt ngược chỗ xuất hiện rõ ràng xé rách khẩu. Loại này chiến y có thể chống đỡ côn luân khư đỉnh cấp cường giả toàn lực một kích, thế nhưng cũng bị hư hao đến tận đây. Diệp quân lâm có chút khiếp sợ, ngay sau đó liên tưởng đến thiên môn phụ cận năng lượng đại trận. Hay là nơi này cũng là, Diệp quân lâm trầm giọng nói, vậy ngươi cách khá xa một chút, ta chính mình đi tra xét tình huống. Hảo, thượng đế chi não không có chút nào do dự liền lui đi ra ngoài, hiển nhiên bị phía trước phản chấn năng lượng dọa ra bóng ma tâm lý. Diệp quân lâm tiếp tục đi trước, quả nhiên liền ở phía trước tiến trăm mét sau, xuất hiện rõ ràng năng lượng cản trở cảm. Nhưng kỳ quái chính là chung quanh cũng không có bất luận cái gì trận pháp năng lượng xuất hiện, thật giống như cổ lực lượng này là thiên nhiên tồn tại giống nhau muốn ngăn lại lão tử. Diệp quân lâm vận chuyển cơ sở công pháp, tức khắc tản mát ra khủng bố năng lượng cùng chi đối kháng, lúc này mới có thể tiếp tục đi trước. Ông, vận mệnh chú định phảng phất truyền đến một đạo đột nhiên xâm nhập nào đó đặc biệt khu vực không gian sai động tiếng vang. Diệp quân lâm thân thể cũng có loại cảm giác này, tuy rằng chung quanh cảnh sát không có bất luận cái gì biến hóa, nhưng là nơi này phảng phất thời gian lưu động đều biến thong thả một chút. Đây là tình huống như thế nào? Diệp quân lâm lòng tràn đầy nghi hoặc, nếm thử một chút cực nhanh lắc mình, quả nhiên so trạng thái bình thường thông thả một chút. Khu vực này có cổ quái. Diệp quân lâm bắt đầu khắp nơi tìm kiếm có hay không cùng loại với đồng thao môn linh tinh nhập khẩu. Nhưng mà một phen tra xét sau, như cũ bất lực trở về. Tuy rằng không có tìm được tương ứng nhập khẩu, nhưng là khu vực này cấp diệp quân lâm cảm giác càng ngày càng giống côn luân khư bí cảnh. Chẳng lẽ nơi này cũng là nào đó che giấu bí cảnh? nhưng là dựa theo lẽ thường tới giảng, như thế nào cũng nên có cái nhập khẩu linh tinh địa phương A. Thật là cổ quái tới rồi cực điểm A. Diệp quân lâm lại khắp nơi tìm tòi một phen, như cũng không có bất luận cái gì đột phá tính phát hiện. Nhưng là có thể rõ ràng cảm giác được càng đi bên trong đi, lực lượng cảm ứng liền càng mãnh liệt. Có lẽ cùng những cái đó siêu cấp linh mạch bị bìa một dạng, chân chính cửa ra vào bị ẩn tàng rồi. Có lẽ chính là bí cảnh người trong phong ấn rất nhiều siêu cấp linh mạch, chẳng qua bọn họ hiện tại ngăn cách với thế nhân. Diệp quân lâm suy đoán nói, lại hướng rừng cây chỗ sâu trong đi rồi một đoạn, Diệp quân lâm đột nhiên cảm giác được một tia tim đập nhanh, liền phảng phất bị nào đó đổ vật âm thầm nhìn trộm giống nhau. Bận rộn lo lắng phóng thích lực lượng tiến hành dò xét, nhưng mà thực mau Diệp quân lâm liền ngạc nhiên phát hiện, chính mình dò xét năng lực tại đây khu vực đều bị nhược hóa rất nhiều. Thật lâu sau lúc sau được đến phản hồi, cũng không có phát hiện khả nghi nhân viên vẫn là trước tiên lui đi ra ngoài đi. Diệp quân lâm vì bảo hiểm khởi kiến nhanh chóng lui ly khu vực này. Rốt cuộc hiện tại đến từ chính Côn Luân Khư nguy hiểm còn chưa giải quyết, không cần thiết hiện tại mạo hiểm đi làm mặt khác sự tình. Diệp tiên sinh, bên trong đến tột cùng tình huống như thế nào? Thượng đế chi não thấu đi lên hỏi. Diệp quân lâm trầm giọng nói, không có bất luận cái gì phát hiện, trước đem cái này địa phương đánh dấu hảo, chờ ta xử lý xong Côn Luân Khư sự tình lúc sau lại qua đây tra xét. Tốt, Thượng Đế Chi Não vẫn chưa thâm hỏi. Diệp Quân Lâm tiếp tục hỏi, đúng rồi, làm ngươi chế tạo gấp gáp kia phê chiến y cùng vũ khí thế nào? Nhiều nhất nửa tháng, 5.000 bộ chiến y cùng vũ khí là có thể chế tác thành công. Thượng Đế Chi Não tự hào mà nói. Diệp Quân Lâm cười nói, thực hảo, này giúp đỡ ta đại ân. Có này 5.000 bộ chiến y cùng kiểu mới vũ khí, đại bản doanh tuyệt đối tinh anh tổng hợp chiến lực sẽ tiêu thăng, như thế chính mình liền có thể yên tâm tiến vào Côn Luân Khư tìm tòi đến tột cùng. Côn Luân Khư, trời cao phái tổng đà, nghị sự trong đại sảnh, một người dâu tóc bạc trắng lão giả ngồi ngay ngắn với đài cao dựa ghế. Người này đúng là trời cao phái phái chủ tả trọng ngưu, cũng là tả hoàn vũ phụ thân. Phía dưới ngồi tả hoàn vũ, tả vân tông, thiên tư chờ một chúng giáo nội trung tâm cao tầng. Kẻ hèn một cái thế tục giới tu sĩ, thế nhưng có thể đánh lui Thái Hư Thần Tông Tam Thánh Tử cùng một chúng Thiên Kiêu thật sự là không thể tưởng tượng a à. Tạ Trọng Mưu trầm khuôn mặt nói không lâu trước đây Tạ Hoàn Vũ đám người bị thương trở về Tạ Trọng Mưu còn cảm thấy là thiên đại sỉ nhục muốn nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút liền dẫn người giết bằng được báo thù rửa hận không ngờ thực mau liền truyền đến Thái Hư Thần Tông cùng Thiên Thu Giáo liên quân đại tan tác tin tức mặt khác vài vị Thiên Kiêu còn chưa tính nhưng Tam Thánh Tử thực lực phi thường khủng bố Diệp quân lâm thế nhưng cũng có thể chiến thắng xác thật quá cường hãn hiện tại chúng ta xem như báo thù vô vọng tạ hoàn vũ vạn phần cảm khái thậm chí bắt đầu may mắn chính mình lúc ấy chạy trốn cũng đủ mau nếu không thế nào cũng phải toàn quân hủy diệt không thể như thế nhân tài nếu có thể thu về dưới trướng chúng ta đây trời cao phái thực lực tuyệt đối sẽ đại đại gia tăng đúng vậy nhưng hiện giờ chỉ sợ cái này ý tưởng có chút không thực tế ta nhưng thật ra đối diệp quân lâm trên người những cái đó bí mật thực cảm thấy hứng thú, nghe nói hắn rèn bảo kiếm pha triệu thái hư thần tông coi trọng. Đúng vậy, ngay cả bọn họ năm thánh tử cùng sáu thánh tử đều đối loại này rèn kỹ thuật cam bái hạ phong. Trời cao phái mặt khác vài vị trưởng lão nghị luận sôi nổi. Tạ trọng ngư phất phất tay, hiện trường tức khắc an tĩnh lại. Diệp quân lâm đám người có thể ở trong khoảng thời gian ngắn tăng lên thực lực, khẳng định là có nào đó cao thâm công pháp. Nếu là cho chúng ta đoạt được, trời cao phái định có thể thực lực tăng nhiều, hơn nữa đỉnh cấp rèn thuật, chúng ta giáo phái một bước lên trời cũng nói không chừng A. À. Cho nên ta cảm thấy tốt nhất là bắt Diệp Quân Lâm đám người, lấy thê nữ tánh mạng uy hiếp Diệp Quân Lâm giao ra công pháp cùng rèn thuật, các người nghĩ như thế nào? Tạ trọng ngư một phen lời nói tức khắc đạt được tuyệt đại đa số người duy trì. Nhưng cũng có số rất ít người tỏ vẻ hẳn là thận trọng hành sự, để tránh đưa tới tai họa ngập đầu. Phụ thân đại nhân, ngài loại này ý tưởng là tốt nhưng là lấy chúng ta trời cao phái thực lực chưa chắc có thể làm đến a tạ hoàn vỗ đem mọi người trong lòng cuối cùng nghi ngờ nói ra tới tạ trọng mưu cười nói chúng ta đơn độc hành động cố nhiên khó có thể làm được nhưng nếu liên hợp mặt khác mấy cái giáo phái lại đương như thế nào đâu mọi người tức khắc cảm giác thể hồ quán đỉnh nhân tính vốn chính là xu lợi tị hại chỉ cần đem diệp quân lâm có được giá trị khai thành bố công thế lực khác khó tránh khỏi sẽ không động tâm như thế chúng ta liền liên hợp mấy cái ngang nhau thực lực giáo phái hành động, như vậy cũng có thể tránh cho bị hắc ăn hắc. Tạ Vân Tông bổ sung nói. Tạ Trọng Ngưu cười ha ha nói, anh hùng ý kiến giống nhau. Nghĩ đến phụ thân đại nhân đã có liên hợp đối tượng, ta liền lo lắng Thái Hư Thần Tông có thể hay không có hậu tục động tác, rốt cuộc bọn họ lần này bị thương là Tam Thánh Tử A. Tạ Hoàn Vũ Trầm giọng nói. Thiếu chủ lo lắng cũng không phải không có lý, Tam Thánh Tử là Thái Hư Thần Tông Phó Tông Chủ Ân Học Kiến Ái Đồ, hắn có thể hay không vì đồ đệ xuất đầu đâu nếu việc này bị Thái hư thần tông chặn ngang một chân chúng ta chưa chắc là có thể thành công được đến những cái đó bảo vật xác thật có chút phiền phức a à. Tạ trọng ngưu vẫy vẫy tay nói yên tâm đi các vị ân học kiến người kia ta hiểu biết hắn là người cực kỳ cao ngạo không coi ai ra gì toàn bộ Thái hư thần tông trừ bỏ tông chủ bị hắn xem ở trong mắt những người khác hắn trong lén lút đều khịt mũi coi thường như thế cao ngạo người tất nhiên sẽ không cử toàn tông chi lực đi trước thế tục giới giết người, hắn sẽ cảm thấy làm như vậy phi thường rất giá trị con người. Mọi người sôi nổi gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Tạ trọng mưu vừa thấy những người khác đều đánh mất nghi ngờ, trầm giọng nói, hoàn vũ, người tự mình đi này tứ đại tông phái phát thiệp mời, liền nói ta có chuyện quan trọng thương lượng. Mọi người tức khắc giật mình không thôi, xem ra tạ trọng ngưu sớm có mưu hoa, liền thiệp mời đều trước tiên viết hảo. Tạ hoàn vũ vui vẻ lĩnh mệnh, Hắn vốn là đối với báo thủ phi thường tích cực, thậm chí ảo tưởng tương lai phải hảo hảo tra tấn Diệp Quân Lâm một phen để giải trong lòng chi hận. Ban đêm, trời cao phái đại bài yên yến. Theo tạ hoàn vũ phân phát thiệp mời, tứ phương tông phái cầm lái giả đúng hẹn tới. Bọn họ giáo phái tổng hợp thực lực cùng trời cao phái không phân cao thấp, phân biệt là thần đao môn, lăng vân kiếm tông, vù tinh phái, thiết quyền giúp. Vài vị có thể tiến đến, tạ mỗ vinh hạnh chi đến, trước kính các vị một ly cầu chúc đại gia hợp tác vui sướng. Tạ Trọng Mưu cười ha hả mà nói, "Tạ trưởng môn quá khách khí." "Đúng vậy, Tạ trưởng môn có này trò chuyện tốt còn nghĩ tại hạ, đúng là vinh hạnh a." "Như thế nào hợp tác nói thẳng đi. Chúng ta tất nhiên to lớn tương trợ." Tứ đại tông môn cầm lái giả đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch. Tạ Trọng Mưu vẫn chưa có chút dấu giếm, trực tiếp đem Diệp Quân Lâm sự tình nói thẳng ra, hơn nữa đem nguy hiểm cùng ích lợi đều đem rõ ràng. Audio điện tử võ tấn bền. Các vị nghĩ như thế nào? Tạ trọng mưu hỏi. Phu tinh phái trưởng môn thẩm bác đảng dẫn đầu tỏ thái độ, ta cảm thấy được không, tuy rằng tam thánh tử sát vũ mà về, nhưng bổn tỏa thực lực so với hắn cường rất nhiều. Càng có chư vị to lớn tương trợ, gì sâu không thể bắt sống diệp quân lâm. Thần đao môn môn chủ phó hàn tuyết phụ họa nói, thẩm trưởng môn lời nói cực kỳ, ta đối diệp quân lâm rèn thuật cực cảm thấy hứng thú, Đúng vậy, chúng ta thiết quyền giúp chính là lấy luyện thể là chủ, không nghĩ tới Diệp Quân Lâm là cái tuần thể tu, hắn công pháp tất nhiên cao thâm khó đoán." Thiết quyền giúp bang chủ Từ Vạn Thông tham lam mà nói. Lăng Vân Kiếm Tông tông chủ Âu Dương Siêu cũng chút nào không che giấu tham lam chi tâm, cười nói: "Đến lúc đó chỉ cần chúng ta tài nguyên cùng chung, ta tất nhiên huề tinh nhuệ đi trước." "Chư vị yên tâm, ta chưa bao giờ nghĩ tới độc chiếm, nếu không lại như thế nào sẽ không chút nào giấu giếm Diệp Quân Lâm giá trị đâu?" nếu mọi người đều không có dị nghị, kia chúng ta 5 ngày sau hợp binh một chỗ, tiến quân thế tục giới. Tạ trọng mưu trầm giọng nói. Một lời đã định, tứ đại tông phái cầm lái giả nâng chén cùng uống, liên hợp đối phó Diệp Quân Lâm đã là gõ định. Đại bản doanh nội, thượng đế chi não chế tạo 5.000 bộ trang bị đúng hạn hoàn thành, thả toàn bộ vận đến đại bản doanh. Diệp Quân Lâm chọn lựa 5.000 danh tinh anh phân phát đi xuống, một chi có được đỉnh cấp công phòng vũ khí tinh nhuệ bộ đội như vậy thành hình. Hơn nữa trong khoảng thời gian này mọi người đi trước thần mạch, thánh mạch tiến hành tôi thể, đại bản danh thành viên tổng hợp chiến lược có chất tăng lên. Ninh Tấn Nghiệp xuất lĩnh 80 danh đội viên cũng tất cả trở về, bọn họ chịu thương đã sớm khỏi hẳn, hiện giờ thực lực lại lần nữa tăng lên. Có này thân trang bị, ta cảm giác chính mình có thể một mình đấu côn luân khư bình thường tu sĩ. Ta như thế nào cảm giác chém giết bình thường thiên kiêu cũng chưa gì vấn đề đâu. Ta cảm thấy người khoác lác công lực so này trang bị uy lực lớn hơn thấy mọi người tin tưởng tràn đầy Diệp Quân Lâm cũng phi thường cao hứng. Đại gia an tĩnh một chút, hiện giờ các người chiến lực sơ cụ quy mô, chấn thủ đại bản doanh dư giả. Cho nên ta quyết định ngày mai xuất lĩnh văn lôi đám người tiến đến Côn Luân khư một truy cứu thế nhưng, tranh thủ đem tai họa ngầm hoàn toàn thanh trừ. Diệp Quân Lâm trầm giọng nói. Mọi người nghe vậy vui mừng khôn xiết, thậm chí đều không có dĩ vãng khủng hoảng. Màn đêm buông xuống, Diệp Quân Lâm vốn định sớm một chút nghỉ ngơi nghỉ ngơi dưỡng sức không nghĩ tới phụ trách che giấu với thiên môn phụ cận tinh anh cấp dưới đột nhiên truyền đến tin tức. Có khả nghi nhân viên từ thiên môn phương hướng xuất hiện, bọn họ thực lực cực cường, phụ trách theo dõi vài tên huynh đệ đã bị giết. Diệp quân lâm ánh mắt hơi ngưng, báo cho cấp dưới không cần tiếp tục truy tung, kế tiếp sự tình giao cho chính mình. Thiên đường có lối người không đi, địa ngục không cửa từ trước đến nay đầu. Không nghĩ tới lão tử không tìm các người tính sổ, các người nhưng thật ra chủ động đưa tới cửa tới nếu tới liền vĩnh viễn lưu lại đi. Diệp quân lâm lập tức thông chi đại bản doanh toàn viên chuẩn bị chiến tranh, hắn còn lại là xuất lĩnh văn lôi đám người ôm cây đợi thỏ. Không bao lâu, Diệp quân lâm liền cảm nhận được mấy đạo cường hán hơi thở cấp tốc tới gần đại bản doanh. Trong đó có ba đạo hơi thở đặc biệt quen thuộc, đúng là thiên tư, tạ hoàn vô cùng với tạ vân tông. Xem ra là trời cao phái người tới trả thù. Diệp quân lâm lập tức làm ra phán đoán. Một lát sau, năm đại tông phái liên quân tiến vào Diệp Quân Lâm đám người tầm mắt. Diệp Quân Lâm quan sát một chút, đại khái hơn 30 người, mỗi người đều thực lực không tầm thường. Đặc biệt dẫn đầu kia mấy người, thực lực chút nào không thể so tam thánh tử nhược, thậm chí còn mạnh hơn thượng một chút. Tạ hoàn vũ sen lẫn trong đám người bên trong, liếc mắt một cái liền thấy được Diệp Quân Lâm. Phụ thân đại nhân, chính là gia hỏa kia đem ta đả thương, hắn chính là Diệp Quân Lâm. Tạ trọng mưu trong mắt hiện lên một mặt sát cơ, ngay sau đó lạnh lùng nói, xem ra thiên môn phụ cận những cái đó đều là người của ngươi. Xem ra ngươi cũng không phải thực ngốc, ta còn tưởng rằng trời cao phái là cái ngốc tử môn phái đâu. Diệp quân lâm cười ngâm ngâm mà nói. Tạ trọng mưu gửi lạnh một tiếng, nói, chỉ mong quá một lát ngươi miệng còn có thể như vậy ngạnh. Diệp quân lâm, ta khuyên ngươi vẫn là thúc thủ chịu trói đi. Miễn cho chịu ra thịt chi khổ. Đây chính là năm đại môn phái liên quân, này vài vị đều là phái chủ, hơn xa tam thánh tử có thể so sánh. Nếu như động thủ, người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tạ Hoàn Vũ vô cùng kiêu ngạo mà nói. Diệp quân lâm nhún vai, đầy mặt không sao cả mà nói, muốn chết. Khinh bỉ, trần trụi khinh bỉ, Vũ Nhi, lui ra. Tạ trọng mưu về phía trước đi rồi hai bước, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm Diệp quân lâm, ngưng thanh nói, Diệp quân lâm, người sẽ vì người cuồng vọng trả giá thảm trọng đại giới một khi đã như vậy cũng đừng nhiều lời vì tiết kiệm thời gian các ngươi cùng lên đi diệp quân lâm thúc giục nói cuồng vọng tiểu bối bổn tọa đảo tưởng lĩnh giáo một chút người biện pháp hay lời còn chưa dứt một đạo cường tráng thân ảnh giống như mũi tên rời dây cung cực nhanh bắn ra liền thấy vậy người nhắm ngay diệp quân lâm đầu bỗng nhiên tạp ra một quyền ô ô ô quyền chưa tới phong tới trước cả người thân thể ở bay vút trong quá trình mang theo cuồng bạo khí xoáy tụ bởi vì tiến lên tốc độ quá nhanh, thế cho nên ẩn ẩn truyền đến phá không chi âm. Thiết quyền giúp đại trưởng lão, nghe nói quyền kình tu vi đã đạt đến hóa chi cảnh. Mặc dù thập phương núi lớn ở như thế quyền kình hạ đều sẽ bị nháy mắt oanh đến dập nát. Mặc dù không thể trọng thương Diệp Quân Lâm, chỉ sợ cũng sẽ cho hắn cái dao oai phủ đầu. Mọi người nghị luận sôi nổi, kỳ thật ở bọn họ trong lòng vẫn chưa chân chính coi trọng Diệp Quân Lâm. Thậm chí đem tam thánh tử bại trận quy kết với khinh địch đại ý chỉ có tà hoàn vũ cùng tạ vân tông sắc mặt ngưng trọng bọn họ thậm chí diệp quân lâm lợi hại vị này thiết quyền bang đại trưởng lão chỉ sợ nguy hiểm thiết quyền giúp đại trưởng lão thấy diệp quân lâm đứng ở tại chỗ chút nào chưa động phảng phất là bị chính mình này lôi đình một quyền dọa choáng váng dường như nghe nói ngươi là thể tu khiến cho bổn tọa nhìn xem thân thể của ngươi có bao nhiêu ngạnh. thiết quyền giúp đại trưởng lão lại lần nữa bỏ thêm vài phần quyền kinh như ngươi mong muốn diệp quân lâm rốt cuộc động nhưng hắn vẫn chưa né tránh, mà là đón thiết quyền giúp đại trưởng lão phương hướng đồng dạng tạp ra một quyền. Phanh, hai người quyền kình ở trên hư không chung va chạm, phát ra một đạo đinh tai nhức óc trầm đục. Ngay sau đó một đạo thân ảnh cấp tốc đẩy ra, cuối cùng thật mạnh té ngã sao địa. Mọi người nhìn chăm chú xem nhìn, liền thấy thiết quyền giúp đại trưởng lão nằm trên mặt đất đã không có động tính. Đặc biệt hắn toàn bộ cánh tay phải đã không có tung tích, đầu vai cánh tay tàn khuyết chỗ chảy ra máu tươi phá lệ trói mắt. Sao có thể? Gần một quyền liền bại, xác thực mà nói là đã chết. Quả nhiên mọi người liền phát hiện Thiết Quyền giúp đại trưởng lão hai chân vừa dẫm hoàn toàn không có sinh cơ. Ao ao xôn xao, Ngũ Phái Liên Quân một mảnh ồ lên, Thiết Quyền giúp đại trưởng lão thực lực ở mọi người chung tuyệt đối có thể bài tiến tiền người. Đặc biệt hắn lấy đồng bì Thiết Cốt Quyền Kình Cương mãnh sưng, nhưng mà ở chính diện oanh kích dưới tình huống, thế nhưng bị chết như thế thảm thiết. Diệp Quân Lâm hảo cường a mọi người không còn có chút nào coi khinh chi tâm. Thiết quyền giúp bang chủ từ vạn thông giết gào nói, Diệp quân lâm, người cũng dám giết ta giúp trưởng lão, bổn tòa hôm nay muốn đem người bầm thây vạn đoạn. Đừng có gấp, ta thực mau khiến cho người đi bồi hắn. Diệp quân lâm trêu chọc nói, từ vạn thông tức khắc nổi giận, ngay sau đó liền tưởng đối diệp quân lâm ra tay, nhưng mà trước tiên một bước bị tạ trọng mưu ngăn lại. Từ bang chủ chớ có xúc động, diệp quân lâm thực lực phi phàm, khủng phi một người có thể địch vì bảo hiểm khởi kiến chúng ta vẫn là cùng nhau thượng thì tốt hơn tạ trọng mưu truyền âm nói Từ vạn thông tức khác bình tĩnh lại tuy rằng hắn so đại trưởng lão thực lực cường nhưng cũng tuyệt đối không tới có thể đem này nháy mất hạ gục trình độ chỉ bằng điểm này tới xem diệp quân lâm thực lực xác thật khủng bố đơn độc đối chiến muốn thủ thắng khó như lên trời chúng ta năm người bám trụ diệp quân lâm còn lại người đi bắt hắn thê nữ nhớ lấy tốc chiến tốc thắng tạ trọng mưu lập tức hạ đạt mệnh lệnh Mặt khác vài vị cầm lái giả sôi nổi hướng bên ta môn phái người trong gật gật đầu, mọi người nhanh chóng thống nhất tác chiến kế hoạch. Diệp quân lâm ánh mắt hơi ngưng, hắn có thể cảm nhận được này năm vị tông phái cầm lái giả thực lực toàn cao hơn tam thánh tử. Đến đây đi, Diệp quân lâm trầm giọng nói. Thần đao môn môn chủ phó hàn tuyết thỉnh chỉ giáo. Phu tinh phái phái chủ thẩm bác đảng thỉnh chỉ giáo. Thiết quyền giúp bang chủ từ vạn thông thỉnh chỉ giáo. Lăng vân kiếm tông tông chủ Âu Dương siêu thỉnh chỉ giáo trời cao phái phái chủ tạ trọng mưu thỉnh chỉ giáo. Lời còn chưa dứt, năm vị cầm lái giả đã phân nhiều phương hướng đem Diệp Quân Lâm vây quanh lên. Phan lôi đám người vốn dĩ tính toán lại đây hỗ trợ, lại bị Diệp Quân Lâm trước tiên một bước ngăn lại. Bên này từ ta chính mình ứng phó, các người đối phó những người khác, có thể sát tắc sát, tốc chiến tốc thắng. Diệp Quân Lâm lạnh lùng nói. Mọi người tuy rằng lo lắng Diệp Quân Lâm, nhưng đối với mệnh lệnh của hắn chưa bao giờ nghi ngờ. Sát, Tạ trọng mưu khẽ quát một tiếng, năm người cơ hồ cùng thời gian khởi xướng tiến công. Đao cương lập lè, kiếm mang tung bay, quyền ảnh thật mạnh, ám khí như mưa. Năm vị cầm lái giả thủ đoạn tẫn hiện, trực tiếp đem diệp quân lâm vây quanh cái mưa gió không ra, các khả năng tránh né phương hướng đều bị hoàn toàn phong bế. Tới hảo, diệp quân lâm chiến ý nghiêm nghị, nhanh chóng vận chuyển cơ sở công pháp, trong lúc nhất thời hơi thở uy áp tràn ngập mở ra lại xem Diệp Quân Lâm bên ngoài thân kim sắc thần vẫn lưu chuyển, thực mau liền hình thành mấy đạo dày nặng năng lượng vòng bảo hộ. Ken ken ken, ám khí dẫn đầu đánh ở năng lượng vòng bảo hộ thượng, phát ra lưỡi mác vang lên chói tai tiếng vang. Quyền ảnh dày nặng như núi, nhất ngoại tầng năng lượng vòng bảo hộ bị áp bách đến ẩn ẩn biến hình, nhưng là lại chưa đụng tới Diệp Quân Lâm mảy may. Đao cương kiếm mang ngang dọc đan xen núi gót tới, chuyên môn chọn lựa năng lượng vòng bảo hộ biến hình chỗ chém giết từ vạn thông chiêu thức đại khai đại hợp cương mãnh vô cùng, phụ trách chính mãn tiến công hấp dẫn Diệp Quân Lâm lực chú ý. Thẩm Bác đảng chủ tu ám khí cùng độc, ám khí như mưa xuống quấy nhiễu Diệp Quân Lâm tâm thần. Phó Hàn Tuyết cùng Âu Dương Siêu một đao một kiếm phụ trách nói bóng nói gió, chủ công Diệp Quân Lâm hai cánh vị trí. Tạ Trọng Mưu thân pháp quỷ mị, che giấu khởi thức công pháp lô hỏa thuần thanh, hắn phụ trách đang âm thầm tìm kiếm tuyệt hảo cơ hội, cấp cho Diệp Quân Lâm một đòn chí mạng. Không thể không nói năm vị cầm lái giả tiến công giống như thủy ngân tả mà, hoàn toàn không cho Diệp Quân Lâm chút nào thở dốc cơ hội. Hảo cường phòng ngự, thể tu cũng quá biến thái đi. Khó trách đại trưởng lão bị nhất chiêu nháy mắt hạ gục. Từ vạn thông trong lòng cảm khái, thiết quyền giúp chính là lấy thể tu là chủ, đối bọn họ tới nói một đôi thiết quyền đó là tốt nhất binh khí. Nhưng cùng Diệp Quân Lâm thân thể cường ngạnh trình độ so sánh với đã có thể kém quá xa nếu có thể đem loại này luyện thể thuật lộng tới tay, thiết quyền giúp trực tiếp cất cánh. Năm người vòng thứ nhất tiến công kết thúc, Diệp Quân Lâm bên ngoài thân năng lượng vòng bảo hộ chỉ dư lại cuối cùng một tầng. Cục diện phảng phất bị năm đại môn phái cầm lái giả chặt chẽ khống chế. Nhưng mà không đợi năm người khởi sướng đợt thứ hai tiến công, Diệp Quân Lâm bên ngoài thân năng lượng vòng bảo hộ lại lần nữa kịch liệt tăng nhiều, giống như phủ thêm vô số tầng dày nặng áo giáp. Này ngưng tụ năng lượng tốc độ cũng quá nhanh đi. Nam đại trưởng đà giả có chút nghẹn họng nhìn chân chối phải biết rằng ở vòng thứ nhất cùng đợt thứ hai tiến công hàm tiếp giai đoạn thẩm bác đảng ám khí công kích vẫn chưa đình chỉ hoặc là nói sao hàm tiếp giai đoạn chủ yếu tiến công điểm chính là ám khí cho nên diệp quân lâm là ở ứng đối công kích đồng thời nhanh chóng bổ sung năng lượng vòng bảo hộ diệp quân lâm là thuần thể tu tuyệt đại bộ phận thân thể khó có thể xuyên thủng tập trung công kích hắn uy hiếp tạ trọng ngưu thân hình một bên không ngừng biến hóa phương vị một bên cấp mặt khác mấy người truyền âm. Thẩm bác đảng trầm giọng nói, ta công kích hắn hai mắt, phó môn chủ cùng Âu Dương Tông chủ công kích hắn tả hữu hai lạc. Từ bang chủ chuyên tấn công hắn huyệt thái dương cùng trái tim, tạ phái chủ ám sát diệp quân lâm giữa lưng. Này kế cực diệu, mọi người gật đầu đồng ý, này đó bộ vị tương đối tới nói đều là tu sĩ yếu ớt bộ vị, mặc dù là thuần thể tu cũng không ngoại lệ. Trở nên gay gắt đến không tồi, nhưng ta tưởng nói chính là các người quá ngây thơ rồi. Diệp Quân Lâm chợt vận chuyển cơ sở công pháp, bên ngoài thân kim sắc quang mang thần vận càng thêm rõ ràng, giống như một tôn thượng cổ chiến thần giáng thế. Ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, hết thảy kế hoạch đều không làm nên chuyện gì. Diệp Quân Lâm lạnh lùng nói: "Năm tên cầm lái giả không tin ta, lại lần nữa khởi xướng tân một vòng tiến công." Lần này bọn họ không hề thử sâu cạn, Diệp Quân Lâm bên ngoài thân năng lượng vòng bảo hộ cũng rốt cuộc tại đây luân tiến công dưới rách nát mở ra. Chính là giờ phút này, Tạ Trọng Mưu phát hiện sơ hở, đúng là năng lượng vòng bảo hộ rách nát nháy mắt, hắn thân hình cực bắn mà ra, trong chớp mắt liền đến phía sau. Hắn cho rằng đây là ngàn năm một thuở cơ hội, mặc dù không thể đánh chết Diệp Quân Lâm, cũng hoàn toàn có thể bị thương nặng hắn. Bá, kiếm quang chợt lóe, kinh hồng đâm vào Diệp Quân Lâm giữa lưng vị trí. Đinh, một đạo thanh thúy kim loại thanh truyền đến, nguyên bản sắc bén vô cùng bảo nhận thế nhưng bị cường đại lực lượng chiết ra một cái cực đại góc độ. Trái lại Diệp Quân Lâm ra mặt tầng ngoài cũng chưa phá, chỉ ở trên người xuất hiện một cái nhỏ đến không thể phát hiện thật nhỏ điểm trắng. Đánh lén đến không tồi, bán cho người sơ hở, người còn tin là thật. Diệp Quân Lâm hài hước thanh âm vang lên. Không xong, tạ trọng mưu trong lòng đột nhiên dâng lên một tia điểm xấu dự cảm, bản năng muốn rút kiếm tránh né đi ra ngoài. Chậm, Diệp Quân Lâm lạnh băng thanh âm lại lần nữa vang lên. Liền thấy hắn thân thể giống như con quay chuyển qua tới, nhanh chóng dò ra ba ngón tay, tinh chuẩn vô cùng niết ở trường kiếm nhận bộ. Cấp bổn tọa buông ra. Tạ Trọng mưu chợt quay cuồng thân thể, muốn bằng vào quay người chi lực tránh thoát Diệp Quân Lâm trói buộc. Nhưng mà hắn này bỗng nhiên phát ra lực lượng, thế nhưng bị Diệp Quân Lâm nhẹ nhàng hóa giải, liền quay người động tác cũng không làm ra. Lực lượng của người quá yếu. Diệp Quân Lâm sâu kín mà nói. Khi nói chuyện Diệp Quân Lâm tay trái nhẹ đạn trường kiếm nhận bộ. Ông! Theo mũi kiếm kịch liệt chấn động, tạ trọng mưu chỉ cảm thấy trợ thủ đắc lực tê dại, trải qua ngắn ngủi chống cự sau rốt cuộc vẫn là buông lỏng tay ra. Cùng lúc đó thân hình ngược hướng bắn nhanh mà ra, hắn cảm giác được Diệp Quân Lâm huy động cánh tay, một cổ cường hắn cự lực gào thét mà ra. Nếu không tiến hành tránh né, chính mình mặc dù có thể giữ được tánh mạng, chỉ sợ cũng đến trọng thương xong việc. Bá Bá Bá, Phó Hàn Tuyết cùng Âu Dương siêu tiến công vô phùng hàm tiếp diệp quân lâm lại là trở tay huy động cướp đoạt lại đây trường kiếm mấy đạo kiếm khí gào thét mà ra leng keng leng keng leng keng trong hư không hỏa tinh bắn ra bốn phía hai vị cầm lái giả bị đánh bay đi ra ngoài cùng lúc đó thẩm bác đảng ám khí lại lần nữa công tới đánh lén lại có thể như thế nào diệp quân lâm chợt vận chuyển công pháp thế nhưng dùng hơi thở trực tiếp đem ám khí mạnh mẽ tiếp được ngay sau đó ngược hướng phát lực những cái đó ám khí liền như mưa xuống phản xạ trở về, thẩm bác đảng ánh mắt hơi ngưng, lại là có chút trốn tránh không kịp, đầu vai phản bị chính mình ám khí gây thương tích. Hiện tại nên đến phiên lão tử tiến công. Diệp quân lâm chút nào không cho đối phương thở dốc cơ hội, nhắm ngay từ vạn thông thân thể oanh ra một quyền. Từ vạn thông đối mặt này lôi đình một kích, lại muốn tránh lóe đã không kịp, chỉ phải căng ra đầu cùng Diệp quân lâm cứng đối cứng. Phanh, một tiếng trầm vang, từ vạn thông chỉ cảm thấy khủng bố cự lực truyền đến, cả người trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài, thân thể còn ở giữa không chung khi liền miệng phun máu tươi. Diệp quân lâm cũng không cấp từ vạn thở dốc cơ hội, tiếp tục phát điên cuồng tiến công, liên tục tam quyền oanh ở hắn trên người. Tuy rằng từ vạn thông bản năng vận chuyển công pháp tiến hành chống đỡ, nhưng là năng lượng vòng bảo hộ bị Diệp quân lâm một kích mà hội. Cuối cùng ngã xuống đất chết ngất qua đi. Mau lui lại. Mặt khác mấy người ý thức được không ổn, nhưng đã quá muộn. Liên theo bị thương nặng từ vạn thông diệp quân lâm thổi lên phản công kèn diệp quân lâm bằng vào lực lượng cùng tốc độ thượng ưu thế tuyệt đối trực tiếp khống chế toàn bộ chiến cuộc tứ đại môn phái cầm lái giả đối mặt mưa rền gió giữ quyền ảnh oanh kích chỉ có chống đỡ chi công cũng không đánh trả chi lực không bao lâu liền lần lượt bị quyền phong đánh trúng trọng thương ngã xuống đất bảo vệ tông chủ trưởng môn đừng lại ở chỗ này dây dưa đi xuống Cùng văn lôi chiến đấu kịch liệt chính hàm các đại tông phái các trưởng lão cũng ý thức được chiến cuộc có biến, sôi nổi rút khỏi chiến đấu, chiều diệp quân lâm nơi phương hướng đánh úp lại. Chỉ bằng các ngươi cũng tưởng cứu chủ. Lời còn chưa dứt, diệp quân lâm phảng phất hóa thân một đài cỗ máy chiến tranh, mang theo cương mãnh quyền kình khắp nơi hoành hướng sông thẳng. Xẹt qua chỗ liền có bao quanh huyết vụ tuôn ra, chỉ là ngắn ngủn mười mấy giây, liền có bảy tám danh trưởng lão cấp bậc cường giả mệnh vẫn đương trường. TTT, hiện trường không ngừng truyền đến hít hà một hơi thanh âm. Diệp quân lâm khủng bố sức chiến đấu, thật sâu kinh sợ ở năm đại tông phái cường giả nhóm. Trong lúc nhất thời thế nhưng không ai dám tiếp tục phát động tiến công, sôi nổi hướng ở xa thối lui. Văn lôi đám người muốn truy kích, lại nghe Diệp quân lâm trầm giọng nói, giặc cùng đường mạc truy, lại nói chỉ cần này mấy người nơi tay, bọn họ phiên không dậy nổi cái gì sóng to. Diệp quân lâm lắc mình đi vào tả trọng mưu đám người phụ cận, trực tiếp thi triển lực lượng đưa bọn họ trói buộc. Năm vị tông môn cầm lái giả hai mặt nhìn nhau, trên mặt tràn ngập không thể tưởng tượng. Đánh chết bọn họ cũng chưa nghĩ đến, năm người liên thủ ở Diệp Quân Lâm trước mặt sẽ như thế bất kham một kích. Có chút vấn đề yêu cầu các người giải đáp, nếu làm ta vừa lòng nói, ta có lẽ có thể tha các ngươi một mạng. Diệp Quân Lâm lạnh lùng nói. Năm đại tông môn cầm lái giả tuy rằng có tất cả không tình nguyện, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu tỏ vẻ nguyện ý phối hợp nhìn trên người mang theo linh đan diệu rửa cùng thiên tài địa bảo bị diệp quân lâm cướp đoạt không còn năm đại tông phái cầm lái giả như cha mẹ chết từng cái phảng phất xương đánh cả tím hoàn toàn đã không có vừa tới đại bản doanh khi khí thế ngang nhiên vốn định bắt lấy diệp quân lâm được đến hắn rèn thuật cùng với tu luyện công pháp hiện giờ vừa mất phu nhân lại thiệt quân thậm chí liền chính mình đều trở thành tù nhân tùy thời gặp phải vứt bỏ tánh mạng nguy hiểm các ngươi trước cho ta kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu một chút côn luân khư tình huống đi. Diệp quân lâm nói thẳng hỏi. Côn luân khư các đại tông phái thế lực ngang dọc đan xen, mặc dù là ta chờ cũng vô pháp chuẩn xác miêu tả trong đó đến tột cùng có bao nhiêu cường giả. Đúng vậy Diệp tiên sinh, chúng ta tông phái bất quá là loại nhỏ thế lực, càng cao cấp tin tức cũng vô pháp tiếp xúc đến. Nhưng chúng ta nguyện ý đem chính mình sở hiểu biết toàn bộ nói ra. Không sai, ta cũng nguyện ý, chỉ cầu Diệp Tiên Sinh tha mạng cho ta, về sau ta duy Diệp Tiên Sinh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Năm đại tông phái cầm lái giả phía sau tiếp trước tỏ thái độ, hiển nhiên bọn họ cầu sinh dục cực cường. Diệp Quân Lâm vừa lòng gật gật đầu nói, từng chuyện mà nói, đặc biệt là thái hư thần tông tình huống, càng chuyện quan trọng vô toàn diện. Năm đại tông phái cầm lái giả sôi nổi gật đầu, theo sau liền đem sở hiểu biết tình huống toàn bộ báo cho Diệp Quân Lâm. Trải qua một phen hiểu biết sau, Diệp Quân Lâm trong lòng cũng rất là khiếp sợ, Côn Luân khư khổng lồ trình độ xa xa vượt qua hắn tưởng tượng. Dùng một phương thế giới tới hình dung đều không khoa trương, hơn nữa căn cứ bước đầu phán đoán, mặc dù là Thái Hư Thần Tông bảy đại thánh tử cũng chỉ là trẻ tuổi ưu tú giả, nhưng cũng tuyệt đối bài không thượng mạnh nhất chi liệt. Những cái đó siêu cấp đại tông phái thực lực sâu không lường được, vô luận tu luyện công pháp vẫn là tu luyện tài nguyên đều nháy mắt hạ gục chung loại nhỏ tông phái thế lực. Bồi dưỡng ra tới cường giả liền có thể nghĩ đúng rồi diệp tiên sinh cung thiên thu đem một thanh tên là thần kiếp bảo kiếm hiến cho thái hư thần tông phó tông chủ ân học kiến kinh ân học kiến giám định sau bị tôn sùng là trấn giáo thần kiếm phóng với trung tâm thánh mạch trung ôn dưỡng lấy cầu lột xác vì tuyệt thế thần binh sửa tên vì vạn thần chi kiếp cung thiên thu hiến vật quý có công bị ân học kiến phong làm mặt tịch trưởng lão cũng bái nhập đại thánh tử môn hạ đại thánh tử đối này dốc lòng bồi dưỡng hơn nữa theo ta được biết cung thiên thu vì thượng vị cùng đại thánh tử quan hệ ái muội Tạ trọng mưu trầm giọng nói. Cung thiên thu quá đáng giận, thế nhưng liếm mặt mượn hoa hiến Phật. Nữ nhân này quả nhiên là cầu không đổi được ăn phân, đem này bộ lại đưa tới côn luân khư. Cần thiết đem này đánh chết mới có thể giải trong lòng chi hận. Chu tước đám người nghe vậy lòng đầy căm phẫn, không nghĩ tới cung thiên thu ngắn ngủn mấy ngày thế nhưng trực tiếp bỏ tới rồi thái hư thần tông cao tầng. Đặc biệt nàng sử dụng thủ đoạn lệnh người khinh thường, lấy sắc thờ người không hề hạn cuối trong đám người tiêu phong sắc mặt nháy mắt khó coi đến cực điểm song quyền gắt gao nắm lấy móng tay đều khảm vào lòng bàn tay thiên thu người đến tột cùng vì cái gì sẽ như thế đối ta lúc này mới qua đi bao lâu liền xoay người đầu nhập nam nhân khác ôm ấp cũng chỉ vì hướng lên trên bò chẳng lẽ là đại thánh tử cưỡng bách với nàng nghe tạ trọng mưu giảng thuật đại thánh tử rõ ràng chính là cái hoa chung ma vương nhưng vô luận như thế nào cũng không thể như thế đãi ta Tiêu Phong càng nghĩ càng giận, ngực đều kịch liệt phập phồng. Lại có chính là chuôi này thần kiếp cũng là vì chính mình lộ ra tin tức mới mất đi, quyết không thể làm nó rơi vào thái hư thần tông trong tay. Liên tính là đua thượng tánh mạng, cũng muốn đem này đoạt lại. Tiêu Phong hạ quyết tâm, nhưng mà nghĩ đến chính mình hiện giờ tu vi thật sự khó có thể đối phó thái hư thần tông cường giả, lại là một trận vô năng cuồng nộ. Cần thiết tiếp tục cắn nuốt tăng lên tu vi, như vậy mới có thể sớm ngày đạt thành tâm nguyện. Tiêu phong càng nghĩ càng điên cuồng, ngũ quan đều bắt đầu có chút vặn vẹo. Đúng rồi Diệp tiên sinh, ân học kiến đánh giá trôi này thần kiếp rèn thuật mặc dù ở côn luân hư cũng không vượt qua ba người có thể đạt tới. Tạ trọng ngưu lại lần nữa ngữ ra kinh người. Còn có việc này, Diệp quân lâm hơi có chút kinh ngạc. Thần kiếp là căn cứ sư phụ lưu lại phương pháp rèn ra tới, không nghĩ tới ở côn luân hư bên trong đều có thể đánh tới như thế trình độ. Dựa theo tạ trọng Mưu cách nói. Mặc dù toàn bộ côn luân khư đều tìm không ra ba người có thể đạt tới như thế rèn trình độ, cũng quá cường đi. Phải biết rằng thần kiếp bất quá là chính mình tùy tiện rèn ra tới chơi chơi. Nếu chọn lựa càng tốt tài liệu, lại càng thêm tinh tế rèn, như vậy luyện chế ra tới binh khí chẳng phải trực tiếp là có thể đạt tới thần binh tiêu chuẩn. Sư phụ lưu lại đồ vật thật sự quá nghiêu phê, rèn thuật như thế, cơ sở công pháp cũng là như thế. Diệp quân lâm càng thêm tò mò tiện nghi sư phụ đến tột cùng ra sao bối cảnh lưu lại đồ vật chẳng những thích ứng côn luân khư càng có thể ở côn luân khư ở vào đứng đầu trình độ tương lai tìm được sư phụ nhất định phải hướng hắn tìm hỏi rõ ràng lão nhân thật không chuẩn là nào đó siêu cấp tông phái đại lão nếu không không bao giờ như thế nội tình ta tạm thời lưu các ngươi một cái tánh mạng nói vậy các ngươi cũng có liên hệ tông phái bên trong thủ đoạn hiện tại liền báo cho những cái đó đào tầu thủ hạ bảo trì lặng im hơn nữa giúp ta nhìn chằm chằm khẩn thái hư thần tông nhất cử nhất động Tương lai ta tiến vào côn luân khư, còn cần các ngươi tự mình vì ta dẫn đường đâu. Không thành vấn đề đi. Diệp quân lâm lạnh lùng hỏi. Năm đại tông phái cầm lái giả sôi nổi gật đầu, bọn họ hiện tại đối với Diệp quân lâm yêu cầu không dám có chút làm trái. Có thể bảo đảm tánh mạng vô ưu đã là vạn hạnh, đến nỗi cái gì mặt mũi tôn nghiêm, đã sớm bị bọn họ vứt đến trên 9 tầng mây. Còn có đem các người tu luyện công pháp tất cả đều nói ra. Diệp quân lâm lạnh lùng nói, Năm đại tông phái cầm lái giả khóe miệng trừ trừ, giống như này đó đều là bọn họ liên thủ vây công Diệp Quân Lâm ước nguyện ban đầu. Hiện giờ nhân vật thay đổi, thật sự là bồi đến bà ngoại gia. Nhưng vì mạng sống, năm người không dám không vâng theo, chỉ phải đem nắm giữ chiến kỹ cùng công pháp toàn bộ nói ra. Chỉ là năm vị cầm lái giả đều không hiểu, Diệp Quân Lâm so với bọn hắn cường nhiều như vậy, muốn này đó công pháp căn bản là vô dụng a. À. Diệp Quân Lâm muốn mấy thứ này đương nhiên không phải chính mình dùng hắn hiện tại dựa vào cá nhân thuần túy lực lượng cũng đã cũng đủ. Đương lực lượng cùng tốc độ tu luyện đến đỉnh, mặc dù là đơn giản nhất một cái câu quyền, đối với địch thủ tới giảng đều là chí mạng sát chiêu. Cho nên Diệp Quân Lâm hiện tại đối với hoa hòe lè là chiêu thức cũng không coi trọng, nhưng này cũng không đại biểu công pháp đối với những người khác vô dụng. Đặc biệt là văn lôi đám người tu luyện cơ sở công pháp thời gian ngắn ngủi, nếu phối hợp công pháp cùng chiến kỹ, tự nhiên có thể phát huy ra càng cường chiến lực. Diệp Quân Lâm hiện tại là tưởng hết mọi thứ biện pháp làm bên người người tăng lên, rốt cuộc thái hư thần tông bên kia trung quy là cái tai họa ngầm. Mà chính mình lại không có khả năng 24 giờ đều hộ ở mọi người bên người, chỉ cần bọn họ bản thân cường đại mới là giải quyết vấn đề chi đạo. Diệp Quân Lâm đem mấy người nói ra công pháp tất cả ghi nhớ, sau đó căn cứ bên người người từng người đặc điểm tiến hành xứng đôi truyền thụ. Bên kia, Tiêu Phong đã tiến vào tới rồi điên cuồng tu luyện hình thức hắn tưởng mau chóng đi trước côn luân khư tìm được cung thiên thu hỏi rõ ràng, sau đó thân thủ đem này đánh chết báo thù rửa hận. Cắn nuốt, điên cuồng cắn nuốt, tiêu phong ở thượng đế chi não cung cấp thần mạch vị trí mất ăn mất ngủ tu luyện. Tại đây trong lúc diệp quân lâm cùng quân quân bọn người từng khuyên bảo quá tiêu phong, cực đoan cắn nuốt công pháp tệ đoan cực đại. Đặc biệt đối với phi cắn nuốt linh can linh cốt tu sĩ, cực đoan cắn nuốt phương pháp càng là phản vệ cực cường, thậm chí khả năng sẽ có tánh mạng chi yêu. Nhưng mà Tiêu Phong hiện tại căn bản là nghe không đi xuống, hắn mãn đầu óc đều là mau chóng tăng lên thực lực, sau đó tìm cung Thiên Thu báo thù. Mấy lần khuyên bảo không có kết quả, Diệp Quân Lâm đám người cũng liền mặc kệ nó. Cũng may thượng đế chi não tra xét ra thần mạch cũng đủ nhiều, này cũng làm Tiêu Phong có được cũng đủ lực lượng nguyên. Tiêu Phong có thể rõ ràng cảm giác được thực lực của chính mình không ngừng bò lên. Nhưng theo thời gian trôi qua, Tiêu Phong liền phát hiện cắn nuốt liền lâm vào bình cảnh là thời điểm đi báo thù. Tiêu phong âm thầm hạ quyết tâm. Đại bản doanh thành viên ở Diệp Quân Lâm An bài dưới, bắt đầu tu luyện năm đại tông phái cầm lái giả công pháp cùng chiến kỹ. Vì đi trước Côn Luân Khư làm cuối cùng chuẩn bị. Mà Diệp Quân Lâm thừa dịp nhàn hạ rất nhiều, lại đi thượng đế chi não ở chiến ưng quốc phụ cận tra xét tới rồi năng lượng nổ mạnh địa điểm. Lần này Diệp Quân Lâm lại làm rất là kỹ càng tỉ mỉ tra xét, cơ bản có thể phán định đây là một cái cùng loại với Côn Luân Khư thế giới hơn nữa này phiến không gian bên trong thời gian tựa hồ cùng ngoại giới có chút kinh ngạc, nhưng là linh khí tinh thuần độ tuyệt đối có thể nháy mắt hạ gục thần mạch ẩn chứa linh khí. Này đối với Diệp Quân Lâm tới nói chính là nhất sung túc tu luyện tài nguyên, quả thực chính là bên miệng thịt mỡ, hảo hảo lợi dụng đem được lợi vô cùng. Nhưng mà Diệp Quân Lâm vẫn là không có tìm được cùng loại với thiên môn nơi, cái này làm cho hắn quyết định tạm hoãn tiến vào. Căn cứ tả trọng mưu bọn họ theo như lời, mặc dù thiên môn cũng là ở nào đó trong phạm vi tùy cơ biến hóa vị trí. Có lẽ chiến ưng quốc phụ cần cái này độc lập thế giới cũng là như thế, cho nên còn phải tiến hành toàn phương vị quan sát lúc sau lại sử dụng, miễn cho xuất hiện không thể khống trạng huống. Vẫn là trước giải quyết thái hư thần tông phiền toái rồi nói sau. Diệp quân lâm tự mình lầm bẩm Bên kia, thái hư thần tông nội. Cung thiên thu trải qua liên tục mấy ngày cực đoan cắn nuốt thần mạch chi lực, thực lực tăng lên tốc độ cực nhanh, Mặc dù liền cung thiên thu bản thân đều không nghĩ tới lợi dụng thiên lôi tôi thể lúc sau hiệu quả lại là như vậy hảo. Đồng thời cũng phi thường may mắn lúc ấy không đem thiên sư phủ người đuổi tận giết tuyệt. Như vậy liền tính tái ngộ đến cắn nuốt hạn mức cao nhất, còn có thể cưỡng bách thiên sư phủ thúc dục dẫn lôi trận pháp giúp chính mình tôi thể. Như thế tuần hoàn lặp lại là có thể không ngừng tiến hành cực đoan cắn nuốt tăng lên tu vi, thẳng đến vô địch thiên hạ mới thôi cung thiên thu thậm chí đã ở ảo tưởng chính mình đứng ở côn luân khư cường giả đỉnh mỹ diệu cảnh tượng mà cung thiên thu tu vi cảnh giới ở trong khoảng thời gian ngắn tiến bộ vượt bậc cũng làm đại thánh tử càng ngày càng nặng coi thiên thu a tu luyện là muốn làm việc và nghỉ ngơi kết hợp gần nhất mấy ngày ngươi mất ăn mất ngủ tu luyện này với lâu dài kế đều không phải là chuyện tốt đại thánh tử dùng trưởng bối miệng lưỡi nói cung thiên thu thu công xu hướng tâm lý bình thường bận rộn lo lắng gương mặt tươi cười đón chào đa tạ đại thánh tử chỉ điểm, nếu không ta khả năng liền phải vào nhầm lạc lối đâu. Không như vậy nghiêm trọng, nhưng bổn tỏa cũng là vì ngươi hảo. Đúng rồi thiên thu, ngươi có biết bổn tỏa tu luyện chính là cái gì kiếm ý? Đại thánh tử cười ngâm ngâm hỏi. Cung thiên thu đúng sự thật nói, ta chỉ biết tam thánh tử tu luyện chính là vô tình kiếm đạo, còn thỉnh đại thánh tử không tiếc chỉ giáo. Vô tình kiếm đạo quá khô khan, huống chi người bản thân chính là tình cảm động vật, cố tình đoạn tình nhập đạo, chẳng phải tự tin buồn dâu. Đại thánh tử đối vô tình kiếm đạo khịt mũi coi thường, ngay sau đó chuyện vừa chuyển tiếp tục nói, bổn tọa tu luyện chính là thất tình lục dục kiếm đạo. Thất tình lục dục kiếm đạo. Cung thiên thu làm bộ lần đầu tiên nghe được. Đại thánh tử khoanh tay đứng thẳng, nhiễm nhiên một bộ cao nhân phong phạm. Thất tình lục dục mới là nhân chi bổn tính, bổn tọa lấy thất tình lục dục nhập đạo, mới là chân chính thượng thừa kiếm đạo. Thấy cung thiên thu như cũ có nghi hoặc chi sắc, đại thánh tử cười nói, tới cùng bổn tỏa quá hai chiêu, làm ngươi kiến thức kiến thức thất tình lục dục kiếm đạo. Hảo, kia đại thánh tử, thiên thu đắc tội. Cung thiên thu ra chiêu, lại thấy đại thánh tử chút nào chưa trốn, lại không biết khi nào trong tay nhiều một thanh trúc kiếm. Nhẹ nhàng huy động gian, chung quanh sự vật phẳng phất nháy mắt biến hóa, đại thánh tử không biết khi nào khởi cũng đã biến mất. Ngay sau đó cung thiên thu liền nhìn đến trước mắt nhiều người quỳ dạp trên đất, mơ hồ ở hướng chính mình chiều bái, trong đó một người rõ ràng là Diệp Quân Lâm. Cung thiên thu tức khắc cảm giác hỉ thượng trong lòng, khóe miệng không tự chủ được đến hơi hơi dơ lên, nở rộ một mặt kiều mị tươi cười. Không thích hợp, Diệp Quân Lâm sao có thể xuất hiện ở trước mắt đâu. Càng không thể quỳ lại chính mình. Cung thiên thu trong lòng dùng mình, trước mắt cảnh tượng nháy mắt biến mất, nhưng mà cổ gáy đã là hoành một thanh trúc kiếm. Này! Cung thiên thu cái chán tức khắc vươn mồ hôi lạnh, nếu đại thánh tử vừa rồi tâm tồn sát khí, chính mình đã đầu mình hai nơi. Vừa rồi là chuyện như thế nào? Cung thiên thu gian nan mà nuốt khẩu nước miếng, đem trong lòng nghi hoặc hỏi ra tới. Đại thánh tử thu hồi trúc kiếm, ngạo nghễ nói, này đó là thất tình trung hỉ kiếm ý, tuy rằng bổn tỏa không biết ngươi vừa rồi nhìn thấy gì, nhưng là khẳng định là ngươi trong lòng mong muốn, nhưng mà này trong nháy mắt muộn lăng đối bổn tỏa tới nói đã cũng đủ lấy tánh mạng của ngươi. Cung thiên thu đảo chiều khẩu khí lạnh, khó trách vừa rồi chính mình thấy được kia phó cảnh tượng, nguyên lai là bị đại thánh tử kiếm ý mang theo tiết tấu. Thật là khủng khiếp kiếm đạo. Cung thiên thu cảm khái nói. Đại thánh tử cười ngâm ngâm hỏi, vậy ngươi có nghĩ học? Tưởng, cung thiên thu không có chút nào do dự đáp. Đại thánh tử gật gật đầu, nói, thất tình lục dục kiếm đạo nếu có nữ nhân phối hợp tăng lên càng mau, thiên thu, người gả cho bổn tọa, bổn tọa định đem dốc túi tương thụ. Cung thiên thu trong lòng giật mình, nàng không nghĩ tới đại thánh tử như thế đột nhiên đến đưa ra gả cưới, nguyên bản kế hoạch còn lấy tình lữ quan hệ kéo dài thời gian. Đợi cho cánh chim đầy đặn lúc sau, nói tiếp đại thánh tử một chân đá văng. Trải qua trong khoảng thời gian này hiểu biết, cung thiên thu biết được đại thánh tử sớm đã là tam thê tứ thiếp. Thấy cung thiên thu có chút do dự, đại thánh tử bận rộn lo lắng nói, chỉ cần ngươi nguyện ý, bổn tọa làm ngươi đương chính phái phu nhân, những người khác đều hàng vì tiểu thiếp nhận được đại thánh tử chiều mến, thiên thu, thiên thu nguyện ý. Cung thiên thu ra vẻ e lệ thái độ, chọc đến đại thánh tử một trận tâm hoa nộ phóng. Trên thực tế cung thiên thu tạm thời đáp ứng cũng thuộc bất đắc dĩ cử chỉ. Có thể được đến hiện giờ tu luyện tài nguyên, đại thánh tử công không thể không. Huống chi muốn chân chính bước lên thái hư thần tông tuyệt đối trung tâm, còn phải dựa vào đại thánh tử lực lượng, đặc biệt người sau vẫn là tương lai tông phái người thừa kế. Cung Thiên Thu chỉ có thể tạm thời đáp ứng xuống dưới. Bên kia, Tiêu Phong lại cắn nuốt hai điều thần mạch năng lượng, thực lực bay nhanh tăng trưởng. Là thời điểm đi Côn Luân Khư. Tiêu Phong hạ quyết tâm, trực tiếp lấy Diệp Quân Lâm đổ đệ danh nghĩa, trực tiếp liên hệ tới rồi trời cao phái người. Trên thực tế ở Diệp Quân Lâm phân phó đi xuống lúc sau, đào tàu năm đại tông phái trung tâm cũng đã ở thiên môn phụ cận tùy thời chờ mệnh. Bọn họ cũng rõ ràng Diệp Quân Lâm tính toán tìm thái hư thần tông báo thù chỉ là không nghĩ tới là tiêu phong trước hết liên hệ bọn họ. Tạ Hoàn Vũ, không nghĩ tới chúng ta gặp lại đi. Tiêu phong hài hước mà nói. Tạ Hoàn Vũ tuy rằng trong lòng vô cùng phẫn nộ, nhưng là lão cha ở nhân gia trên tay, chỉ có thể cực lực chịu đựng lửa giận, tùy ý tiêu phong trêu chọc. Sư phụ phái ta đi trước cha xét tình huống, người ở phía trước dẫn đường đi. Tiêu phong kiêu căng ngạo mạn mà nói. Tạ Hoàn Vũ không dám quá nhiều dò hỏi, sợ đắc tội vị này diệp quân lâm thủ đồ mà làm phụ thân chết oan chết uổng ở hắn xem ra diệp quân lâm liền tiêu phong như vậy đại sai đều có thể tha thứ định là phi thường coi trọng hắn này rất có thể chính là đại biểu cho diệp quân lâm thái độ có tà hoàn vũ dẫn đường tiêu phong thực mau liền vào côn luân khư cảm thụ được như mưa xuống tinh thuần linh khí tiêu phong hưng phấn không thôi đặc biệt ở nhìn đến bị bỏ nếu giày rách siêu cấp linh mạch khi tiêu phong càng là kích động vạn phần lần này lão tử là có thể cắn nuốt cái đủ rồi, tu vi khẳng định có thể tăng lên càng nhiều. Hạ quyết tâm, tiêu phong trầm giọng nói, trước mang ta đi trời cao phái, cấp lão tử chuẩn bị điểm thiên tài địa bảo. Hảo, tạ hoàn vũ suýt nữa bị tức giận đến hộp máu, nhưng lại thật sự không dám đắc tội. Hai người đi vào trời cao phái tổng đàn, tiêu phong bị phụng nếu thượng tân, kia kêu một cái uy phong lẫm lẫm. Nhưng mà tất cả mọi người không biết tiêu phong là cóng diệp quân lâm tới hắn tới Côn Luân Khư có hai cái mục đích, thứ nhất tự nhiên là tìm hiểu cung thiên thu tin tức. Thứ hai chính là vì năm đại tông phái tu luyện tài nguyên, Tiêu Phong còn nghĩ tiếp tục điên cuồng tu luyện. Bằng nhanh tốc độ đạt tới siêu cường cảnh giới, như thế mới có tự tin đi tìm cung thiên thu báo thù. Có diệp quân lâm thủ đồ thân phận thêm vào, Tiêu Phong có thể nói ở trời cao phái hoành hành không cố kỵ. Mặc dù là lấy tạ hoàn vũ cầm đầu trời cao phái trung tâm thừa vận lòng có bất mãn, nhưng cũng là giận mà không dám nói gì lần này năm đại tông phái liên quân đối phó diệp quân lâm trời cao phái có thể nói là tinh nhuệ ra hết nhưng mà lại là tử thương nghiêm trọng nếu bởi vì đắc tội tiêu phong mà làm tông chủ tả trọng mưu chết oan chết uổng kia trời cao phái liền hoàn toàn không có đông sơn tái khởi hy vọng cho nên chỉ cần là khả năng cho phép trong phạm vi tiêu phong sở hữu yêu cầu bọn họ đều vô điều kiện thỏa mãn tích góp nhiều năm thiên tài địa bảo cũng dâng ra không ít cảnh này khiến tiêu phong cực đoan cắn nuốt công pháp càng thêm có dùng võ nơi hơn nữa trời cao phái bản thân có được thần mạch, tiêu phong tu vi cảnh giới lại có cực đại tăng lên. Không hổ là côn luân khư, linh khí đều so ngoại giới tinh thuần rất nhiều. Tiêu phong ở tu luyện rất nhiều cũng khắp nơi đi dạo. Đặc biệt nhìn đến tại thế tục giới bị xưng là siêu cấp linh mạch lại ở côn luân khư bị bỏ nếu giải rách, trong lòng càng là chấn động không thôi. Tiêu phong thậm chí kiên định cho rằng, chỉ cần làm hắn ở côn luân khư ngốc một đoạn thời gian, thực lực tất nhiên có thể có chất lột xác. Đi ở phiến đá xanh trên đường, chung quanh phục cổ cung điện san sát, ngẫu nhiên có người trải qua cũng đều là thực lực cường hãn tu sĩ. Cũng không biết cung thiên thu hiện tại như thế nào, cái kia đại thánh tử lại là như thế nào người. Tiêu phong trong lòng hận ý không ngừng bò lên. Tuy rằng đối với cung thiên thu đã là không có bất luận cái gì ảo tưởng, nhưng người sau rốt cuộc đã từng thuộc về chính mình, nhưng hiện giờ thế nhưng đối những người khác nhau vào trong ngực. Này như cũng làm tiêu phong phi thường khó chịu. Lại tu luyện một đoạn thời gian, liền đi trước Thái Hư Thần Tông tra xét một phen. Tiêu Phong hạ quyết tâm, lại lần nữa trở lại trời cao phái tiến hành điên cuồng cắn nuốt. Bên kia, đại bản doanh, Chu Tước đám người cũng phát hiện Tiêu Phong không thấy, lập tức đem tin tức này nói cho Diệp Quân Lâm. Lão đại, Tiêu Phong trong khoảng thời gian này đều ở điên cuồng tu luyện, hơn nữa ngẫu nhiên chúng ta có thể nghe được nàng lầm nhầm lầm nhầm nói báo thù gì đó. Hắn có thể hay không chính mình đi tìm cung thiên thu báo thù đúng vậy lão đại chúng ta muốn hay không phái người đi tìm một chút lấy hắn hiện tại thực lực muốn báo thủ thực bổn liền không khả năng a à. thanh long đám người nói tuy rằng nói đúng với tiêu phong phía trước phạm sai cũng phi thường phẫn nộ nhưng là mọi người cũng hiểu biết đến tiêu phong chủ yếu là chúng tâm ma dẫn kết quả cho nên tiêu phong thật muốn là gặp được cái gì nguy hiểm mọi người vẫn là có chút không đành lòng diệp quân lâm nhẹ nhàng mà thở dài tiêu phong loại này gần như cố chấp tính cách ở tao mộ cung Thiên Thu đã kích sau trở nên càng thêm rõ ràng. Nên khuyên ta cũng khuyên, nếu hắn như cũng nhất ý cô hành, ta cũng không có cách nào. Nếu hắn khăng khăng muốn đi báo thù, liền tùy hắn đi thôi. Này đoạn nghiệt duyên từ hắn dựng lên, hiện giờ từ hắn mà chết cũng coi như là đến nơi đến chốn. Các ngươi không cần đi quản chuyện này, tiếp tục nắm chặt tu luyện, ở tiến quân côn luân khư phía trước tăng lên tới đỉnh điểm. Diệp Quân Lâm biểu tình trở nên vô cùng nghiêm túc hiện giờ quan trọng nhất vẫn là tăng lên thực lực. Đặc biệt tại thế tục giới tu luyện tài nguyên cũng trọng yếu phi thường, thượng đế chi não cơ hồ là điên cuồng khắp nơi thăm dò. Lần lượt có thần mạch, thánh mạch vị trí không ngừng gửi đi lại đây, thành viên trung tâm tổng hợp thực lực cũng là bay nhanh tăng lên. Đối này Diệp Quân Lâm cũng rất là vui mừng, thái hư thần tông sâu cạn còn chưa cũng biết, chỉ có đem tự thân thực lực tăng lên đến tốt nhất mới có càng tự tin ứng đối. Là, chu tước đám người chăm miệng một lời mà nói xem này mấy người rời đi bóng dáng, Diệp Quân lâm lâm vào trầm tư, đột nhiên nghĩ tới Thượng Đế chi não phát hiện thế giới kia. Lần lượt ba lần tra xét cũng chưa tìm được như thế nào tiến vào kia một phương thế giới đại môn, cái này làm cho Diệp Quân Lâm càng thêm tò mò này đến tột cùng là cái dạng gì nơi. Bên trong có được như vậy nồng đậm linh khí, một khi tiến vào chân chính thế giới, có thể nghĩ sẽ có gì chờ khủng bố tu luyện tài nguyên. Diệp Quân Lâm thậm chí cảm thấy kia phương thế giới cùng Côn Luân khư tài nguyên tựa hồ đều có đến liều mạng. Này cũng không phải là không hề căn cứ chống rỗng suy đoán. Bởi vì bên trong phảng phất có thể có cổ vô hình năng lượng, mặc dù lấy hắn tu vi hành động đều bị nào đó trình độ thả chậm, thực lực hơi yếu giả chỉ sợ một bước khó đi. Đến tột cùng có thể như thế nào tìm ra kia phiến tiến vào trung tâm thế giới đại môn đâu. Diệp Quân Lâm có chút buồn bực, hắn vài lần tra xét cũng thử qua không ít phương pháp lợi dụng thuần túy lực lượng oanh kích lực lượng nhất nồng đậm phương vị, nhưng như cũng không có bất luận cái gì phát hiện. Sau lại thâm nhập rừng cây chỗ sâu trong tiến hành điều tra, như cũng bất lực trở về. Hơn nữa càng tiến vào rừng cây chỗ sâu trong, cái loại này hành động cản trở cảm liền sẽ càng rõ ràng. Diệp quân lâm thật sự vô pháp tưởng tượng tiếp tục hướng rừng cây chỗ sâu trong đi hậu quả. Có lẽ thẳng đến vô pháp tiến lên thời điểm là có thể tìm được tiến vào thế giới đại môn đâu đều không có nỗi lo về sau khi tất nhiên muốn đi thử thử. Diệp Quân Lâm âm thầm hạ quyết tâm, trước đem cung thiên thu cùng thái hư thần tông uy hiếp hoàn toàn thanh trừ, sau đó lại toàn phương vị tra xét kia phương thế giới tiến vào thông đạo. Hồi tưởng khởi cung thiên thu từ đầu đến cuối hành động, Diệp Quân Lâm trong mắt sát khí càng thêm mãnh liệt. Từ ban đầu đem bên người người cùng chính mình chơi đến xoay quanh, kế tiếp rất nhiều sự tình đều có nàng ở nơi tối tăm quạt gió thêm củi. ngượn đao giết người, vụ oan giá hỏa. Trấn Ma Tư, Vĩnh Hằng Quốc gia, sát thủ tổ chức chờ rất nhiều thế lực đều trở thành cung thiên thu trong tay ngoạn vật. Sau lại độc cô tiêu xuất hiện, lại làm chu tước đám người mất đi căn cốt, do đó lại bị cung thiên thu lợi dụng tiến hành trả thù đại bản doanh. Nếu không phải cung thiên thu có một tia hưởng thụ ngược người cảm giác thành tựu cổ quái, chỉ sợ rất nhiều thành viên trung tâm đã sớm chết oan chết uổng. Lại đến cuối cùng liên hợp Trấn ma tư cùng côn luân khư cường giả tiến công, nếu không phải chính mình cùng với văn lôi đám người tiến hành tôi thể tăng lên, thật đúng là liền toàn quân hủy diệt. Mặc dù chính mình cười tới rồi cuối cùng, nhưng đại bản doanh cũng là thương vong thảm trọng. Cung Thiên Thu, Độc Cô Tiêu, các ngươi đều phải chết. Diệp Quân Lâm trong mắt sát khí tấn hiện, chung quanh khu vực không gian đều phảng phất nháy mắt hạ thấp mấy độ. Thái hư thần tông tốt nhất ngoan ngoãn thần phục, nếu không lão tử nhất định nhất cử đem các ngươi tiêu diệt. Diệp Quân Lâm sâu kín mà lẩm bẩm Bên kia, cung thiên thu ở liên tục hấp thu ba điều thần mạch sau, thực lực đã là tăng lên tới cực kỳ trình độ khủng bố. Tiến vào côn luân khư phía trước, cung thiên thu cùng tam thánh tử thực lực ở sàn sàn như nhau, thậm chí tam thánh hạt lực ẩn ẩn chiếm ưu Hiện giờ tuy rằng không có chính diện so đấu, nhưng cung thiên thu đã có nắm chắc viễn siêu tam thánh tử, mặc dù đã tới nháy mắt hạ gục cũng kém không được quá nhiều. Nhưng là cung thiên thu cũng rõ ràng, chính mình ở thái hư thần tông căn cơ chưa ổn, cần thiết muốn điệu thấp hành sự. Cây cao đón gió đạo lý cung thiên thu so với ai khác đều rõ ràng, vì thế nàng tận khả năng cố tình áp chế khí cơ che giấu thực lực. Nhưng mà dù vậy, đại thánh tử như cũng phi thường coi trọng. Từ lần trước đưa ra muốn cưới cung thiên thu cũng được đến khẳng định đáp án sau, đại thánh tử tới tìm nàng tần suất cũng là càng ngày càng cao. Thiên thu, người thật là càng ngày càng xinh đẹp, ta đã gấp không chờ nổi cùng ngươi cử hành đại hôn. Đại thánh tử cười ngâm ngâm mà nói trong ánh mắt không tự giác hiện lên một mặt si mê. Thánh tử, người liền sẽ hống nhân ra vui vẻ. Cung thiên thu hờn dỗi nói. Đại thánh tử tu luyện chính là thất tình lục dục kiếm đạo, đã sớm đối cung thiên thu có kia phân tâm tư. Hơn nữa theo cung thiên thu thực lực không ngừng bỏ lên, hơi chút thi triển mỹ thuật, cái loại này vũ mị chi lực liền càng thêm mãnh liệt. Đối với đại thánh tử kiếm đạo trung tâm, này mỹ thuật cơ bản liền tương đương với củi đốt thêm liệt hỏa, nếu như không phải cung thiên thu nói gần nhất mấy ngày thân thể không tiện đại thánh tử đã sớm muốn đem nàng bắt lấy thiên thu ta nói được những lời này toàn bộ là phát ra từ thiệt tình không tin ngươi sờ sờ đại thánh tử bắt lấy cung thiên thu nhu nhược không có xương tay nhỏ chiều chính mình ngực sờ soạng thánh tử ta còn là có chút lo lắng người đối ta quá mức sủng ái có thể hay không bị những người đó xa lánh nhằm vào a cung thiên thu lo lắng sốt ruột hỏi các nàng dám Đại thánh tử lạnh lùng nói, ai dám xa lánh ngươi liền nói cho ta, bổn tọa trực tiếp đem nàng đuổi ra khỏi nhà. Thánh tử đối nhân ra thật tốt. Cung thiên thu kiều thanh nói. Tuy rằng cung thiên thu bên ngoài thượng nói như vậy, nhưng trong lòng lại là sâu kín mà thở dài. Cung thiên thu thật sự không nghĩ tới đại thánh tử cầu hôn tới nhanh như vậy, vốn tưởng rằng bảo trì ái muội quan hệ là có thể từng bước bỏ đến trung tâm cao tầng. Hiện giờ đại thánh tử không ngừng đưa ra cử hành đại hôn, cung thiên thu phía trước còn lấy chọn lựa ngày hoàng đạo lại thành hôn kéo dài thời gian nhưng qua đi nhiều như vậy thiên đại thánh tử lại lần nữa đưa ra cung thiên thu thật sự không có càng tốt lý do hết thảy cũng chưa tới kịp bố cục đâu cung thiên thu tiếc hận không thôi nàng vốn định nhanh chóng ở thái hư thần tông đứng vững gót chân theo sau ở từng bước khống chế thái hư thần tông nhưng mà cho tới bây giờ liền thái hư thần tông tông chủ còn không có nhìn thấy toàn bộ tông phái cụ thể thực lực cũng còn không có thăm dò căn bản là vô pháp tiến hành bước tiếp theo kế hoạch. Mấu chốt vẫn là tự thân thực lực không có thể đạt tới lý tưởng độ cao, vì tiện hành động chẳng những vô pháp đạt tới mục đích, thậm chí còn sẽ làm thái hư thần tông đối phó chính mình. Nhưng vào lúc này đại thánh tử liên tục, bức hôn, một lần lấy cơ kéo dài có lẽ không có gì sự. Nếu lặp đi lặp lại nhiều lần kéo dài, rất có thể làm đại thánh tử phản cảm, thậm chí phản bội. Cung thiên thu cảm nhận được xưa nay chưa từng có cảm giác vô lực. Thiên thu, ta chọn lựa ngày hoàng đạo bách cật, đến lúc đó ngươi chính là ta nhất coi trọng đạo lữ, lúc này ngươi không thể lại có lấy cớ đi. Đại thánh tử chuyện xưa nhắc lại, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chầm chầm cung thiên thu. Thánh tử, nhân ra như thế nào là tìm lấy cớ đâu? Kết hôn chính là nữ nhân cả đời quan trọng nhất đại sự, như thế nào có thể qua loa đâu? Nhưng thánh tử sủng ái dẫn nhân ra tùy hứng, thiên thu tự nhiên vui mừng, kết hôn công việc đều y thánh tử đó là biết không có thể lại lừa gạt qua đi, cung thiên thu chỉ có thể đáp ứng xuống dưới. Huống chi chỉ có chân chính trở thành đại thánh tử nữ nhân mới có thể được đến càng nhiều tu luyện tài nguyên. Đặc biệt đại thánh tử vẫn là tương lai thái hư thần tông tông chủ người thừa kế, chính mình chỉ cần có thể ở hắn trong lòng địa vị cao cả, tự nhiên không lo vô pháp khống chế tông phái. Hảo! Đại thánh tử tức khắc vui vẻ ra mặt, bảo đảm nói, thiên thu ngươi yên tâm, đến lúc đó ta này đó nữ nhân tất nhiên lấy ngươi vi tôn, không ai dám cho ngươi khí chịu. Đều y thánh tử an bài." Cung Thiên Thu Kiều Thanh nói. Giờ phút này Cung Thiên Thu Mị Công vận dụng đến mức tận cùng, trực tiếp làm đại thánh tử một trận tâm viên ý mã. Đại thánh tử đối Cung Thiên Thu phi thường vừa lòng, hắn có cái thói quen, cùng hắn ở bên nhau nữ nhân cần thiết là hoàng hoa khuê nữ mới được. Hơn nữa nhà gái còn phải là vạn trung vô nhất tu luyện tư chất, như thế mới có thể có trợ giúp đại thánh tử tu luyện tăng lên này hai bên mặt thêm lên bản thân chính là điều kiện hà khắc, mà cung thiên thu chẳng những toàn bộ thỏa mãn, tướng mạo khí chất còn đều thuộc về cực phẩm. Này liền càng thêm khó được. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, đại thánh tử mới có thể như thế mê luyến cung thiên thu. bổn tọa bên người nữ nhân tuy nhiều, nhưng là nhiều nhất cũng cũng chỉ có thể thỏa mãn trong đó hai điều. Tư chất hảo tướng mạo thường thường, dung mạo xuất chúng tư chất thường thường. Chỉ có thiên thu, nhất hợp bổn tọa tâm ý. Đại thánh tử càng nghĩ càng hưng phấn, đã có điểm gấp không chờ nổi cùng cung thiên thu đêm động phòng hoa trúc. Thực mau đại thánh tử sắp nghênh thú cung thiên thu vì 17 phòng tin tức truyền khắp quanh thân các lớn nhỏ tông phái thế lực. Thái hư thần tông tuy rằng chỉ là cỡ trung tông phái, nhưng kia cũng chỉ bởi vì giáo phái nội không có tuyệt thế thần binh. Nếu vứt bỏ điểm này không đề cập tới, đơn thuần từ cao thủ chữ hàng số lượng cùng chất lượng, tuyệt đối có thể so sánh mặt lưu đại hình tông phái. Cùng Thái Hư Thần Tông có quan hệ tông phái cũng rất nhiều, bao gồm một ít phụ thuộc thế lực. Đại thánh tử là tương lai tông phái người thừa kế, phó tông chủ càng là cấp đủ thể diện quyết định đại làm tiệc cưới. Trong lúc nhất thời Thái Hư Thần Tông rất nhiều đệ tử biến phát thiếp cưới, liền ngày thường rất nhiều giao tình không như vậy phía sau tông phái đều được đến thiệp mời. Cùng lúc đó, Diệp Quân Lâm cũng được đến tin tức này. Bắt sống năm đại tông phái cầm lái giả, Diệp Quân Lâm chính là muốn lợi dụng này đó tông phái làm nhãn tuyến. Giám thị thái hư thần tông nhất cử nhất động. Cung thiên thu cũng quá không biết xấu hổ đi, vì hướng lên trên bò, thế nhưng cam tâm tình nguyện đương đại thánh tử 17 phòng thiết Thật là chẳng biết xấu hổ, phía trước ở chấn ma tư nàng liền như vậy thủ đoạn, thật không biết thái hư thần tông người là cái gì ánh mắt. Nhưng là như vậy lại tưởng đối phó nàng, liền không dễ dàng ha. À. Không sai, dù sao cũng là đại thánh tử, nghe nói kia chính là thái hư thần tông tông chủ tương lai người thừa kế mọi người lòng đầy căm phẫn. Diệp Quân Lâm cũng là ánh mắt hơi ngưng, nếu cung thiên thu không có tầng này quan hệ, Thái Hư Thần Tông có lẽ sẽ không quá nhiều cuốn vào này phân thù hận tới. Nhưng mà hai người một khi thành hôn, bên ta lại muốn tìm cung thiên thu báo thù liền không dễ dàng như vậy. Về công, quan hệ đến tông phái vinh quang cùng thể diện, về tư, đại thánh tử cấp lão bà chống lưng cũng là thiên kinh địa nghĩa. Hơn nữa căn cứ nhãn tuyến hội báo, đại thánh tử là thái hư thần tông tương lai chủ nhân, cái này cơ hồ là mọi người đều biết. Muốn diệt trừ thế tất sẽ cùng toàn bộ thái hư thần tông là địch. Chỉ có hành áp toàn bộ thái hư thần tông mới được A. À. Diệp quân lâm biểu tình nghiêm túc, hiện giờ bên ta có được chiến lực có không xứng đôi thái hư thần tông còn chưa cũng biết. Tùy tiện hành động rất có thể chẳng những báo không được thù, ngược lại còn sẽ trí bên ta nhân viên thương vong hầu như không còn. Từ giờ trở đi, mọi người tăng mạnh tu luyện lực độ, tận khả năng nhanh chóng tăng lên thực lực. Diệp Quân Lâm trầm giọng nói. Bên kia, trời cao phái nội. Vài tên phái nội đệ tử chính hứng thú bừng bừng nghị luận sắp tới phát sinh đại sự. Ai, nghe nói không có. Thái hư thần tông đại thánh tử muốn cưới thứ 17 phòng di thái thái. Chuyện này ở phụ cận tông phái gian đều mau truyền khắp. Nghe nói nhà gái là từ thế tục giới lại đây, kêu cung thiên thu. Thái hư thần tông đại thánh tử ánh mắt cao thật sự, nhà gái cần thiết lớn lên hảo, còn phải thiên phú cao, quan trọng nhất cần thiết là tấm thân xử nữ. Không nên a, à, nghe nói cung thiên thu tại thế tục giới phóng đáng không kiềm chế được, sao có thể vẫn là xử nữ. Kia ta liền không rõ ràng lắm, dù sao đại thánh tử chính là như vậy cái yêu cầu, huống hổ lấy hắn nhãn lực, hẳn là sẽ không xem kém. Vừa mới tu luyện hoàn thành tiêu phong nghe được này đó nghị luật, trong ngực lửa giận nháy mắt bò lên tới rồi cực điểm. Sao có thể? Cung thiên thu khi đó rõ ràng biến thành chính mình nữ nhân, sao có thể vẫn là tấm thân xử nữ. Từ từ, bọn họ nói cung thiên thu phải cho thái hư thần tông đại thánh tử đương 17 phòng di thái thái. Vì hướng lên trên bò, đã không từ thủ đoạn sao. Này vẫn là hắn đã từng nhận thức cái kia cung thiên thu sao. Chuyện này không có khả năng, cung thiên thu, người không thể như vậy đối ta. Người cần thiết cho ta giải thích rõ ràng, lúc trước đến tột cùng là chuyện như thế nào. Tiêu phong hô hấp trở nên phá lệ dồn dập lên, cái chán gân xanh băng khởi, nhiễm nhiên tới rồi bạo tẩu bên cạnh. Các người mấy cái đem sự tình cấp lão tử kỹ càng tỉ mỉ nói một lần. Tiêu phong đối với vài tên trời cao phái đệ tử trầm giọng nói. Hai tên tiểu đầu mục bận rộn lo lắng chạy tới, lại lần nữa đem sự tình kỹ càng tỉ mỉ nói ra. Bọn họ đã sớm được đến tạ hoàn vũ mệnh lệch, đối tiêu phong không dám có chút chậm trễ. Các người tuyệt đối lầm, cung thiên thu không có khả năng là xử nữ tiêu phong nghiến răng nghiến lợi mà nói hai tên tiểu đầu mục thấy thế không đúng bận rộn lo lắng sửa miệng tiêu tiên sinh là chúng ta tin vỉa hè tin tức này hẳn là có hơi nước đúng vậy tiêu tiên sinh chúng ta cũng là nghe nói mà thôi ngài đừng thật sự hai tên tiểu đầu mục tuy rằng không rõ ràng lắm tiêu phong cùng cung thiên thu chi gian hút mắt nhưng cũng có thể cảm giác được tiêu phong rõ ràng ở vào bạo nộ giai đoạn nếu là tin vỉa hè các ngươi lại có thể nào ở người sau lưng loạn khua môi múa mép, này tội đương chu. Giọng nói lạc, tiêu phong bỗng nhiên xuất trưởng, hai tên tiểu đầu mục hoàn toàn không phản ứng lại đây, liền bị đánh đến óc vỡ toang mà chết. Này tuyệt đối không phải thật sự. Tiêu phong như là phát điên giống nhau lao ra trời cao phái, hắn quyết định đi nơi khác nhiều mặt chứng thực sự tình thật giả. Nhưng mà ở kiểm chứng qua đi tiêu phong trợn tròn mắt, phía trước kia hai cái trời cao phái tiểu đầu mục theo như lời đều là thật sự. Thái hư thần tông đại thánh tử sở hữu nữ nhân đều cần thiết là tấm thân xử nữ, mà cung thiên thu đã bị đại thánh tử nghiệm quá chính bản thân, xác thật chưa từng cùng mặt khác người đột phá kia một tầng cấm chế, nghi hoặc, phẫn nộ, chua xót đủ loại phức tạp cảm xúc tràn ngập tiêu phong trong ngực, làm hắn cảm giác hô hấp đều có chút khó khăn. Phanh phanh phanh, tiêu phong đối với bên cạnh vách tường liên tục oanh ra mấy quyền, vách tường ầm ầm sập nhưng mà trong ngực ngạch tích tụ vẫn chưa có bao nhiêu chuyển biến tốt đẹp. Bị lừa. Tiêu phong ý thức được chính mình bị cung thiên thu lừa gạt cái triệt triệt để để. Nhưng là hắn như cũng không cam lòng. Cần thiết đi tìm nàng giáp mặt hỏi rõ ràng. Tiêu phong không tin tà, chỉ cảm thấy trong ngực phẫn nộ giá trị không ngừng bò lên, ngay sau đó nhanh chóng đuổi bôn thái hư thần tông. Trải qua trong khoảng thời gian này tra xét, tiêu phong cũng coi như là ngựa quen đường cũ. Ước chừng dùng nửa canh giờ, Tiêu Phong liền chạy tới Thái Hư Thần Tông tổng đà trước cửa. "Đứng lại, ngươi là người nào?" Thủ vệ trầm khuôn mặt hỏi. Tiêu Phong lạnh lùng nói, "Ta tìm Cung Thiên Thu, làm nàng ra tới thấy ta." "Cung Thiên Thu?" Thủ vệ nao nao, ngay sau đó liền phản ứng lại đây, cười lạnh nói, "Cung trưởng lão là chúng ta đại thánh tử nữ nhân, ngươi tìm cô ta có chuyện gì?" Gia hỏa này vừa thấy chính là lại đây quấy rối, đại thánh tử đại hôn sắp tới, không chấp nhận được ra nửa điểm sai lầm, Loại này quấy rối trực tiếp đuổi đi liền. Chỉ bằng các ngươi loại phế vật này cũng dám đối lão tử bất kính." Tiêu Phong tức giận nói. Tiêu Phong vốn là có một bụng lửa giận không chỗ phát tiết, này hai tên thủ vệ vừa vặn đánh vào họng súng thượng. Từ đâu ra món lòng, thế nhưng đuổi ở Thái Hư Thần Tông nháo sự, ngại mệnh quá dài. Đừng cùng hắn vô nghĩa, trực tiếp đuổi đi. Nhưng mà bọn họ không nghĩ tới, Tiêu Phong chẳng những không có tránh né, ngược lại chủ động khởi sướng tiến công thân hình giống như quỷ mị biến mất tại chỗ cũng chỉ dư lại một đạo gần như thực chất tàn ảnh thật nhanh hai tên thủ vệ khiếp sợ không thôi còn không đợi bọn họ phản ứng lại đây liền cảm giác phía sau lại lạnh thấu xương sát khí đánh úp lại phanh phanh tiêu phong đánh ra hai trường vững chắc nện ở hai người phía sau lưng thượng thình thịch thình thịch hai tên thủ vệ ước chừng bị đánh bay đi ra ngoài năm sáu trượng xa cuối cùng thật mạnh té ngã trên đất địch tập có địch tập Hai tên thủ vệ xoa xoa khóe miệng máu tươi, gân cổ lên hô lên thanh. Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Một lát sau, Thái Hư Thần Tông các đại cao thủ chen chúc tới. Rõ ràng cảm nhận được mấy đạo cường hãn vô cùng hơi thở nhanh chóng tới gần, Tiêu Phong cũng là đảo chiều khẩu khí lạnh, biết chính mình thọc tổ ong vò vẽ. Nhưng việc đã đến nước này, hắn đã không hề đường lui đáng nói. Phương nào bọn đạo trích dám đến Thái Hư Thần Tông quấy rối? Đả thương thủ vệ này tội đương chu làm bổn tọa lĩnh giáo một chút tiểu tử này thủ đoạn mấy vị trưởng lão mặt lộ vẻ hàn mang tràn ngập ác ý mà nhìn chằm chằm tiêu phong ta muốn gặp cung thiên thu làm nàng ra tới thấy ta cung thiên thu ta biết ngươi tại đây mau ra đây ta có lời muốn hỏi ngươi tiêu phong cao giọng hô ngươi là người phương nào bổn tọa nữ nhân há là ngươi nói thấy là có thể thấy đại thánh tử chậm rãi đi ra đám người trên người tản mát ra lãnh lệ sát khí. Tiêu Phong cười lạnh nói, ta đã từng là cung thiên thu nam nhân, người bất quá là cái hiệp sĩ tiếp mâm mà thôi. Tiêu Phong đã đại khái đoán ra đối phương thân phận, cũng không biết vì cái gì, liền nghĩ làm đại thánh tử trước mặt mọi người xấu mặt. Hồ ngôn loạn ngữ, người tìm chết. Đại thánh tử lòng bàn tay nháy mắt ngưng kết ra lạnh thấu xương khí nhận, tản ra đến xương hàn ý cùng sát khí, thẳng làm chung quanh đám người không khỏi đánh lạnh lùng run. Cung Thiên Thu là hắn coi trọng nữ nhân, hiện giờ lại bị người trước mặt mọi người nhục nhã, đại thánh tử sát thật động sát tâm. Phu quân trợ thủ, một đạo kiều mị thanh âm đột nhiên từ phía sau vang lên. Đại thánh tử có chút không vui, nhưng là xuất phát từ đối cung Thiên Thu sủng ái làm hắn tạm thời áp chế sát khí. Thiên Thu, người nhận thức tiểu tử này. Đại thánh tử hỏi do. Nhận thức, cung Thiên Thu gật gật đầu, nhưng là lo lắng đại thánh tử nghĩ nhiều, lại bận rộn lo lắng giải thích nói hắn đã từng là ta đối phó diệp quân lâm một viên quân cờ phủ nhận cùng tiêu phong quen biết không có ý nghĩa đại thánh tử trời sinh tính đa nghi kinh tiêu phong như vậy một nháo đại thánh tử thế tất sẽ phái người đi cha che che giấu giấu ngược lại sẽ làm hắn hoài nghi càng là thản nhiên liền sẽ giảm bớt nghi ngờ quả nhiên đại thánh tử sắc mặt hòa hoãn một chút cung thiên thu ta yêu cầu ngươi giải thích tiêu phong trầm giọng nói nhìn trước mắt cung thiên thu mị lực càng hơn từ trước Tiêu Phong trong lòng như cũng ngăn không được một trận rung động. Nhưng là hồi tưởng khởi đã từng lừa gạt, hận ý lại nhanh chóng trở thành chủ yếu cảm xúc. Đêm hôm đó, người rõ ràng cùng ta. Tiêu Phong, người cảm thấy ta sẽ coi trọng người loại phế vật này sao? Không đợi Tiêu Phong nói xong, Cung Thiên Thu liền trực tiếp đánh gãy. Đêm hôm đó toàn bộ là ta thi pháp làm ngươi lâm vào ảo cảnh, đã phát sinh hết thảy đều nói là ngươi ảo giác. Tướng mạo thường thường, tu vi thấp kém, không hề chủ kiến, Tiêu Phong, là ai cho ngươi dũng khí cho rằng ta sẽ thích ngươi? Nếu không phải vì đối phó Diệp Quân Lâm, ngươi cảm thấy ta sẽ còn mắt xem ngươi sao? Ngươi có biết lúc trước đối mặt ngươi những cái đó cái gọi là lời ngon tiếng ngọt, ta cảm giác cỡ nào ghê tởm sao? Phế vật đồ vật, nếu dị vị mà chỗ, ta đã sớm tìm cái không ai địa phương tự sát, căn bản không mặt mũi tiếp tục sống ở trên đời này. Cung thiên thu mỗi câu nói đều giống như một thanh lưỡi dao sắc bén vô tình đâm vào tiêu phong trái tim. Tiêu Phong hoàn toàn hỏng mất. Như thế nào sẽ là như thế này? Tiêu Phong không thể tin được này hết thảy, nhưng Cung Thiên Thu chính miệng theo như lời lại chân thật đáng tin. Cho nên kia hết thảy đều là gặp dịp thì chơi. Tiêu Phong thanh âm có chút khàn khàn hỏi. Cung Thiên Thu hài hước mà hỏi lại, bằng không ngươi tưởng cái gì? Cung Thiên Thu, người cái rắn giết tâm địa nữ nhân, ta hôm nay cần thiết giết ngươi. Tiêu Phong hai mắt đỏ đậm, cái chán gân xanh cao cao banh khởi, nhắm ngay cung thiên thu ngược oanh ra một quyền. liền chút thực lực ấy cũng muốn giết ta, người si nói mộng. Cung thiên thu tùy tay vung lên, một cổ cường hãn năng lượng khí cơ gào thét mà ra, trực tiếp đem tiêu phong oanh bay đi ra ngoài. Phốc, tiêu phong rơi xuống đất sau miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hiển nhiên đã thân chịu trọng thương. Tiêu phong, đừng làm vô vị giấy ruộng, bằng ngươi điểm này không quan trọng tu vi, căn bản là không làm gì được ta cung thiên thu đầy mặt ngạo nghế, vừa rồi kia phiên lời nói đã là đả kích tiêu phong, càng chủ yếu là mượn cơ hội cấp đại thánh tử giải thích quá vãng đánh mất nghi ngờ. Ta thực mau liền phải gả cho đại thánh tử, tương lai cũng sẽ là thái hư thần tông trung tâm lực lược, người ta thân phận địa vị khác nhau một trời một vực, cũng đừng lại si tâm vọng tưởng. Nếu ngươi còn không phục nói, cứ việc làm diệp quân lâm lại đây báo thù, ta ở chỗ này tùy thời xin đợi. Tiêu phong cảm giác chỉ cảm thấy ngực khó chịu, ít hầu chỗ phảng phất có thứ gì lấp kín một hơi đi lên cũng không thể đi xuống hắn muốn giết cung thiên thu nhưng thật lớn thực lực tranh lệch làm tiêu phong hữu tâm vô lực cung thiên thu có bản lĩnh liền giết ta hà tất như thế nhục nhã tiêu phong nhưng cầu vừa chết hắn cảm giác đã không mặt mũi nào lại đối mặt giang đông phụ lão đúng lúc này đại thánh tử lắc mình đi vào cung thiên thu phụ cận trầm giọng hỏi thiên thu loại này không biết tốt xấu rác rưởi dứt khoát giết tính đây là nội tâm suy nghĩ, đồng dạng cũng là thử. Phu quân, sát loại này rác rưởi thật sự quá rất giá trị con người. Huống chi đối với tiêu phong quá nói, tồn tại kỳ thật hẳn phải chết càng khó chịu. Còn nữa làm hắn cấp diệp quân lâm mang cái lời nói, biết thái hư thần tông lợi hại mới hiểu được tranh lệch, ta muốn cho bọn họ cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Cung thiên thu cười nói, đại thánh tử nghe vậy hoàn toàn đánh mất nghi ngờ, cười gật gật đầu, nói, lời này có lý. Tiêu Phong, nửa tháng lúc sau ta cùng đại thánh tử đại hôn, ngươi nhưng ngàn vạn muốn tới cổ động ác. Đây là thiệp mời, thu hảo. Cung thiên thu nhẹ nhàng dương tay, một trương thiếp vàng thiệp mời bay ra, vừa vặn dừng ở Tiêu Phong trên người. a a a cung thiên thu, ngươi khinh người quá đáng. Tiêu Phong cái chán gân xanh băng khởi, cả khuôn mặt dữ tợn vô cùng. Ta liền khinh người quá đáng, ngươi lại có thể như thế nào? Cung thiên thu đầy mặt khinh miệt mà nói. Ta giết ngươi, Tiêu Phong cũng không biết từ đâu ra sức lực, vừa rồi rõ ràng thân chịu trọng thương, giờ phút này lại chợt đứng dậy, cả người hóa thành một đạo lợi kiếm, trực tiếp thứ hướng cung thiên thu, tự dước lấy nhục. Cung thiên thu phóng thích khí cơ, bàng bạc năng lượng uy áp rời non lấp biển bao trùm mà ra. Tiêu Phong liền giống như mãnh liệt mặt biển thượng một diệp thuyền con, trực tiếp bị cuốn bay ra chỗ, thật mạnh té ngã trên đất. Trong hư không ẩn ẩn có xương cốt đứt gãy thanh âm truyền ra. Người tới a đem này chỉ phế cầu quang ra ngoài miễn cho ở chỗ này trướng mắt đại thánh tử lạnh lùng nói là một người thủ vệ giống kéo chết cầu dường như đem tiêu phong nơi xa kéo đi trực tiếp ném tới nơi xa mương nội tiêu phong thân phụ nghiêm trọng nội thương xương sườn cũng chặt đứt mấy cây mấu chốt vẫn là tâm linh thượng đả kích hồi tưởng khởi phía trước đủ loại bất quá là hoa trong gương trăng trong nước thệ hải minh sơn cũng đều là âm mưu tiêu phong tâm như cho tàn hắn cảm nhận được xưa nay chưa từng có tuyệt vọng, dĩ vãng cận tồn một tia mong đợi cũng hoàn toàn bị đánh chúng dập nát. Ta bất quá là cung thiên thu một quả quân cờ thôi. Từ đầu đến cuối đều là, nàng chưa bao giờ đối ta có chẳng sợ một tia thiệt tình. Tiêu phong phí sức của chín châu hai hổ mới bỏ ra mương, giờ này khắc này hắn hoàn toàn hoàn toàn tỉnh ngộ. Một hồi trò khôi hài tan cuộc, cung thiên thu đáy lòng lại là có chút nghi hoặc cùng lo lắng. Làm sao vậy? đại thánh tử cũng đã nhận ra cung thiên thu khác thường cảm xúc cung thiên thu trầm giọng nói tiêu phong là như thế nào tiến vào côn luân khư phía trước không phải cùng ngươi đã nói sao chỉ cần hắn đạt tới ngạch cửa tu vi cảnh giới lại tăng thêm cha tìm liền sẽ tìm được thiên môn nơi đại thánh tử nhưng thật ra chút nào không để ở trong lòng ta ý tứ là tiêu phong nếu đều tới kia diệp quân lâm còn sẽ xa sao cung thiên thu cố ý làm ra một bộ thấp thỏm bộ dáng Đại thánh tử an ủi nói, yên tâm đi thiên thu, chúng ta thái hư thần tông thực lực hùng hậu, liền tính kia con khỉ tiến vào côn luân khư lại có thể như thế nào. Lui một vạn bước giảng, nếu hắn dám không biết sống chết lại đây, bổn tọa liền trực tiếp đem này chân sát. Người chỉ lo an tâm chuẩn bị hôn lễ có thể, mặt khác giao cho bổn tọa đó là. Đại thánh tử cùng cung thiên thu đại hôn rất nhiều công việc chính như hỏa như đồ tiến hành. Giang đèn kết hoa, hồng nỉ phô địa, nơi nơi tràn đầy vui sướng không khí. Nhưng mà đúng lúc này, bảy thánh tử trở về Thái Hư Thần Tông, được đến rất là long trọng hoan nghênh nghi thức. Bảy thánh tử ở chư vị thánh tử trung tuy rằng tuổi tác nhỏ nhất, nhưng tu luyện thiên phú lại là tối cao. Đương kim thực lực đã ở vào bảy đại thánh tử tiền tam chi liệt, tương lai thành tựu không thể hạn lượng. Mà bảy thánh tử quan trọng nhất hạng nhất năng lực chính là thao tác linh mạch, quá trình chiến đấu chung sẽ có thể cùng linh mạch hòa hợp nhất thể. Đặc biệt bảy thánh tử đối với linh mạch cảm giác cực kỳ nhanh nhạy cơ bản liền tương đương với một đài hành tẩu linh mạch dò xét khí. Thái hư thần tông gần 10 năm tới đại hình linh mạch đều là bảy thánh tử phát hiện. Bởi vậy bảy thánh tử đối với thái hư thần tông ý nghĩa trọng đại, tự nhiên bị chịu coi trọng. Đương nhiên bảy thánh tử cũng không làm mọi người thất vọng, vừa trở về liền tung ra một cái kinh người tin tức. Ta ở thái hư thần tông đông bắc bộ phát hiện một cái loại nhỏ long mạch. Bảy thánh tử tin tức này có thể nói là một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, toàn bộ thái hư thần tông đều sôi trào. Bảy thánh tử quả thực quá lợi hại, thế nhưng phát hiện Long Mạch, cái này chúng ta thái hư thần tông thực lực tất nhiên tăng nhiều. Long Mạch so thánh mạch còn muốn khủng bố, nghe nói có thể thay đổi sơn thế địa vực, thậm chí có thể ưu hóa một phương thế giới linh khí tinh thuần trình độ. Không chỉ như vậy, truyền thuyết Long Mạch trải qua quanh năm suốt tháng hấp thu thiên địa nhật nguyệt tinh hoa, có thể dựng dục ra chân Long, lúc này mới được xưng là Long Mạch chỉ có một ít siêu cấp tông phái mới có được long mạch làm căn cơ cái này chúng ta tông phái muốn thăng chức rất nhanh a à? phó tông chủ ân học kiến đồng dạng kinh hỷ vạn phần long mạch xa so thánh mạch cường hãn mà thái hư thần tông trước kia cũng chưa bao giờ có được quá long mạch nếu như bảy thánh tử phát hiện này long mạch quy mô cũng đủ toàn bộ thái hư thần tông thực lực sẽ đại biên độ tăng lên bảy thánh tử người phát hiện long mạch quy mô như thế nào ân học kiến truy vấn nói những người khác cũng sôi nổi đem ánh mắt rời đi lại đây, cái này đáp án phi thường mấu chốt, quan hệ đến có không ban ơn cho sở hữu thái hư thần tông đệ tử. Này Long Mạch tuy rằng quy mô không lớn, nhưng cũng xa so với chúng ta sở nắm giữ mấy cái thánh mạch cường đại hơn, mấu chốt là có thể dùng để ôn dưỡng binh khí. Nếu đem lão ngũ lão lục rèn ra tới binh khí để vào này Long Mạch trung ôn dưỡng, không dùng được bao lâu liền có thể lột xác vì không tồi thần binh. Ta nghe nói không lâu trước đây tông phái nội được đến một thanh thần binh bảy thánh tử hỏi ân học kiến gật gật đầu nói không sai chỉ là chuôi này chúng thần chi kiếp rèn tài liệu quá mức bình thường còn không thể bước lên tuyệt phẩm thần binh chi liệt hiện giờ chúng thần chi kiếp từ năm sáu lượng vị thánh tử đặt ở thánh mạch trung ôn dưỡng một khi đã như vậy lão ngũ lão lục các ngươi liền đem thần kiếp để vào long mạch trung ôn dưỡng rèn luyệt không dùng được bao lâu liền có thể trở thành tuyệt thế thần binh bảy thánh tử trầm giọng nói ân học kiến gật đầu đồng ý Long mạch có thể trực tiếp thay đổi thần kiếp tài chất vấn đề từ thấp kém tăng lên vì cao đẳng tài chất lại phối hợp diệp quân lâm đỉnh cấp rèn thuật chuôi này chúng thần chi kiếp tuyệt đối có thể trở thành thái hư thần tông trấn giáo thần binh đến lúc đó thái hư thần tông liền có thể bước lên đại hình tông phái hàng ngũ nhiều năm qua tâm nguyện liền có thể đạt thành các ngươi hai người tốc tốc đi làm việc này ân học kiến đối với năm thánh tử cùng sáu thánh tử hai người hạ đạt mệnh lệnh cần tuân phó tông chủ thánh mệnh hai vị thánh tử lập tức đi xuống chuẩn bị. Cùng lúc đó, cung thiên thu cũng được đến về Long Mạch tin tức. Tuy rằng nàng làm mặt tịch trưởng lão, nhưng là hơn nữa đại thánh tử quan hệ, cung thiên thu cũng tham gia lần này tông nội hội nghị. Biết được Long Mạch như thế cường hãn khủng bố, cung thiên thu liền bắt đầu đánh lên đem này chiếm cho riêng mình chủ ý. Suốt cuộc nàng tu luyện chính là cực đoan cắn nuốt công pháp, nếu có thể đem Long Mạch cắn nuốt, kia tăng lên trình độ liền có thể tưởng mà biết đương nhiên nàng cũng hiểu không có thể tùy tiện hành động, rốt cuộc toàn bộ thái hư thần tông đều đối này long mạch cực kỳ coi trọng. Cung thiên thu kế tiếp thông qua đại thánh tử biết được long mạch cụ thể vị trí, liền tính toán âm thầm đi trước cha xét. Đêm nay lại đi cha xét. Hạ quyết tâm sau, cung thiên thu ban ngày nghỉ ngơi dưỡng sức, thẳng đến màn đêm buông xuống mới âm thầm rời đi thái hư thần tông. Bởi vì đại thánh tử quan hệ, mặc dù có cường giả cảm ứng được cung thiên thu rời đi, cũng chưa từng có nhiều dò hỏi cung thiên thu một đường chạy như điên, dùng ước chừng hơn nửa canh giờ liền đến mục đích địa. Tuy rằng còn không có nhìn thấy long mạch lưu sơn chân diện mục, nhưng khu vực này linh khí nồng đậm trình độ cùng với lực lượng uy áp đều cực kỳ khủng bố. Mặc dù lấy cung thiên thu trước mắt tu vi, như cũng cảm thấy cảm giác áp bách mười phần. Hẳn là liền dưới mặt đất, vì tránh cho năm thánh tử bọn họ phát hiện, liền từ mặt khác một mặt tiến vào đi. Cung thiên thu vòng đến một chỗ khác, đồng thời vận chuyển che giấu hơi thở công pháp, đây là đại thánh tử tự mình truyền thụ, có thể đem hơi thở ẩn với vô hình. Chỉ cần đối phương không phải tu vi cảnh giới nghiền áp mình thân, cơ bản đều sẽ không phát hiện thi công giả tung tích. Theo khai quật ra tới thạch động tiến vào ngầm, trước mắt một cái linh mạch nháy mắt hiện ra ở trước mắt. Thế nhưng là màu tím nhạt linh khí. Cung thiên thu kinh hỉ vạn phần, nàng có thể rõ ràng cảm giác được này long mạch ẩn chứa linh khí so với thánh mạch hoàn toàn là chất bay vọt. Đặc biệt là tinh thuần trình độ, cùng những cái đó thánh mạch so sánh với cơ hồ chính là khác nhau một trời một vực không hổ là long mạch a à. cung thiên thu nhịn không được vận chuyển khởi cực đoan cắn nuốt công pháp một sợi màu tím linh khí hút vào trong cơ thể nhưng mà chính là như vậy một tia linh khí tức khắc làm cung thiên thu đan điền có loại sưng to bạo lều cảm này cũng quá khủng bố đi cung thiên thu bận rộn lo lắng thu công nàng thật sự không dám tiếp tục cắn nuốt long mạch ẩn chứa màu tím linh khí mặc dù chỉ là cắn nuốt như vậy một chút, lại so với phía trước cắn nuốt toàn bộ thần mạch còn muốn nhiều. Đặc biệt long mạch ẩn chứa linh khí tiêu hóa lên cũng phi thường thông thả, nếu thật muốn càng nhiều cắn nuốt, liền cần thiết tiêu phí đại lượng thời gian cùng tinh lực. Nếu không một khi nóng vội thế nào cũng phải là cái nổ tan xác bỏ mình kết cục. Hơn nữa cắn nuốt lên thế tất dẫn phát cực đại động tính, mặc dù che giấu khởi tức công pháp cũng vô dụng. Tạm thời phản hồi thái hư thần tông, đến nỗi cắn nuốt này long mạch chi lực yêu cầu bàn bạc kỹ hơn. Một niệm đến tận đây, cung thiên thu cực không cam lòng rời đi long mạch. Phản hồi thái hư thần tông lúc sau, cung thiên thu thật lâu không thể bình tĩnh. Nếu cắn nuốt một long mạch, thực lực của ta sẽ có như thế nào tăng lên? Không nói toàn bộ thái hư thần tông vô địch, nhưng ít ra có thể hoành áp thái hư thần tông chúng cường giả đi. Cần thiết đến tìm cơ hội cắn nuốt, lại có chính là cần thiết cùng bảy thánh tử làm tốt quan hệ. Cung Thiên Thu suy nghĩ nhanh chóng chuyển động, bảy thánh tử tìm kiếm linh mạch ở Thái Hư Thần Tông, thậm chí ở toàn bộ Côn Luân Khư đều là nhất tuyệt. Thật muốn như vậy tính lên, bảy thánh tử mới là toàn bộ Thái Hư Thần Tông nắm giữ tu luyện tài nguyên nhiều nhất tồn tại. Chỉ cần có thể giữ được này đùi, về sau chính mình cắn nuốt lại sẽ không bởi vì không có năng lượng nguyên mà phạm sầu. Hôm sau sáng sớm, Cung Thiên Thu đang cùng đại thánh tử nhĩ tấn tư ma, bảy thánh tử bên ngoài cầu kiến. Mau mời tiến vào. Đại thánh tử đối bảy thánh tử cũng phi thường coi trọng, từ ở nào đó ý nghĩa tới giảng, hắn tương lai nếu tưởng ngồi ổn cầm lái giả vị trí, còn muốn trông chờ bảy thánh tử. Đại ca, vì chúc mừng ngươi cùng cung cô nương đại hôn, tiểu đệ nhân đây đưa lên bốn điều thần mạch cùng một cái thánh mạch vì tân hôn hạ lễ, mong rằng đại ca không cần ghét bỏ. Bảy thánh tử cười ngâm ngâm mà nói. Tiểu thất, người đây là nói được nói chi vậy, vì huynh như thế nào sẽ ghét bỏ đâu. Đại thánh tử vỗ vỗ bảy thánh tử, cười nói, về sau vi huynh còn cần ngươi mạnh mẽ duy trì đâu không thành vấn đề bảy thánh tử sảng khoái đáp ứng xuống dưới ngay sau đó nói kia tiểu đệ trước cáo lui liền không quấy dày ngài cùng tàu tử thân thiết a bảy thánh tử nói xong lúc sau xoay người rời đi thẳng đến bảy thánh tử thân ảnh hoàn toàn biến mất cung thiên thu mới vừa rồi phục hồi tinh thần lại thiên thu ngươi làm sao vậy đại thánh tử có chút khó hiểu hỏi cung thiên thu thanh âm có chút khô khốc mà nói Ta còn là lần đầu tiên nghe nói kết hôn đưa linh mạch làm hạ lễ, này bút tích cũng quá lớn đi. Ha ha ha, đại thánh tử ngưỡng mặt cười to vài tiếng, mới vừa rồi tiếp tục nói, đây là tiểu thất phong cách hành sự, người làm hắn lấy khác vì hạ lễ, hắn cũng không có A. À. Nhưng kia chính là ba điều thần mạch cùng một cái thánh mạch A. À. Cung thiên thu cảm xúc minh mông, mặc dù là toàn bộ thái hư thần tông mới có được mấy cái thánh mạch. Bảy thánh tử này phủi tay liền đưa một cái thánh mạch, này cũng quá hảo đi. Này đối với tiểu thất nắm giữ tài nguyên tới nói khả năng chính là chín châu mất sợi lông, hắn xác thật là một nhân tài. Thái hư thần tông tương lai nếu muốn nâng cao một bước, còn phải yêu cầu hắn to lớn tương trợ. Đại thánh tử cũng có chút cảm khái, ngay sau đó chuyện vừa chuyển nói, ngươi cũng đừng cảm khái, này đó linh mạch bổn tỏa toàn bộ chuyển giao cho ngươi. Thiên thu, người bản thân có được chính là cắn nuốt linh can linh cốt, vừa vặn mượn cơ hội này đi thêm lớn mạnh. Vậy đa tạ phu quân lâu cung thiên thu tức khắc vui mừng ra mặt. Đại thánh tử nhẹ nhàng vòng lấy cung thiên thu eo liếu, cười nói, chỉ cần mỹ nhân có thể cao hứng, điểm này đồ vật tính cái gì. Đại thánh tử làm như vậy trừ bỏ muốn giành được mỹ nhân cười ở ngoài, còn có mặt khác tư tâm. Cung thiên thu thiên phú thực hảo, lại có cắn nuốt linh can linh cốt, tương lai sẽ trở thành chính mình phi thường không tồi trợ lực. Này cũng có trợ giúp tương lai ở tông phái cầm lái giả vị trí ngồi đến càng ổn. Đại thánh tử cũng không phải người bình thường. Được rồi, này đó linh mạch vị trí tin tức không cần ngoại chuyện, nhớ lấy thất phu vô tội hoài bích có tội đạo lý. Đại Thánh Tử đem một phần đánh dấu hảo vị trí tin tức bản đồ qua tay giao cho Cung Thiên Thu. Cung Thiên Thu vui vẻ tiếp thu, chờ đến Đại Thánh Tử rời khỏi sau, nàng liền mã bất đình để chạy tới thánh mạch địa điểm. Vận mệnh vẫn là đến nắm giữ ở chính mình trong tay mới được. Cung Thiên Thu hiện tại gấp không chờ nổi tăng lên thực lực. Leo lên Đại Thánh Tử bất quá là kế sách tạm thời, cuối cùng vẫn là đến bản thân thực lực cường đại mới có thể càng có quyền lên tiếng. Mấy ngày kế tiếp Cung Thiên Thu liền tiến vào điên cuồng cắn nuốt hình thức, bốn điều thần mạch cùng một cái thánh mạch thực mau bị nàng cắn nuốt hầu như không còn. Cung Thiên Thu thực lực tự nhiên cũng lại lần nữa có đại biên độ tăng lên. Nếu đối thủ là Tam Thánh Tử nói, tuyệt đối có thể nghiền áp hắn. Cung Thiên Thu trong lòng âm thầm mà nghĩ, kế tiếp quan trọng nhất chính là cùng bảy thánh tử làm tốt quan hệ kia liền từ hiểu biết hắn bắt đầu vào tay đi. Nàng trước điều tra tới rồi một ít ngày thường cùng bảy thánh tử quan hệ không tồi người, ngay sau đó từ những người này yêu thích vào tay, lấy này tới đổi lấy bảy thánh tử tin tức. Không biết cung trưởng lão tìm ta chuyện gì? Một vị dâu tóc bạc trắng lão giả hỏi. Cung thiên thu cười nói, trần trưởng lão, ta nghe nói ngài mấy năm gần đây tới cảnh giới tao ngộ bình cảnh, ta có một pháp có lẽ có thể giúp ngài đột phá gông cùng xiềng xích. Nga, thật sự, Trần Nói Thông trong mắt tràn ngập kinh hỉ chi sắc, hắn đã ở vào hiện giờ tu vi cảnh giới tiếp cận 5 năm. Thiên tài địa bảo linh đan diệu dược cũng dùng không ít, nhưng như cũng chậm chạp không thể đột phá. Nếu tưởng ở Thái Hư Thần Tông địa vị càng tiến thêm một bước, liền cần thiết tiếp tục tăng lên, Cung Thiên Thu nói đối Trần Nói Thông tới nói không khác lâu hạn gặp mưa rào. Ta làm sao dám lừa Trần trưởng lão đâu. Cung Thiên Thu ngữ khí phá lệ nghiêm túc mà nói, ta có một cái tu hành công pháp nhưng trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tu vi định có thể giúp trần trưởng lão đột phá gông cùng xiềng xích cung trưởng lão vì sao giúp lão hủ đâu trần nói thông cũng là lão bánh quẩy biết rõ thiên hạ không có miễn phí cơm chưa đạo lý cung thiên thu thở dài nói ta tưởng hướng ngài hiểu biết một chút bảy thánh tử người này ngài cũng biết ta sắp trở thành đại thánh tử thê tử cũng muốn vì hắn làm chút chuyện ngài hẳn là lý giải tâm tình của ta trần nói thông đầu tiên là nao nao nhưng thực mau liền minh bạch cung thiên thu trong lời nói ý tứ. Đại thánh tử bên người nữ nhân hơn trăm vị, cung thiên thu tự thế tục giới mà đến vô căn vô cơ. Tưởng được đến đại thánh tử coi trọng, thế tất phải làm ra điểm, thành thích mà đem bảy thánh tử chặt chẽ kéo đến bên ta trận doanh liền cực kỳ bức thiết. Cho nên cung thiên thu có mượn sức bảy thánh tử tâm tư một chút đều không kỳ quái. Rốt cuộc bảy thánh tử có được tìm kiếm linh mạch năng lực. Đại thánh tử mặc dù tương lai trở thành thái hư thần tông tông chủ, cũng đến nhiều hơn cậy vào bảy thánh tử cung cấp tu luyện tài nguyên. Đương nhiên đại thánh tử bên người này đó nữ nhân cũng có không ít đi tìm Trần Nói Thông. Nhưng là các nàng đều lấy không ra làm này tâm động bảng giá, Trần Nói Thông cũng liền không lộ ra cái gì về bảy thánh tử tin tức. Cung giáo chủ khó xử lão hủ hiểu biết, nhưng là Trần trưởng lão, đây là ta sao chép xuống dưới công pháp nội dung, ngài đại có thể phán đoán một chút trong đó giá trị. Cung Thiên thu tiếp nhận Trần Nói Thông nói cha, trực tiếp đem nhược hóa bản cắn nuốt công pháp báo cho. Trần nói thông vui mừng ra mặt, tiếp nhận công pháp chỉ là thô sơ giản lược quét một vòng, liền vui mừng quá đỗi tôn sùng là bảo điển. Cung trưởng lão như thế tặng, lão hủ cũng không thể không công mà hưởng lộc. Trần nói thông tươi cười càng sâu, tiếp tục nói, năm đó bảy thánh tử còn chưa phát tích lão hủ từng đã cứu hắn một mạng, đối bảy thánh tử vẫn là rất là hiểu biết. Ngay sau đó Trần nói thông đem hiểu biết đến tình huống đại khái báo cho cung thiên thu, không thể không nói Trần Nói Thông vẫn là rất giảng tín dụng, biết được công pháp xác thật hữu dụng sau, đối Cung Thiên Thu cũng coi như là biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. Kết thúc nói chuyện sau, Cung Thiên Thu cùng Trần Nói Thông đều là cảm thấy mỹ mãn rời đi. Theo như nhu cầu, mục đích đạt thành. Bảy thánh tử, nắm giữ này đó tin tức, người tất nhiên trốn không thoát bản giáo chủ lòng bàn tay. Cung Thiên Thu tin tưởng tràn đầy, nhưng là vì bảo hiểm khởi kiến nàng vẫn là càng nhiều mặt tìm hiểu tranh thủ làm được tường tận hiểu biết mới tiến hành bước tiếp theo kế hoạch. Chỉ cần có thể đem đại thánh tử cùng bảy thánh tử hai người khống chế, thái hư thần tông quyền khống chế cũng liền sắp tới. Đến lúc đó liền tính người diệp quân lâm lại đến trả thù, cũng căn bản không có khả năng nề hà bản giáo chủ. Nghĩ vậy cung thiên thu khóe miệng nổi lên một mặt cười lạnh. Bên kia, bởi vì diệp quân lâm lên tiếng muốn cho đại bản doanh sở hữu thành viên tận khả năng toàn bộ gia nhập linh mạch tôi thể, đối với linh mạch nhu cầu đại đại gia tăng. Thượng đế chi não gần như điên cuồng liên tục dò xét, nhưng là cuối cùng lại đem ánh mắt phóng tới phía trước thế giới kia. Diệp tiên sinh, ta phát hiện ở thế giới kia bao trùm trong phạm vi trừ bỏ thần mạch cùng thánh mạch ở ngoài, còn có 10 tới điều càng cường đại hơn linh mạch. Đến nỗi có hay không càng cường linh mạch tồn tại còn chưa cũng biết, cổ lực lượng này đã xa xa vượt qua dò xét khí đếm hết tối cao phạm trù. Thượng đế chi não trực tiếp đem cái này phát hiện thông chi diệp quân lâm. Biết được tin tức sau. Diệp Quân Lâm lập tức tìm được rồi Thượng Đế chi não. Thế nhưng còn có so thánh mạch càng khủng bố linh mạch. Diệp Quân Lâm có chút khiếp sợ hỏi. Thượng Đế chi não gật gật đầu, nói, không sai, năng lượng sát thật viễn siêu thánh mạch. Ta dụng cụ đều không đủ dùng. Thánh mạch phía trên. Mặc dù lấy Diệp Quân Lâm tâm tính, giờ phút này cũng khống chế không được kích động cùng tò mò lên. Này đến tột cùng là như thế nào một phương thế giới? phải biết rằng côn luân khư thiên môn chung quanh năng lượng cường độ cũng không có như vậy khủng bố a à. diệp quân lâm đã khống chế không được dần dần bạo lều lòng hiếu kỳ chuẩn bị lại đi kỹ càng tỉ mỉ tra xét một phen xác thực vị trí ngươi đã đánh dấu hảo đi diệp quân lâm trầm giọng hỏi thượng đế chi não gật đầu nói ân nhưng ta còn là nhắc nhở ngươi tiểu tâm cẩn thận cái này năng lượng một khi khống chế không hảo sẽ đem ngươi cắn nuốt yên tâm đi lòng ta hiểu rõ Trải qua liên tục tôi thể tu luyện, thánh mạch đối hắn tăng lên tác dụng đều thực yếu đi, Diệp Quân Lâm tiếp tục càng cao cấp bậc tu luyện tài nguyên. Thái hư thần tông, tiểu thất, ta ngày hôm qua ngẫu nhiên nhìn đến người ống tay áo đều ma phá, riêng vì ngươi làm kiện bộ đồ mới, mau thử xem hợp không hợp thân. Cung thiên thu ngữ khí nhu hòa mà nói, bảy thánh tử nao nao, ngay sau đó nhìn đến hữu cánh tay cổ tay áo chỗ quả nhiên có cái nho nhỏ phá động, liền hắn cũng chưa chú ý tới. Đa tạ đại tẩu, bảy thánh tử tiếp nhận màu đen trường bào chân thành nói lời cảm tạ cung thiên thu lập tức sụ mặt giả vờ tức giận nói cùng ngươi nói bao nhiêu lần đừng tổng kêu đại tẩu nhiều đa tạ thiên thu tỷ bảy thánh tử có chút ngượng ngùng mà nói cung thiên thu sắc mặt nhiều mây chuyển tình cười ngâm ngâm mà nói này liền đúng rồi sao mau thử xem còn có xem một chút có thích hay không mặt trên đồ án ta này kim chỉ thô giáp ngươi không cần ghét bỏ liền hảo nơi nào nơi nào sẽ ghét bỏ đâu. Bảy thánh tử nhanh chóng đem trường bào mặc ở trên người, một con rồng bay đồ án từ phía sau lưng xuyên vai mà qua, cực đại long đầu uy phong lẫm lẫm. Ở rồng bay chung quanh còn thêu mấy đoàn mây bay, làm rồng bay càng thêm sinh động như thật. Rồng bay đồ án thật là đẹp mắt, ta phi thường thích. Bảy thánh tử vui vẻ ra mặt, đem đai lưng hệ cũng may tại chỗ xoay hai vòng, thực vừa người. Người thích liền hảo, ta còn sợ thêu long đằng cửu thiên đồ án quá mức tục khí đâu cung thiên thu thở dài ra một hơi, phảng phất vừa rồi đều ở, lo lắng để phòng, giống nhau. Nhưng mà trên thực tế cung thiên thu kinh nhiều mặt tìm hiểu, bảy thánh tử thích nhất đó là loại này rồng bay đồ án. Lớn như vậy người còn không biết hảo hảo chiếu cố chính mình, liền quần áo phá cũng chưa phát hiện, xem ra là thời điểm tìm cái nữ nhân. Cung thiên thu trêu gẹo nói, thiên thu tỷ ta còn không nghĩ thành ra đâu. Bảy thánh tử có chút thẹn thùng, lại như là nghĩ tới cái gì tiếp tục nói, lần sau quần áo lại phá, ta đi đi tìm thiên thu tỷ giúp đỡ làm kiện tân. Hành, người về sau quần áo tỷ tỷ bao, cung thiên thu ngữ khi phá lệ chân thành. Một lời đã định, bảy thánh tử rất là kích động mà nói. Người đứa nhỏ này, liền biết mệt ngươi tỷ. Được rồi, ta liền không quấy rầy ngươi tu luyện, nhớ rõ ngày mai tới vân phương trai ăn cơm, tỷ tỷ tự mình xuống bếp u. Cung thiên thu nói xong xoay người rời đi. Nhìn cung thiên thu yểu điệu bóng dáng, bảy thánh tử trong mắt tràn ngập ôn nhu cùng cảm kích. Hắn từ nhỏ cha mẹ song vong, bị người nhận nuôi sau lại mọi cách lăng nhục, sau nhân thiên phú dị bẩm bị thái hư thần tông nhận lấy tình huống mới có thể chuyển biến tốt đẹp. Nhưng mà tiếp cận bảy thánh tử người trên cơ bản đều thuộc về bụng giả khó lường, vì được đến trên tay hắn tu luyện tài nguyên. Hoặc là hư tình giả ý, hoặc là lấy lòng nịnh nọt, chưa bao giờ có hình người cung thiên thu như vậy quan tâm hắn ăn mặc ngủ nghỉ. Đó là bảy thánh tử đáy lòng nhất hy vọng thân tình hương vị trong lúc nhất thời làm hắn say mê trong đó, cảm giác được vô cùng ấm áp hạnh phúc. Đương nhiên bảy thánh tử cũng từng hoài nghi quá cung thiên thu dụng tâm kín đáo, hơn nữa dùng long mạch tiến hành thử, nhưng mà lại bị cung thiên thu đương trường cự tuyệt. Thậm chí ở rất dài một đoạn thời gian đều không hề phản ứng bảy thánh tử. Ta đối với ngươi như vậy đều không phải là ham cái gì tu luyện tài nguyên, không nghĩ tới người thế nhưng như vậy xem. Một khi đã như vậy từ nay về sau người ta liền giống như người lạ, Cung Thiên Thu tức giận dị thường. Vì thế mấy ngày kế tiếp bảy thánh tử tới cửa bồi tội, Cung Thiên Thu lại là tránh mà không thấy. Cho đến hắn tìm được đại thánh tử ra mặt khuyên giải mới tính miễn cưỡng tiếp nhận việc này, nhưng mà mấy ngày nay Cung Thiên Thu thái độ rất là lãnh đạm. Này một loạt biểu hiện đều bị bảy thánh tử xem ở trong mắt, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, hắn mới hoàn toàn đánh mất đáy lòng nghi ngờ. Theo sau bảy thánh tử lại nhiều lần nhận lỗi, hơn nữa tỏ vẻ về sau không bao giờ như vậy thử cung thiên thu mới rốt cuộc khôi phục lúc ban đầu thái độ. Thẳng đến vừa mới bắt được theo long trường bào, bảy thánh tử cái loại này bị thân nhân che chở cảm giác lại lần nữa đánh úp lại, thậm chí có lệ nóng doanh trọng xu thế. Tỷ tỷ, ta sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi không bị người khác khi dễ. Bảy thánh tử ánh mắt kiên định mà lầm bẩm. Audio điện tử võ tấn bền. Đã là rời đi cung thiên thu khóe miệng hơi hơi dơ lên. Lấy nàng hiện giờ tu vi, nhĩ lực lớn biên độ tăng lên, tự nhiên là nghe được bảy thánh từ câu kia phát ra từ phế phủ tự nói. Bảy thánh từ thiên phú kỳ tuyệt, nhưng tâm tính trung quy là tương đối đơn thuần chút, nắm chắc đắn đo cũng không tính rất khó sao. Cung thiên thu càng thêm đắc ý lên. Kỳ thật khát vọng thân tình cái này tin tức đúng là trần nói thông thấu lộ ra tới, cung thiên thu tổng hợp nhiều mặt tin tức lập tức quyết định từ phương diện này vào tay. Hiệu quả cũng xác thật như đoán trước như vậy bảy thánh tử thực mau liền coi chính mình vì thân nhân giống nhau. Hành vi cử chỉ có lẽ có thể làm bộ, nhưng ánh mắt sẽ không gạt người, đặc biệt đối với cung thiên thu loại này, tâm lý đại sư tới nói, càng có thể chuẩn xác phân biệt thật giả. Này có tính không lượng thân đặt làm, tinh chuẩn đả kích. Cung thiên thu càng thêm đắc ý chính mình khống chế người thủ đoạn. Cùng bảy thánh tử kết giao trong quá trình nàng vô dụng bất luận cái gì, đường ngang ngõ tắt, thủ đoạn, chính là lấy ngây thơ đại tỷ tỷ nhân thiết cùng với kết giao như thế thân phận giả thiết, cũng làm bảy thánh tử cảm giác phi thường thoải mái, rốt cuộc hắn bên người dĩ vãng chưa bao giờ xuất hiện quá như vậy nữ nhân. Theo Cung Thiên Thu hiểu biết, Thái Hư Thần Tông trong ngoài cũng từng có không ít tư sắc kỳ tuyệt nữ nhân lấy sắc đẹp tiếp cận, nhưng đều bị bảy thánh tử quyết đoán cự tuyệt. Đảo không phải bảy thánh tử không gần nữ sắc, mà là hắn càng hy vọng được đến thuần túy cảm tình, vô luận tình yêu vẫn là thân tình. Có lẽ nguyên nhân chính là vì bảy thánh tử bản thân chính là cái thuần túy người, mới phi thường chán ghét những cái đó lấy các loại mục đích tiếp cận chính mình cả trai lẫn gái. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, cung thiên thu loại này, khác loại, xuất hiện, mới làm bảy thánh tử cảm giác đáng quý, cũng phá lệ quý hiếm. Cung thiên thu đúng là bắt được điểm này tăng thêm lợi dụng, bảy thánh tử khoảng cách bị nàng hoàn toàn khống chế liền lại càng tiến một bước. Không cần bản giáo chủ động đi muốn, hơn thánh mạch liền đến tay. Nhìn trên tay bản đồ tiêu chí thánh mạch vị trí tin tức, cung thiên thu ý cười càng sâu này đó đều là bảy thánh tử dâng lên, kia chiêu lấy lui làm tiến làm hắn lại vô ngờ vực. Này đó thánh mạch thậm chí suýt nữa làm bảy thánh tử quỳ xuống thỉnh cầu cung thiên thu nhận lấy. Vân phương trai, đây là thái hư thần tông cấp cung thiên thu phân phát chỗ ở. Tuy rằng nàng vừa mới tới thái hư thần tông không lâu, nhưng nàng dù sao cũng là trưởng lão, hơn nữa đại thánh tử quan hệ, phân một chỗ đơn độc đình viện liền thuận lý thành trương. Thịch thịch thịch, bên ngoài truyền đến rất nhỏ tiếng đập cửa, vào đi. Khi nói chuyện cung thiên thu đem bản đồ thu hảo. Độc cô tiêu chậm rãi đi đến, cung kính mà nói, sư phụ, ngài giao cho ta sự tình đã làm tốt, lại có 5 vị đà chủ gia nhập trận doanh. Thực hảo, cung thiên thu trên mặt ý cười càng sâu, nói, hiện giờ chúng ta đã nắm giữ ba vị trưởng lão cùng 15 vị đà chủ cấp dưới, bình thường thiên kiêu càng là có hơn trăm người. Trong khoảng thời gian này chủ tính cuối cùng không có uổng phí, người làm được phi thường không tồi. Kế tiếp chính là nghĩ cách đem người cùng huyền minh đẩy thượng trưởng lão chi vị, nhưng chuyện này nóng vội không được, nếu không bị phát hiện thì mất nhiều hơn được. Ta cùng phụ thân sự tình không vội, sư phụ mới vừa ở tông nội cao tầng đứng vững gót chân, nếu quá nhanh đẩy người thượng vị, khó tránh khỏi dẫn người chú ý. Độc cô tiêu cười ngâm ngâm mà nói, nếu bị chèn ép liền không hảo. Cung thiên thu trong khoảng thời gian này không chỉ có cùng bảy thánh tử chi gian quan hệ tiến triển thần tốc, càng là ở Thái Hư Thần Tông nội lung lạc nhân tâm, bồi dưỡng thuộc về chính mình thế lực. Đặc biệt Cung Thiên Thu hiện tại cũng là trưởng lão thân phận, hơn nữa đại thánh tử phu nhân Quang Hoàn thêm vào, không ít người đều muốn mượn cơ leo lên. Đặc biệt ở được đến 7 thánh tử tu luyện tài nguyên tin tức lúc sau, Cung Thiên Thu ra tay rộng rãi, lại thi lấy các loại thủ đoạn, đã có không ít người quyết tâm đi theo. Rốt cuộc Thái Hư Thần Tông giai cấp cấp bậc nghiêm ngặt, đặc biệt tiết bằng triển cái loại này cấp bậc thiên kiêu nếu như không phải leo lên thượng cung thiên thu, căn bản không có khả năng được đến như vậy nhiều tu luyện tài nguyên. Theo thời gian trôi qua, cung thiên thu ở Thái Hư Thần Tông thế lực ngày càng lớn mạnh. Người nói được không sai, nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ, chúng ta vẫn là làm đâu chắc đấy phát triển lớn mạnh thì tốt hơn. Cung thiên thu ngưng thanh nói. Độc cô tiêu gật gật đầu, cung thanh nói, sư phụ, ngài kế tiếp đối ta bên này còn có cái gì nhiệm vụ an bài sao? Tiếp tục củng cố chúng ta thế lực, còn có làm phụ thân ngươi đi tông ngoại lấy thái hư thần tông danh nghĩa siêu tập tán tu. Mấy ngày hôm trước ta giao cho các ngươi thần mạch vị trí, có thể dùng làm mời chào tán tu lợi thế. Nguyên tắc chỉ có một chút, tận khả năng phát triển lực lượng, bản giáo chủ phải nhanh một chút tổ kiến một chi chuyên trúc đội ngũ. Cung thiên thu trầm giọng nói, nếu gả cho đại thánh tử sự tình không thể xoay chuyển, cung thiên thu liền nghĩ lớn nhất hóa phương diện này ích lợi. Không chế thái hư thần tông đã không thể làm nàng thỏa mãn, hướng ra phía ngoài khuếch trương mới là trọng trung chi trọng. Đặc biệt ở cùng bảy thánh tử quan hệ lấy được đột phá tính tiến triển sau, cái này ý niệm liền càng thêm mãnh liệt lên. Rốt cuộc ở Côn Luân Khư Nội, tu luyện tài nguyên chính là phát triển thế lực lớn nhất tiền vốn, mà bảy thánh tử vừa vặn là tìm kiếm linh mạch lĩnh vực trong đó cao thủ. Sư phụ xin yên tâm, ta cùng phụ thân sẽ dốc hết sức lực đi làm. Độc cô tiêu bảo đảm nói. Tái kiến thức đến cung thiên thu thủ đoạn sau, Huyền Minh cùng Tiết Bằng triển đều thiệt tình đầu nhập vào Cung Thiên Thu dưới trướng, cũng quyết định vì nàng như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hai người ở Thái Hư Thần Tông bên trong vốn là có chút nhân mạch, đặc biệt Tiết Bằng triển ở Thái Hư Thần Tông bình thường thiên kiêu mặt càng là rất có lực ảnh hưởng. Có này hai người dắt đầu nguyện trung thành, trực tiếp làm Cung Thiên Thu phát triển kế hoạch thuận buồm xuôi gió rất nhiều. Cung Thiên Thu vừa lòng gật gật đầu, nói, có cái gì nhu cầu cứ việc đề, ta lại được đến không ít linh mạch tài nguyên cũng đủ chúng ta phát triển sử dụng đúng rồi ta cùng đại thánh tử hôn lễ bách cận tiêu phong tất nhiên sẽ lại đây nháo chàng sư phụ yên tâm ta tuyệt đối sẽ không làm cái kia phế vật hỏng rồi ngài chuyện tốt một khi phát hiện liền đem hắn ở bên ngoài chấn sát độc cô tiêu âm chắc chắc mà nói cung thiên thu vẫy vẫy tay nói không 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 các ngươi coi như làm không nhìn thấy phóng tiêu phong tiến vào chờ hắn ở hội trường nháo sự thời điểm lại đương trường bắt giữ bản giáo chủ tưởng thưởng thức thưởng thức tiêu phong phát cuồng bộ dáng, nhất định thực buồn cười không phải sao. Cung thiên thu tà cười, nàng phi thường chờ mong tiêu phong nhân ái mà không được cuồng táo thả chật vật bộ dáng. Minh bạch sư phụ, độc cô tiêu cũng đi theo cười lạnh lên, hài hước nói, tiêu phong chính là một cái phế cẩu, thế nhưng còn ảo tưởng được đến sư phụ yêu ái, quả thực là người si nói mộng. Được rồi, người đi vội đi, cung thiên thu phất phất tay nói. Là, Độc cô tiêu nói xong xoay người rời đi vân phương trai. Thời gian trôi đi, 10 ngày sau, hôm nay đó là đại thánh tử cùng cung thiên thu đại hôn nhật tử. Thái hư thần tông nội răng đèn kết hoa hồng nỉ phô địa, nơi nơi đều là hỉ khí dương dương. Đại thánh tử cùng cung thiên thu thân xuyên hỉ phục nghinh đón lui tới khách khứa. Mờ mịt cung đại trưởng lão đến, cầu chúc tân nhân bách niên hảo hợp. Xích huyết điện nhị thánh tử đến, cung chúc tân nhân long phượng trình tường trời giá rét sơn trang phó trang chủ đến, cùng chúc một đôi tân nhân sớm sinh quý tử. Tuyên tử quan không ngừng hô lớn lui tới khách khứa bối cảnh cùng với lời chúc. Không hổ là đại thánh tử, này bài mặt thật là đại A. À. Còn không phải sao, phía trước kia mấy cái tông phái thực lực chút nào không kém gì thái hư thần tông, đều phái ra tông nội địa vị cực cao đại biểu tới. Này cung thiên thu thật đúng là có thủ đoạn, đại thánh tử cưới mặt khác nữ nhân nhưng không như vậy phong cảnh đại làm qua. Ngươi ít nói vài câu đi, nhân ra là đại thánh tử phu nhân, ngươi cũng dám thẳng hô tên họ, không muốn sống nữa. Thái hư thần tông thành viên nghị luận sôi nổi, không ít người đều đối cung thiên thu có thể bình bộ thanh vân thủ đoạn xem thế là đủ rồi. Đúng lúc này, tuyên tử quan có chút khẩn trương thanh âm truyền đến. Nhật Nguyệt Thần, Nhật Nguyệt Thần hỏa điện đà chủ giá lâm, chúc mừng đại thánh tử cùng cung thiên thu hỉ kết lương duyên. Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Thái hư thần tông hiện trường nháy mắt sôi trào lên. Nhật nguyệt thần hỏa điện cường giả thế nhưng tới, này. Đại thánh tử mặt mũi cũng quá lớn đi. Người khác đều là phó trang chủ người tới chúc mừng, ít nhất cũng là thủ tịch trưởng lão gì đó, này bất quá là một cái đà chủ, người đến nối kích động như vậy sao? Người cái mới vừa tiến vào côn luân khư không phải tay mơ biết cái gì. Nhật nguyệt thần hỏa điện là siêu cấp tông phái, bọn họ sáng lập nhật nguyệt thần hỏa học viện khủng bố vô cùng. Nhanh lên nói nói bái, nơi nào khủng bố, nhật nguyệt thần hòa học viện mỗi cách 5 năm liền sẽ tại đây khu vực tuyển chọn thiên tài, cái nào từ học viện ra tới lúc sau không phải hùng cứ một phương bá chủ. mặc dù là bọn họ một vị đà chủ, liền sau rất nhiều cỡ trung tông phái thủ tịch trưởng lão địa vị cao, hiện tại đã biết rõ sao. cùng lúc đó đại thánh tử bận rộn lo lắng tìm được cung thiên thu, phu quân, người cứ như vậy cấp tìm ta khi phát sinh chuyện gì sao? cung thiên thu nghi hoặc hỏi, ở cung thiên thu trong ấn tượng đại thánh tử từ trước đến nay là một bộ thái sơn sập trước mặt mà không biến sắc bộ dáng. Giờ phút này hắn trên mặt thế nhưng mang theo một tia khiếp sợ cùng kích động. Đại thánh tử đầy mặt nghiêm túc mà nói, trước đừng hỏi nhiều như vậy, cùng ta cùng đi nghinh đón khách quý, vừa đi vừa cùng ngươi giải thích. Cung thiên thu bị đại thánh tử lôi kéo tay liền đi ra ngoài, thông qua sau khi giải thích cung thiên thu mới hiểu biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Nguyên lai là nhật nguyệt thần hỏa điện đà chủ giá lâm, hơn nữa cái này thế lực là danh xứng với thực đại hình tông phái. Cái kia Nhật Nguyệt Thần Hỏa học viện mặc dù là đại thánh tử đều phi thường hướng tới. Đặc biệt Nhật Nguyệt Thần Hỏa điện khống chế tu luyện tài nguyên làm cung thiên thu không tự kìm hãm được nuốt nuốt nước miếng. Lớn nhỏ long mạch mấy chục điều, thần mạch thánh mạch nhiều không kể xiết, cơ hồ chính là lấy không hết dùng không cạn. Đây là đại thánh tử nguyên lời nói. Bảy thánh tử phát hiện cái kia loại nhỏ long mạch đều làm cho cả Thái Hư thần tông hưng phấn không thôi. So sánh với dưới quả thực là khác nhau một trời một vực a. À. Hơn nữa hồi tưởng khởi cắn nuốt như vậy một tia long mạch chi lực, là có thể làm chính mình hưởng thụ vô cùng. Nếu chính mình có thể đi vào loại này cấp bậc tông phái, chẳng phải là có thể trực tiếp cất cánh. Thiên Thu, đối phương tuy rằng chỉ là một vị đà chủ, nhưng mặc dù cùng cỡ trung tông phái thủ tịch trưởng lão so sánh với cũng chút nào không rơi hạ phong. Cho nên đang nói chuyện khi nhớ lấy không cần thất lễ, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Đại thánh tử giận dò nói. Cung thiên thu trầm giọng nói, yên tâm đi phu quân, ta tuyệt đối sẽ không du củ. Khi nói chuyện hai người đi tới cửa chính trước, nhật nguyệt thần hỏa điện đà chủ đã là chờ lâu ngày, đầy mặt ngạo nghễ trong thần sắc ẩn ẩn có một tia không kiên nhẫn. Đà chủ đợi lâu, tại hạ huề cô dâu tiến đến nghênh đón, mong rằng ngài thứ lỗi. Đại thánh tử thâm thi lễ, cung thiên thu đồng dạng thi lễ. Đà chủ là cái thoạt nhìn 40 tuổi xuất đầu trung niên nhân, giơ tay nhấc chân gian đều toát ra khủng bố khí cơ dao động. Ân, trung niên đà chủ hơi hơi gật đầu xem như đáp lại. Theo sau bị đại gia chúng tinh phủng nguyệt đón đi vào. Cung thiên thu lại cùng đại thánh tử cộng đồng bồi trung niên đà chủ hồi lâu, mới nương thay quần áo cớ rời đi hiện trường. Cái này hành động vẫn chưa khiến cho bất luận kẻ nào hoài nghi, rốt cuộc tông phái vì cung thiên thu chuẩn bị số bộ hỷ phục, đổi mới bộ đồ mới hết sức bình thường. Trên thực tế Cung Thiên Thu cũng xác thật thay đổi bộ quần áo, chẳng qua lại đi gặp những người khác. Tiểu thất, người tại đây ngẩn người làm gì đâu? Cung Thiên Thu nhẹ nhàng vỗ vỗ bảy thánh tử bả vai hỏi. Bảy thánh tử phục hồi tinh thần lại, xoay người liền thấy được vẻ mặt cười khanh khách địa Cung Thiên Thu. Đặc biệt đương hắn thấy rõ Cung Thiên Thu xuyên y phục sau, cả người suy nghĩ mạc danh có chút phức tạp. Thiên Thu tỷ, này quần áo là ta tặng cho người kia bộ. Bảy thánh tử thanh âm có chút khô khốc. Cung Thiên Thu gật gật đầu, tươi cười cũng hơi chút thu liếm, đến sau lại thậm chí đều có chút thương cảm. Thế nào, xinh đẹp đi, người này ánh mắt thật đúng là không tồi đâu, ta ăn mặc cũng vừa người. Cung Thiên Thu lại thở dài, tiếp tục nói, ăn mặc đệ đệ đưa ta quần áo gả chồng, cũng coi như là một loại hạnh phúc đâu. Khi nói chuyện, Cung Thiên Thu trong mắt ẩn ẩn ngấn lệ lập lè. Ngàn, Thiên Thu tỷ, người đừng khóc a. À. Người như vậy ta cũng rất khó chịu thấy cung thiên thu lệ quang chấp động, bảy thánh tử tức khắc luống cuốn tay chân, nỗi lòng càng thêm hỗn độn, thân mình có điểm mạc danh bực bội. Đứa nhỏ ngốc, tỷ tỷ đây là cao hứng a. Cung thiên thu xoa xoa khóe mắt nước mắt, ngay sau đó lại giúp đỡ bảy thánh tử sửa sang lại một chút trường bào, đem đầu vai dính thượng rất nhỏ cho bụi phủi phủi. Lớn như vậy người, còn không biết như thế nào chiếu cố chính mình đâu. Thật là làm tỷ tỷ không yên tâm đâu. Nhưng là từ nay về sau, tỷ tỷ gả chồng, không có biện pháp giống như trước như vậy chiếu cố ngươi, ngươi cần phải chiếu cố hảo chính mình. Đừng tổng không ăn cơm liền uống rượu, hợp khẩu vị không tốt, còn có kia đan dược cũng ít ăn, bên trong trung quy hàm đan xa, đối thân thể vô ích, còn có. Cung thiên thu lại nhảy dặn dò rất nhiều hàng ngày rất nhỏ việc, nước mắt lại, không chịu khống chế, mà hạ xuống. Ngươi cũng nắm chặt tìm cái thiệt tình đãi người nữ nhân, như vậy ta là có thể hoàn toàn yên tâm. Hôm nay là tỷ tỷ ngày đại hỷ, đừng tổng dầu dĩ không vui, nghe được không? Được rồi, ta đi chiêu đãi khách khứa, người chiếu cố hảo chính mình a. À. Cung thiên thu nói xong lời cuối cùng thanh âm nghẹn ngào nước mắt rơi như mưa, ngay sau đó xoay người chạy ra. Nhìn cung thiên thu rời đi bóng dáng, bảy thánh tử trong lòng không còn, đột nhiên cảm giác phảng phất mất đi cái gì. Ngực cũng là có một hơi tức đổ, không thể đi lên lại hạ không tới, thực sự làm người khó có thể thừa nhận. Tỷ tỷ, tỷ tỷ. Bảy thánh tử nhỏ giọng nỉ non, yết hầu cùng ngược chỗ tác cảm càng thêm mãnh liệt lên, tức khác lại là một trận tâm phiền ý loạn. Bản năng tưởng uống mấy khẩu rượu, nhưng là nghĩ đến cung thiên thu vừa rồi giận dò, lại đem bầu rượu phóng tới một bên. Nhìn nơi xa trên đài cao cung thiên thu cùng đại thánh tử cùng nhau kéo tay hướng khách khứa kính rượu hình ảnh, bảy thánh tử hốc mắt có chút lên men, trong lòng càng là cực kỳ không khỏe. Hắn như là bị vô tình cướp đi âu yếm món đồ chơi trĩ đồng, như vậy tức giận, rồi lại như vậy bất lực, thậm chí là bất lực. Chỉnh chàng hôn lễ bảy thánh tử đều mơ màng hồ đồ, hoặc là ngây người phát ngốc, hoặc là như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại, cực kỳ giống mất đi hồn trống trơn thể xác giống nhau. Thái hư thần tông cửa chính phía trước vài dặm hồng trang, bên đường xe ngựa thế nhưng có tự bày biệt, tiến đến chúc mừng tặng lễ nhân viên nối liền không dứt. Hồng nỉ phô mà vài dặm, phiến đá xanh bên đường càng là phủ kín hoa hồng cánh, bên đường trên cây hệ các màu rải lụa rực rỡ, chiên trống vang trời, pháo tề minh, toàn bộ hôn lễ long trọng tới rồi cực hạn. Đám người phát ra âm thanh ủng hộ càng là sóng âm chấn chấn, phảng phất có thể truyền tới trên 9 tầng mây giống nhau. Nhìn trước mắt hết thảy, tiêu phong trên mặt tối tăm tới rồi cực điểm. Từ lần trước bị đánh thành trọng thương ném đến mương sau, tiêu phong chật vật bất kham trốn trở về trời cao phái. Trải qua mấy ngày nay nghỉ ngơi lấy lại sức, nội thương đã là toàn bộ khôi phục, thậm chí công lực đều có điều đột phá. Tiêu Phong tự nhiên cũng được đến hôm nay cung thiên thu cùng đại thánh tử đại hôn tin tức. Hắn riêng chạy tới tra xét đại hôn tình hình cụ thể và tỉ mỉ, ngay cả Tiêu Phong chính mình cũng không biết ở vào như thế nào tâm lý, có lẽ là không cam lòng, cũng có lẽ có chua sót. Chẳng qua ở Tiêu Phong phía sau đi theo thiên tư cùng tạ hoàn vũ đám người. Trên thực tế bọn họ cũng không nghĩ đến thái hư thần tông, vạn nhất bị tam thánh tử cùng cung thiên thu phát hiện, thế nào cũng phải bị mất mạng không thể, nhưng là tiêu phong khăng khăng muốn tới, tạ hoàn vũ đám người chỉ có thể căng ra đầu theo tới, rốt cuộc ở bọn họ trong mắt tiêu phong là diệp quân lâm ái đồ. Vạn nhất tiêu phong ở bọn họ dưới mí mắt phứt bỏ tánh mạng, bọn họ đồng dạng sẽ nghênh đón diệp quân lâm điên cuồng trả thù, mà tạ trọng mưu sẽ đứng mũi chịu sao bị giết. Tiêu phong, người quá sẽ như ngàn vạn muốn nhịn xuống, bằng chúng ta mấy cái căn bản vô lực đối kháng thái hư thần tông các cao thủ. Tạ hoàn vũ vẻ mặt đưa đám cầu xin nói. Tiêu Phong hừ lệnh một tiếng trực tiếp hướng trong đi, bọn họ đều là dịch dung lại đây, ở đệ trình hạ lễ sau, tiến vào hội trường dị thường thuận lợi. Tạ hoàn vũ đám người cũng hơi chút nhẹ nhàng thở ra, thành công lẫn vào thái hư thần tông hôn lễ hội trường, kế tiếp chỉ cần khống chế được Tiêu Phong nổi điên là được. Nhưng mà bọn họ lại không biết, ở tạ hoàn vũ đám người tiến vào hội trường kia một khắc, cũng đã bị huyền minh đám người phát hiện. Chẳng qua có cung thiên thu mệnh lệnh ở, Huyền Minh trực tiếp làm người cho đi, mấy người lúc này mới thành công trà trộn vào hội trường. Nhưng mà dù vậy, ở chung quanh cũng có vô số đôi mắt ở nhìn chằm chằm tiêu phong, chỉ cần hắn dám nháo sự, liền sẽ bị trước tiên chế phục. Làm chúng ta người đều đề cao cảnh giác, chỉ cần phát hiện tiêu phong mưu đồ gây rối, có thể đương trường đánh chết. Huyền Minh truyền âm hạ đạt mệnh lệnh. Cùng lúc đó, tạ hoàn vũ cũng phản phất cảm nhận được một tia không thích hợp. Các người có hay không bị người theo dõi cảm giác? Tạ Hoàn Vũ hạ giọng hỏi. Thiên tư đám người sôi nổi lắc đầu, bọn họ thực lực không bằng Tạ Hoàn Vũ, không có bất luận cái gì dị thường cảm ứng. Hơn nữa hiện trường nhân viên dày đặc, có lẽ chỉ là bình thường khách khứa đang xem cũng nói không chừng. Yên tâm đi thiếu chủ, đại trưởng lão thuật dịch dung chưa bao giờ ra quá sai lầm. Thiên tư an ủi nói. Dĩ vãng đại trưởng lão tạ vân tông thuật dịch dung đủ loại tinh lực, mặc dù đối mặt đỉnh cấp cường giả đều có thể lừa dối quá quan, nói vậy lần này cũng tất nhiên sẽ không ra sai lầm. Một niệm đến tận đây, tạ hoàn vũ lúc này mới hơi chút buông tâm. Chỉ là nhìn về phía tiêu phong ánh mắt phá lệ lo lắng, đây chính là một viên phi bom hẹn giờ, không chuẩn khi nào liền sẽ nổ tung. Nhìn đến trên đài cao cung thiên thu cùng đại thánh tử nắm tay ôm cổ tay, cười đến phá lệ ngọt ngào, tiêu phong liền cảm giác tâm như đau cắt. Giờ lành đã đến, tân nhân vào chỗ, Người tiếp tân cao giọng tuyên truyền giảng giải, hiện trường tức khắc an tĩnh lại. Cung thiên thu cùng đại thánh tử đi vào đài cao chính giữa vị trí. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê đối bái, cộng nhập động phòng. Người tiếp tân thanh âm giống như từng thanh mũi nhọn lưỡi dao sắc bén, hung hăng đâm vào tiêu phong trái tim. Nhìn đã từng cái kia cùng chính mình thệ hải minh sơn nữ nhân, hiện giờ giúp vào người khác ngực lúm đồng tiền như hoa, Tiêu phong cảm giác hô hấp đều bắt đầu trở nên khó khăn lên, ngược ở kịch liệt phập phồng, sắc mặt cũng khó coi tới rồi cực hạn. Đúng lúc này, đại thánh tử đem cung thiên thu chặn ngang ôm lấy, bay thẳng đến tân phòng phương hướng đi đến. Dưới đại thái hư thần tông đệ tử cùng rất nhiều khách hứa cũng là hoan hô nhảy nhót. Đại thánh tử đều chờ không kịp lâu. Kia còn không phải bởi vì cung trưởng lão quá xinh đẹp. Hai người thật là trời đất tạo nên một đôi a ầm ý thanh không ngừng dũng mãnh vào tiêu phong lỗ tai, hắn cảm giác chính mình ngực mau bị khí tạc. Thiên tư cùng tạ hoàn vũ cũng khẩn trương tới rồi cực điểm, bọn họ là thật sợ hãi tiêu phong đại náo hôn lễ hiện trường, theo tới mấy người tuyệt đối sẽ bị vạ lây cá trong chậu. Nhưng mà qua hồi lâu, tiêu phong lại là dị thường bình tĩnh, này ra ngoài tạ hoàn vũ đám người đoán trước. Cung thiên thu, trước kia đủ loại đều là âm mưu, từ nay về sau người ta liền chỉ là huyết hải thâm thù tử địch đãi ta tu vi tăng nhiều lúc sau, nhất định thân thủ giết ngươi. Tiêu Phong ở trong lòng âm thầm nói. Cho đến giờ phút này, đối với cung thiên thu cận tồn một tia không cam lòng với không tha rốt cuộc tan thành mây khói. Tiêu Phong xem như hoàn toàn buông xuống. Kỳ thật ở tới phía trước, Tiêu Phong xác thật nghĩ tới liều chết đại não hôn lễ hiện trường. Hắn cũng tưởng tại đây loại đặc thù hoàn cảnh hạ để tay lên ngực tự hỏi có không chân chính buông. Cho đến nhìn đến cung thiên thu cùng đại thánh tử đủ loại thân mật khang khít hành động sau, Tiêu Phong phát hiện chính mình cũng không có trong tưởng tượng như vậy phẫn nộ. Có lẽ đã từng từng có một tia chua sót, nhưng hiện tại đã hoàn toàn bình thường trở lại. Vì thế Tiêu Phong lựa chọn trầm mặc, chỉ là vãng thích thù hận giá trị tăng vọt, nhiễm nhiên tới rồi sắp bùng nổ trạng thái. Cung Thiên Thu cũng vài vị kinh ngạc cùng nghi hoặc. Nàng vốn tưởng rằng Tiêu Phong sẽ đương trường bùng nổ nháo sự, lại không nghĩ rằng người sau cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Phía trước đủ loại chờ mong cảnh tượng cũng không xuất hiện. Ra ngoài cung Thiên Thu đoán trước đồng thời cũng làm nàng hoàn toàn thất vọng. Tiêu Phong, không nghĩ tới người thế nhưng thật sự buông xuống. Giờ này khắc này, cung Thiên Thu ngược lại là có một tia không cam lòng. Tiêu Phong như vậy phản ứng xa xa vượt qua cung Thiên Thu đoán trước, nàng tưởng tiếp tục quan sát Tiêu Phong kế tiếp hành động. Nhưng mà giờ phút này bị đại thánh tử ôm hướng tân phòng bên trong đi nhanh, nàng hiện tại nhưng không nghĩ động phòng, đặc biệt rất có thể sẽ làm nàng bản thân hình tượng bị hao tổn. Phải biết rằng dưới đài chính là có không ít nàng âm thầm phát triển cấp dưới. Cung thiên thu suy nghĩ vận chuyển, thực mau liền nghĩ tới ứng đối chi sách. Phu quân, đừng như vậy nóng vội sao, chúng ta buổi tối có rất nhiều thời gian. Các khách nhân ở chỗ này nhìn đâu, đặc biệt còn có nhật nguyệt thần hỏa điện đà chủ ở. Như thế nào cũng đến cho hắn chừa chút ấn tượng tốt à. Cung thiên thu kiều thanh nói, đại thánh tử lập tức dừng lại thân hình bụng nhỏ nội kia đoàn mãnh liệt ngọn lửa cũng tức khắc dập tắt hơn phân nửa. Không hổ là bổn tỏa coi trọng nữ nhân, người nói được không sai. Đại thánh tử không những không có sinh khí, ngược lại đối cung thiên thu nhắc nhở khen ngợi có thêm. Nhật nguyệt thần hỏa điện có hắn hướng tới học viện, mà đà chủ liền ở cách đó không xa nhìn. Nếu chính mình bị trở thành cái khó thành châu báu tử sắc đồ đệ, chẳng phải là mất nhiều hơn được. Hôn lễ đến tận đây hoàn thành, chư vị hôm nay không say không về đại thánh tử thực mau liền phá giải xấu hổ đem vừa rồi hành động giải thích vì phối hợp hôn lễ trình tự cung thiên thu còn lại là dùng khóe mắt dư quang nhìn về phía tiêu phong thấy người sau vẫn chưa hành động thiếu suy nghĩ chỉ là ở nơi đó uống rượu dùng bữa tiêu phong cái này rác rưởi mặc dù ngươi buông xuống lại có thể như thế nào chúng ta vốn chính là hai cái thế giới người tưởng được đến bản giáo chủ yêu ái ngươi cũng xứng huống chi cùng đại thánh tử so sánh với căn bản chính là khác nhau một trời một vực đại thánh tử dùng một ngón tay là có thể đem ngươi chọc chết. Cung thiên thu càng nghĩ càng đắc ý. Đặc biệt nghĩ đến tương lai đại thánh tử kế thừa thái hư thần tông tông chủ chi vị sau, chính mình đó là tông chủ phu nhân, tâm tình của nàng liền càng thêm sung sướng. Hoàn toàn buông này đoạn tình cảm tiêu phong, cảm giác đã từng phảng phất đè ở ngực kia khối ngàn cân cự thạch nháy mắt hóa thành bột mịn. Thậm chí này rượu mừng uống đến độ phá lệ thống khoái, hiện giờ liền chỉ còn lại có thù hận. Lại vào lúc này, thiên tư thu hồi thông tin công cụ. Hạ giọng nói, theo nhãn tuyến hội báo, đã tra xét rõ ràng thần kiếp cụ thể nơi, muốn hay không nhân cơ hội trộm đi. Thần kiếp bị cung thiên thu hiến cho thái hư thần tông sự tình sớm đã không phải bí mật. Tiêu phong vì chuộc tội ở đi vào côn luân khư lúc sau, khiến cho trời cao phái thành viên âm thầm điều tra thần kiếp rơi xuống. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy liền có rồi kết quả. Hôm nay Thái Hư Thần Tông trung tâm nhân viên đều ở hôn lễ hiện trường, đúng là trộm hoàn hồn kiếp tuyệt hảo thời cơ a đúng vậy tiêu phong nếu có thể đem thần kiếp trộm trở về diệp tiên sinh tất nhiên sẽ phi thường cao hứng lấy chúng ta mấy người thực lực liên hợp lại được đến thần kiếp tỷ lệ phi thường đại tạ hoàn vũ đám người phi thường tích cực tạ trọng ngưu còn ở diệp quân lâm trong tay nếu thành công ăn trộm thần kiếp có lẽ có thể trở thành trao đổi lợi thế nhưng là hiện giờ tiêu phong thực lực không dung khinh thường ít nhất đối với hiện giờ trời cao phái hiện trạng mà nói có hắn gia nhập càng có nắm chắc. Tiêu Phong lại là vẫy vẫy tay, nói: "Thần Kiếp, ta sẽ quang minh chính đại lấy về tới." Tiêu Phong nói xong lúc sau xoay người rời đi, Thiên Tư cùng Tạ Hoàn Vũ đám người hai mặt nhìn nhau, ngay sau đó bận rộn lo lắng theo đi lên. Bọn họ thật sự không minh bạch Tiêu Phong có ý tứ gì, chẳng lẽ hắn cho rằng bằng vào lực lượng của chính mình là có thể đoạt lại Thần Kiếp. Hiện tại Thần Kiếp chính là bị toàn bộ Thái Hư Thần Tông làm như chấn giáo thần kiếm a nhìn mấy người rời đi bóng dáng huyền minh bận rộn lo lắng dò hỏi cung thiên thu hay không đưa bọn họ đương trường bắt lấy cung thiên thu trầm giọng nói không cần hành động thiếu suy nghĩ phái vài tên cao thủ âm thầm theo dõi đem bọn họ chi tiết thăm dò rõ, rõ ràng lại bàn bạc kỹ hơn cung thiên thu hành sự phi thường cẩn thận trước muốn biết rõ ràng tiêu phong hay không thuộc về đơn độc tiến vào côn luân khư đặc biệt muốn xác định một chút diệp quân lâm cùng với bên người những cái đó cường giả hướng đi như thế mới có thể chế định càng ổn thỏa ứng đối kế hoạch. Hôn lễ hiện trường, giờ này khắc này khó chịu nhất không gì hơn bảy thánh tử. Đặc biệt nhìn đại thánh tử cùng cung thiên thu đại hôn toàn quá trình, bảy thánh tử càng là tim như bị đau cắt. Cái loại này trong lòng trí ái bị người ngạnh sinh sinh cướp đi cảm giác càng thêm mãnh liệt. Đáng giận, bảy thánh tử ở trong lòng an an mắng một tiếng, nhưng mà liền hắn cũng không rõ ràng lắm đến tột cùng là đang mắng ai có thể là đang mắng đại thánh tử đoạt người trí ái. Cũng có thể là đang mắng chính mình quá mức hèn nhát không dám tranh đoạt. Càng khả năng đơn thuần đang mắng hôn lễ hiện trường quá rối loạn khiến cho hắn bực bội. Ngay sau đó mãnh rót mấy khẩu rượu, bởi vì uống đến quá mãnh liên tục ho khan lên. Bảy thánh tử hết thảy biểu hiện bị cung thiên thu thu hết đáy mắt. Người cũng trốn không thoát bản giáo chủ lòng bàn tay. Cung thiên thu trong lòng phá lệ đắc ý. Hôn lễ tiếp tục tiến hành, trong đại đường ngoại một mảnh chúc mừng. Đại thánh tử cũng là thực giữ chữ tín, tiệc cưới phía trên trước mặt mọi người đem cung thiên thu phong làm đại phòng chính thê, trở thành chân chính tương lai trưởng giáo phu nhân. Lúc này mới coi như là chân chính ở thái hư thần tông nội đứng vững gót chân. Cung thiên thu tự nhiên là thỏa thuê đắc ý, trên mặt ý cười từ đầu đến cuối liền không đình chỉ quá. Thân phận địa vị đề cao cũng mang đến rất nhiều chỗ tốt, tỉ như tu luyện tài nguyên tăng nhiều, các loại quyền hạn cũng tùy theo tăng đại, hiện giờ Thái Hư Thần Tông Tàng Kinh Các cùng với rất nhiều cấm địa ta là có thể đi vào. Nghe nói Tàng Kinh Các Trung có rất nhiều đỉnh cấp chiến kỹ cùng với công pháp, đến lúc đó liền có thể làm ta như hổ thêm cánh. Cấm địa bên trong đồng dạng giấu giếm các loại thiên tài địa bảo. Cung Thiên Thu càng nghĩ càng vui vẻ, ôm lấy đại thánh tử này đùi kế hoạch cơ bản hoàn thành. Tiệc cưới tự buổi sáng vẫn luôn liên tục đến buổi tối, theo sau liền đến nháo động phòng phân đoạn đương nhiên có thể tham gia nháo động phòng đều là thái hư thần tông tuyệt đối trung tâm, đặc biệt là mấy đại thánh tử chờ trẻ tuổi đỉnh cấp thiên kiêu. Toàn bộ quá trình chỉ có 7 thánh tử không thấy bóng dáng. Đương nhiên này cũng vẫn chưa khiến cho những người khác chú ý, rốt cuộc 7 thánh tử luôn luôn tính cách quái gở không tốt giao tế. Chỉ có cung thiên thu biết nội tình, cũng liền càng thêm kết luận 7 thánh tử đã hoàn toàn rơi vào nàng bẫy dập. Được rồi, động phòng cũng náo loạn, mọi người đều tan đi liền không cần quấy rầy chúng ta phô thê hai người thế giới. Đi mau đi mau, đại thánh tử cố ý sụ mặt nói. Những người khác tự nhiên không dám dừng lại, đây chính là tương lai trưởng giáo, trừ phi về sau không tính toán ở thái hư thần tông lăn lộn. Thực mau phòng nội liền chỉ còn lại có cung thiên thu cùng đại thánh tử hai người. Thiên thu, chúng ta rốt cuộc có thể thu thành chính quả, đến đây đi. Đại thánh tử đã sớm gấp không chờ nổi, trực tiếp phát đi lên. Cung Thiên Thu đã sớm nhân cơ hội ở trong phòng bố trí ảo thuật, nhưng mà đối với đại thánh tử loại này tu vi cường giả tới nói căn bản không dùng được. Hai người cũng rốt cuộc đột phá kia tầng cấm chế, trở thành chân chính phu thê. Phòng nội tức khắc mưa rền gió dữ, thẳng đến sau nửa đêm mới hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Hôm sau sáng sớm, Cung Thiên Thu mở nhập nhèm mắt buồn ngủ, lại đột nhiên cảm giác được trong cơ thể hơi thở kích động, sau ngày hôm qua thế nhưng có lộ rõ tăng lên. Đây là có chuyện gì, cung thiên thu nghĩ trăm lần cũng không ra. Đúng lúc này, đại thánh tử cũng tỉnh lại. phảng phất là nhìn ra cung thiên thu nghi hoặc, cười giải thích nói, bồn tòa tu luyện chính là thất tình lục dục kiếm đạo. Ngày hôm qua người ta tuy rằng không có vận chuyển tương quan công pháp, nhưng tình chi sở trí tất nhiên sẽ đối tu vi có bổ ích. Phu quân, nói như vậy nếu tu luyện tương quan công pháp, tu vi tăng lên biên độ sẽ lớn hơn nữa. Cung thiên thu truy vấn nói. Không sai, bổn tỏa thực lực cũng tăng lên rất nhiều. Đại thánh tử gật gật đầu, nói, thiên thu, nếu đối với người ta đều có chỗ lợi, chúng ta tiếp tục đi. Vì thế ở đại thánh tử mãnh liệt yêu cầu cùng cung thiên thu ớm ở hạ, hai người liền thất tình lục dục kiếm đạo tiến hành rồi càng thêm thâm nhập nghiên cứu và thảo luận cùng tìm tòi nghiên cứu. Thẳng đến mặt trời lên cao, hai người tu luyện mới rốt cuộc đình chỉ. Trấn an thật lớn thánh tử sau, cung thiên thu liền đứng dậy đi tìm bảy thánh tử. Tăng lên biên độ xa xa vượt qua cung thiên thu đoán trước, này tuyệt đối là ngoài ý muốn kinh hỉ. Thấy đại thánh tử lại nặng nề ngủ, cung thiên thu còn lại là đứng dậy đi tìm bảy thánh tử. Ngày hôm qua bảy thánh tử đủ loại biểu hiện bị cung thiên thu thu hết đáy mắt, hiện giờ chỉ sợ đúng là chờ mong chính mình xuất hiện thời khắc. Tay dẫn theo hộp đồ ăn, bên trong đựng đầy một chén cháo cùng hai đĩa tiểu thái. Đi vào bảy thánh tử chỗ ở, liền thấy bên ngoài môn hờ khép, bên trong truyền đến ẩn ẩn tiếng ngáy. Đứa nhỏ này, đều giữa chưa còn chưa ngủ tỉnh cung thiên thu cố ý để cao một chút âm lượng, quả nhiên phòng tiếng ngáy đột nhiên im bặt. Một lát sau, phòng trong cửa phòng bị người bỗng nhiên mở ra, bảy thánh tử từ bên trong sông ra tới. Tỷ tỷ, ở xác định trước mắt người là cung thiên thu sau, bảy thánh tử nguyên bản tái nhợt tiểu tụy gương mặt, nháy mắt bị kinh hỉ kích động sở thay thế. Thành như cung thiên thu suy đoán như vậy, từ ngày hôm qua tiệc cưới, bảy thánh tử liền bắt đầu uống rượu giải sầu, thẳng đến sau nửa đêm say ngã vào phòng ngủ chung cả ngày buồn bực không vui phảng phất chân quý nhất bảo vật bị đoạt đi rồi đỉnh đầu khắp thiên hoàn toàn sụp đổ nhưng mà đương nhìn đến cung thiên thu tới thăm chính mình khi bảy thánh tử cảm giác nguyên bản hắc ám thế giới bị nháy mắt đốt sáng lên thật là ngươi sao khi nói chuyện bảy thánh tử dùng sức xoa xoa hai mắt của mình cung thiên thu đi đến phụ cận dò ra hành hành ngón tay ngọc ở bảy thánh cái chán điểm một chút cười nói người đứa nhỏ này làm sao vậy hảo nùng mùi rượu mau chút xúc xúc miệng ăn một chút gì, nếu không thời gian dài đi xuống người này ăn uống cũng đừng muốn. Ai? Bảy thánh tử tức khắc có loại lệ nóng doanh trong cảm giác. Quan ái chưa giảm, vẫn là quen thuộc phối phương, vẫn là quen thuộc hương vị. Thực mau rửa mặt xong, cung thiên thu đã đem hộp đồ ăn nội thức ăn đã dọn xong ở trên bàn. Còn ngốc đứng làm gì? Nhanh lên ngồi xuống ăn cơm a. À. Cung thiên thu thúc giục nói. Bảy thánh tử cố nén nước mắt trào ra tới xúc động, Ngồi xuống lúc sau ăn ngấu nghiến lên. Tuy rằng chỉ là nhất thanh đạm cháo trắng, nhất giản dị hai đĩa dưa muối, nhưng bảy thánh tử lại cảm giác so bất luận cái gì sơn chân hải vị còn muốn mỹ vị. Thực mau trên bàn thức ăn bị bảy thánh tử quét ngang không còn. Mà Cung Thiên Thu từ đầu đến cuối đều ở bên an tĩnh nhìn, trong mắt tràn đầy vui mừng cùng yêu thương. Giống vài thiên không ăn cơm xong dường như, mau lau lau khóe miệng. Cung Thiên Thu đưa qua một cái khăn lụa nói, bảy thánh tử tiếp nhận tới. Nghe khăn lụa truyền đến sâu kín thanh hương, cảm giác giờ này khác này phá lệ hạnh phúc. Nếu là tỷ tỷ có thể vẫn luôn như vậy chiếu cố ta thì tốt rồi. Bảy thánh tử tự đáy lòng mà nói. Cung thiên thu thật dài thở dài, rất là cảm khái mà nói, ta cũng tưởng a, à, xem người bộ dáng này, ta liền càng không yên tâm. Đáng tiếc ta hiện tại trung quy không phải một người, có rất nhiều sự tình. Tính, không đề cập tới như vậy không vui sự tình. Cung Thiên Thu cố ý làm ra một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Tỷ tỷ, làm sao vậy? Là lão đại, đại thánh tử đãi ngươi không hảo sao? Không biết vì cái gì, bảy thánh tử liền xưng hô đều đã xảy ra thay đổi. Kia đảo không phải, đại thánh tử đối ta khá tốt. Cung Thiên Thu dừng một chút, ngay sau đó chuyện vừa chuyển tiếp tục nói, nhưng có chút thời điểm, ta khó tránh khỏi lực bất tòng tâm. Vô luận thế tục giới vẫn là côn luân khư, đều là cái cá lớn nuốt cá bé địa phương, cường giả vi tôn là vĩnh hằng bất biến chân lý. Cho dù tỷ tỷ ta tu vi cũng coi như là không tồi, nhưng đối với những cái đó tuyệt đỉnh cường giả tới nói, trung quy giống như con kiến giống nhau. Tuy rằng cung thiên thu không có nói rõ, nhưng bảy thánh tử cũng minh bạch nàng ý tứ. Tỷ tỷ đại khái suất là ở đại thánh tử nơi đó bị ủy khuất, nhưng là ngại với thực lực không đủ, trung quy là muốn nghe người sau nói. Bảy thánh tử âm thầm nghĩ, có cung thiên thu cố tình dẫn đường, hắn liền càng thêm oán hận đại thánh tử tỷ tỷ không cần sầu lo ta có biện pháp bảy thánh tử đột nhiên nói cung thiên thu trong lòng một trận kích động nhưng là trên mặt cũng không có biểu hiện ra ngoài tiểu thất ngươi cũng đừng đậu tỷ tỷ vui vẻ cung thiên thu cười khổ nói bảy thánh tử đầy mặt nghiêm túc mà nói tỷ tỷ ta không nói giỡn chỉ cần ngươi có được đủ thực lực liền không cần lại chịu những người khác khống chế này xem như biện pháp gì Cung Thiên thu lại lần nữa thở dài nói, tăng lên tu luyện cảnh giới yêu cầu làm đâu chắc đấy, sao có thể một bước lên trời đâu? Một bước lên trời xác thật không có khả năng, nhưng tỷ tỷ có được cắn nuốt công pháp cùng căn cốt, chỉ cần phối hợp càng cấp bậc linh mạch, liền có thể trong thời gian ngắn đại biên độ tăng lên tu vi. Cung Thiên thu cười nói, nào có đơn giản như vậy, đến ta hiện tại thực lực, mặc dù thánh mạch đối ta tăng lên đều không rõ ràng, mà long mạch lại cực kỳ hy hữu. Người phía trước phát hiện cái kia long mạch chuyên môn dùng cho ôn dưỡng thần kiếp, nơi đó có ta phân đâu. Nói đến cùng ta tại đây Thái Hư Thần Tông vẫn là cái người ngoài thôi. Cung Thiên thu cười khổ liên tục, trên mặt tràn ngập bất đắc dĩ. "Tỷ tỷ, thật không dám giấu giếm, ta còn phát hiện mặt khác long mạch, quy mô thậm chí so ôn dưỡng thần kiếp long mạch còn muốn lớn hơn một chút. Ta này liền đem nó tặng cho ngươi, như thế ngươi không phải có thể tăng lên tu vi sao?" Bảy thánh tử tranh công mà nói. Cung Thiên Thu kinh hỉ không thôi, nàng vốn dĩ nghĩ mượn cơ hội ở bảy thánh tử trong tay nhiều làm mấy cái thánh mạch, không nghĩ tới thế nhưng còn có long mạch chữ hàng. Quả thực lại là cái ngoài ý muốn kinh hỉ a. À? Không được, đây là người thật vất vả mới phát hiện, người dùng để tu luyện không phải càng tốt. Cung Thiên Thu cố ý cự tuyệt nói. Bảy thánh tử trầm giọng nói, ta không có căn cốt, long mạch ở trong tay ta cũng không quá lớn tác dụng, vẫn là đưa cho tỷ tỷ mới sẽ không phí phạm của trời huống chi ta có được dò xét linh mạch năng lực, còn sầu tìm không thấy mặt khác long mạch sao? Chính là, đừng chính là tỷ tỷ, ngươi nếu không thu hạ, chính là không đem ta đương thân nhân. Bảy thánh tử cấp bách mà nói, cung thiên thu thở dài, cố mà làm, mà nói, hảo đi, kia tỷ tỷ liền trước nhận lấy, nếu ngươi có yêu cầu, tỷ tỷ trả lại cho ngươi. Thấy cung thiên thu nhận lấy, bảy thánh tử mới một lần nữa vui vẻ ra mặt. Hắn chính là muốn cho cung thiên thu không ngừng biến cường, như vậy mới có thể thoát khỏi đại thánh tử khống chế. Bên kia, Vĩnh Hằng quốc gia, theo thiên thu giáo ầm ầm sập, phụ thuộc thế lực nháy mắt cây đổ bầy khỉ tan. Mà làm không nhiều Vĩnh Hằng quốc gia cao tầng người sống sót lại tập kết rơi dụng các nơi thành viên, Nhiễm nhiên có cho tàn lại cháy xu thế. Tuy rằng bọn họ còn ở Diệp Quân Lâm uy áp dưới, nhưng hiện giờ cũng có thể miễn cưỡng tồn tại. Đặc biệt Diệp Quân Lâm trong khoảng thời gian này đang chuẩn bị tiến vào Côn Luân khư sự tình căn bản không công pháp phản ứng bọn họ này đàn tiểu tạp cá. Liền cho Vĩnh Hằng quốc gia nhất định sinh tồn không gian. Một chỗ ngầm căn cứ bí mật chung, vài tên Vĩnh Hằng quốc gia cao tầng ngồi vây quanh ở bên nhau. Cùng theo nhãn tuyến đáng tin cậy tình báo, chư thần bảo hộ cường giả xuất hiện. Hơn nữa bọn họ ở các nơi tìm kiếm siêu cấp linh mạch, đặc biệt ở chiến ưng quốc cảnh nội phát hiện một chỗ quỷ dị địa phương. Nghe nói nơi đó mặt ẩn chứa đại lượng linh mạch, hơn nữa linh mạch cấp bậc càng cao, nếu không phải Chư thần bảo hộ người, chúng ta cũng có thể đi phân một ly canh, thật là đáng tiếc. Vài tên vĩnh hằng quốc gia cao tầng liên tục lắc đầu, trên mặt tràn ngập không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Chư thần bảo hộ là bọn họ nhất sợ hãi thế lực, mặc dù toàn thịnh thời kỳ đều phải né xa ba thước, càng đừng nói hiện giờ loại này cục diện. Chỉ sợ Chư thần bảo hộ ra vài tên cường giả, liền có thể trực tiếp đưa bọn họ nhổ tận gốc. Nghe nói phía trước Diệp Quân Lâm người cũng từng ở chiến ưng quốc xuất hiện này hai bát người có thể hay không gặp phải đâu. Ta nhưng thật ra hy vọng bọn họ gặp phải, như thế chúng ta liền có thể tỏa sơn quan hổ đấu. Không sai, chờ đến Diệp Quân Lâm cùng chư thần bảo hộ cường giả nhóm lưỡng bại câu thương, chúng ta mới có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Diệp Quân Lâm bên này như cũng đối chiến nước Quốc phát hiện một phương thế giới canh cánh trong lòng. Hắn hiện tại càng thêm cảm thấy thánh mạch tôi thể đối tự thân tác dụng đã cực kỳ bé nhỏ nếu tưởng tăng lên liền cần thiết tìm được càng cao cấp bậc linh mạch. Đương nhiên Diệp Quân Lâm từ tạ trọng mưu trong miệng biết được, thánh mạch phía trên xưng là long mạch. Nghĩ đến thượng đế chi não theo như lời kia phương thế giới siêu cấp lực lượng suối nguồn vô cùng có khả năng chính là long mạch. Như thế liền càng là tăng lớn Diệp Quân Lâm tiến vào kia phương thế giới quyết tâm. Nhưng mà đúng lúc này, thượng đế chi não lại lần nữa chuyển đến tin tức. Diệp tiên sinh, ta đã dùng kiểu mới thiết bị tiến hành nhiều mặt tra xét phát hiện kia khu vực không có bất luận cái gì sinh vật tồn tại dấu hiệu. Hơn nữa kia cổ năng lượng có ngoại giật xu thế, như thế đi xuống chỉ sợ sẽ khiến cho nhiều mặt thế lực chú ý. Thượng đế chi não ngữ khí rất là vội vàng, hiển nhiên chân thật tình huống so với hắn tự thuật muốn nghiêm trọng rất nhiều. Biết được tin tức này sau, Diệp Quân Lâm lập tức đuổi bôn bí cảnh đánh dấu vị trí. Không có sinh vật tồn tại thuyết minh bí cảnh bên trong cũng không tuyệt thế cường giả, cũng liền không cần lo lắng bởi vì tìm kiếm long mạch cành mẹ đẻ cành con. sốt cuộc hiện tại Thái Hư Thần Tông còn ở Côn Luân Khư như hổ rình mồi, nếu lại chọc phải mặt khác không biết siêu nhiên thực lực, tuyệt phi sáng suốt cử chỉ. Diệp tiên sinh, người tính toán như thế nào tiến vào bí cảnh? Gặp mặt lúc sau, Thượng Đế Chi Não nói thẳng hỏi. Trong khoảng thời gian này Thượng Đế Chi Não lại dùng rất nhiều kiểu mới thiết bị tiến vào bí cảnh tra xét, nhưng đều không ngoại lệ đều lấy thất bại chấm dứt. Diệp quân lâm cười nói, lấy lực phá chi. Phía trước là lo lắng bên trong có không biết cường giả tránh cho kinh động đối phương, mới vô dụng loại này đơn giản thô bạo phương thức tiến vào. Thượng đế chi não trong lúc nhất thời không có thể minh bạch những lời này ý tứ. Nhưng Diệp quân lâm cũng không thâm nhập giải thích, trầm giọng nói, người dẫn người tránh xa một chút, trở nên bị lan đến gần. Thượng đế chi não bận rộn lo lắng mang theo phụ trách bảo hộ hắn đại bản doanh thành viên xa xa thối lui, Diệp Quân Lâm còn lại là lại lần nữa tiến vào bí cảnh phạm vi, cái loại này động tác bị trói buộc, trì hoãn cảm giác lại lần nữa đánh úp lại. Hải Diệp Quân Lâm chợt quát một tiếng, ngay sau đó vận chuyển cơ sở công pháp, toàn thân tản mát ra khủng bố năng lượng huy áp. Khu vực không gian nội có mắt thường có thể thấy được năng lượng dao động kích động mà ra, cái loại này trì trệ cảm giác cũng vào lúc này hoàn toàn tiêu tán. Cấp lão tử phá Diệp Quân Lâm một quyền oanh ra, cuồng bạo quyền phong thổi quét mà ra trực tiếp oanh ở ở xa càng thêm đông đúc năng lượng hàng rào thường. Răng rắc sát, bên tai mơ hồ vang lên nào đó hàng rào ra nẻ thanh âm, hơn nữa loại này thanh âm lan tràn tốc độ cực nhanh hướng bốn phía khuếch tán. Cấp lão tử toái, Diệp Quân Lâm không có chút nào dừng lại, tiếp tục hướng tới cùng phương hướng liên tục oanh ra số quyền. Âm âm âm, sốt cuộc ở trên hư không trung truyền đến đinh tai nhức óc sụp đổ tiếng động. Ngay sau đó cảnh vật chung quanh đại biến, một cổ cực kỳ nồng đậm linh khí ập vào trước mặt lọt vào trong tầm mắt chính là một mảnh non xanh nước biếc giống như thế ngoại đào nguyên xa xa nhìn lại càng có núi non trùng điệp sườn núi chỗ mây mù lượn lờ giống như tiên cảnh này quả thực chính là thế ngoại đào nguyên a diệp quân lâm vô cùng cảm khái nhưng mà ngay sau đó diệp quân lâm liền phát hiện rất nhiều cảnh vật trưng bày đan sen có hứng thú thật giống như đã từng bị người cố tình bố trí quá giống nhau nhưng là diệp quân lâm phóng thích lực lượng tiến hành thảm thức tìm tòi tra xét lại chưa phát hiện cái gì khả nghi nhân viên ong 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 đột nhiên diệp quân lâm có cực kỳ mãnh liệt năng lượng cảm ứng đó là hắn phóng xuất ra năng lượng tra xét cùng mặt khác khủng bố năng lượng nguyên đã xảy ra đối đâm đánh sâu vào định là siêu cấp linh mạch diệp quân lâm theo năng lượng cảm ứng đại khái phương vị cấp tốc phi đi một lát sau diệp quân lâm đi vào một chỗ sơn xuyên phía trước mãnh liệt năng lượng hơi thở ngoại giật, đặc biệt trước mắt năng lượng quảng thô chung có, thế nhưng ẩn ẩn có linh ẩn tiếng động. Màu tím nhạt năng lượng vầng sáng tràn ngập linh mạch bốn phía, làm người nhịn không được say mê trong đó. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết long mạch? Diệp quân lâm kinh hỉ vạn phần. Này linh mạch ẩn chứa linh khí tinh thuần trình độ xa so thánh mạch cường hãn mấy lần. Hơn nữa Diệp Quân Lâm có thể rõ ràng cảm ứng được cách đó không xa còn có vài cùng loại cấp bậc long mạch, đến nỗi thánh mạch cấp bậc linh mạch quả thực là nhiều như lông châu cái này phát đại tài a à. diệp quân lâm nội tâm mừng như điên không ngừng nhưng mà đang ở lúc này một đạo lãnh lệ thanh âm tự nơi xa truyền đến vô tri phương đông con khỉ xin khuyên ngươi mau rời khỏi nơi đây nếu không giết không tha vừa dứt lời một đám người lấy cực nhanh tốc độ đuổi đến phụ cận diệp quân lâm ánh mắt hơi ngưng này hỏa đội ngũ ước chừng có mấy chục vị nhiều thả đều thực lực không tầm thường đặc biệt dẫn đầu vài vị, giơ tay nhấc chân gian phát ra năng lượng dao động, thế nhưng muốn so tả trọng mưu chờ năm đại tông phái cầm lái giả còn cường hãn hơn rất nhiều. Nhưng những người này đều là người phương Tây gương mặt, tóc vàng bích mắt, trong con người mang theo cuồng vọng cùng ngạo mạn. Các ngươi lại là nào toát ra tới rác rưởi, dám quản lão tử sự. Diệp quân lâm cười lạnh hỏi. Đến bên miệng thịt mỡ, Diệp quân lâm sao lại chắp tay nhường người. Nhưng là cần thiết biết rõ ràng những người này chi tiết, tương lai cũng hảo có cái phòng bị. Chúng ta là chư thần bảo hộ, chiến ưng quốc bên trong lĩnh vực linh mạch tài nguyên tẫn về thần miếu sở hữu, lại há là các ngươi đều phóng con khi có thể mơ ước. Cầm đầu một người trung niên cường tráng tráng hán ngạo nghễ nói. Diệp quân lâm liền phát hiện cường tráng tráng hán lòng bàn tay chung quanh ẩn ẩn có mãnh liệt ngọn lửa nhảy lên. Ngay cả quanh mình khu vực không gian, theo thời gian trôi qua cũng bắt đầu trở nên khô nóng vô cùng, phảng phất muốn đem người trương làm giống nhau chư thần bảo hộ, không nghe nói qua. Diệp quân lâm cười nhạo nói, đúng rồi, các người cùng vĩnh hằng quốc gia là một đám. liền những cái đó dựa vào cái gọi là công nghệ cao chiết cây năng lượng, lại như thế nào cùng chúng ta chư thần bảo hộ đánh đồng. Cường tráng tráng hán trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Chư thần bảo hộ cùng sở hữu 12 vị, phân biệt đối ứng phương Tây thần thoại chung 12 chủ thần. Bọn họ mỗi người đều có được khủng bố lực lượng, vẫn luôn che giấu hậu thế, từng người tổ kiến khổng lồ thế lực, cũng lấy thần miếu tự xưng. 12 vị chư thần bảo hộ đứng đầu, đó là đối với lôi điện có kinh người khống chế lực cường giả, hắn tổ kiến thế lực trở thành rất thần miếu. Còn có như là Apollo thần miếu, Ares thần miếu từ từ. Bọn họ này 12 cổ thế lực vẫn luôn ở phương Tây vực nội siêu tầm đỉnh cấp linh mạch. Thần mạch cùng thánh mạch đã là khống chế rất nhiều, duy độc không có long mạch. Lúc trước nếu không phải vĩnh hằng quốc ra cái kia siêu cấp linh mạch cấp bậc không cao, bọn họ đã sớm ra tay chiếm làm của riêng. Diệp quân lâm nao nao, hắn bắt được những lời này điểm mấu chốt. Vĩnh Hằng quốc gia là chọn lựa thiên phú dị bẩm người thêm vào các loại công nghệ cao tăng lên sức chiến đấu, thậm chí dùng thân thể làm các loại đề cao năng lượng thực nghiệm. Loại này cố nhiên có thể dùng khoa học kỹ thuật thủ đoạn bồi dưỡng ra một đám sức chiến đấu cường hãn tử sĩ, nhưng chung quy cùng tu luyện giả tăng lên khác nhau như trời với đất. Mà những người này hay là chính là chân chính phương Tây tu luyện giả, Người nói này đó linh mạch về cái gì phá miếu sở hữu, nhưng có bằng chứng. Sớm các ngươi không ra, chờ lão tử tìm được này đó linh mạch lại nhảy ra. Chạy nhanh lăn, nếu không đừng trách lão tử không khách khí. Diệp quân lâm cười lạnh nói. Chư thần bảo hộ vài vị thủ lĩnh cùng với chúng tinh anh sắc mặt tức khác trở nên lại có chút khó coi. Trên thực tế bọn họ tìm kiếm bí cảnh này đó long mạch đã thời gian rất lâu, nhưng căn bản là không có biện pháp tìm được cho đến Diệp Quân Lâm dùng lực lượng mạnh mẽ đánh nát bí cảnh hàng rào, cường đại linh khí tiết ra ngoài, bọn họ mới rõ ràng cảm ứng được long mạch vị trí. Phương Đông con khỉ, đừng nói nhảm nữa, lấy chư thần chi danh mệnh lệnh ngươi chạy nhanh cút đi, nếu không giết chết bất luận tội. Vừa dứt lời, lấy cường tráng tráng hắn cầm đầu mọi người lập tức tiến vào chiến đấu chuẩn bị. Chư thần, ngươi xác định không phải heo thần. Nói chuyện phía trước quá quá đầu óc, tưởng nhặt có sẵn. Thật sự là người si nói mộng, lão tử đảo yếu lĩnh giáo một chút chó má chư thần bảo hộ thực lực diệp quân lâm đồng dạng làm ra chiến đấu tư thái ngưng thanh nói chiến đi nếu ngươi này chỉ phương đông con khỉ tìm chết kia bổn tọa liền thành toàn ngươi các ngươi mấy cái giết hắn cường tráng tráng hắn đối với vài vị tinh anh thủ hạ hạ đạt mệnh lệnh tuân mệnh vài tên tinh anh đầy mặt khinh miệt thần sắc chút nào không đem diệp quân lâm để vào mắt phương đông con khỉ hôm nay liền làm ngươi biết cái gì gọi là thần lực khi nói chuyện mấy người sôi nổi thúc giục công pháp diệp quân lâm kỳ sơ vẫn chưa nhận thấy được khác thường nhưng thực mau liền phát hiện có chút không thích hợp dưới chân thổ địa thật giống như có được sinh mệnh thế nhưng phóng xuất ra vô hình lực lượng khẩn cố hắn hai chân lấy này tới khống chế hành động năng lực chính là hiện tại ra tay cường tráng tráng hán quát lớn ra tiếng mấy người nháy mắt chia làm nhiều phương hướng phát khởi thế công một người trong miệng lẩm bẩm trong hư không thế nhưng không ngừng có thủy nguyên tố tụ tập, cuối cùng hình thành có thể so với siêu cường tài liệu chế tạo lưỡi dao sắc bén. Cùng lúc đó chung quanh cây cối dây đằng cũng có ở điên cuồng sinh trưởng, thực mau đạt tới vây quanh phẩm chất trình độ. Tiêm bộ càng là sắc bén vô cùng, trực tiếp thứ hướng diệp quân lâm trái tim. Kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành nguyên tố chi lực thao tác. Diệp quân lâm trong mắt hiện lên một mặt kinh ngạc chi sắc mấy người đối với nguyên tố thao tác năng lực thậm chí so quân quân đều không kém bao nhiêu. Đương nhiên quân quân càng chủ yếu vẫn là sử dụng thiên địa chi lực, hình thành độc thuộc về nàng chiến đấu lĩnh vực. Này đó tự xưng chư thần bảo hộ gia hỏa vẫn là có chút bản lĩnh sao. Diệp quân lâm thu hồi coi khinh chi tâm, nhanh chóng vận chuyển khởi cơ sở công pháp. Cuồng bạo năng lượng uy áp tràn ngập mở ra, trực tiếp dũng hướng dây đằng, mũi tên nước. Răng rắc sát, hai bên lực lượng chênh lệch quá lớn, mấy thứ này nháy mắt bị năng lượng bẻ gãy nghiền nát oanh vì bột mịn. Bằng loại này tiểu siếc liền tưởng khống chế được lão tử, các ngươi không khỏi quá ý nghĩ kỳ lạ. Diệp quân lâm đột nhiên bước ra một bước, nguyên bản dưới chân thổ nguyên tố dị động chợt sụp đổ tán loạn, không có chút nào chống cự năng lực. Vài tên chư thần bảo hộ tinh anh cũng bị nháy mắt đẩy lui, trên mặt tràn ngập khiếp sợ kinh ngạc biểu tình. Cường tráng tráng hán trong lòng đồng dạng khiếp sợ không thôi, hắn không nghĩ tới Diệp Quân Lâm nháy mắt sức bật thế nhưng như thế cường hãn. Không cần lại lưu thủ, thi triển mạnh nhất công kích. Còn có các người mấy cái cũng đi hỗ trợ. Cường tráng tráng hán bản năng cho rằng thủ hạ người khinh địch, hơn nữa cũng không phát huy suốt toàn lực, lúc này mới dẫn tới tiến công bất lực. Diệp Quân Lâm cười lạnh nói, các ngươi liền cùng lên đi. Tách ra chịu chết quá lãng phí thời gian. Cuồng vọng, trước thắng qua chúng ta chưa thần bảo hộ 10 đại tinh anh rồi nói sau cường tráng tráng hán ngưng thanh nói. Diệp quân lâm vừa rồi hiển nhiên cũng không thi triển toàn lực, cho nên cường tráng tráng hán còn muốn nhìn một chút hắn sâu cạn, làm được biết người biết ta. Phương đông con khỉ, chịu chết đi. Nếm thử bổn tỏa to lớn thủy nhận uy lực. Lôi điện trảm. Trong khoảnh khắc 10 người đội ngũ các loại hoa hòe lè lè tiến công gào thét tới. Giờ khắc này, đại địa ở kịch liệt rung động, phảng phất có cái gì khủng bố quái vật sắp chui từ dưới đất lên mà ra. Giờ khắc này, lôi điện nhảy lên như khủng bố cự máng, không ngừng đánh úp về phía Diệp Quân Lâm các đại yếu hại bộ vị. Giờ khắc này, thủy nhận giống như mưa rền gió dữ, không cho Diệp Quân Lâm bất luận cái gì tránh né không gian. Đều cấp lão tử lăn. Diệp Quân Lâm từ đầu đến cuối cũng không tính toán tránh né. Tuy rằng những người này thực lực làm Diệp Quân Lâm rất là giật mình, nhưng là lại cũng không quá đương hồi sự. Mặc cho hắn mưa rền gió dữ, ta tự một quyền phá chi. Trong thời gian ngắn, Diệp Quân Lâm biến mất ở tại chỗ, đón rất nhiều nguyên tố hình thành thế công oanh ra một quyền. Cuồng bạo quyền phong thổi quét mà ra, hình thành cực kỳ khủng bố năng lượng lốc xoáy, trực tiếp lấy bẻ gãy nhìn nát chi thế đem 10 người liên hợp công kích dập nát. Khoảng cách gần nhất vài tên chư thần bảo hộ tinh anh cũng chưa tới kịp trốn tránh, liền trực tiếp bị khủng bố kình phong cuốn vào trong đó, hóa thành mấy đoàn huyết vụ. A a a. Tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác. Mặt khác vài tên khoảng cách xa chư thần bảo hộ tinh anh đều là trọng thương ngã xuống đất, đánh mất sức chiến đấu. Này, sao có thể? Cường tráng tráng hán khiếp sợ mà trợn mắt há hốc mồm, hắn quả thực không thể tin được trước mắt đã phát sinh hết thảy. Một kích oanh sát năm tên tinh anh, trọng thương năm tên tinh anh. TTT, còn lại một chúng chư thần bảo hộ tinh anh cũng là sôi nổi đảo hút khí lạnh. Vừa rồi chết thảm cùng trọng thương đồng bạn chính là chút nào không thể so chính mình nhược thậm chí có mấy cái còn càng cường. Nhưng mà bọn họ liên hợp tiến công ở Diệp Quân Lâm phản kích hạ, thế nhưng sẽ không chịu được như thế một kích. Chư thần bị các người này đàn thùng cơm bảo hộ, cũng thật là đủ bi ai. Diệp Quân Lâm cười lạnh nói. Miệt thị, xích cua cua miệt thị, cường tráng tráng hán trong ngực lửa giận nháy mắt bò lên tới rồi cực điểm. Đáng giận phương đông con khỉ, người đây là ở tự tìm tử lộ. Dám can đảm đắc tội chúng ta chư thần bảo hộ, chúng ta 12 thần miếu tất nhiên không chết không ngừng. Cường tráng tráng hán tức giận nói. Diệp quân lâm nhún vai, đầy mặt không sao cả mà nói, vậy cho các ngươi đều đi tìm chết không phải hảo. Pháp khác, bổn tọa hôm nay muốn đem ngươi đốt thành cho tẫn. Cường tráng tráng hán vận chuyển công pháp, liền thấy hắn bàn tay chung quanh thực mau liền xuất hiện hai đợt to lớn hỏa hoàn. Hơn nữa phim chính khu vực không gian nội hỏa nguyên tố còn điên cuồng dũng lại đây, đang không ngừng vì này tụ tập cháy hoàn uy áp đôm đốp đôm đốp. Bởi vì hỏa hoàn càng lúc càng lớn, trong hư không truyền đến bỏng cháy đổ vật tiếng vang. Nếu cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, ở hai đợt hỏa hoàn chung quanh không gian phẳng phất đều xuất hiện vặn vẹo trạng huống. Hiển nhiên đã vô pháp thừa nhận chúng nó nóng rực trình độ. Cổ lực lượng này đến còn có điểm ý tứ A. Diệp quân lâm hai mắt híp lại, hắn có thể rõ ràng cảm giác được cường tráng tráng hán bộc phát ra tới năng lượng uy áp, thậm chí muốn nháy mắt hạ gục cả trọng mưu. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới phương Tây còn có như vậy cái thế lực tồn tại, nghe cường tráng tráng hán kia ý tứ cùng sở hữu 12 chi cùng loại cấp bậc thế lực. Phương đông con khỉ, chịu chết đi. Lời còn chưa dứt, cường tráng tráng hán thân hình nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Dây tiếp theo liền đã xuất hiện ở diệp quân lâm phụ cận, hai đợt hỏa hoàn mang theo hủy diệt lực lượng, đem chung quanh khu vực không gian đều quay đến biến hình. Trong không khí cũng ẩn ẩn tản mát ra đồ vật bị đốt trọi gai mũi hương vị. Ô hai đợt hỏa hoàn gào thét tới, trực tiếp tạp hướng Diệp Quân Lâm đầu. Lão tử đảo muốn nhìn ngươi đến tột cùng có bao nhiêu cường. Diệp Quân Lâm như cũ không tiến hành tránh né, đón cường tráng tráng hán hỏa hoàn oanh ra hai quyền. Có thể rõ ràng cảm giác được Diệp Quân Lâm giờ phút này thân thể tầng ngoài ẩn ẩn có kim sắc năng lượng vầng sáng lưu truyền, phảng phất xuyên tầng không gì chặn được kim sắc áo giáp. Âm ầm ầm. Hai bên năng lượng ở trên hư không công chính tướng mạo chạm vào, bộc phát ra đinh tai nhức óc khủng bố tiếng vang. Ngay cả không gian đều tựa hồ đã xảy ra kịch liệt chấn động, người chung quanh sôi nổi bị đánh bay đi ra ngoài. Thực lực hơi yếu người đã là bị trọng thương. Vèo, năng lượng đối oanh lúc sau, một đạo thân ảnh chợt đảo bay đi ra ngoài. Bảo hộ, chúng thành viên kinh hô ra tiếng, bọn họ nhìn đến bị đánh bay đi ra ngoài đúng là cường tráng tráng hán. Mà hắn đôi tay hai đợt mãnh liệt hỏa hoàn đã là tắt, cả người phát ra hơi thở cũng đại biên độ giảm xuống. Cường tráng tráng hán ước chừng bị đánh bay đi ra ngoài hơn 20 trượng xa, khóe miệng đỏ thắm máu tươi phá lệ trói mắt. Trái lại Diệp Quân Lâm đứng ở tại chỗ đồ sộ bất động, giống như một tôn viễn cổ chiến thần. Mấu chốt là Diệp Quân Lâm mặt không đổi sắc, phảng phất vừa rồi khủng bố năng lượng đối oanh cùng hắn không hề quan hệ. Đáng giận, cường tráng tráng hán hồng hộc thở hồn hền, trong mắt tràn ngập không thể tưởng tượng hắn vừa rồi tuy rằng không phải mạnh nhất công kích, nhưng cũng sử dụng bảy tám thành thực lực, thế nhưng liền Diệp Quân Lâm góc áo cũng chưa đụng tới. Đại gia cùng nhau thượng tướng này đánh chết, người này không trừ, nhất định là chúng ta thần miếu tâm phúc họa lớn. Cường tráng tráng hán ra lệnh một tiếng, những người khác toàn nhanh chóng vận chuyển am hiểu nguyên tố năng lượng, dũng mãnh không sợ chết hướng tới Diệp Quân Lâm ùa lên. Sớm nên như thế, lão tử rốt cuộc có thể sát cái thông khoái. Diệp Quân Lâm chiến ý nghiêm nghị, không lùi mà tiến tới, lập tức sát hướng chư thần bảo hộ. Diệp quân lâm giống như hổ nhập dương đàn, bóng người hiện lên chỗ liền có tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Mấy cái hô hấp chi gian, liền đã có người dư danh chư thần bảo hộ thủ hạ bỏ mạng hoặc trọng thương. Này chỉ phương đông con khỉ chiến lực cũng quá khủng bố đi. Cường tráng tráng hán gian nan mà nuốt khẩu nước miếng. Mắt thấy chư thần bảo hộ nhân viên càng ngày càng ít, cường tráng tráng hán liền tâm sinh lưu ý những người khác cũng có chút vô tâm ham chiến, Diệp Quân Lâm quả thực liền thuộc về hàng duy đả kích, cho dù mọi người liên thủ đều không chút sức lực chống cự. Cần thiết nhân cơ hội lui lại. Cường chán tráng hán hạ quyết tâm, thừa dịp mọi người vây công Diệp Quân Lâm khoảnh khắc, lại tụ tập hỏa nguyên tố chi lực, hình thành số chi cánh tay phẩm chất mũi tên. Ngay sau đó nhắm ngay Diệp Quân Lâm các đại yếu hại ném mạnh mà ra. Suy suy suy, mãnh liệt mũi tên cắt qua không khí, sóng nhiệt tầng tầng đẩy mạnh, phảng phất liền không gian đều bắt đầu trở nên sôi trào. Trung quanh thực vật lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô héo, cuối cùng trở thành bao quanh than cốc. Phanh phanh phanh, Diệp Quân Lâm liền ra số trưởng, lại có 5 người bị đánh bay đi ra ngoài. Đánh lén, Diệp Quân Lâm khóe miệng hơi hơi dơ lên, lại là ngạnh, hỏa tiễn, tay không đi tiếp. Trên thực tế cường tráng tráng hán ở ném mạnh ra hỏa nguyên tố mũi tên khoảnh khắc, cũng đã nhanh chóng thoát đi hiện trường hắn dùng khóe mắt dư quang nhìn đến Diệp Quân Lâm tiếp được, hỏa tiễn, cảnh tượng, cảm giác chính mình đối với hỏa nguyên tố nhận chi đều bị điên đảo. Chính mình ngưng tụ toàn bộ hỏa nguyên tố chi lực phát ra công kích, thế nhưng bị người tay không tiếp được. Mặc dù là tinh cương cũng sẽ bị nháy mắt luyện hóa ha. Gia hỏa này vẫn là người sao. Cường tráng tráng hán một lòng nháy mắt trầm tới rồi đáy cốc, thậm chí có chút hối hận trêu chọc Diệp Quân Lâm. Hắn nào biết đâu rằng Diệp Quân Lâm thân thể trải qua hơn điều thánh mạch rèn luyện, đã bước đầu có được thần vận. Cơ hồ đạt tới kim cương bất hoại chi khu trình độ. Mặt khác chư thần bảo hộ thủ hạ tinh anh vừa thấy thủ lĩnh đào tẩu, bọn họ cũng nháy mắt chiến ý toàn vô, tứ tán bôn đào. Muốn chạy trốn, nào có dễ dàng như vậy. Diệp quân lâm đem tay không nhận được mấy chi, hỏa tiến, lại nhắm ngay đào tẩu mọi người ném đi. Có vài tên chư thần bảo hộ thành viên trốn tránh không kịp, trực tiếp bị thiêu thành cho tàn. Những người này cũng không trong tưởng tượng như vậy cường a diệp quân lâm cũng không có tiếp tục đuổi giết hiện giờ quan trọng nhất vẫn là lợi dụng này đó long mạch tăng lên thực lực còn phải đem văn lôi bọn họ đều gọi tới tăng lên như thế chất lượng tốt tu luyện tài nguyên tuyệt không thể lãng phí chư thần bảo hộ tuy rằng đối ta cấu không thành uy hiếp nhưng những người khác đối phó lên liền không như vậy nhẹ nhàng nếu không có đủ lực lượng ứng đối chư thần bảo hộ sớm hay muộn sẽ trở thành tâm phúc họa lớn diệp quân lâm hạ quyết tâm trực tiếp cấp đại bản doanh thành viên trung tâm gửi đi tin tức làm cho bọn họ từng nhóm đuổi đến bí cảnh. Đương nhiên Diệp Quân Lâm cũng không lo lắng chư thần bảo hộ người sát cái hồi mã thương. Hắn vừa rồi cố ý bày ra suất siêu cường chiến lực, liền vì kinh sợ chư thần bảo hộ những người đó, làm cho bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Giờ phút này, Vĩnh Hằng Quốc gia còn sót lại thế lực trung tâm cao tầng đến lúc đó đầy mặt nghiêm túc. Toàn bộ phòng họp nội lặng ngắt như tờ, châm rơi có thể nghe. Thật lâu sau lúc sau, Vĩnh Hằng Quốc gia thủ lĩnh thanh âm có chút khô khốc mà nói, không nghĩ tới Diệp Quân Lâm tu vi đã đạt tới như vậy khủng bố cảnh giới. Liền chư thần bảo hộ đều thương vong thảm trọng, ngay cả Hỏa thần cùng Thổ thần hai vị thần sử thủ lĩnh đều bị trọng thương. Quả thực quá không thể tưởng tượng. Vĩnh Hằng Quốc gia những người khác cũng không tự kìm hãm được dùng mình một cái. Chư thần bảo hộ chính là chân thần giống nhau không không tồn tại, mặc dù ở Vĩnh Hằng Quốc gia thực lực ở vào đỉnh thời kỳ, đối mặt bọn họ cũng muốn né xa ba thước thậm chí bọn họ một lần cho rằng chư thần bảo hộ chỉ cần nguyện ý, trong khoảnh khắc là có thể làm vĩnh hằng quốc gia hôi phi yên diệt. Nhưng mà chính là có được như vậy khủng bố thực lực cường giả, thế nhưng ở Diệp Quân Lâm thủ hạ ăn mệt. Bọn họ đột nhiên ý thức được lúc trước trêu chọc Diệp Quân Lâm là cái cỡ nào ngu xuẩn quyết định. Hephaestus thần miếu nội. Này tòa thần miếu lấy hỏa thần chi danh mệnh danh, là 12 tòa thần miếu chi nhất. Cường tráng chán, chán hán chậm rãi mở hai mắt trong con người phảng phất có mãnh liệt ngọn lửa ở nhảy lên. Trải qua thời gian dài tu chỉnh, sở chịu nội thương rốt cuộc khôi phục hơn phân nửa. Pháp khắc, kia chỉ phương đông con khỉ đến tột cùng cái gì lai lịch. Cường tráng tráng hắn tức muốn hộp máu mà nói. Hắn phía trước xuất lính kia chi đội ngũ ước chừng có 50 người, kinh này một dịch, chỉ đòi lại tới 8 người. Trong đó đường trường liền có 35 người bỏ mình, 7 người bị thương nặng, nhưng phỏng trừng giữ nhiều lành ít. Lucas, muốn hay không thông chi mặt khác bảo hộ, chúng ta binh hợp nhất chỗ đem này đánh chết. Đúng vậy, này thù không báo chúng ta còn có gì mặt mũi tự xưng chư thần bảo hộ. Nếu như tương lai chủ thần ra đời biết được việc này, tất nhiên dáng tội ta chờ. Còn lại mấy người cũng là lòng đầy căm phẫn, đối diệp quân lâm hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lucas trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, người này thực lực quá mức khủng bố, ở hoàn toàn điều tra rõ hắn chi tiết phía trước vẫn là đừng hành động thiếu suy nghĩ hay là người này xuất từ phương Đông Côn Luân khư bí cảnh? Lời còn chưa dứt, liền có người đưa ra phản đối ý kiến, ta xem chưa chắc, mặc dù là Côn Luân khư trung đẳng tông phái cầm lái giả cũng chưa chắc có người cường. Nếu như Côn Luân khư đỉnh cấp tông phái cường giả vào đời, mặt khác thần sử tất nhiên sẽ có điều phát hiện. Người nói được không sai. Lucas tỏ vẻ tán đồng, trầm giọng nói, chúng ta vẫn là đi trước tìm kiếm mặt khác long mạch đi. Sau đó phái người đi điều tra kia chỉ phương đông con khỉ. Nói đến cùng vẫn là chúng ta nắm giữ năng lượng nguyên không đủ nhiều, nếu không chỉ cần làm chủ thần ra đời, đừng nói kẻ hèn một con phương đông con khỉ, mặc dù côn luân khư cũng đến lễ nhượng ba phần. Hiện giờ chư thần bảo hộ các đại thần sử nắm giữ thần mạch cùng thánh mạch không ở số ít, nhưng duy độc không có long mạch. Nếu tìm kiếm đến long mạch, liền có thể làm cho bọn họ nhiều thế hệ bảo hộ chủ thần ra đời. Lucas chẳng qua hỏa thần một mạch bảo hộ thế gia, mặt khác 11 danh chủ thần bảo hộ thế gia phân bố ở phương Tây các nơi sống lại chủ thần đó là bọn họ thế thế đại đại sứ mệnh đương nhiên cũng là bọn họ tồn tại ý nghĩa hiện giờ thần mạch cùng thánh mạch năng lượng xa xa không đủ chỉ có mượn dùng long mạch chi lực mới có cơ hội làm chủ thần ra đời đến lúc đó bọn họ liền chân chính có người tâm phúc mặc dù là xương bá thế giới cũng là dễ như trở bàn tay phương đông còn khỉ người cấp bổn tỏa chờ đợi cho chủ thần ra đời nhất định phải đem cùng người có quan hệ tất cả mọi người chu sát sạch sẽ lucas hung tợn mà nói Bên kia, đánh lui chư thần bảo hộ sau, Diệp Quân Lâm liền đầu nhập vào tân một vòng tu luyện tăng lên chung. Ở Diệp Quân Lâm xem ra, nếu như tưởng hoàn toàn đem Thái Hư Thần Tông cái loại này cấp bậc thế lực diệt trừ, chính mình hiện giờ thực lực chỉ sợ còn kém không ít. Vì thế Diệp Quân Lâm gần như điên cuồng mà dùng long mạch tôi thể, rèn luyện hiệu quả cũng như hắn mong muốn như vậy hiệu quả thật tốt. Nếu dùng thánh mạch cùng long mạch so sánh với, cơ bản tương đương với khác nhau một trời một vực đến nỗi những người khác bởi vì tu vi cùng thể chất quan hệ, cơ bản dùng thần mạch liền có thể thỏa mãn tăng lên cực hạn trình độ. Chỉ có quân quân trời sinh cắn nuốt linh căn linh cốt, đã có thể sử dụng thánh mạch tôi thể tăng lên. Dự lưu một long mạch cấp quân quân, lại dự lưu một cái dự phòng. Còn thừa liền từ ta tới sử dụng, diệp quân lâm âm thầm hạ quyết tâm. Trải qua lại lần nữa tra xét, bí cảnh bên trong cùng sở hữu long mạch 12 điều. Thần mạch cùng thánh mạch vô số kể, mặc dù đem đại bản doanh mọi người kéo qua tới tôi thể cũng đủ dùng. Này long mạch quả nhiên không giống bình thường, thế nhưng ẩn ẩn có rồng ngâm tiếng động, theo sách cổ ghi lại có thể dựng dục ra chân long, cũng không biết thật sự vẫn là giả. Diệp quân lâm đầy mặt cảm khái mà nói. Thượng đế chi não cười nói, ta hiện tại liền đặc biệt chờ mong ngươi có thể rèn luyện ra chân long thân hình cường độ, đến lúc đó ta hảo hảo nghiên cứu một chút. Mượn ngươi cắt ngôn, hảo, ta muốn bắt đầu bế quan. Diệp Quân Lâm kế tiếp liền bắt đầu sử dụng 10 giải long mạch tiến hành tôi thể. Mặc cho ai cũng không thể tưởng được, tại thế tục giới thế nhưng có long mạch tồn tại, đặc biệt vẫn là loại này long mạch đàn, càng là khoa trương tới rồi cực điểm. Côn Luân Khư, Thái Hư Thần Tông Nội từ đạt được bảy thánh tử cung cấp rất nhiều tu luyện tài nguyên sau, tu vi cảnh giới có chất tăng lên. Độc cô tiêu cùng huyền minh chờ một chúng tâm phúc cũng được lợi không ít, bọn họ chưa bao giờ có được quá như thế sung túc tu luyện tài nguyên vì thế mọi người liền càng thêm kiên định đi theo cung thiên thu quyết tâm. Mặc dù không có thái hư thần tông làm cậy vào, bản giáo chủ cũng không sợ diệp quân lâm đám người trả thù. Cung thiên thu giờ phút này tin tưởng bạo lều. Đặc biệt còn có bảy thánh tử cung cấp long mạch không cắn nuốt sạch sẽ, đến lúc đó nàng liền có thể đạt tới tân trình tự. Mà diệp quân lâm bọn họ thế tục giới tuyệt đối sẽ không có được như vậy khủng bố tu luyện tài nguyên, lẫn nhau gian thực lực tranh lệch cũng liền càng lúc càng lớn. Diệp quân lâm, tiêu phong, các người vĩnh viễn đều đừng nghĩ báo thù rửa hận. Cung Thiên Thu trên mặt ý cười càng sâu. Giờ này khắc này, Cung Thiên Thu đột nhiên có loại sẽ đương lăng tuyệt đỉnh vừa xem mọi núi nhỏ cô tịch cảm. Theo bản giáo chủ thực lực càng ngày càng cường, địa vị càng ngày càng cao, Diệp Quân Lâm cái loại này tiểu nhân vật liền giống như con kiến giống nhau. Hoàn toàn có thể xem nhẹ bất kể, đã từng thế tục giới những cái đó kẻ thù đem lại không thể nhập nàng pháp nhãn. Cung Thiên Thu thở dài khẩu khí, có chút tiếc hận mà lẩm bẩm chỉ là như vậy liền quá không thú vị, hoàn toàn không thể lại thể hội cái loại này đưa bọn họ đùa bỡn với vỗ tay bên trong cảm giác. Bên kia, chư thần bảo hộ như cũ không cam lòng, trải qua nhiều mặt tra xét cơ bản đã xác định Diệp Quân Lâm thân phận bối cảnh. Lucas sâu kín mà nói, không nghĩ tới kia chỉ phương đông con khỉ chính là hủy diệt vĩnh hằng quốc gia thủ phạm. Quả nhiên không phải côn luân khư cường giả, như vậy đối phó lên cũng liền không cần lo lắng quá nhiều. Bành liệt áo, mặt khác vài vị bảo hộ nói như thế nào. Lucas đối diện ngồi vị tóc đỏ trung niên nhân, hắn đồng dạng thân hình cường tráng, lòng bàn tay ẩn ẩn có điện quang thoáng hiện, đúng là rất thần miếu cầm lái giả. Bành liệt áo trầm giọng nói, bọn họ cảm thấy bí cảnh trung long mạch nhất định phải được, lần trước chúng ta đội ngũ chỉ có hai vị bảo hộ ra tay. Lần này chỉ cần nhiều liên hợp vài vị bảo hộ đồng thời ra tay, liền có thể đem Diệp Quân Lâm chém giết. Hơn nữa căn cứ tình báo biết được, hiện giờ Diệp Quân Lâm đang ở bế quan, đúng là chúng ta khởi sướng đánh lén tuyệt hảo thời cơ. Lucas trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, hiển nhiên là ở nghiêm túc tự hỏi lợi và hại. Chư thần bảo hộ cộng 12 vị, hiện giờ đã tìm được rồi vào chỗ thần mầm. Chỉ có làm thần miếu chân chính trưởng thành lên, mới vừa rồi có thể ra tốc chủ thần ra đời. Mà tu luyện tài nguyên liền có vẻ càng thêm quan trọng lên, đặc biệt giống long mạch loại này đỉnh cấp tu luyện tài nguyên, càng là mới vừa cần. Mấu chốt là bọn họ tìm kiếm nhiều năm như vậy cũng chưa phát hiện long mạch, mà Diệp Quân Lâm nơi bí cảnh có long mạch đàn, này liền càng thuộc về trăm năm khó gặp. Lập tức tập kết tinh anh, lại thông chi mặt khác vài vị thần sử, lần này cần thiết đem Diệp Quân Lâm đánh chết. Lucas rốt cuộc hạ quyết tâm. Bành liệt áo cười nói, này liền đúng rồi sao, chúng ta chư thần bảo hộ há có thể bị một con phương đông con khỉ dọa phá gan. Lần này chúng ta xuất động 5 vị bảo hộ, trăm tên tinh anh, định có thể đem này chém giết chỉ hy vọng như thế. Lucas ở trong lòng bổ sung một câu. nếu không phải là long mạch thuộc về mới vừa cần tu luyện tài nguyên, hắn thật đúng là không nghĩ lại đi chiêu chọc Diệp Quân Lâm. có thể nói Diệp Quân Lâm phía trước bày ra ra tới khủng bố chiến lực, đã làm Lucas trong lòng có bóng ma. thực mau Lucas, bành liệt áo chờ năm vị bảo hộ xuất lĩnh trăm tên thần miếu tinh anh, minh mông cuồn cuộn đuổi bôn long mạch đàn bí cảnh. Diệp Quân Lâm ra tới nhận lấy cái chết đi vào bí cảnh bên trong bành liệt áo trực tiếp kêu gào diệp quân lâm lúc này đã sử dụng ba điều long mạch tôi thể tu vi cảnh giới lại có lộ rõ tăng lên hắn không nghĩ tới trải qua lần trước một dịch chư thần bảo hộ người thế nhưng còn dám lại đây tìm phiền toái xem ra lần trước các ngươi ai đánh còn chưa đủ a à. diệp quân lâm đầy mặt hài hước mà nói đối mặt chư thần bảo hộ cùng hơn trăm người vây công diệp quân lâm không sợ chút nào thậm chí trong giọng nói tràn đầy trào phúng chi ý Diệp Quân Lâm, hôm nay chúng ta nằm đại bảo hộ định đem ngươi nghiền xương thành cho. Không sai, phương Tây có chúng ta chư thần bảo hộ ở, còn không tới phiên ngươi tới diễu võ dương oai. Đừng nói nhảm nữa, chịu chết đi. Mặt khác vài vị bảo hộ hùng hổ, bọn họ vẫn chưa kiến thức quá Diệp Quân Lâm thực lực. Tuy rằng Lucas nhắc nhở bọn họ tiểu tâm cẩn thận, nhưng những người này từ trước đến nay tự cao tự đại, cho rằng Lucas thuần túy bởi vì thực lực vô dụng mới đưa đến đại bại mà về. Diệp quân lâm đối với chư thần bảo hộ ngoắc ngón tay, khiêu khích ý vị mười phần. Tìm chết, bành liệt áo dẫn đầu làm khó dễ, lại xem hắn vận chuyển công pháp, lòng bàn tay điện quang vần quanh, thế nhưng ở trong khoảnh khắc hình thành hai cái điện cầu. Suy lạp lạp, khủng bố điện lưu thanh truyền đến, bành liệt áo bỗng nhiên phủi tay, hai quả điện cầu giống như đạn pháo, trực tiếp tạp hướng diệp quân lâm thân thể. Các người tốt nhất cùng nhau thượng, miễn cho lãng phí lão tử thời gian. Diệp Quân Lâm không có chút nào trốn tránh, trực tiếp dò ra đôi tay trực tiếp điện cầu. Phương Đông con khỉ, người cũng quá cuồng vọng, thế nhưng tay không đi tiếp, liền chờ bị điện thành than cốc đi. Bành liệt áo cười lạnh nói. Phải không? Diệp Quân Lâm khóe miệng hơi hơi dơ lên, tinh chuẩn vô cùng đem hai cái điện cầu tiếp được. Người đồ vật, còn cho ngươi. Diệp Quân Lâm hai tay hơi hơi run rẩy, hai cái điện cầu liền giống như đạn pháo bắn về phía bành liệt áo điện cầu phi hành tốc độ thậm chí muốn so vừa rồi mau thượng mấy lần. Sao có thể? Bành liệt áo khiếp sợ đến nghẹn họng nhìn chân chối, nhưng hắn biết rõ điện cầu uy lực, không dám có chút dừng lại, đem hết toàn lực chiều bên cạnh trốn tránh mà đi. Điện cầu cơ hồ là xoa thân thể hắn cấp tốc xẹt qua. Nhưng mà phía sau thần miếu tinh anh liền không có như vậy vận may. Bọn họ vốn tưởng rằng bành liệt áo đến khủng bố công kích mặc dù không thể chấn sát diệp quân lâm, nhưng ít ra cũng có thể làm hắn đã chịu bị thương nặng không nghĩ tới diệp quân lâm chẳng những tay không tiếp được điện cầu thế nhưng còn cấp đường cũng ném trở về a a a vài người trốn tránh không kịp nháy mắt bị điện cầu nướng thành than cốc bành liệt áo suýt nữa tức giận đến miệng phun máu tươi có loại dọn khởi cục đá tạp chính mình chân cảm giác lucas trầm giọng nói đều đừng nhìn diễn đại gia cùng nhau thượng tốc chiến tốc thắng mặt khác ba vị bảo hộ cũng không hề cư cao kiêu ngạo trực tiếp thi triển giữ nhà bản lĩnh. Thủy nhận, hỏa tiến, điện cầu. Các loại hoa hòe lè lè thả lực sát thương 10 phần công kích giống như mưa rền gió giữ công hướng Diệp Quân Lâm. Mặt khác thần miếu tinh anh đồng dạng toàn lực công kích, bọn họ tuy rằng so ra kém bảo hộ đơn thể tiến công, nhưng ưu thế ở chỗ nhân số nhiều. Tới hảo, chư thần bảo hộ cùng công chi, Diệp Quân Lâm chiến ý nghiêm nghị. Hắn không lùi mà tiến tới, trực tiếp nghênh đón đối phương tiến công liên tục oanh ra số quyền lệ, cuồng bạo cuốn phong thổi quét mà ra, mọi người liền nghe được ở khủng bố năng lượng dao động nội ẩn ẩn có rồng ngâm tiếng động. Âm âm âm, trong khoảnh khắc, chư thần bảo hộ liên hợp tiến công đều bị rào toái. Mấu chốt là Diệp Quân Lâm quyền kình vẫn chưa yếu bất nhiều ít, như cũng lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế tiếp tục công hướng chư thần bảo hộ nhóm. A a a, kêu thảm thiết tiếng kêu rên không dứt bên tai. Thực lực hơi yếu giả trực tiếp bị quyền kình xé thành mảnh nhỏ, thực lực hơi cường giả hoặc là miễn cưỡng bảo vệ toàn thây. Mặc dù là năm vị chư thần bảo hộ đều là thân chịu trọng thương. Một quyền chi uy khủng bố như vậy, năm vị bảo hộ trong lòng dâng lên một tia tuyệt vọng cảm xúc, thậm chí liền tiếp tục phản kháng ý niệm cũng chưa. Nếu các ngươi tới, kia liền hoàn toàn lưu lại đi. Diệp Quân Lâm lại lần nữa ra quyền, trong đó ba vị bảo hộ trốn tránh không kịp bị mất mạng. Lucas cùng Bành Liệt áo khoảng cách xa hơn một chút lại tốc độ rõ ràng so mặt khác ba người mau, lúc này mới tránh thoát một kiếp. Hai người cũng không quay đầu lại chật vật chạy trốn, mặt khác tinh anh tứ tán bôn đào, bị hoàn toàn dọa phá gan. Đánh lui không ai bị nổi chư thần bảo hộ, Diệp Quân Lâm lại lần nữa cảm khái long mạch công hiệu chi khủng bố. Thân thiết cảm nhận được long mạch khủng bố công hiệu, Diệp Quân Lâm lập tức quyết định đem quân quân tiếp nhận tới, trực tiếp làm nàng sử dụng long mạch tu luyện. Đường quân quân đi vào bí cảnh sau cũng rất là khiếp sợ, nàng không nghĩ tới nơi này sẽ có như vậy nhiều khủng bố linh mạch. Đặc biệt bí cảnh trung linh khí tinh thuần trình độ, quả thực muốn so thánh mạch cường hãn mấy chục lần, cái này làm cho quân quân không tự kìm hãm được vận chuyển nổi lên tự nghĩ ra công pháp. Ân, quân quân đột nhiên cảm giác có chút khác thường, phảng phất bị nào đó vô hình lực lượng hấp dẫn. Quân quân, làm sao vậy? Diệp quân lâm có chút nghi hoặc hỏi. Quân quân đầy mặt nghiêm túc mà nói, ba ba, ta vừa rồi vận chuyển công pháp nháy mắt, giống như cùng cực cường linh mạch chi lực sinh ra nào đó cảm ứng. Nga, vậy ngươi thử nói ra chúng nó đại khái phương vị. Diệp quân lâm trầm giọng nói. Quân quân tiếp tục vận chuyển tự nghĩ ra công pháp, lấy nàng thân thể vì trung tâm, tầng tầng năng lượng dao động nhanh chóng khuếch tán mà ra. Một lát sau, quân quân bỗng nhiên mở hai mắt, cười nói, phía đông nam hướng hơn 10 dặm ngoại có hai điều linh mạch cảm ứng cực kỳ mãnh liệt. Tây bắc phương hướng 20 dặm tả hữu có ba điều linh mạch cảm ứng mãnh liệt còn có bên kia cũng có. Quân quân lần lượt nói ra phương vị cùng đại khái khoảng cách, Diệp quân lâm sắc mặt cũng từ kinh ngạc biến thành kinh hỉ. Bởi vì quân quân chỉ ra vị trí đúng là long mạch nơi. Hơn nữa vì vạn vô nhất thất, Diệp quân lâm cố ý vận dụng lực lượng đem long mạch che giấu lên. Mặc dù là thượng đế chi não dùng dò xét khí cũng chỉ có thể phán đoán ra long mạch đại khái vị trí, mà quân quân chỉ ra vị trí lại phá lệ tinh chuẩn. Quân quân, không nghĩ tới người còn có loại này thiên phú. Diệp quân lâm dừng một chút, tiếp tục nói, này cũng coi như không thượng thiên phú, nghĩ đến là cùng ngươi tự nghĩ ra công pháp thuộc tính có quan hệ. Quân quân tự nghĩ ra công pháp theo đuổi thiên địa hợp nhất, lợi dụng trong thiên địa hết thảy năng lượng, thậm chí cuối cùng cùng thiên địa chi lực hòa hợp nhất thể. Lấy đạt tới lực lượng lấy không hết dùng không cạn tuyệt diệu trạng thái. Mà vô luận là cái gì cấp bậc linh mạch, nói đến cùng đều là trong thiên địa dựng dục mà ra đặc thù năng lượng nguyên quảng tìm kiếm thiên nhân hợp nhất công pháp cùng linh mạch sinh ra nào đó cảm ứng, đảo cũng coi như là ở tình lý bên trong. Nói như thế theo ta tu vi cảnh giới tăng trưởng, đối với siêu cấp linh mạch cảm ứng cũng sẽ càng ngày càng nhạy bén. Quân quân phỏng đoán nói. Diệp quân lâm gật gật đầu, nói, dựa theo lẽ thường tới giảng hẳn là như vậy, quân quân, người trước thử xem có không dùng long mạch tu luyện. Theo sau Diệp quân lâm liền đem quân quân đưa tới long mạch phụ cật, quân quân trực tiếp vận chuyển tự nghĩ ra công pháp. Lệ, Diệp Quân Lâm rõ ràng nghe được rồng ngâm tiếng động tự long mạch bụng truyền ra, thật giống như sủng vật nhìn thấy chủ nhân vui sướng bộ dáng. Ong ong ong, một lát sau cả con rồng mạch đều hơi hơi chấn động lên, quân quân thân thể cũng hình thành một cái thật lớn năng lượng lốc xoáy. Ở điên cuồng hấp thu long mạch chi lực. Thế nhưng so với ta tôi thể động tính còn đại, xem ra quân quân dùng long mạch tu luyện không có bất luận vấn đề gì. Diệp Quân Lâm vô cùng vui mừng, liền thiên phú phương diện Diệp Quân Lâm thậm chí cảm giác nữ nhi muốn càng tốt hơn. Lại bảo hộ một đoạn thời gian, quân quân vẫn chưa xuất hiện bất luận cái gì không khỏe trạng huống, Diệp Quân Lâm lúc này mới hoàn toàn yên tâm. Diệp Quân Lâm ngay sau đó ở cách đó không xa Long Mạch bắt đầu tiến hành tôi thể, một khi quân quân bên này gặp được cái gì phiền toái, hắn cũng có thể kịp thời chi viện. Cùng lúc đó, chật vật chạy trốn chư thần bảo hộ cùng với tinh anh cũng ở tăng lên. Bọn họ cũng rốt cuộc ý thức được cùng Diệp Quân Lâm chi gian thực lực tranh lệch, nhưng là chư thần bảo hộ nóng lòng làm chủ thần ra đời, long mạch chi lực liền có vẻ càng thêm quan trọng. Bí cảnh chung rất nhiều long mạch liền tương đương với đến bên miệng thịt mỡ. Cho dù có diệp quân lâm này đầu mãnh thú ba chiếm, cũng vô pháp hoàn toàn đánh mất chư thần bảo hộ mơ ước chi tâm. Cũng may bọn họ trên tay có được không ít thánh mạch cùng thần mạch, này cũng đủ làm cho bọn họ thực lực lại lần nữa tăng lên. Vì thế chư thần bảo hộ còn thừa bảo hộ cộng đồng thương định, trước dùng nắm giữ tài nguyên tăng lên, sau đó đi cướp đoạt bí cảnh trong vòng long mạch, hoặc là đi tìm mặt khác long mạch, bên kia, tham gia xong cung thiên thu cùng đại thánh tử hôn lễ, Tiêu Phong cũng tiến vào càng thêm điên cuồng tu luyện trạng thái. Hoàn toàn buông xuống cảm tình, trong lòng chỗ trống hoàn toàn bị thù hận thay thế. Này liền làm Tiêu Phong đạt tới trong lòng không có vật ngoài cảnh giới, hắn điên cuồng đoạt lấy năm đại tông phái tu luyện tài nguyên. Tiêu Phong, trời cao phái tồn kho đều không? người muốn hay không đi mặt khác kia mấy cái tông phái nhìn xem tạ hoàn vũ trong giọng nói tràn đầy chua sót tự hôn lễ trở về lúc sau tiêu phong giống như là phát điên giống nhau cướp đoạt tu luyện tài nguyên trời cao phái tồn kho trung phàm là thượng điểm cấp bậc thiên tài địa bảo đều bị tiêu phong tiêu hao đến không sai biệt lắm chiếu như vậy đi xuống trời cao phái đệ tử đều không có kế tiếp tu luyện tài nguyên bảo đảm hoàn toàn hủy diệt cơ hồ ván đã đóng thuyền tiêu phong không vui mà nói tồn kho không có liền đi ra ngoài cấp lão tử tìm, côn luân khư thiên tài địa bảo vô số, nói đến cùng vẫn là các người bất tận tâm. Có thể là tu luyện cực đoan cắn nuốt công pháp quan hệ, tiêu phong tính tình cũng càng thêm táo bạo, động một chút đánh chửi, lại nghiêm trọng điểm trực tiếp ra tay đánh chết. Chỉ cần là hành sự bất lực bị tiêu phong đương trường chém giết đến cũng đã có hơn 10 người. Hảo, ta đây liền phái người đi tìm. Tạ hoàn vũ chỉ có thể căng ra đầu đáp ứng xuống dưới. Kỳ thật cũng có người đề nghị kết hợp mọi người chi lực chém giết Tiêu Phong, nhưng bọn hắn trung quy lo lắng Tiêu Phong sau lưng Diệp Quân Lâm. Hơn nữa hiện giờ Tiêu Phong thực lực tăng lên rất lớn, tùy tiện động thủ thật đúng là không có 10 phần nắm chắc. Nhìn tạ hoàn vũ đám người rời đi bóng dáng, Tiêu Phong tự mình lầm bẩm cung thiên thu, thì ngươi kiên nhẫn chờ đợi, lão tử nhất định phải thân thủ lấy tánh mạng của ngươi. Nhưng mà Tiêu Phong cũng không biết, việc này cung thiên thu sớm đã xưa đâu bằng nay đặc biệt ở sắp tới cắn nuốt long mạch chi lực sau cung thiên thu tu vi cảnh giới đã đi tới cực kỳ trình độ khủng bố thậm chí ở nàng xem ra mặc dù là bảy vị thánh tử liên thủ chính mình cũng có thể trực tiếp nghiền áp hiện giờ thái hư thần tông nội mặc dù là phó tông chủ cũng chưa chắc là bản giáo chủ đối thủ cung thiên thu ngạo nghễ nói hơn nữa cung thiên thu thuận lợi mọi bề hơn nữa tương lai tông chủ phu nhân thân phận thêm vào thái hư thần tông bên trong nhân mạch thực mau liền đạt tới đỉnh không chỉ có như thế, cung thiên thu còn lợi dụng bảy thánh tử cung cấp rất nhiều thánh mạch làm lợi thế, phát triển rất nhiều trực hệ cấp dưới, thả phát triển tốc độ phi thường khủng bố. Không đơn giản là ở Thái Hư Thần Tông bên trong, phần ngoài càng là có huyền minh độc cô tiêu phụ tử cầm đầu, chiêu mộ một chi sức chiến đấu pha cường tán tu đội ngũ. Bảo thủ phòng trừng chi đội ngũ này sức chiến đấu hoàn toàn có thể so sánh loại nhỏ tông phái. Diệp Quân Lâm, bản giáo chủ tĩnh chờ ngươi chui đầu vô lưới. Cung Thiên Thu ý cười càng sâu, hiện giờ Diệp Quân Lâm đã sớm không bị nàng xem ở trong mắt. Bí cảnh trong vòng, Diệp Quân Lâm như cũ ở điên cuồng lợi dụng long mạch tiến hành tôi thể. Thời gian trôi đi, một tháng sau. Diệp Quân Lâm dẫn đầu hoàn thành tôi thể, 10 giải long mạch còn sót lại số lượng không nhiều lắm lực lượng chưa từng tiêu hao. Cảm nhận được trong cơ thể khí cơ lưu chuyển, nếu nói phía trước trình độ dùng sông nước tới hình dung, giờ phút này hoàn toàn chính là đại dương minh mông đặc biệt Diệp Quân Lâm tùy tiện đánh ra mấy quyền, đã là có rõ ràng rồng ngâm tiếng động. Thân thể cường độ, lực lượng tốc độ cơ bản đã đạt tới lô hỏa thuần thanh nông nổi Là thời điểm đi trước Côn Luân Khư đi xem. Diệp Quân Lâm hạ quyết tâm, ngay sau đó đi điều tra quân quân tình huống. Ba ba, ngài thực lực lại tăng cường. Trùng hợp quân quân mới đem này long mạch lực lượng luyện hóa hấp thu hoàn thành. Đúng vậy. Diệp quân lâm gật gật đầu, ngay sau đó có chút kinh ngạc nói, quân quân, thực lực của ngươi giống như tăng trưởng càng nhiều a à. tuy rằng chỉ sử dụng một long mạch chi lực nhưng diệp quân lâm có thể rõ ràng cảm giác được quân quân thực lực tăng lên thuộc cái trình tự thậm chí cùng chưa kinh long mạch tôi thể chính mình so sánh với cũng chút nào không rơi hạ phong này tăng lên tốc độ quả thực quá khủng bố quân quân có ngươi ở đại bản doanh tỏa trấn ta cũng là có thể yên tâm đi trước côn luân khư diệp quân lâm cười nói Mười giải long mạch lực lượng còn chưa hoàn toàn dùng xong, có thể cho quân quân đem này hoàn toàn lợi dụng. Diệp quân lâm lại dò xét phan lôi đám người tu vi, bọn họ trải qua thánh mạch tôi thể đồng dạng tiến bộ rõ ràng. Đến nỗi đại bản doanh mặt khác thành viên đại đa số là lợi dụng thần mạch tăng lên, tổng hợp chiến lực đã sớm xưa đâu bằng nay. Nhìn đến như thế tình huống, Diệp quân lâm cũng liền hoàn toàn yên tâm. Chỉ cần không phải côn luân khư đỉnh cấp tông phái xuất động đại bản doanh thành viên an nguy không có bất luận cái gì uy hiếp. Mặc dù là chư thần bảo hộ cái loại này cấp bậc đối thủ, có quân quân cùng văn lôi đám người tỏa chấn, cũng tuyệt đối có nắm chắc đối phó. Giàn xếp hảo hết thảy lúc sau, Diệp Quân Lâm đơn thương độc mã đuổi bôn côn luân khư. Đối với thiên môn nơi Diệp Quân Lâm cũng thuộc về ngựa quen đường cũ, lần này trực tiếp mạnh mẽ tiến vào đồng thao môn. Diệp Quân Lâm một đường thông suốt, nhưng hắn cũng không có dựa theo tạ trọng mưu đám người cung cấp lộ tuyến tiến vào côn luân khư. Đương nhiên đây cũng là Diệp Quân Lâm cẩn thận khởi kiến mới làm ra quyết định, rốt cuộc côn luân khư sự tình hắn cũng không hiểu biết. Thái hư thần tông cũng vô cùng có khả năng ở bình thường lộ tuyến hạ mai phục nhãn tuyến. Diệp quân lâm kế hoạch lặng yên không một tiếng động tiến vào côn luân khư điều tra, cũng không muốn đánh thảo kinh xà. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, hắn cũng chưa thông chi kia mấy cái bị hắn khống chế tông phái cùng với tiêu phong tùy tiện thông chi kia mấy cái môn phái, tất nhiên sẽ trước tiên bị cung thiên thu được đến tin tức. Này liền hẳn là tạ trọng mưu đám người trong miệng cấm địa lộ tuyến. Đột phá tầng tầng năng lượng hạn chế, Diệp Quân Lâm thực thuận lợi đi tới lộ cuối, một khối không biết tên khoáng vật điêu khắc to lớn tấm bia đá ánh vào mi mắt. To lớn tấm bia đá hiện ra u lam màu sắc, mặt trên mấy cái cổ tự dị thường thấy được, u huyền cấm địa. Tạ trọng mưu nói này phiến cấm địa ở vào thiên môn bên cạnh, vì chính là ngăn trở phi bình thường xuất nhập côn luân khư nhân viên diệp quân lâm vẫn chưa có chút do so dự trực tiếp tiến vào u huyền cấm địa ô ngao lại vào lúc này một đạo quái tiếng kêu tự rừng cây chỗ sâu trong truyền đến hung thú diệp quân lâm cười lạnh nói lão tử đảo muốn nhìn ngươi một chút nhóm đến tột cùng có bao nhiêu hung diệp quân lâm lắc mình mà nhập cấm địa bên trong quái thạch đá lởm chởm cổ mộc dây đằng ngang dọc đan sen nhưng là có thể cảm giác được linh khí phi thường sung túc. Âm âm âm. Đúng lúc này, ở xa năm sáu người vây quanh phẩm chất cổ thụ kịch liệt lắc lư vài cái, nhiễm nhiên là bị nào đó đổ vật va chạm. Cổ thụ ước chừng có thượng trăm mét, hơn nữa như thế cấp bậc thô tráng trình độ, rất khó tưởng tượng này chỉ hung thú lực lượng đến tột cùng có bao nhiêu khủng bố. Diệp quân lâm tiếp tục đi trước, cao lớn nồng đậm cổ thụ che trời, nếu không phải diệp quân lâm thị lực hơn người, chỉ sợ cũng càng gập gành khó đi. Cứ như vậy Diệp Quân Lâm chạy nhanh nửa canh giờ tả hữu đột nhiên dừng lại thân hình, trước mắt một đầu cùng loại cùng gấu nâu hung thú ngăn lại đường đi. Này đầu hung thú ước chừng có 3 mét rất cao, trường nâu đậm sắc trường mau, trên trán còn đỉnh hai căn bén nhọn như lưỡi dao sắc bén sừng. Đặc biệt cặp kia thú mắt trình màu lam, giống như hai luồng quỷ hỏa ở gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quân Lâm. Ngao! Cự thú kêu lên quái dị, bay thẳng đến Diệp Quân Lâm nhào tới kia cực đại bàn tay giống như đặc đại hào quạt hương bồ, mang theo khủng bố kình phong chớp mắt tức đến. Nhanh như vậy, Diệp Quân Lâm có chút giật mình, không nghĩ tới cự thú thân thể cao lớn chút nào không ảnh hưởng tốc độ. Làm ngươi nếm thử lão tử nắm tay tư vị, vừa vặn bắt ngươi kiểm tra đo lường một chút tu luyện thành quả. Diệp Quân Lâm đón cự thú bàn tay oanh ra một quyền. Lệ, Diệp Quân Lâm ra quyền nháy mắt ẩn ẩn mang theo rồng ngâm tiếng động. Ở nghe được thanh âm này nháy mắt, Cự thú thân hình rõ ràng cứng lại, ngay cả cặp mắt kia đều ở nháy mắt ngốc lăng. Phanh. Diệp Quân Lâm một quyền oanh đến cự thú trên người, ước chừng số tấn trọng cự thú trực tiếp bị oanh bay ra đi. Cuối cùng thật mạnh té ngã trên đất, đánh mất sinh cơ. Có thể rõ ràng nhìn đến nó ngực bị quyền kình đục lỗ, liên quan trái tim vỡ vụn mở ra. Bất kham một kích, Diệp Quân Lâm cười nhạo một tiếng. Bỗng nhiên quay đầu lại, dừng cây chỗ sâu trong mấy đạo hung ác ánh mắt thu liếm. Audio điện tử võ tấn bền. Diệp Quân Lâm là lúc thị uy phất phất tay, những cái đó mơ ước Diệp Quân Lâm tánh mạng hung thú liền lập tức giải tán. Cá lớn nuốt cá bé ở chỗ này thể hiện đến càng thêm vô cùng nguyền nguyễn. Diệp Quân Lâm rất là cảm khái, nhưng cũng may liên tục dùng 10 giải long mạch tôi thể hiệu quả kỳ dai. Nhìn quanh bốn phía, Diệp Quân Lâm liền phát hiện vừa rồi kia chỉ cự thú phía sau có một gốc cây chín sắc cánh hoa thực vật. Chín sắc hàn lăng thảo, trời cao phái sách cổ chung ghi lại linh thảo, côn luân khư đều hiếm thấy. Càng là nguy hiểm cấm địa càng cùng với thật lớn kỳ ngộ, vừa vận nhân cơ hội này siêu tập điểm thiên tài địa bảo. Vô luận chính mình dùng vẫn là lấy về đi cấp thân hữu sử dụng, đều đem được lợi không ít. Diệp quân lâm hạ quyết tâm, liền một bên siêu tập thiên tài địa bảo một bên lên đường. Chỉ cần xuyên qua u huyền cấm địa là có thể đến côn luân khư các đại tông phái sở tại. Vì thế Diệp Quân Lâm mở ra cướp đoạt cấm địa linh bảo chi lữ, đương nhiên tại đây trong quá trình không thể thiếu cùng hung thú chiến đấu. Chẳng qua Diệp Quân Lâm thực lực quá mức khủng bố, cơ bản chính là một đường nghiền áp. Nếu tu vi hơi chút thiếu chút nữa, thật đúng là không thể tồn tại rời đi u huyền cấm địa. Diệp Quân Lâm rất là cảm khái, dựa theo hắn phỏng trừng, tạ trọng mưu cái loại này cấp bậc tu sĩ muốn đi ngang qua u huyền cấm địa đều phải trả giá thảm trọng đại giới. Thậm chí còn có rất lớn xác suất bị mất mạng. Ở mấy ngày kế tiếp, Diệp Quân Lâm còn phát hiện ba điều thánh mạch cùng với một cái sắp đạt tới long mạch cấp bậc siêu cấp linh mạch. Tuy rằng này đó đối với Diệp Quân Lâm tác dụng trên cơ bản cực kỳ bé nhỏ, nhưng hắn đồng dạng không có buông tha, toàn bộ dùng cho tôi thể tiêu hao cái sạch sẽ. Ở tiến vào U Huyền Cấm Địa ngày thứ 10, Diệp Quân Lâm cảm giác hẳn là đã lướt qua U Huyền Cấm Địa bụng. Sát sát sát. Đúng lúc này, rất nhỏ tiếng bước chân truyền đến. Diệp Quân Lâm xa xa nhìn lại, liền thấy một đội người trẻ tuổi hướng tới chính mình phương hướng cấp tốc tới rồi. Đội ngũ có hơn 10 người, căn cứ Diệp Quân Lâm tra xét, những người này thực lực muốn so với lúc trước Thái Hư Thần Tông những cái đó cái gọi là thiên kiêu chỉ cường không yếu. Đặc biệt dẫn đầu nữ tử một thân váy xanh phá lệ thấy được, dáng người mạn diệu, tướng mạo xuất chúng, giơ tay nhấc chân gian cũng là tiên khí 10 phần. Phảng phất tiên nữ rơi vào phàm trần, cho người ta một loại chỉ nhưng xa xem không thể thân cận khoảng cách cảm đặc biệt thực lực càng là xuất chúng, chỉ sợ muốn so với lúc trước tam thánh tử cường hãn mấy lần, những người này hẳn là côn luân khư mỗ các đại tông phái tinh anh đi. đang lúc diệp quân lâm miên man suy nghĩ gian, mọi người đã tới rồi phụ cận. gia hỏa này lá gan không nhỏ a, à, cũng dám độc sấm u huyền cấm địa, đến bây giờ còn chưa có chết thật là mệnh đủ đại. cũng không phải là, xem hắn lộ tuyến hẳn là cùng chúng ta nhất trí, nghĩ đến là mượn chúng ta quang. bằng không ngươi nghĩ sao? nếu bằng chính hắn thực lực, chỉ sợ đã sớm táng thân hung thú chi khẩu lâu. Vài tên nam nữ trên mặt tràn ngập khinh miệt chi sắc, nhưng thực mau bọn họ liền phát hiện Diệp Quân Lâm trong tay thiên tài địa bảo. Gia hỏa này vận khí thật tốt, siêu tập thiên tài địa bảo phẩm cấp chút nào không thể so chúng ta kém A. À. Không bằng đem này đánh chết, đem này những thiên tài địa bảo chiếm làm của riêng. Trong đó mấy người lẫn nhau truyền âm, trong mắt nháy mắt bộc phát ra tham lam quang mang. Không cần hành động thiếu suy nghĩ, ta trước dò hỏi một chút tình huống của hắn lại làm định đoạt. Dẫn đầu nữ tử truyền âm lúc sau, mọi người nháy mắt thu liếm sát khí, chỉ là ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía Diệp Quân Lâm trong tay thiên tài địa bảo. Tại hạ là tinh nguyệt thần tông thánh nữ mộ dung khuynh tuyết, xin hỏi các hạ sư xuất gì môn. Nguyên bản là một câu khách sáo chào hỏi, nhưng là từ mộ dung khuynh tuyết trong miệng nói ra, lại có phi thường rõ ràng trên cao nhìn xuống hương vị. Không môn không phái. Diệp quân lâm cười nói, Tinh Nguyệt Thần Tông chúng Thiên Kiêu nghe vậy ánh mắt trở nên càng thêm khinh miệt, Diệp Quân Lâm này phiên trả lời chứng minh hắn chính là mới từ thế tục giới lại đây tay mơ. Kia các hạ liền cùng chúng ta kết bạn mà đi đi. Như thế lẫn nhau chi gian cũng có thể có thể chiếu ứng lẫn nhau. Mộ Dung Khuynh Tuyết nhàn nhạt mà nói. Đối với Mộ Dung Khuynh Tuyết đề nghị Diệp Quân Lâm vẫn chưa cự tuyệt. Đương nhiên Diệp Quân Lâm cũng không cần cho nhau chiếu ứng, mà là tính toán hướng những người này tìm hiểu tin tức. Mà Mộ Dung Khuynh Tuyết đưa ra đồng hành có hai cái ý tưởng, thứ nhất tự nhiên là coi trọng Diệp Quân Lâm trong tay những cái đó thiên tài địa bảo. Thứ hai đó là chỉnh chi đội ngũ vị ứng đối hung thú đều bị bất đồng trình độ thương, mà U Huyền cấm địa hung thú đều phi thường cường hãn. Đặc biệt bảo hộ tiếp cận long mạch hung thú càng là cường hãn vô cùng, xa không phải bọn họ những người này có thể đối phó. Mà Diệp Quân Lâm bộ dạng khả nghi, tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn như là thế tục giới vừa tới tay mơ, nhưng hắn lại không chịu một tia thương mặc dù là quy kết với vận khí cũng rất đáng quý. Lui một vạn bước giảng, thêm một cái người liền nhiều một phần lực lượng, thật sự không được còn có thể đem Diệp Quân Lâm đẩy ra đi đệm lưng. Chỉ là người này thực lực thường thường, căn bản không giống như là cao thủ bộ dáng. Đặc biệt hắn đưa ra này đó vấn đề, càng là mới vừa tiến vào côn luân khư mới có tay mơ biểu hiện. Mộ dung khuynh tuyết ở trong lòng làm ra phán đoán. Diệp quân lâm cũng thông qua nói chuyện với nhau biết được không ít tin tức, những người này vì thể hiện ưu việt tính, nhưng thật ra cũng cho hắn giải đáp không ít nghi hoặc. Liền tỷ như phía trước Diệp Quân Lâm tiến lên lộ tuyến liền đi chật, thậm chí có thể nói vòng xa. Bởi vì tạ trọng mưu bọn họ cũng không có đi ngang qua u huyền cấm địa kinh nghiệp, cho nên vô pháp cấp Diệp Quân Lâm cung cấp kỹ càng tỉ mỉ lộ tuyến đồ. Mọi người đề cao cảnh giác, canh phòng nghiêm ngặt mặt khác tông phái người đánh lén cùng hung thú công kích. Mộ Dung Khuynh Tuyết truyền âm nói, những người khác sôi nổi vận công cảnh giới, mọi người sôi nổi tinh thần căng chặt lên, sợ lại tao ngộ đại hình hung thú. Bọn họ đồng dạng được đến không ít thiên tài địa bảo, chỉ nghĩ an toàn rời đi u huyền cấm địa. Chỉ có Diệp Quân Lâm đầy mặt nhẹ nhàng, phảng phất chút nào không đem u huyền cấm địa hung thú để vào mắt. Loại này biểu hiện nháy mắt khiến cho tinh nguyệt thần tông chúng thiên kiêu trào phúng. Thật là chưa hiểu việc đời con khỉ, hoàn toàn không biết u huyền cấm địa nguy hiểm trình độ. Nếu không phải đi theo chúng ta đội ngũ, hắn chỉ sợ đã sớm trở thành hung thú đồ ăn, thật là không biết trời cao đất dày con khỉ. Các vị cũng không cần thiết sinh khí, chính cái gọi là vô chi giả không sợ sao. Mọi người sôi nổi truyền âm nghị luận, chút nào không che giấu đối diệp quân lâm khinh thường ánh mắt. Người này thật đúng là kỳ quái, hoàn toàn không có khẩn trương cảm xúc, loại này biểu hiện cũng không phải là giả vờ. Mộ dung khuynh tuyết lại lần nữa trộm tra xét diệp quân lâm tu vi, Liền phát hiện người sau so tiến vào côn luân khư ngạch cửa thực lực hơi chút mạnh hơn một chút Xem ra không phải giả heo ăn hổ Mà là đơn thuần vô chi giả không sợ Mộ dung khuynh tuyết âm thầm làm ra phán đoán Tiếp tục dẫn theo mọi người hướng u huyền cấm địa bên ngoài đi Bất quá nói đến cũng kỳ quái Ở lúc ban đầu tiến vào thời điểm bọn họ từng gặp được mười mấy phê hung thú công kích Nhưng rời đi thời điểm lại là một con hung thú cũng chưa nhìn thấy Người này vận khí thật đúng là hảo khó trách không chịu cái gì thương liền thu thập tới rồi nhiều như vậy thiên tài địa bảo. Mộ dung khuynh tuyết không lưu dấu vết nhìn Diệp Quân Lâm liếc mắt một cái, trong lòng duy nhất nghi hoặc cũng rốt cuộc giải khai. Nhưng mà mộ dung khuynh tuyết đám người không biết, rời đi khi không gặp được hung thú hoàn toàn chính là bởi vì đội ngũ chung có Diệp Quân Lâm tồn tại. Phía trước Diệp Quân Lâm một đường chém giết lại đây, rất nhiều cường hãn hung thú không chết tức thương. Càng đừng nói bình thường hung thú, bọn họ nhìn thấy Diệp Quân Lâm thân ảnh trực tiếp né xa ba thước, nơi nào còn dám chủ động lại đây trêu chọc. Lại đi rồi ba ngày thời gian, mọi người rốt cuộc rời đi u huyền cấm địa phạm vi, tinh nguyệt thần tông mọi người cũng sôi nổi thở dài một cái. Lấy bọn họ có thương tích trong người trạng thái, nếu gặp được cường hãn cao phẩm giai hung thú, khẳng định là giữ nhiều lành ít. Chúng ta hiện tại đã không có nỗi lo về sau, có phải hay không nên suy xét đối phó này con khỉ sự tình. Nghe thấy cái này truyền âm, tinh nguyệt thần tông những người khác ánh mắt nháy mắt liền tập trung tới rồi diệp quân lâm trong tay thiên tài địa bảo thượng. Tinh nguyệt thần tông thành viên chút nào không che giấu mãnh liệt ánh mắt, đối với bọn họ tới nói, này những thiên tài địa bảo liền đại biểu cho càng cao tu vi cảnh giới. Hiện giờ đã không có u huyền cấm địa hung thú uy hiếp, diệp quân lâm lại chỉ là cái chưa hiểu việc đời cộng bốn sức chiến đấu bằng năm, đến miệng thịt mỡ tự nhiên không cho phép nó bay đi. Diệp quân lâm tự nhiên cũng cảm nhận được tinh nguyệt thần tông thiên kiêu nhóm định ý, Khóe miệng không tự chủ được hơi hơi gợi lên. Nhưng mà coi như mọi người chuẩn bị động thủ khoảnh khắc, mộ dung khuynh tuyết trực tiếp mở miệng ngăn trở ở. Đừng hành động thiếu suy nghĩ, dung ta tra xét rõ ràng lại làm tính toán. Mọi người tuy rằng không cam lòng, nhưng đối với mộ dung khuynh tuyết mệnh lệnh, mọi người mặc dám không từ. Tinh Nguyệt Thần Tông Thánh Nữ, bên ngoài lời nói liền cung cấp với Tông Chủ Giá Lâm ra lệnh. Mới vào côn luân khư, không biết các hạ kế tiếp có tính toán gì không? Mộ Dung Khuynh Tuyết hỏi dò. Diệp Quân Lâm cười nói, đương nhiên là tới thế giới mới mở rộng một chút kiến thức, đồng thời cũng tưởng thu hoạch càng cường thực lực. Thế tục giới không có đối thủ nhật tử quá mức nhàm chán. Ở nghe được Diệp Quân Lâm cuối cùng câu kia rõ ràng có chứa, cô độc cầu bại, ngữ khí nói khi, Mộ Dung Khuynh Tuyết suýt nữa cười ra tiếng. Người này thực sự có ý tứ, thế tục giới đỉnh cường giả đi vào côn luân khư cơ bản đều thuộc về lót đáy trình độ, hắn còn rất đắc ý. Nếu thật sự kiến thức quá côn luân khư rất nhiều cường giả thực lực sau, hắn khẳng định sẽ không nói ra như thế cuồng ngạo nói. Mộ dung khuynh tuyết chưa bao giờ gặp qua từ thế tục giới tới người, tức khắc liền đối diệp quân lâm sinh ra nồng hậu hứng thú. Nếu các hạ nguyện ý đem thu thập đến thiên tài địa bảo dâng lên, bổn thánh nữ liền phá lệ mang người nhập tông môn, hơn nữa làm người trở thành bổn tọa đệ tử ký danh. Phải biết tinh nguyệt thần tông là hùng cứ một phương siêu cường tông phái, đây chính là ngàn năm một thuở cơ hội không biết các hạ ý hạ như thế nào. Mộ Dung Khuynh Tuyết cao ngạo mà nói. Phảng phất mang Diệp Quân Lâm nhập tông phái hơn nữa hứa hắn trở thành tùy tùng là thiên đại ban ân giống nhau. Thánh nữ không thể, người này thiên phú thường thường. Đúng vậy thánh nữ, nếu muốn trong tay hắn thiên tài địa bảo, trực tiếp giết chính là. Thật sự không cần thiết phá lệ tuyển dụng, người này không có nửa điểm đặc thù chỗ. Tinh Nguyệt Thần Tông chúng thiên kiêu toàn bộ phản đối, ở bọn họ xem ra Diệp Quân Lâm lại bình thường bất quá, thật sự không xứng có được thánh nữ hứa hẹn đặc thù đãi ngộ. Bổn thánh nữ tâm ý đã quyết, các ngươi là tưởng kháng mệnh. Mộ Dung Khuynh Tuyết một câu nháy mắt làm mọi người không lời gì để nói. Các hạ suy xét như thế nào? Mộ Dung Khuynh Tuyết lại lần nữa hỏi. Diệp Quân Lâm cười nói, rất vui lòng. Trong tay này đó bị Tinh Nguyệt Thần Tông Thiên Kiêu nhóm làm như khó gặp thiên tài địa bảo với hắn mà nói cũng không quan trọng. Nếu Diệp Quân Lâm nguyện ý, hoàn toàn có thể lại đi u huyền cấm địa chỗ sâu trong đi thu thập, quả thực là dễ như trở bàn tay. Mà hiện giờ việc cấp bách là tận khả năng hiểu biết côn luân khư, đặc biệt là thái hư thần tông sâu cạn. Nhìn dáng vẻ tinh nguyệt thần tông thực lực không tầm thường, vừa vặn thông qua bọn họ tiến hành thâm nhập hiểu biết. Diệp quân lâm âm thầm hạ quyết tâm. Hảo, từ nay về sau người đó là ta tinh nguyệt thần tông một viên. Mộ dung khuynh tuyết cười ngâm ngâm mà nói nàng đảo không phải hoàn toàn bởi vì Diệp Quân Lâm gia nhập tông phái mà cao hứng, càng nhiều là không đánh mà thắng được đến như thế phong phú thiên tài địa bảo. Diệp Quân Lâm ôm ôm quyền, nói, về sau còn thỉnh các vị nhiều hơn chỉ giáo. Tinh Nguyệt Thần Tông chúng thiên kiêu sôi nổi cho hắn một cái khinh thường ánh mắt, ở bọn họ xem ra Diệp Quân Lâm loại này biểu hiện rõ ràng chính là tiểu nhân đắc chí. Mộ Dung Khuynh Tuyết tiếp nhận rất nhiều thiên tài địa bảo, ngay sau đó liền dẫn dắt mọi người phản hồi tông môn, dọc theo đường đi trải qua chủ động loại nhỏ tông phái, Diệp Quân Lâm cũng mượn cơ hội hiểu biết rất nhiều tin tức. Ba ngày sau, tông người tới một tòa đại thành trì trong vòng, Diệp Quân Lâm liền phát hiện ở cùng loại với chợ mặt tiền cửa hiệu thượng, lùi tới đám người đang ở trao đổi cái gì. Bọn họ ở dùng linh tinh trao đổi vật phẩm. Mộ Dung Khuynh Tuyết thanh âm đột nhiên truyền đến. Diệp Quân Lâm tức khắc tới hứng thú, Mộ Dung Khuynh Tuyết đảo cũng không buồn xỉn cấp Diệp Quân Lâm phổ cập tri thức chủ yếu cũng là có loại cấp đầu nhà quê khoe ra trường kiến thức cảm giác về sự ưu việt. Côn Luân Khư trong vòng thông dụng tiền là linh tinh, có thể ở chợ thượng đổi khu thiên tài địa bảo, công pháp từ từ. Tuy rằng Côn Luân Khư nội linh mạch đông đảo, nhưng là đỉnh cấp linh mạch trên cơ bản đều bị đại tông phái chiếm cứ. Bình thường tiểu tông phái hoặc là tán tu thành viên muốn thu hoạch tu luyện tài nguyên, liền chỉ có thể thông qua các loại đồ vật tới đổi lấy linh tinh. Diệp Quân Lâm bừng tỉnh đại ngộ, hắn cẩn thận quan sát một chút trợ thượng lưu thông linh tinh, trên cơ bản đều hiện ra xích hồng sắc. Lưu thông tuyệt đại đa số đều là thần mạch sản xuất linh tinh, ở trải qua gia công tinh luyện mới vừa rồi dũng mãnh vào trao đổi nơi. Đương nhiên cũng có số rất ít thánh mạch cùng long mạch sản xuất đỉnh cấp linh tinh, bất quá kia đều là đỉnh cấp tông phái chi gian mới có được. Khi nói chuyện mộ dung khuynh tuyết móc ra một khối màu tím linh tinh, dưới ánh nắng chiếu xuống sạc sỡ lóa mắt. Diệp quân lâm liếc mắt một cái liền nhận ra, Loại này linh tinh cùng chính mình tôi thể sử dụng long mạch quảng thô không sai biệt mấy. Xem ra mộ dung khuynh tuyết phía trước nói cũng không hoàn toàn thuộc về thổi phồng. Có thể lấy ra long mạch linh tinh, xem ra tinh nguyệt thần tông thực lực rất là không tầm thường, ít nhất hơn xa trời cao phái cái loại này cấp bậc tông phái có thể bằng được. Diệp quân lâm ở trong lòng làm ra phán đoán. Lá con, người biết bọn họ trao đổi chính là cái gì sao? Đúng lúc này một vị tinh nguyệt thần tông thiên kiêu đột nhiên vỗ vỗ Diệp Quân Lâm bả vai hỏi. Diệp Quân Lâm theo hắn ngón tay phương hướng nhìn lại, liền thấy một người thân xuyên hoa phục trung niên nhân trong tay nắm mấy cái xiềng xích. Mà xiềng xích một chỗ khác hình lình buộc chặt đầu bù tóc rối người, bọn họ đồng dạng tu vi không tầm thường, nhưng giờ phút này lại so với tù nhân cường không bao nhiêu. Những người này chính là thế tục giới lại đây nô lệ, bọn họ đều bị cường giả thuần dưỡng quá, hoàn toàn ma bình góc cạnh. Có chút đại tông phái việc nặng việc dơ chung quy phải có người đi làm, thế tục giới tới con khỉ nhất thích hợp bất quá. Nếu có thể làm cho bọn họ chủ nhân vừa lòng, có lẽ còn có thể ban thưởng một ít linh tinh đâu. Lá con, liền ngươi này phó bề ngoài nếu đến nô lệ thị trường, tuyệt đối có thể bán cái giá tốt. Đừng nóng giận a à lá con, chính là một câu vui đùa lời nói. Ha ha ha. Tinh Nguyệt thần tông chúng thiên kiêu cười vang. Ngay cả mộ dung khuynh tuyết cũng chưa nhịn xuống khóe miệng nổi lên một mặt làm người khó có thể phát hiện ý cười. Diệp quân lâm tự nhiên biết bọn họ ở mượn cơ hội chào phúng chính mình, nhưng mà hắn trong lòng lại là hồn nhiên không thèm để ý. Một đám dưới chân núi người cười nhạo đám mây thần, thật là buồn cười đến cực điểm. Diệp quân lâm không để trong lòng, tiếp tục tích cực hiểu biết côn luân khư tương quan tin tức. Nhưng mà Diệp quân lâm loại này phản ứng ở tinh nguyệt thần tông chúng thiên kiêu xem ra chính là nhát gan sợ phiền phức chúng ta tại đây tòa thành chỉ nghỉ ngơi chỉnh đốn mấy ngày lại tiếp tục lên đường. Mộ Dung Khuynh Tuyết trầm giọng nói, bọn họ trên người thương còn chưa khỏi hẳn, hơn nữa bọn họ đạt được rất nhiều thiên tài địa bảo, vừa vặn ở chỗ này đổi lấy một ít đỉnh cấp linh tinh. Diệp Quân Lâm tự nhiên đồng ý, này liền càng có lợi cho hắn hiểu biết Côn Luân Khư tin tức. Tinh Nguyệt Thần Tông cùng Thái Hư Thần Tông quan hệ phỉ thiền, thả hai đại môn phái tổng hợp thực lực ở sàn sàn như nhau. Cung Thiên Thu ở Thái Hư Thần Tông nội phát triển thực mau, đã trở thành mặt tịch trưởng lão, đặc biệt còn cùng rất nhiều thánh tử quan hệ mật thiết. Côn Luân Khư Tông Phái san sát, cỡ trung Tông Phái khả năng liền có được long mạch tài nguyên. Diệp Quân Lâm rất là vừa lòng, không nghĩ tới ngắn ngủn mấy ngày là có thể siêu tập nhiều như vậy mấu chốt tin tức. Nhưng mà liền ở mộ dung khuynh tuyết chuẩn bị rời đi thành trì khoảnh khắc, đột nhiên được đến thứ nhất kinh người tin tức, ngay sau đó đem mọi người tập trung đến một chỗ. Theo đáng tin cậy tình báo, có người ở thiên toàn sơn phát hiện một cái đại hình long mạch, rất nhiều thế lực sôi nổi đi trước. Thái hư thần tông cùng nhật nguyệt thần hỏa điện đều phái người đi trước, chúng ta cũng lập tức chạy tới nơi. Mộ dung khuynh tuyết lập tức làm ra quyết định, đồng thời còn cấp tông phái truyền lại này tắc tin tức, cầu viện. Lá con, người thực lực không quan trọng liền ở chỗ này chờ xem. Mộ dung khuynh tuyết trầm giọng nói. Nàng đảo không phải lo lắng diệp quân lâm an nguy, mà là lần này tranh đoạt long mạch tài nguyên tất nhiên là một hồi chiến đấu kịch liệt. Đến lúc đó Diệp Quân Lâm thực lực quá kém, khó tránh khỏi sẽ bị người khác nhạo báng, thậm chí khả năng sẽ làm Tinh Nguyệt Thần Tông mặt mũi bị hao tổn. Diệp Quân Lâm trầm giọng nói, khó được có như vậy mở rộng tầm mắt cơ hội, ta xa xa đi theo là được. Còn có ta sẽ tiến hành dịch dung, bên ngoài thượng sẽ không theo Tinh Nguyệt Thần Tông có quan hệ, như thế cũng liền sẽ không mất đi mặt mũi diệp quân lâm như vậy phản ứng quá phù hợp mới vừa tiến vào côn luân khư tay mơ đặc biệt hắn đều đem nói đến cái này phân thược mộ dung khuynh tuyết cũng không hảo cực tuyệt hảo đi vậy ngươi đến lúc đó liền chính mình chú ý an toàn nếu phát sinh loạn chiến chúng ta khả năng không rảnh hộ ngươi chu toàn mộ dung khuynh tuyết trầm giọng nói diệp quân lâm gật gật đầu nói hảo tình huống không ổn ta liền trốn xa một chút những lời này tức khắc lại dẫn tới mọi người cười vang bọn họ bắt đầu có chút thích, Diệp Quân Lâm, ra hỏa này quả thực chính là tới phụ trách khôi hài. Diệp Quân Lâm cũng hơi chút nhẹ nhàng thở ra, có đại hình Long mạch cùng Thái Hư Thần Tông rào nhập trong đó, hắn là cần thiết muốn đi. Vì thế Mộ Dung Khuynh Tuyết dẫn dắt mọi người tốc độ cao nhất đuổi Bôn Thiên Toàn Sơn, bởi vì bọn họ sở tại điểm rất gần, ước chừng mấy cái canh giờ liền đến mục đích địa. Diệp Quân Lâm tiến hành rồi dịch dung lẫn vào đám người bên trong rốt cuộc hắn không xác định thái hư thần tông phái ra có phải hay không người quen, tránh cho rút dây động rừng. Thiên Toàn Sơn, này tòa núi lớn cao ngất trong mây, quanh mình núi non chạy dài không dứt. Ở Thiên Toàn Sơn phía trên cổ thụ san sát quái thạch đá lởm chởm, mặc dù ở chân núi thường nhân thân cao liền mây mù lượn lờ. Rất khó tưởng tượng đây là kiểu gì kỳ quan. Linh khí hảo sung túc A. À. Tinh Nguyệt Thần Tông Thiên Kiêu nhóm cảm khái nói. Mộ dung khuynh tuyết lại là mày đẹp nhíu lại, ngưng thanh nói đại gia cẩn thận lần này gặp được đối thủ đều không đơn giản diệp quân lâm theo mộ dung khuynh tuyết ngón tay phương hướng nhìn lại liền thấy vậy khi chân núi đã tụ tập không ít tông phái cường giả vô cực cung lăng vân kiếm tông mờ mịt cung xích tiêu điện này mấy cái tông phái cùng tinh nguyệt thần tông thực lực tương đương không đến vạn bất đắc dĩ đừng chủ động trêu chọc mộ dung khuynh tuyết nhìn như ở nhắc nhở mọi người kỳ thật ở cảnh cáo diệp quân lâm bởi vì nàng phát hiện Diệp Quân Lâm đã có tới gần kia mấy cái tông phái xu thế. Đa Tạ Thánh Nữ chỉ giáo, Diệp Quân Lâm hạ giọng nói. Nhìn Diệp Quân Lâm ăn nói khép nép thụ giáo bộ dáng, Tinh Nguyệt Thần Tông chúng thiên kiêu liền rất là sảng khoái. Thật là chỉ chưa hiểu việc đời con khỉ. Mọi người ở trong lòng bổ sung một câu. Nhưng mà đúng lúc này, một đạo hài hước thanh âm truyền đến. Mộ Dung Khuynh Tuyết, không nghĩ tới người còn dám tới Thiên Toàn Sơn, tương phùng không bằng ngẫu nhiên gặp được hôm nay các ngươi liền toàn bộ lưu lại đi. Vừa dứt lời, 20 người tới đội ngũ chen chúc tới. Thất tinh giáo thánh tử Mạc Tuấn Ngạn. Mộ dung khuynh tuyết mày đẹp nhíu chặt, gương mặt tức khắc treo đầy sương lạnh. Cầm đầu chính là cái cao gầy người trẻ tuổi, trong mắt tràn đầy âm ngoan hài hước, nhìn đến mộ dung khuynh tuyết liền phảng phất phát hiện con mồi xài lang giống nhau hưng phấn. Ở hắn phía sau đi theo nước cờ vị thất tinh giáo trưởng lão, chút nào không che giấu đối với mộ dung khuynh tuyết đám người khinh bỉ. Mộ Dung Khuynh Tuyết, này long mạch tất nhiên là về chúng ta thất tinh giáo sở hữu, các người mấy người mệnh bổn thánh tử cũng chiếu đơn toàn thu. Mạc Tuấn Ngạn âm chắc chắc mà nói. Ô a, như vậy nhược giác rời các ngươi tinh nguyệt thần tông đều nhận lấy. Xem ra các ngươi thật là không có thuốc nào cứu được, một con đến từ thế tục giới con khỉ đều bị như thế coi trọng. Mộ Dung Khuynh Tuyết, nếu không như vậy, nếu người nguyện ý đương bổn thánh tử nữ nô, bổn thánh tử liền đại phát từ bi tha các ngươi một con đường sống, như thế nào? khiêu khích, xích cua cua khiêu khích. Tinh Nguyệt Thần Tông mọi người lòng đầy căm phẫn liền tính toán đương trường động thủ, nhưng mà lại bị Mộ Dung Khuynh Tuyết truyền âm ngăn lại. Mạc Tuấn Ngạn, đừng vội xính miệng lưới cực nhanh, chúng ta long mạch tranh đoạt khoảnh khắc trên tay thấy thật trương. Mộ Dung Khuynh Tuyết lạnh lùng nói. Một lời đã định, hy vọng ngươi đến lúc đó miệng còn có thể như vậy ngạnh. Mạc Tuấn Ngạn nói xong lúc sau trực tiếp mang theo thất tinh giáo chúng dài hơn lão rời đi. Nhìn thất tinh giáo chúng người bóng dáng, Tinh nguyệt thần tông chúng thiên kiêu sắc mặt đều là phá lệ ngưng trọng. Thánh nữ, thất tinh giáo kia trì đội ngũ có bốn năm tên trưởng lão, nếu chính diện phát sinh xung đột, chúng ta không chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Đâu chỉ là không chiếm được tiện nghi đơn giản như vậy. Chúng ta thậm chí có toàn quân hủy diệt khả năng. Chúng ta viện quân còn phải có một đoạn thời gian mới có thể đến thiên toàn sơn, này nhưng như thế nào cho phải. Tinh nguyệt thần tông chúng tinh anh nghị luận sôi nổi, sắc mặt cũng là càng ngày càng kém. Thất tinh giáo là tinh nguyệt thần tông tử địch, tranh đấu gay gắt nhiều năm, Mạc Tuấn Ngạn lần này mang đội ngũ thực lực rõ ràng chiếm ưu. Mộ Dung Khuynh Tuyết trầm ngâm một lát, nói, có thể liên hợp Thái Hư Thần Tông cộng đồng đối địch, Thất tinh giáo rõ ràng đối long mạch nhất định phải được. Hợp tung liên hoành xác thật được không, nhưng cũng phải đề phòng những người khác sau lưng thọc đao. Không sai, đại hình long mạch thậm chí có thể nuôi sống một cái cỡ trung tông phái, mặc dù Thái Hư Thần Tông cũng chưa chắc hoàn toàn đáng tin cậy đều nghĩ ngồi thu ngư ông thủ lợi, nhưng thất tinh giáo cùng thái hư thần tông chi gian không có thâm cửu đại hật, thật muốn phát sinh đại chiến bọn họ khả năng sẽ không ra tay. Mộ dung khuyên tuyết trong lòng thở dài, mọi người phân tích phi thường có đạo lý. Ở tuyệt đối ích lợi trước mặt, bằng hữu chưa chắc hoàn toàn đáng tin cậy, rốt cuộc địch nhân là vĩnh viễn không có phản bội cơ hội. Vô luận như thế nào tận khả năng kéo dài thời gian, chờ đợi viện quân đã đến. Mộ dung khuynh tuyết ngữ khí nghiêm túc mà nói. Mọi người gật đầu đồng ý, nhưng mà bọn họ đột nhiên phát hiện Diệp Quân Lâm nhìn đông nhìn tây đầy mặt nhẹ nhàng thích ý, nháy mắt giận sôi máu. Thánh nữ, ngài mang như vậy một cái phế vật quả thực chính là kéo chân sau, thật muốn gặp được nguy hiểm còn phải phân thần chiếu cố hắn. Họ Diệp, quá sẽ chúng ta cùng thất tinh giáo cường giả đánh lên tới, ngươi liền tự mưu nhiều phúc đi. Lá con, ngươi nói ngươi là tâm thái hảo, vẫn là vô tri giả không sợ đâu. Thất tinh giáo cùng tinh nguyệt thần tông chính là tử địch, tuyệt đối không thể thủ hạ lưu tình. Mộ dung khuynh tuyết cũng không ngăn cản mọi người đối diệp quân lâm vây công. Đặc biệt ở nhìn đến diệp quân lâm đầy mặt mang cười khoảnh khắc, nàng càng là một trận tâm phiền ý loạn. Gia hỏa này thật là vô tâm không phổi, chuyện tới hiện giờ còn có thể cười được đâu. Chờ cùng thất tinh giáo giao thủ khi, có hắn khóc thời điểm. Mộ dung khuynh tuyết âm thầm phun tào, thậm chí bắt đầu hoài nghi chính mình bởi vì tò mò nhận lấy diệp quân lâm quyết định hay không chính xác. Diệp quân lâm đầy mặt chân thành nói, nếu như phát sinh đại chiến, chư vị không cần quản ta, chỉ cần bảo đảm chính mình an toàn là được. Ta, tinh nguyệt thần tông mọi người tức khắc có loại mãnh liệt bạo thô khẩu xúc động. Diệp quân lâm lời này nghe tới như thế nào liền có loại, các người vẫn là nhiều nhọc lòng nhọc lòng chính mình chết sống, chào phúng hương vị đâu. Mấu chốt là Diệp quân lâm nói lời này khi biểu tình chân thành tha thiết, mọi người là ở tìm không thấy hoài nghi hắn, dụng tâm hiểm ác, sơ hở, chúng ta vẫn là nhanh lên đi thôi đại hình long mạch nếu bị mặt khác tông phái dẫn đầu chiếm cứ chúng ta đã có thể quá bị động diệp quân lâm hảo tâm nhắc nhở nói ngoà tào lần này ngay cả mộ dung khuynh tuyết đều muốn mắng người Gia hỏa này liền như vậy muốn đi chịu chết mộ dung khuynh tuyết hừ lạnh một tiếng đối với những người khác trầm giọng nói ra tốc đi tới lá con a chờ thêm một lát chúng ta sẽ chiếu cố hảo chính mình người cũng muốn nhiều hơn lưu ý a đừng bị năng lượng dư ba đánh chết. Đúng vậy lá con, thất tinh giáo thánh tử từ trước đến nay thủ đoạn độc ác, nếu không ngươi vẫn là đừng đi đi. Miễn cho bị cha tấn đến sống không bằng chết. Lá con, này chiến tinh nguyệt thần tông có không thắng lợi liền giữa ngươi ha. Mọi người rốt cuộc tìm được cơ hội, dùng diệp quân lâm vừa rồi miệng lưỡi, quan tâm, một đợt. Bên kia, rừng cây chỗ sâu trong, một cái hơn 20 người đội ngũ chính cấp tốc đi trước, dẫn đầu rõ ràng là thái hư thần tông đại thánh tử đồng hành còn có cung thiên thu, tam thánh tử, bảy thánh tử chờ rất nhiều trưởng lão. Thái hư thần tông vì được đến thiên toàn sơn long mạch có thể nói là tinh nhuệ ra hết. Đinh, long mạch đại khái liền tại đây khu vực. Bảy thánh tử trầm giọng nói. Mọi người ngừng thân hình, mỗi người trên mặt đều tràn ngập kích động chi sắc. Theo hiểu biết thiên toàn sơn này thuộc về đại hình long mạch, thậm chí so thái hư thần tông nắm giữ long mạch còn muốn khủng bố rất nhiều. Nếu có thể đem này long mạch chiếm làm của riêng, tông phái chỉnh thể thực lực tất nhiên sẽ được đến chất tăng lên. Nơi đây núi cao rừng rậm, thật sự không hảo tìm kiếm, làm ra đại động tĩnh lại thế tất dẫn tới mặt khác tông phái chú ý. Tiểu thất, người lại thu nhỏ lại điểm phạm vi đi. Đại thánh tử trầm ngâm một lát nói. Bảy thánh tử gật gật đầu, lại qua hồi lâu, bằng vào nhạy bén cảm giác, rốt cuộc đem long mạch vị trí tỏa định tại đây phía núi non tây nam phương. Cùng ta tới. Bảy thánh tử đầu tàu gương mẫu, những người khác theo sát sau đó, một lát sau mọi người liền đến trung điểm. Đêm này phiến cây cối rửa sạch sạch sẽ, Long mạch liền giấu ở nham thạch dưới. Bảy thánh tử chắc chắn mà nói. Mọi người sôi nổi vận chuyển công pháp, khí nhận lướt qua một mảnh đường bằng phẳng, trên núi cây cối cơ hồ chính là bị tận gốc cắt đứt. Kế tiếp chính là rửa sạch bên ngoài bao vây lấy cục đá, này đối với thái hư thần tông cường giả nhóm tự nhiên cũng không phải cái gì nan đề. Vô dụng một hồi công phu, cục đá bao trùm hạ long mạch liền hiển lộ ra tới. Lệ lệ lệ, rồng ngâm tiếng động ẩn ẩn truyền đến, làm thái hư thần tông tất cả mọi người hưng phấn không thôi. Đặc biệt này long mạch nguy nga vô cùng, tầng ngoài bao trùm màu tím vầng sáng, linh khí tinh thuần đông đúc trình độ quả thực đạt tới cực điểm. Trung quanh khu vực không gian đều hình thành mắt thường có thể thấy được năng lượng lốc xoáy, chủ động hấp thu trung quanh thiên địa linh khí. Không hổ là đại hình long mạch, đã cổ bị tuyệt đối linh vận, có thể chủ động hấp thu thiên địa tinh hoa, không ngừng tăng lên long mạch phẩm chất." Đại thánh tử vô cùng cảm khái mà nói. Cung Thiên Thu trong mắt cũng tràn đầy kích động cùng hưng phấn, nàng còn chưa bao giờ kiến thức quá như thế rộng lớn long mạch. Mặc dù là bảy thánh tử đưa cho nàng cái kia long mạch cũng xa xa không kịp, vô luận quy mô vẫn là chống lạnh linh khí tinh thuần độ đều là khác nhau một trời một vực. Mặc dù là Thái Hư thần tông khống chế mấy cái long mạch, cũng không đạt tới như vậy quy mô. Nếu lấy này Long Mạch làm cơ sở sáng lập tông phái, khẳng định có thể hấp dẫn rất nhiều cường giả đến cậy nhờ, thậm chí có thể trực tiếp so sánh thái hư thần tông loại này cấp bậc thế lực. Diệp Quân Lâm, Tiêu Phong, các người này đàn con kiến tại thế tục giới vĩnh viễn đều không thấy được Long Mạch. Thế nhưng còn nghĩ cùng bản giáo chủ là địch, chúng ta chi gian tranh lệch chỉ biết càng lúc càng lớn. Cung thiên thu nghĩ vậy khóe miệng không tự chủ được hơi hơi dơ lên. Thái hư thần tông đông đảo cao thủ cũng là hưng phấn không thôi hiện giờ chúng ta có thần kiếp làm trấn giáo thần binh nếu lại có này long mạch thêm vào định có thể bước lên chân chính đỉnh cấp hào môn tông phái không sai coi đây là cơ chiêu mộ cường giả bổn tông cao thủ đứng đầu lợi dụng nó tiến hành tăng lên đến lúc đó sẽ không bao giờ nữa dùng phụ thuộc vì nay chi kế vẫn là ngẫm lại như thế nào ứng đối thế lực khác mơ ước đi long mạch hiện thế mặc dù chúng ta lại dùng như thế nào lực lượng phong bế linh khí tiết ra ngoài cũng không có khả năng đem này hoàn toàn che giấu Đại thánh tử cười lạnh nói, bổn tỏa đảo muốn nhìn ai dám đến cướp đoạt long mạch. Lời còn chưa dứt, liền có vài đạo thô cuồng thanh âm lần lượt truyền đến. Này long mạch lại không chuyên chúc các ngươi tông môn, tự nhiên là thực lực cường hãn giả biết được, chúng ta huyền kiếm tông cũng muốn phân một ly canh. Thất phu vô tội hoài bích có tội, chúng ta bá đao môn cũng tới xem xem náo nhiệt. Nói không sai, này long mạch cũng có chúng ta thiết huyết minh một phần. Cùng với ồn ào tiếng bước chân, tam đại tông phái nhân viên ngay sau đó đuổi tới hiện trường. Đại thánh tử hư lạnh một tiếng, miệt thị nói, liền các người này đàn binh tôm tướng cua cũng muốn đánh long mạch chủ ý. Hỏi trước hỏi bổn tỏa trong tay kiếm có đồng ý hay không? Đại hình long mạch này khối đến miệng thịt mỡ, đại thánh tử sao có thể nguyện ý chắp tay nhường người? Đại thánh tử trường kiếm ra khỏi vỏ, cả người tản mát ra cực kỳ lạnh thấu xương sát khí. Không sợ chết cứ việc lại đây, bổn tỏa hôm nay muốn đại khai sát giới đại thánh tử bạch y thắng tuyết trường kiếm nhận mang chung quanh hình thành vô cùng khủng bố kiếm cương nhưng mà đối mặt đại hình long mạch dụ hoặc này đó môn phái tự nhiên cũng sẽ toàn lực tranh thủ mặc dù trả giá thảm trọng đại giới cũng không tiếc này đám người thực lực không tầm thường chúng ta đơn độc tiến công khủng khó thắng được không bằng liên thủ đến lúc đó long mạch chúng ta mấy nhà chia cắt này kế được không chúng ta tam gia liên minh nhân số chiếm ưu chiến thắng tỷ lệ đích xác lớn hơn nữa kia còn chờ người cái gì cùng nhau thường tam gia môn phái nhỏ nhanh chóng nghị định hợp tác tác chiến phương án tập thể công kích đại thánh tử đồ sộ bất động trên mặt thần sắc càng thêm hài hước các ngươi đều đừng cử động bổn tọa trong tay trường kiếm hồi lâu không uống huyết hôm nay liền làm nó uống cái đủ lời còn chưa dứt đại thánh tử thân hình đã biến mất ở tại chỗ nguyên bản đứng thẳng chỗ chỉ dư lại một đạo gần như thực chất tàn ảnh a a a một lát sau kêu thảm thiết tiếng rên rỉ hết đợt này đến đợt khác Đại thánh tử kiếm mang xẹt qua chỗ, liền mang đi một cái tươi sống sinh mệnh. Muốn nói này ba cổ thế lực cũng là loại nhỏ tông phái trung nhân tài kiệt xuất, thậm chí so trời cao phái còn cường hãn hơn rất nhiều. Nhưng mà ở đại thánh tử công kích hạ lại không hề có sức phản kháng, thậm chí nói chỉ có mặc người sâu xé phần. Cũng liền nửa nén hương thời gian, tiếp cận trăm người tam đại môn phái tinh anh toàn bộ mệnh vẫn đương trường. Lại xem đại thánh tử bạch y thắng tuyết, khí không dài chỗ mặt không đổi sắc phảng phất vừa rồi chiến đấu kịch liệt cùng hắn chút nào quan hệ đều không có. Một đám con kiến, đại thánh tử khinh thường mà nói. Leng keng, trường kiếm vào vỏ. Đại thánh tử đối với rừng cây chỗ sâu trong lạnh lùng nói, còn có sống không kiên nhẫn cứ việc lại đây, bổn tọa phụng bồi rốt cuộc. TTT, thái hư thần tông mọi người ẩn ẩn có thể nghe được rừng rậm bên trong không ngừng có hít hà một hơi thanh âm truyền đến. Đại thánh tử vừa rồi sở dĩ không cho người khác nhúng tay, vì chính là hiển lộ thực lực kinh sợ mơ ước long mạch thế lực. Quả nhiên trong lúc nhất thời không ai dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Đương nhiên loại tình huống này vẫn chưa duy trì quá dài thời gian, đại hình long mạch lực hấp dẫn trung quy là quá lớn. Hơn nữa một ít từ địa phương khác tới rồi tông phái không biết sâu cạn, tiếp tục chiều thái hư thần tông khởi xướng tiến công. Nhưng mà thái hư thần tông chi đội ngũ này thực lực quá mức cường hãn, lại liên tục đánh chết bảy tám thứ chung loại nhỏ tông phái tinh anh xem ra lần này tới cướp đoạt long mạch tông phái đều là bất nhập lưu rác rưởi này long mạch đã là chúng ta thái hư thần tông vật trong bàn tay thật tốt quá ta đã có điểm gấp không chờ nổi dùng long mạch tu luyện thái hư thần tông mọi người tin tưởng 10 phần bên kia tinh nguyệt thần tông mọi người cấp tốc đi trước nhưng là bọn họ cũng không biết đại hình long mạch cụ thể vị trí thiên toàn sơn chạy dài trăm dặm thật muốn tìm kiếm lên quả thực giống như biển rộng tìm kim nghe nói không có Long Mạch đã bị Thái Hư Thần Tông người tìm được rồi. Thái Hư Thần Tông bảy thánh tử danh bất hư truyền, quả nhiên đối với Long Mạch cảm giác phá lệ nhạy bén. Nghe nói đại thánh tử mang theo phu nhân cùng với tông nội rất nhiều cao thủ đồng hành, nghĩ đến là đối Long Mạch nhất định phải được. Mọi người nghị luận sôi nổi, rốt cuộc đồng thời hướng tới Tây Nam phương hướng chen chúc mà đi. Mộ Dung Khuynh Tuyết mặt lộ vẻ vui mừng, trầm giọng nói, chúng ta cũng nhanh lên chạy tới nơi, nếu vận khí tốt chẳng những có thể giữ được tánh mạng, còn có thể phân một ly canh. Không sai, chúng ta cơ hội tới. Thật là thiên trợ ta chờ a. À. Tinh Nguyệt Thần Tông những người khác cũng là tinh thần đại chấn, không nghĩ tới Thái Hư Thần Tông thế nhưng phái ra như thế cường hãn đội hình. Thái Hư Thần Tông cùng Tinh Nguyệt Thần Tông giao tình phỉ thiện, khoảng thời gian trước đại thánh tử đại hôn Tinh Nguyệt Thần Tông phó tông chủ tự mình đi trước chúc mừng. Chỉ cần có thể cùng đại thánh tử bọn họ binh hợp nhất chỗ, thất tinh giáo những người đó cũng không phải đối thủ hơn nữa Thái Hư Thần Tông tìm được Long Mạch, tất nhiên trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Đến lúc đó Tinh Nguyệt Thần Tông có cũng đủ lý do bọn họ cộng đồng đối địch, chờ đến Tông Phái nội cao thủ chi viện đến, cũng là có thể thuận lý thành trương phân một ly canh. Tốc độ cao nhất đi tới. Mộ Dung Khuynh Tuyết Hạ đạt mệnh lệnh. Diệp Quân Lâm đồng dạng phi thường cao hứng, thậm chí nói đặc biệt chờ mong lần này chạm mặt. Hắn phía trước hoàn toàn không nghĩ tới nhanh như vậy là có thể cùng đại thánh tử, cung thiên thu đám người chạm mặt hồi tưởng khởi phía trước cung thiên thu sở làm hết thảy diệp quân lâm hận không thể đem này nhìn xương thành cho cung thiên thu người đã từng phạm phải tội ác lão tử hôm nay định làm ngươi gấp trăm lần dâng trả còn có thái hư thần tông những cái đó thánh tử nếu như thức thời cũng chỉ sát tam thánh tử một người nếu như bằng không liền toàn bộ chu sát chỉ mong các ngươi thực lực cũng đủ cường nếu không đánh lên tới liền quá không thú vị thông qua mộ dung khuynh tuyết đám người hiểu biết đến không ít tin tức trong đó liền bao gồm bảy vị thánh tử đại khái thực lực. Diệp Quân Lâm cảm thấy nếu là ở dùng long mạch tôi thể phía trước đối chiến, có lẽ thật là có điểm lao lực. Nhưng hiện giờ đã dùng người dư giải long mạch tôi thể, tu vi cảnh giới có chất bay vọt, hẳn là không nói chơi. Khiến cho Thái Hư thần tông những người này hôm nay toàn bộ lưu tại Thiên Toàn Sơn đi. Diệp Quân Lâm âm thầm nói. Cộp cộp cộp, ồn ào tiếng bước chân không ngừng truyền đến, hiển nhiên mặt khác rất nhiều thế lực cũng đều được đến tin tức sôi nổi chiều long mạch nơi phương hướng chạy như điên mà đi. Diệp quân lâm cũng nhanh hơn nện bước, cho diệt trừ thái hư thần tông, đem này long mạch chiếm làm của riêng cũng không tồi. Cùng lúc đó, long mạch sở tại, chung quanh thi hoành khắp nơi, trong không khí nổi lơ lửng nồng đậm mùi máu tươi. Thái hư thần tông thành viên ngạo nghễ đứng thẳng ở long mạch phía trên. Đến tận đây bọn họ trước sau sát lui 10 dư thứ lớn nhỏ tông phái tiến công, nhưng mà như cũng không có bất luận cái gì chiến đấu giảm quân số tình huống này cũng đại đại kinh sợ mặt khác mơ ước long mạch tông phái bổn tọa tuyên bố long mạch về ta thái hư thần tông sở hữu nếu như ngươi chờ không phục cứ việc lại đây động thủ thử xem đại thánh tử dùng trên cao nhìn xuống ngữ khi nói thật là không cam lòng a à. không cam lòng cũng không có biện pháp chúng ta căn bản là không phải thái hư thần tông cường giả đối thủ long mạch cố nhiên chân quý vô cùng nhưng biết rõ không địch lại còn đi toi mạng liền quá ngốc rất nhiều tông phái cho dù không cam lòng nhưng ở tuyệt đối thực lực chênh lệch trước mặt, bất luận cái gì huyết súng chi khí đều không làm nên chuyện gì. Cung Thiên thu thấy thế vui sướng vạn phần, cuối cùng có thể phân một ly canh. Rốt cuộc như thế quy mô long mạch vô pháp trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn rời đi, vì tránh cho đêm dài lắm mộng, trực tiếp tu luyện tiêu hao liền trở thành tốt nhất phương thức. Nhưng mà còn không đợi Cung Thiên thu tiến hành cắn nuốt, tự dừng cây chỗ sâu trong truyền đến một đạo hài hước thanh âm. Thái hư thần tông thật lớn uy phong a không biết ta có hay không tư cách chiếm hữu này long mạch đâu. Thái hư thần tông mọi người trong lòng dùng mình, theo thanh âm nhìn lại. Liền thấy một chi mười hơn người đội ngũ chậm rãi đi ra rừng cây, bọn họ thân xuyên thống nhất màu đen trường bào. Trường bào ngực chỗ theo nhật nguyệt tiêu chí, nhật nguyệt trung gian còn có một đoàn màu đỏ ngọn lửa. Đặc biệt mọi người hành tẩu trong quá trình, dưới ánh nắng chiếu xuống, kia đoàn ngọn lửa liền phảng phất ở hừng ngực thiêu đốt đang xem thanh phục sức lúc sau, đại thánh tử một lòng nháy mắt trầm tới rồi đáy cốc. Bọn họ như thế nào tới? Đại thánh tử thanh âm có chút khô khốc. Là nhật nguyệt thần hỏa học viện cường giả tới. Cái này thái hư thần tông không dám kiêu ngạo. Nhật nguyệt thần hỏa học viện lưng dựa nhật nguyệt thần hỏa điện, liền tính mượn thái hư thần tông 100 lá gan cũng không dám cùng bọn họ ngạnh cương. Còn lại tông phái thành viên cũng thực mau liền phân biệt ra tới này đội người thân phận, trên mặt thần sắc tức khắc trở nên xuất sắc lên. Phía trước đại thánh tử chấn sát rất nhiều tông phái cường giả, những người khác tự nhiên oán niệm cực đại, hiện giờ có thể xem kịch vui. Ở ác gặp ác, xứng đáng. Chúng tông phái thành viên cảm giác đại khoái nhân tâm. Đại thánh tử, này long mạch chúng ta nhật nguyệt thần hỏa học viện chiếm, người nhưng có ý kiến. Cầm đầu một người áo đen người trẻ tuổi đầy mặt hài hước mà nói. Tuy rằng ngoài miệng xương hô vì đại thánh tử, nhưng trên mặt nhưng không biểu hiện ra chút nào tôn trọng, thậm chí mang theo mãnh liệt trêu chọc hương vị. Đại thánh tử khóe miệng trừ trừ, hắn đột nhiên có loại thật sâu cảm giác vô lực. Vứt bỏ chi đội ngũ này sau lưng nhật nguyệt thần hỏa điện bọn họ không thể trêu vào, đơn nói trước mắt này đó học viện thành viên sức chiến đấu, bên ta cũng xa xa không địch lại. Ta cùng nhật nguyệt thần hỏa điện tề đà chủ quen biết, không biết các hạ. Còn không đợi đại thánh tử đem nói cho hết lời, đã bị nhật nguyệt thần hỏa học viện dẫn đầu giả trực tiếp đánh gãy. Đừng cùng lão tử phàn quan hệ, kẻ hèn một cái đà chủ cũng có mặt lấy ra tới đường chỗ dựa. Áo đen nam tử cười lạnh hai tiếng, chuyện vừa chuyển tiếp tục nói. Nếu như không phải xem ở các ngươi thái hư thần tông cùng nhật nguyệt thần hỏa điện có chút quan hệ, ngươi cho rằng các ngươi những người này có thể tồn tại rời đi nơi đây. Đừng nhiều lời, sấn lão tử còn không có sửa chủ ý chạy nhanh lăn, nếu không đừng trách lão tử không lưu tình. Thái hư thần tông mọi người sắc mặt biến đổi lớn, đều là giận mà không dám nói gì. Cung thiên thu nguyên bản còn nghĩ thật sự không được liền động võ, nhưng biết được đối phương chân chính bối cảnh sau cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nàng ở đại thánh tử nơi đó không thiếu giải nhật nguyệt thần hỏa điện tin tức, biết đây là chân chính siêu cấp tông phái. Đặc biệt nhật nguyệt thần hỏa học viện ra tới cái nào không phải một phương đại lão. Liền lấy trước mắt này đội học viện thành viên tới nói, tương lai rất có thể chính là mười mấy trong đó hình thậm chí đại hình tông phái cầm lái giả. Chúng ta đi, Đại Thánh Tử thở dài, đối với Thái Hư Thần Tông những người khác hạ đạt mệnh lệnh. Thái Hư Thần Tông thành viên mỗi người giống như xương đánh cả tím giống nhau, hoàn toàn đã không có vừa rồi uy phong lẫm lẫm. Không nghĩ tới chống đỡ được mười mấy thứ tông môn đánh sâu vào, cuối cùng lại là cấp nhật nguyệt thần hỏa học viện người làm áo cưới. Không cam lòng, phẫn nộ, bất đắc dĩ, đủ loại phức tạp cảm xúc tràn ngập mọi người trong lòng. Kẻ thức thời trang tuấn kiệt, đại thánh tử làm ra sáng suốt quyết định. Áo đen dẫn đầu vừa lòng cười cười, ngay sau đó nói, đại thánh tử không cần quá mức nhụt trí, long mạch chung quanh còn có không ít thánh mạch cùng với thiên tài địa bảo. Xét thấy các người phát hiện long mạch, này đó tu luyện tài nguyên liền làm khen thưởng ban thưởng các ngươi đi. Đa tạ, đại thánh tử ôm ôm quyền nói. Thái hư thần tông thành viên tuy rằng không có thể được đến long mạch, nhưng là hiện tại đảo cũng không xem như tay không mà về. Rốt cuộc bị long mạch tẩm bổ quá đến thiên tài địa bảo đồng dạng phi thường khó được, nếu Nhật Nguyệt Hỏa Thần học viện người chiếm trước quanh thân tài nguyên bọn họ cũng không có thể ra sức. Đại thánh tử mang theo Thái Hư thần tông mọi người mặt xám mày cho rời đi. Áo đen thủ lĩnh đối với nơi xa những cái đó vây xem tông phái cao giọng hô, bổn tọa tuyên bố này long mạch về chúng ta Nhật Nguyệt Thần Hỏa học viện sở hữu. Nếu các ngươi không phục nói cứ việc lại đây đoạt, bổn tọa trong tay trường kiếm phụng bồi rốt cuộc. Khi nói chuyện áo đen thủ lĩnh tùy ý chém ra nhất kiếm dây nặng kiên cố cự thạch lộ diện nháy mắt xuất hiện một đảo sâu không thấy đáy khe rãnh quan vọng đông đảo tông phái thành viên tức khắc im như ve sầu mùa đông chúng ta vẫn là nhanh lên triệt đi nhật nguyệt thần hỏa học viện lưng dựa nhật nguyệt thần hỏa điện không thể trêu vào a liền thái hư thần tông đều nhận tài chúng ta liền càng không cơ hội thái hư thần tông tỏa chấn long mạch khi bọn họ còn không cam lòng hành động thiếu suy nghĩ hiện giờ đối mặt nhật nguyệt thần hỏa học viện liền càng thêm không có can đảm ra tay nếu không can đảm cướp đoạt long mạch, liền có bao xa lăn rất xa. Nếu như tiếp tục ở bên vây xem, bổn tọa liền đem các ngươi trở thành là mơ ước long mạch đối thủ. Tam thức trong vòng còn chưa rời đi giả, giết không tha. Áo đen thủ lĩnh ngữ khí lạnh băng mà nói. Cộp cộp cộp, ồn ào tiếng bước chân vang lên. Vây xem tông phái thành viên nháy mắt làm điều thú tán trạng, thực mau bỏ chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không bao lâu Tinh Nguyệt Thần Tông thành viên cùng với mặt khác tông phái thế lực cũng chạy tới Long Mạch sở tại. Lọt vào trong tầm mắt đó là thi hoành khắp nơi, mà Thái Hư Thần Tông thành viên sớm đã không biết tung tích. Trải qua giải mới biết được, Long Mạch lúc này đã bị Nhật Nguyệt Thần Hỏa Học Viện chiếm cứ. Nhật Nguyệt Thần Hỏa Học Viện thực lực quá mức khủng bố, nếu là Thái Hư Thần Tông chiếm cứ Long Mạch, chúng ta có lẽ còn có khả năng thủ thắng. Đúng vậy, mặc dù là mấy cái tông phái liên thủ cũng chưa chắc đánh thắng được Nhật Nguyệt Thần Hỏa Học Viện nhưng là đem như thế quy mô long mạch chắp tay nhường người, bổn tỏa thật sự là không cam lòng a. À. Không cam lòng cũng so vứt bỏ tánh mạng hảo, các vị bảo trọng, chúng ta đi trước một bước. Nghị luận thanh không ngừng truyền đến, tinh nguyệt thần tông thành viên nhân khi cao hứng tới mất hứng mà về. Đặc biệt bọn họ còn tính toán mượn dùng thái hư thần tông lực lượng đối kháng thất tinh giáo, hiện tại loại này kế hoạch hoàn toàn thất bại. Đương nhiên cũng có nguyên nhân vì hoàn toàn vô duyên long mạch mà cảm thấy tiếc hận rốt cuộc nếu là Thái Hư Thần Tông chiếm cứ có lẽ còn có thể phân một ly canh. Diệp Quân Lâm cũng phi thường tiếc nuối. Chẳng qua hắn tiếc nuối không quan hệ Long Mạch thuộc sở hữu, đơn thuần bởi vì không có thể gặp được Thái Hư Thần Tông nhân viên. Phía trước Diệp Quân Lâm đều làm tốt đại chiến chuẩn bị, nghĩ có thể đem Cung Thiên Thu đám người chém giết đương trường báo thù rửa hận, còn từng kích động không thôi quá. Nhưng hiện tại chiếm cứ Long Mạch biến thành Nhật Nguyệt Thần Hỏa Học viện, Thái Hư Thần Tông người lại không biết tung tích cung thiên thu, tam thánh tử, khiến cho các ngươi sống lâu một đoạn thời gian đi. Diệp quân lâm ở trong lòng yên lặng nói. Mộ dung khuynh tuyết thở dài, ngữ khí ngưng trọng mà nói, chúng ta vẫn là nhanh lên rời đi nơi này đi. Miễn cho đụng tới thất tinh giáo những cái đó ra hỏa. Còn lại tông phái thế lực cũng đều bất đắc dĩ lắc đầu, sôi nổi chuẩn bị rút lui long mạch hiện trường. Muốn tới thì tới muốn đi thì đi, các người cho rằng đây là địa phương nào. Áo đen thủ lĩnh lạnh băng thanh âm truyền đến. Mọi người bị chấn đến màng tai sinh đau, tu vi hơi chút kém một ít đệ tử thậm chí cảm giác tinh thần đều có chút hoảng hốt. "Hảo cường." Mọi người trong lòng cảm khái không thôi, nhưng đồng thời cũng có chút không rõ Nhật Nguyệt Thần Hỏa Học viện thủ lĩnh ý tứ. "Các hạ đây là có ý tứ gì, chúng ta cũng không muốn cùng Nhật Nguyệt Thần Hỏa Học viện phát sinh xung đột, vì sao ngăn lại đường đi?" Chúng ta cũng không tưởng tiếp tục cướp đoạt long mạch, chẳng lẽ cũng không thể rời đi? Các hạ thỉnh đem nói rõ ràng. Chúng tông phái thành viên sôi nổi phát ra tiếng. Áo đen thủ lĩnh lại là cười lạnh nói, tuy rằng các ngươi không có động thủ, nhưng các ngươi nếu đuổi tới nơi này, chính là tính toán cướp đoạt long mạch. Bất quá là ngại với Nhật Nguyệt Thần Hỏa học viện cường đại không dám ra tay mà thôi, nói vậy cái này các ngươi không thể phủ nhận đi. Nhật Nguyệt Thần Hỏa học viện uy nghiêm không dung khiêu khích, nếu các ngươi chạy tới nơi này, liền toàn bộ lưu lại đi. Toàn bộ chu sát, một cái không lưu. Ra lệnh một tiếng như núi đảo mặt khác nhật nguyệt thần hỏa học viện thành viên trực tiếp ra tay, đối đông đảo tông phái thành viên tiến hành săn giết. Dù sao đều là chết, cùng bọn họ liều mạng. Đại gia liên thủ có lẽ còn có một đường sinh cơ. Mọi người cùng phản kháng, thậm chí còn có số rất ít ôm có một tia may mắn tâm lý, tập hợp mọi người chi lực thành công phiên bản, có lẽ có thể phân long mạch một ly canh. Nhưng mà hiện thực thực tàn khốc, thực lực của bọn họ cùng nhật nguyệt thần hỏa học viện cường giả so sánh với kém quá nhiều. Mặc dù mọi người đem áp đáy hòm thủ đoạn đều lấy ra tới, nhưng như cũng chỉ có thể trở thành dính bản thượng thịt cá, mặc người sâu xé. Tinh nguyệt thần tông thành viên cũng là buồn bực tới rồi cực điểm, chẳng những không được đến long mạch, ngược lại thực mau liền sẽ bị mất mạng. Họ Diệp, người thật là mười phần kéo chân sau, thời khắc mấu chốt một chút vội không thể giúp. Người cũng đừng hắn, mới từ thế tục giới lại đây con khỉ, có thể có cái gì bản lĩnh. Lá con người này tâm còn có thể tại đại điểm sao, ngươi ở kia xem diễn đâu, tin hay không trước đem ngươi làm thịt. Mộ Dung Khuynh Tuyết khóe mắt dư quang nhìn lại, liền thấy Diệp Quân Lâm đôi tay ôm vai, nhiễm nhiên một bộ ăn dưa quần chúng xem diễn bộ dáng. Đáng giận, Mộ Dung Khuynh Tuyết thấp giọng chu mắng một câu, nàng thật hối hận đem Diệp Quân Lâm dẫn vào tông phái. Giúp không được gì còn chưa tính, rốt cuộc mới từ thế tục giới lại đây, tu vi thấp có thể lý giải. Nhưng mà Diệp Quân Lâm giờ phút này biểu hiện hoàn toàn chính là liền làm nhân tâm thái, nếu không phải giờ phút này đối mặt cao thủ tiến công phân thân hết cách, mộ dung khuynh tuyết hận không thể xông lên đi chém Diệp Quân Lâm hai kiếm. Diệp Quân Lâm tự nhiên có thể cảm nhận được tinh nguyệt thần tông thành viên cảm xúc biến hóa, nhưng hắn căn bản không để bụng. Các ngươi những người này cùng lão tử lại không có gì quan hệ, dựa vào cái gì ra tay cứu giúp. Diệp Quân Lâm như cũ đầy mặt nhẹ nhàng xem diễn. Nhật Nguyệt Thần Hỏa Học Viện thành viên thực lực xác thật không tầm thường, cơ bản liền tương đương với đơn phương tàn sát. A a a, Tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác, mặt khác môn phái đệ tử thực lực cùng Nhật Nguyệt Thần Hỏa Học viện thành viên chi gian chênh lệch quá lớn, trên cơ bản không hề có sức phản kháng. Mặc dù giống Ngộ Dung Khuynh Tuyết loại này thánh nữ cấp bậc cao thủ cũng chỉ có thể nỗ lực chống đỡ, nhưng trường hợp thượng cơ bản cũng bị Nhật Nguyệt Thần Hỏa Học viện cường giả khống chế được. Đến nỗi mặt khác bình thường thiên kiêu hoặc là trưởng lão không chết tức thương. Đặc biệt theo thời gian trôi qua, thế cục đối với mặt khác tông phái liền càng thêm bất lợi bởi vì ngay cả thánh tử thánh nữ cấp bậc cường giả đều bị thương. A, à, mộ dung khuynh tuyết bị người một trường đánh bay, một vòi máu tươi tự khóe miệng chậm rãi chảy ra. Thánh nữ, tinh nguyệt thần tông thành viên kinh hô ra tiếng, bản năng đem ánh mắt chuyển rời đến mộ dung khuynh tuyết nơi phương hướng. Nhưng mà bọn họ đại đa số đều mệt mỏi ứng đối, nhật nguyệt thần hỏa học viện cao thủ nắm lấy cơ hội, sôi nổi hướng tới bọn họ yếu hải công tới. Tức khác lại có ba người mệnh tang đương trường. Họ Diệp, người nhưng thật ra đỡ thánh nữ một phen A. À. Tinh Nguyệt Thần Tông một vị trưởng lão tức muốn hộp máu mà nói. Những người khác cũng là lòng đầy căm phẫn, bởi vì bọn họ phát hiện mộ dung khuynh tuyết liền té ngã ở diệp quân lâm trước mắt. Mà vị này mới vào côn luân khư, tay mơ, thế nhưng như cũng đầy mặt mang cười, không có một tia muốn đi nâng nghĩ cách cứu viện y tứ. Này còn có điều cá lọt lưới. Nhật Nguyệt Thần Hỏa Học Viện Nhân Tài chú ý tới Diệp Quân Lâm, đặc biệt phát hiện ra hỏa này thế nhưng hoàn hảo không tổn hao gì. Giết hắn." Áo đen thủ lĩnh lạnh lùng nói. Một người Nhật Nguyệt Thần Hỏa học viện thành viên không có chút nào do dự liền lắc mình công hướng Diệp Quân Lâm. Ngộ Dung Khuynh thuyết giờ phút này mới miễn cưỡng từ trên mặt đất giấy rựa đứng lên, nhưng nàng vẫn chưa tính toán đi cứu Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm phía trước đủ loại biểu hiện đã đem nàng hoàn toàn chọc giận. Giờ phút này nhưng thật ra cảm thấy mượn dùng nhật nguyệt thần hỏa học viện tay đem này chém giết mới có thể giải trong lòng chi hận. Xứng đáng. Tinh nguyệt thần tông thành viên cũng là sôi nổi phun tào này có lẽ là bọn họ ở chết phía trước tâm lý duy nhất có thể được lấy an ủi sự tình. Quả nhiên là thế tục giới vừa lại đây tay mơ, trực tiếp bị dọa choáng váng. Mắt thấy Diệp Quân Lâm đứng ở tại chỗ chút nào chưa động, tinh nguyệt thần tông thành viên một trận khinh thường. Nhưng mà ở sau một lát, lệnh người không thể tưởng tượng một màn xuất hiện. Liền thấy Nhật Nguyệt Thần Hỏa học viện thành viên cổ kiếm vững chắc đâm vào Diệp Quân Lâm ngực, thế nhưng không có thể đâm vào da thịt. Thậm chí còn phát ra kim loại va chạm thanh âm. Đinh. Tên kia Nhật Nguyệt Thần Hỏa học viện thành viên sắc mặt cứng đờ, hắn cảm giác chính mình trong tay trường kiếm tựa hồ là đâm vào thép tấm thượng. Thuần thể tu. Nhật Nguyệt Thần Hỏa học viện thành viên nháy mắt phản ứng lại đây, ngay sau đó tính toán hoành kiếm đi chém Diệp Quân Lâm cổ. Không để yên diệp quân lâm nghiền ngẫm thanh âm vang lên nhật nguyệt thần hỏa học viện thành viên trong lòng đột nhiên dâng lên một tia điểm xấu dự cảm ngay sau đó hắn liền thấy diệp quân lâm dò ra song chỉ tinh chuẩn vô cùng khấu ở mũi kiếm phía trên buông tay nhật nguyệt thần hỏa học viện thành viên bỗng nhiên phát lực lại cảm giác diệp quân lâm ngón tay giống như to lớn cương kiềm mặc cho hắn như thế nào phát lực đều không thể lay động sao có thể nhật nguyệt thần hỏa học viện thành viên quả thực không thể tin được trước mắt đã phát sinh hết thảy hắn liên tục tăng lớn khí cơ vận chuyển, cổ kiếm như cũng không thể nhúc nhích mảy may. Nếu các ngươi như vậy muốn, bên kia còn cho ngươi đi. Diệp quân lâm hài hước mà nói. Ngay sau đó còn không đợi nhật nguyệt thần hỏa học viện thành viên minh bạch những lời này ý tứ, liền thấy Diệp quân lâm cánh tay bỗng nhiên vung lên. Cổ lực lượng này. Nhật Nguyệt Thần Hỏa Học Viện thành viên nháy mắt cảm giác trợ thủ đắc lực tê dại, trường kiếm tự nhiên mà vậy rời tay, hơn nữa trái ngược hướng hướng tới chính mình ngược phóng tới thật nhanh nhật nguyệt thần hỏa học viện thành viên hoàn toàn chưa kịp phản ứng cổ kiếm tự chui kiếm liền trực tiếp xỏ xuyên qua thân thể hắn bởi vì mang theo lực lượng thật sự quá mức cường đại hắn cả người đều bị đánh bay đi ra ngoài trước ngược bộ vì càng là huyết lưu như chú thình thịch nhật nguyệt thần hỏa học viện thành viên thật mạnh té ngã trên đất hai chân mãnh đặng vài cái trong mắt mang theo mãnh liệt không cam lòng mệnh tang đương trường sự tình cơ hồ phát sinh ở ngay lập tức tri gian ở đây mọi người cơ hồ cũng chưa có thể phản ứng lại đây. Áo đen thủ lĩnh dẫn đầu phục hồi tinh thần lại, lạnh lùng nói, không nghĩ tới vẫn là cái che giấu cao thủ, giết hắn. Ba gã nhật nguyệt thần hỏa điện thành viên chen chúc tới, ở bọn họ xem ra đồng bạn đại khái xuất chết vào khinh địch. Suốt cuộc ở cùng rất nhiều tông phái tinh anh đối chiến bọn họ đều không có bất luận cái gì tử vong trạng huống. Mà Diệp Quân Lâm vừa rồi vẫn luôn che giấu với tinh nguyệt thần tông thành viên trung gian, cũng bị nhiều người trào phúng, hiển nhiên chính là cái mới từ thế tục giới lại đây vô danh tiểu tốt. Các ngươi liền như vậy muốn chết. Diệp Quân Lâm cười lạnh nói. Đừng nhìn phía trước Diệp Quân Lâm chưa từng hỗ trợ, đó là bởi vì vô luận tinh nguyệt thần tông vẫn là mặt khác giáo phái đều cùng hắn không có quan hệ. Nhưng nhật nguyệt thần hỏa học viện muốn chính mình tánh mạng, Diệp Quân Lâm tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Cuồng vọng, ba gã nhật nguyệt thần hỏa học viện thành viên gầm lên ra tiếng, trong tay trường kiếm sát khí nghiêm nghị, trong chớp mắt đã tới rồi phụ cận. Cấp lão tử lăn, Diệp quân lâm không lùi mà tiến tới, trực tiếp nghênh đón ba người tiến công phương hướng oanh ra mấy quyền. Cuồng bạo quyền kinh gào thét mà ra, trong hư không ẩn ẩn có rồng ngâm tiếng động. Ba gã nhật nguyệt thần hỏa học viện thành viên trực tiếp bị xé thành mảnh nhỏ, ngay sau đó lại quyền phong bạo thành bao quanh huyết vụ. Sao có thể? Nhật nguyệt thần hỏa học viện thành viên tất cả đều sợ ngây người, bọn họ không nghĩ tới vừa rồi còn tung hoành bãi hạp đồng bạn trong chớp mắt thế nhưng mệnh tang địch thủ. Không cần lo cho những người khác, trước đem người này xử lý. Áo đen thủ lĩnh trầm giọng nói. Còn thừa nhật nguyệt thần hỏa học viện thành viên lập tức rút khỏi chiến đấu, không hẹn mà cùng bắt đầu vây công Diệp Quân Lâm. Không biết sống chết, Diệp Quân Lâm hừ lạnh một tiếng, thân hình nháy mắt biến mất tại chỗ. Một lát sau đã xuất hiện ở một người nhật nguyệt thần hỏa học viện thành viên sau lưng, căn bản không cho đối phương phản ứng thời gian, trực tiếp một trưởng đem này trục phi. Đây là một hồi đơn phương tàn sát, đúng như phía trước Nhật Nguyệt Thần Hỏa Học Viện đối mặt khác tông phái như vậy. Sở hữu Nhật Nguyệt Thần Hỏa Học Viện thành viên đều lâm vào vô tận sợ hãi cùng tuyệt vọng bên trong. Chỉ là mấy cái hô hấp gian, 10 dư danh Nhật Nguyệt Thần Hỏa Học Viện thành viên liền toàn bộ bị mất mạng. Lộc cộc, áo đen thủ lĩnh gian nan nuốt khẩu nước miếng, trong ánh mắt lần đầu tiên xuất hiện sợ hãi chi sắc hiện tại đến phiên ngươi. Diệp Quân Lâm chậm rãi nói. Áo đen thủ lĩnh trầm giọng nói, không biết các hạ ra sao môn phái. Nếu nguyện ý nói, Nhật Nguyệt Thần Hỏa học viện đại môn nhưng phá lệ vì các hạ mở ra. Đánh không lại liền sửa mời chào, vừa rồi không phải muốn giết ta sao? Diệp Quân Lâm cười ngâm ngâm mà nói. Áo đen thủ lĩnh sắc mặt tức khắc trở nên vô cùng khó coi lên. Không biết điều, bổn tọa đảo muốn nhìn ngươi một chút đến tột cùng có bao nhiêu cường. Áo đen thủ lĩnh huy động trong tay cổ kiếm, đạo đạo sắc bén kiếm cương gào thét mà ra, phảng phất muốn đem trước mắt hư không chảm toái. Tới hảo, Diệp quân lâm như cũ không né không tránh, đón kiếm cương chém ra một quyền. Len keng, trong hư không thế nhưng phát ra lưỡi mác vang lên tiếng động. Ngay sau đó mọi người liền nhìn đến áo đen thủ lĩnh thân thể giống như cắt đứt quan hệ con diều bay đi ra ngoài. Răng rắc sát, áo đen thủ lĩnh trong tay trường kiếm vỡ vụn số lượng đoạn ầm 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 một lát sau áo đen thủ lĩnh thân thể thật sâu khảm vào núi vách tường bên trong chung quanh đá vụn bay tán loạn lăn xuống chân núi này chuyện này không có khả năng áo đen thủ lĩnh nói xong cổ một oai hồn về cửu u côn luân khư cường giả cũng bất quá như thế diệp quân lâm lẩm bẩm hiện trường một mảnh tĩnh mịch phảng phất giữa trời đất này còn sót lại diệp quân lâm một người rất nhiều tông phái may mắn thoát nạn người cũng đều chấn động đến nghẹn họng nhìn chân chối trong lúc nhất thời hiện trường châm rơi có thể nghe. Ước chừng qua đi 5 phút, hiện trường ồ lên một mảnh. Gia hỏa này là cái nào môn phái, cũng quá cường hãn đi. Kia chính là Nhật Nguyệt Thần Hỏa Học Viện Cường Giả ha. Liền tên kia áo đen thủ lĩnh đều bị nhất chiêu nháy mất hạ gục, khủng bố như vậy. Mấu chốt là gia hỏa này giống như vô dụng toàn lực A. Mọi người sôi nổi đem ánh mắt chuyển rời đến Diệp Quân Lâm trên người, quả nhiên liền nhìn đến người sau khí không dài chỗ mặt không đổi sắc phảng phất vừa rồi chiến đấu kịch liệt cùng hắn không hề quan hệ giống nhau. Hắn hình như là tinh nguyệt thần tông người. Cũng không biết là ai nói một câu, mọi người ánh mắt lại động tác nhất trí chuyển rời đến tinh nguyệt thần tông người sống sót trên người. Phía trước 10 hơn người đội ngũ giờ phút này chỉ còn 6 người, cho đến cảm nhận được mọi người sáng quắc ánh mắt khi bọn họ mới như mộng mới tỉnh. Nhìn cách đó không xa giống như chiến thần diệp quân lâm khi, nháy mắt có loại phảng phất giống như cách mộng cảm giác mệt ta lúc trước còn nghĩ giết hắn đoạt bảo đâu, nếu thật động thủ ta mộ phần thảo đều ưỡn cao đi. Nhưng là phía trước chúng ta đều đối hắn tiến hành không thực lực tra xét, như thế nào sẽ một chút sơ hở cũng chưa nhìn ra tới. Thật là khó có thể tin, thánh nữ chính là có tông chủ thân truyền tra xét bí thuật, thế nhưng còn bị hắn cấp dấu trời qua biển. Mặc dù là tra xét bí thuật cũng có thực lực hạn chế, này liền càng thuyết minh thực lực của hắn viễn siêu thánh nữ. Tinh Nguyệt Thần Tông thấp giọng nghị luận, tâm tình phức tạp tới rồi cực điểm. Khiếp sợ, hối hận, nghi hoặc, thậm chí còn có chút sợ hãi. Rốt cuộc lúc trước bọn họ chút nào không che giấu đối với Diệp quân lâm miệt thị cùng trào phúng, thậm chí không che giấu sát khí. Rất khó bảo đảm Diệp quân lâm không thu sau tính sổ. Mãnh liệt hối ý tràn ngập tinh nguyệt thần tông mọi người nội tâm. Nếu lúc ấy thiện ý kết giao Diệp quân lâm, chẳng những chính mình được lợi không ít, thậm chí đối với toàn bộ tông phái đều rất có ích lợi. Hiện giờ đắc tội như vậy cái cao thâm khó đoán cường giả, không chỉ có tự thân tánh mạng khó bảo toàn, ngay cả tông phái đều rất có thể đã chịu liên lụy. Nguyên lai like hắn chân thật tu vi như vậy cường hãn. Mộ Dung Khuynh Tuyết cũng là đầy mặt không thể tưởng tượng, hoàn toàn bị Diệp Quân Lâm thực lực chấn động ở. Hắn thật là mới từ thế tục giới tới sao? Thế tục giới cường giả đều đến loại trình độ này. Khó trách hắn từ đầu đến cuối đều như vậy nhẹ nhàng, nơi nào là cái gì vô tri giả không sợ căn bản chính là kẻ tài cao gan cũng lớn a mộ dung khuynh tuyết hồi tưởng khởi phía trước đối với diệp quân lâm coi khinh cùng với ở mời chào hắn nhập tông môn khi trên cao nhìn xuống tư thái nháy mắt cảm giác hối hận không thôi càng thêm cảm giác không chỗ dung thân có lẽ lúc trước hắn ở trong lòng sẽ cười nhạo ta không biết lượng sức đi mộ dung khuynh tuyết cười khổ liên tục cùng lúc đó phía trước ở sâm la cấm địa nghi hoặc cũng có đáp án diệp quân lâm không phải vận khí tốt mới không bị thương hoàn toàn là hung thú vô pháp thương đến hắn. Đến nỗi sau lại ra cấm địa không gặp được hung thú công kích, đại khái suất cũng là vì Diệp Quân Lâm tồn tại làm chúng nó trùn bước. Mộ Dung Khuynh Tuyết vốn định nói cái gì đó, nhưng lại không biết từ đâu mà nói lên. Tuy là nàng từ trước đến nay tâm trí trầm ổn, giờ phút này cũng cực kỳ thấp thỏm. Nàng không xác định Diệp Quân Lâm kế tiếp sẽ như thế nào đối đãi chính mình cùng đồng môn. Nhưng mà liền ở Mộ Dung Khuynh Tuyết tràn đầy khiếp sợ cùng hối hận khoảnh khắc, đột nhiên nghe thấy ồn ào tiếng bước chân truyền đến. Quay đầu nhìn lại, liền thấy Mạc Tuấn Ngạn mang theo một chúng thất tinh giáo cường giả tới rồi. Trai cỏ đánh nhau ngư ông được lợi, không nghĩ tới chúng ta tới nhất phán, ngược lại là lớn nhất người thắng. Mạc Tuấn Ngạn hưng phấn mà nói. Lấy Mạc Tuấn Ngạn cầm đầu thất tinh giáo thành viên khoan thai tới muộn, lại phát hiện một đám bị thương các giáo phái đệ tử. Nhiễm nhiên chính là một bộ bởi vì tranh đoạt long mạch lẫn nhau chém giết cảnh tượng đặc biệt may mắn còn tồn tại những người này rõ ràng đều là nỏ mạnh hết đà, bọn họ không ra bất luận cái gì lực ngược lại trở thành lớn nhất người thắng. Thánh tử, mộ dung khuynh tuyết cũng ở trong đó, hơn nữa tựa hồ còn bị trọng thương. Một người thất tinh giáo thiên kiêu đột nhiên nói. Mạc Tuấn Ngạn quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy được giống như tiên nữ mộ dung khuynh tuyết chính khoanh chân đả tọa, suy yếu hơi thở cho thấy nàng bị thương nghiêm trọng. Đem mộ dung khuynh tuyết khống chế được, những người khác toàn bộ giết đi. Mạc Tuấn Ngạn âm chắc chắc mà nói. Mạc Tuấn Ngạn đã sớm đối mộ dung khuynh tuyết thèm nhỏ rãi đã lâu, hiện giờ đúng là ngàn năm một thổi nhẹ nhàng được đến nàng cơ hội. Còn thừa vài tên tinh nguyệt thần tông thiên kiêu đều là nỏ mạnh hết đà, chém giết lên dễ như trở bàn tay. Thánh tử, long mạch không có chút nào hao tổn, chúng ta kiếm quá độ. Như thế quy mô long mạch, chúng ta dùng để tu luyện tất nhiên có thể đem thực lực tăng lên tới hoàn toàn mới trình tự. Người định không bằng trời định, những người này vận khí tốt dẫn đầu tìm được, lại là cùng chúng ta thất tinh giáo làm áo cưới. Thất tinh giáo thành viên một mảnh vui mừng, bọn họ không nghĩ tới tới nhất phán ngược lại thành công nhặt của hơi. Thậm chí mặt khác may mắn còn tồn tại giáo phái thiên kiêu nhóm đều là bị thương nghiêm trọng, đánh chết lên không chút nào cố sức, như thế sẽ không sợ bọn họ tới phân một ly canh. Thánh tử, có chút không thích hợp a. À. Trong đó một vị trưởng lão đột nhiên nói, người xem những người này phản ứng mạc tuấn ngạn đầu tiên là nao nao có chút không minh bạch nhà mình trưởng lão y tứ phản ứng mạc tuấn ngạn cẩn thận quan sát đột nhiên phát hiện dị thường tính cả mộ dung khuynh tuyết ở bên trong mọi người thế nhưng đều phi thường thong dong bình tĩnh những người này đều bị dọa choáng váng sao từng cái đều không sợ đã chết mạc tuấn ngạn có chút kinh ngạc dựa theo bình thường logic trong đó khẳng định sẽ có người quỳ xuống đất xin tha nhưng hiện tại tất cả mọi người phi thường bình tĩnh thậm chí nhìn về phía chính mình ánh mắt có chút hài hước, thật giống như thật giống như đang xem mốc tử giống nhau. Ân, này không phải Tinh Nguyệt Thần Tông mua tới thế tục giới nô lệ sao? Mạc Tuấn Ngạn thực mau liền thấy được Diệp Quân Lâm, phát hiện người sau thế nhưng là hiện trường duy nhất một cái không bị thương. Kẻ hèn một cái thế tục giới nô lệ hoàn hảo không tổn hao gì, khác tông phái rất nhiều cường giả lại là tử thương thảm trọng. Này căn bản là không phù hợp lẽ thường a. À. Chẳng lẽ này trong đó có khác ẩn tình? mà Tuấn Ngạn nghĩ trăm lần cũng không ra. Thánh tử, này, này đó hình như là nhật nguyệt thần hỏa học viện người A. Cái gì giống như, đây là nhật nguyệt thần hỏa học viện cường giả, vách đá người kia ta đã thấy, là học viện nhân vật phong vân. Đến tột cùng là người nào như thế cả gan làm loạn, thế nhưng mấy ngày liền nguyệt thần hỏa học viện người đều dám giết. Chủ yếu là ai có loại thực lực này làm được. Thất tinh giáo thành viên bị dọa đến không nhẹ, nhật nguyệt thần hỏa học viện lưng dựa nhật nguyệt thần hỏa điện, kia chính là chân chính siêu cấp giáo phái. Như là thất tinh giáo, tinh nguyệt thần tông chi lưu chỉ có nhìn lên phần. Thấy thất tinh giáo thành viên trên mặt đều là lộ ra khiếp sợ cùng nghi hoặc thần sắc, mộ dung khuynh tuyết nhịn không được cười ra tiếng. Cười cái gì cười, tin hay không bổn thánh tử hiện tại liền đem ngươi ngay tại chỗ tử hình. Mạc Tuấn ngạn tức giận mà nói. Đối mặt tử vong uy hiếp, mộ dung khuynh tuyết chẳng những không có chút nào thu liếm, ngược lại cười đến càng thêm lớn tiếng không chỉ như thế còn lại tông phái thành viên cũng đều lần lượt cười ra tiếng ở mọi người trong mắt lấy mạc tuấn ngạn cầm đầu thất tinh giáo đệ tử chính là cái chê cười nhưng là không có bất luận kẻ nào báo cho bọn họ chân tướng mọi người biết chỉ cần thất tinh giáo thành viên động sát tâm diệp quân lâm tất nhiên sẽ đưa bọn họ chém giết đặc biệt diệp quân lâm chính rất có hứng thú nhìn long mạch hiển nhiên đã bắt đầu đánh long mạch chủ ý nay liền cùng thất tinh giáo có không thể điều tiết mâu thuẫn Suốt cuộc thất tinh giáo cuối cùng mục đích chính là được đến Long Mạch. Mọi người đều đang chờ xem thất tinh giáo chê cười. Tuy rằng không biết rất nhiều tông phái đối mặt tử vong uy hiếp không sợ phản cười chân chính nguyên nhân, nhưng Mạc Tuấn Ngạn cũng ý thức được tình huống không thích hợp. Chính cái gọi là sự ra khác thường tất có yêu. Thánh tử, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Nhật Nguyệt Thần Hỏa Học Viện Cao Thủ bị giết, vô luận Học Viện vẫn là Nhật Nguyệt Thần Hỏa Điện đều sẽ không thiện bãi cam hiu. Nếu như hoài nghi đến thất tinh giáo trên đầu, kia chẳng phải là sẽ gặp tai bay vạ gió. Thất tinh giáo vài vị trưởng lão đầy mặt lo lắng thần sắc. Tuy rằng bọn họ cũng bước thiết muốn được đến long mạch tài nguyên, nhưng là lại không nghĩ trêu chọc Nhật Nguyệt Thần Hỏa Điện cái này quái vật khổng lồ. Thực lực chênh lệch quá lớn, thật muốn đem đối phương chọc giận, Nhật Nguyệt Thần Hỏa Điện vì tiện xúc động một ít cao thủ là có thể đem thất tinh giáo hủy diệt. Mạc Tuấn Ngạn cũng là đầy mặt vẻ mặt ngưng trọng, suy nghĩ của hắn ở nhanh chóng vận chuyển. Trải qua suy nghĩ cặn kẽ lúc sau, Mạc Tuấn Ngạn trầm giọng nói, không có gì phải sợ, nhật nguyệt thần hỏa học viện cao thủ chết cùng chúng ta không quan hệ. Mặc dù xong việc có người hoài nghi, chúng ta trực tiếp đem chịu tội đẩy đến những người này trên người là được. Đến nỗi này đó tông phái người, chỉ cần làm cho bọn họ vĩnh viễn tâm nghiệp, chúng ta theo như lời chính là chân tướng. Mặc dù tương lai nhật nguyệt thần hỏa điện truy cứu lên, thất tinh giáo như cũng có thể toàn thân mà lui. Mạc Tuấn Ngạn lời này tức khắc làm Thất Tinh Giáo trưởng lão nhóm tán đồng không thôi. Không chỉ như thế, chúng ta chỉ cần đem những người này giết chết, có lẽ còn có thể bán cho Nhật Nguyệt Thần Hỏa Điện một ân tình đâu." Mạc Tuấn Ngạn tiếp tục nói. "Này kế cực diệu, Thất Tinh Giáo chúng người nhất trí thông qua. Vụ oan giá hòa phổi sạch quan hệ, Trừng trị hung phạm kiếm lấy nhân tình, cỡ nào hoàn mỹ kế hoạch a. À? Trừ bỏ Mộ Dung Khuynh Tuyết, còn lại người giống nhau đánh chết." Mạc Tuấn Ngạn dừng một chút, chỉ hướng Diệp Quân Lâm, đặc biệt là hắn, ta bổn thánh tử nơi nhìn đến trong phạm vi, không cho phép có như vậy trang người tồn tại. Diệp Quân Lâm từ đầu đến cuối đều thong dong bình tĩnh tới rồi cực điểm, phảng phất hoàn toàn không đem thất tinh giáo để vào mắt. Cái này làm cho Mạc Tuấn Ngạn cảm giác chính mình uy nghiêm đã chịu khiêu khích. Không thể tha thứ. Mạc Tuấn Ngạn trong lòng lửa giận không ngừng bò lên. Tuân mệnh. Lời còn chưa dứt, một người thất tinh giáo trưởng lão đã biến mất ở tại chỗ trong tay trường kiếm giống như rắn độc phun tin trực tiếp thứ hướng Diệp Quân Lâm càng giọng ít hầu. Chỉ bằng ngươi, Diệp Quân Lâm khóe miệng hơi hơi dơ lên, nhắm ngay thất tinh giáo trưởng lão nơi phương vị oanh ra một quyền. Phanh, mọi người chỉ mơ hồ nghe được hét thảm một tiếng thanh truyền đến, lại xem bên ta trưởng lão đã tung tích toàn vô. Đây là tình huống như thế nào? Trưởng lão bị một quyền đánh, đánh không có. Sao có thể? Thất tinh giáo chúng người sôi nổi đảo hút khẩu khí lạnh, Bọn họ nhìn quanh bốn phía nghiêm túc tìm kiếm hồi lâu, cuối cùng một tia mong đợi hoàn toàn tiêu tán. Trưởng lão thật sự đã chết. Bị cái này dung mạo bình thường ra hỏa một quyền đánh chết. Mạc Tuấn Ngạn đồng dạng khiếp sợ đến trợn mắt há hốc mồm, hắn thật sự không thể tin được trước mắt đã phát sinh hết thảy. Vị kia trưởng lão cố nhiên không phải tông môn nội người mạnh nhất, nhưng chiến lực cũng tuyệt đối ở vào hàng đầu. Ở cái này nỗ lực trước mặt thế nhưng liền nhất chiêu cũng chưa khiêng quá. Cùng nhau thưởng cấp lãnh trưởng lão báo thù rửa hận. Mạc Tuấn Ngạn gần như gào giống hạ đạt mệnh lệnh. Thất tinh giáo trưởng lão nhóm sôi nổi tế ra binh khí, đem Diệp Quân Lâm bao quanh vây quanh. Liền các người chút thực lực ấy, cùng Nhật Nguyệt Thần Hòa học viện những người đó so sánh với đều kém đến rất xa, thế nhưng còn muốn giết lão tử, thật sự là người si nói mộng. Vừa dứt lời, Diệp Quân Lâm thân hình giống như mũi tên rời dây cung bắn đi ra ngoài, đối với thất tinh giáo mọi người chủ động khởi xướng tiến công không có hoa lệ chiêu thức, chính là đơn giản nhất thẳng quyền cùng câu quyền. Nhưng mà ngay sau đó, thất tinh giáo trận doanh liền truyền đến hết đợt này đến đợt khác kêu thảm thiết cùng tiếng kêu rên. Diệp quân lâm bóng người chấp động, mỗi lần xẹt qua đều sẽ mang đi một cái tươi sống sinh mệnh. Vô dụng nửa nén hương thời gian, thất tinh giáo trừ mạc quấn ngạn bên ngoài bị diệp quân lâm chém giết hầu như không còn. Phong chậm rãi thổi qua, bao quanh huyết vụ bị hoàn toàn thổi tan đồng thời thổi tan đến còn có Mạc Tuấn ngạn ngạo mạn cùng cuồng vọng. Nhật Nguyệt thần hỏa học viện người bị hắn giết chết. Khó trách mộ dung khuynh tuyết bọn họ ở tử vong uy hiếp hạ như cú thông rong bình tĩnh. Những người khác cũng như là đang xem chê cười. Phía trước sở hữu nghi hoặc đều có thể giải thích. Mạc Tuấn ngạn bừng tỉnh đại ngộ, nhưng hiện tại hối hận đã chậm. Hiện tại đến phiên ngươi. Diệp quân lâm lạnh băng thanh âm vang lên. Mạc Tuấn Ngạn bị dọa đến gan mật nứt ra, gần như bản năng chiều nơi xa rừng cây bỏ chạy đi. Đừng vội thương bổn giáo thánh tử, nếu không thất tinh giáo định cùng ngươi không chết không ngừng. Liền tại đây nhìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc, trong rừng cây truyền đến một đạo già nua thanh âm. Mạc Tuấn Ngạn vui mừng quá đỗi, phảng phất bắt được cứu mạng rơm dạ, hưng phấn mà nói, phó giáo chủ cứu ta. Một lát sau liền ở trong rừng cây cực nhanh lược ra mấy người, cầm đầu chính là danh dâu tóc bạc trắng lão giả. Dạ hôm nay ai tới đều cứu không được ngươi, lão tử nói. Diệp quân lâm nhắm ngay Mạc Tuấn ngạn oanh ra một quyền. Nhãi danh, ngươi dám. Lão giả lắc mình đến giữa hai bên xuất trưởng nghĩ cách cứu viện. Phanh, quyền trưởng va chạm nháy mắt, bộc phát ra mãnh liệt hơi thở dư ba. Thất tinh giáo phó giáo chủ chỉ cảm thấy một cổ cường hãn vô cùng năng lượng va chạm đến trên người mình, cả người không chịu khống chế bị đánh bay đi ra ngoài. Trái lại Diệp Quân Lâm tốc độ không giảm, quyền phong càng là uy thế không giảm, trong khoảnh khắc liền đem Mạc Tuấn Ngạn thân thể hoàn toàn bao trùm. Phốc, một đoàn huyết vụ nở rộ. Mạc Tuấn Ngạn thậm chí cũng chưa tới kịp hé răng liền mệnh tang đương trường. Phô chi tiểu bối, người tìm chết. Thất tinh giáo phó giáo chủ giống giận ra tiếng, hắn không nghĩ tới loại trình độ này công kích cũng chưa có thể ngăn trở được Diệp Quân Lâm. Tìm chết chính là các ngươi. Diệp Quân Lâm không có vô nghĩa, trực tiếp xâm nhập thất tinh giáo viện quân trận doanh bên trong kế tiếp đó là đơn phương tàn sát những người này căn bản là không phải diệp quân lâm hợp lại chi đem ngắn ngủn vài phút qua đi tính cả vị kia phó giáo chủ ở bên trong thất tinh giáo viện quân toàn quân hủy diệt này cũng quá cường đi mộ dung khuynh tuyết đám người lại lần nữa chấn động không thôi đối mặt nhiều như vậy cường giả diệp quân lâm cơ bản đều là lấy lực phá chi cơ bản thuộc về hàng duy đả kích nếu các ngươi không nghĩ cướp đoạt long mạch nói kia ta đã có thể trước dùng diệp quân lâm cười ngâm ngâm mà nói mọi người sôi nổi lắc đầu tỏ vẻ đối long mạch không có hứng thú này đương nhiên là trái lương tâm nói nhưng bọn hắn còn không muốn chết diệp quân lâm cười khẽ hai tiếng lập tức đi hướng long mạch này long mạch xác thật không tầm thường cơ bản tương đương với lúc trước ở trong bí cảnh phát hiện lớn nhất cái kia long mạch quy mô diệp quân lâm không hề do dự trực tiếp vận chuyển cơ sở công pháp bắt đầu lợi dụng long mạch tôi thể nhìn đến loại tình huống này mộ dung khuynh tuyết lại lần nữa bị khiếp sợ đến trợn mắt há hốc mồm. Côn luân Cư cường giả đều là trực tiếp hấp thu linh mạch linh khí, hắn thế nhưng trực tiếp dùng để tôi thể. Mặc dù là thuần thể tu cũng vô dụng phương thức này tu luyện, quả thực chính là phí phạm của trời A. Khó trách phía trước nhật nguyệt thần hỏa học viện cường giả dùng kiếm cương đều thứ không phá thân thể hắn, trực tiếp dùng long mạch tôi thể, cơ hồ liền thuộc về đau thương bất nhập. Mọi người sôi nổi cảm khái, nhưng mà thực mau bọn họ liền lại phát hiện tân tình huống dựa theo lẽ thường tới giảng như thế quy mô long mạch ở bị tu luyện giả sử dụng khi đều sẽ sinh ra cực kỳ mãnh liệt năng lượng chấn động đặc biệt dòng ngâm tiếng động sẽ phi thường thường xuyên thả theo thời gian trôi qua thanh âm sẽ càng ngày càng cao vút chói tai bởi vì này liền tương đương với tu luyện giả cướp lấy long mạch dựng dục ra thần vận nhưng mà như thế đại một long mạch ở diệp quân lâm trong tay lại như là một đầu bị thuần phục sủng vật hoàn toàn không có chút nào phản kháng xu thế dòng ngâm tiếng động mềm mại vô lực khiến cho năng lượng chấn động càng là có thể xem nhẹ bất kể. Nếu không phải mọi người khoảng cách thân cận quá, căn bản là phát hiện không đến có người ở sử dụng long mạch chi lực. Chúng ta cũng nắm chặt khôi phục thực lực đi. Mộ Dung Khuynh Tuyết nhắc nhở nói. Mọi người ngay sau đó bắt đầu lợi dụng long mạch chung quanh giải rác linh khí bắt đầu tu luyện. Phía trước cùng Nhật Nguyệt Thần Hỏa Học Viện Cường giả chiến đấu kịch liệt hao tổn cũng ở nhanh chóng khôi phục. Bởi vì Diệp Quân Lâm không lâu trước đây mới vừa hấp thu quá 10 giải long mạch, Lúc này dùng long mạch tôi thể tiêu hao lên tương đương mau. Chiếu loại này tốc độ đi xuống, nhiều nhất một ngày là có thể đem long mạch tinh hoa chi lực hao hết. Diệp Quân Lâm làm ra dự đánh giá, tâm tình không tự giác mà sung sướng lên. Đặc biệt nghĩ đến Nhật Nguyệt Thần Hỏa Học viện chiến lực, hắn liền càng thêm có tin tưởng đối Phó Thái Hư Thần Tông. Căn cứ những người khác theo như lời, Thái Hư Thần Tông là sợ hãi Nhật Nguyệt Thần Hỏa Học viện, nói vậy thực lực sẽ không càng cường. Mà kệ như vậy nhiều trước đêm này long mạch linh khí hao hết lại nói cung thiên thu tam thánh tử khiến cho các ngươi sống lâu mấy ngày đi thu liếm suy nghĩ diệp quân lâm nhanh chóng cùng chuyển cơ sở công pháp long mạch chi lực lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ dũng mãnh vào diệp quân lâm trong cơ thể không ngừng rèn luyện thân thể hắn cùng kinh mạch bên kia thái hư thần tông mọi người lòng tràn đầy buồn bực triệt đến long mạch nhất bên ngoài bất quá cũng may bọn họ đào tới rồi không ít thiên tài địa bảo lúc này mới làm mọi người trong lòng không cam lòng được đến một chút an ủi. Rốt cuộc này đại hình long mạch quy mô cũng đủ, hấp thu thiên địa linh khí nhiều năm, đã đem quanh mình bình thường dược thảo thôi hóa thành thiên tài địa bảo. Nhưng mà cung thiên thu như cũ đối không có thể được đến long mạch canh cánh trong lòng. Căn cứ bảy thánh tử vừa mới theo như lời, này long mạch vô luận quy mô vẫn là linh khí tinh thuần độ, đều so sau so lại đưa nàng cái kia long mạch cường hãn. Nói đến cùng vẫn là sau lưng này cây đại thụ không đủ cường đại, Đối mặt đỉnh cấp tông phái thực lực, Thái Hư Thần Tông vĩnh viễn là cái đệ đệ. Cung Thiên Thu ở trong lòng âm thầm phun tào. Tinh Nguyệt Thần Tông tiến vào long mạch trung tâm phạm vi. Thất Tinh giáo cũng tiến vào trong đó. Lại có ba bốn loại nhỏ tông phái liên minh cũng đi vào. Nhãn Tuyến không ngừng truyền đến tin tức, này cũng làm mọi người càng thêm nghi hoặc lên. Tinh Nguyệt Thần Tông, Thất Tinh giáo tổng hợp thực lực đều cùng Thái Hư Thần Tông ở sàn sàn như nhau không có khả năng dám cùng nhật nguyệt thần hỏa học viện là địch A. À? Đại thánh tử đem trong lòng nghi hoặc nói ra. Bởi vì sợ hãi nhật nguyệt thần hỏa học viện người cho rằng thái hư thần tông đối long mạch như cũ có mơ ước chi tâm, bọn họ phái ra nhãn tuyến không dám quá mức tới gần long mạch. Cho nên bọn họ đối long mạch trung tâm khu vực phát sinh sự tình không thể nào biết được. Long mạch đã bị nhật nguyệt thần hỏa học viện cường giả bá chiếm, thất tinh giáo cùng tinh nguyệt thần tông tuyệt đối không dám cùng chi là địch nhưng là bọn họ hai bên oán hận chất chứa đã lâu, chắc là cho nhau tàn sát lưỡng bại câu thương. Trong đó một vị trưởng lão phỏng đoán nói, bảy thánh tử nhàn nhạt mà nói, kia mặt khác tông phái đi vào lúc sau không ra tới là chuyện như thế nào. Đối mặt nhật nguyệt thần hỏa học viện cái loại này cấp bậc giáo phái, liền chúng ta đều phải né xa ba thước, những cái đó việc nhỏ tông phái khẳng định sẽ biết khó mà lui. Như vậy cũng tốt giải thích. Đại thánh tử tiếp nhận lời nói cha, Nhật Nguyệt Thần Hỏa học viện người từ trước đến nay kiêu ngạo ương ngạnh, thậm chí so Nhật Nguyệt Thần Hỏa điện chỉ có hơn chứ không kém. Nhìn đến có người qua đi cướp đoạt long mạch, không chuẩn trực tiếp ra tay đưa bọn họ toàn bộ giết đâu. Mọi người nghe vậy sôi nổi tỏ vẻ đồng ý, phía trước Nhật Nguyệt Thần Hỏa học viện thành viên kiêu ngạo thái độ rõ ràng trước mắt, loại tình huống này đại khái suất sẽ phát sinh. Tính bọn họ xui xẻo, trêu chọc không nên trêu chọc người. Không sai, nhưng chính là đáng tiếc Nhật Nguyệt Thần Tông cái này minh hữu nếu đổi thành thế lực khác, chúng ta tuyệt không sẽ ngồi yên không nhìn đến. Hành A, thất tinh giáo không cũng cùng nhau chôn cùng sao. Nhật Nguyệt Thần Hỏa Học Viện cũng quá bá đạo, như vậy nhiều thế lực thế nhưng toàn bộ chém giết, thật không sợ đắc tội với người A. Thái hư thần tông thành viên thậm chí có chút may mắn bên ta nhân viên chuyển đến nhanh, nếu không rất có thể rơi vào toàn quân hủy diệt thê thảm kết cục. Đều đừng nhiều lời, nắm chặt siêu tầm thiên tài địa bảo, nơi này thứ tốt cũng không ít đại thánh tử nói sang chuyện khác nhật nguyệt hỏa thần học viện người làm hắn trước mặt mọi người mặt mũi mất hết trong lòng khó tránh khỏi có chút oán niệm ước chừng tìm tòi một ngày thái hư thần tông thu hoạch pha phong nhìn mọi người trong tay toàn cầm không ít thiên tài địa bảo đại thánh tử lạnh lùng trên mặt cũng nở rộ ra một nụ cười lần này thiên toàn sơn hành trình cuối cùng không có tay không mà về đại thánh tử cảm khái nói thái hư thần tông chúng thánh tử trưởng lão cũng tỏ vẻ đồng ý Tuy rằng không được đến tâm tâm niệm niệm long mạch, nhưng này những thiên tài địa bảo đồng dạng phi thường hy hữu. Vô luận trực tiếp hấp thu trong đó linh khí, vẫn là dùng cho luyện chế đan dược, đối bản thân thực lực tăng lên đều rất có ích lợi. Sát sát sát, đúng lúc này, nơi xa rừng cây chỗ sâu trong truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân. Đại gia cẩn thận, đại thánh tử trầm giọng nói. Thái hư thần tông thành viên tức khắc đề cao cảnh giác làm tốt chiến đấu chuẩn bị, bọn họ bản năng cho rằng là mặt khác tông phái muốn tới cướp đoạt thiên tài địa bảo. Nhưng mà ở một lát sau, một chi mấy chục người đội ngũ xuất hiện ở mọi người tầm mắt bên trong. Bọn họ đều là thân xuyên áo đen, ngược theo nhật nguyệt ngọn lửa đồ án, làm người dẫn đầu là một người dâu tóc bạc trắng lão giả. Người khác ngược nhật nguyệt ngọn lửa đồ án đều là kim sắc, lão giả đồ án lại là chín sắc tề tụ. Nhật nguyệt thần hòa học viện phó viện trưởng Lạc Vân Dương. Đại thánh tử lập tức nhận ra lão giả thân phận, trong lòng khiếp sợ cùng nghi hoặc cùng tồn tại. Vãn bối bái kiến lạc phó viện trưởng. Đại thánh tử bận rộn lo lắng tiến lên thâm thi lễ, ngữ khí bên trong thậm chí mang theo một tia nịnh nọt. Lạc Vân Dương khẽ nhíu mày, trầm giọng hỏi, người nhận thức bổn tọa. Lạc phó viện trưởng đã từng giá lâm tiềm long thành chiêu sinh, vãn bối may mắn xa xa gặp qua tiền bối một mặt. Đại thánh tử bận rộn lo lắng lại bổ sung nói, vãn bối là thái hư thần tông đại thánh tử, vẫn luôn tưởng bái nhập nhật nguyệt thần hỏa học viện lại không có cơ hội. Nguyên lai là thái hư thần tông đại thánh tử. Lạc Vân Dương gật gật đầu, tiếp tục hỏi, các người cũng là tới tìm kiếm long mạch. Là, đại thánh tử không dám có chút xấu giếm, nhưng lại nhanh chóng giải thích nói, nhưng nhật nguyệt thần hỏa học viện cường giả đột nhiên giá lâm, vãn bối tự nhiên không dám tranh chấp. Những người khác cũng sôi nổi tỏ thái độ, sợ bị trước mắt nhóm người này trở thành địch thủ tất cả đánh chết. Lạc Vân Dương mặt lộ vẻ kinh hỉ chi sắc, truy vấn nói, nói như thế các ngươi gặp qua Nhật Nguyệt Thần Hỏa học viện người? Ngày hôm qua gặp qua, bọn họ đã tìm kiếm đến Long Mạch, chúc mừng Lạc Phó viện trưởng. Đại thánh tử đúng sự thật nói. Ngày hôm qua, Lạc Vân Dương trong lòng đột nhiên dâng lên một tia dự cảm bất hảo, nói, chúng ta lẫn nhau ngày hôm qua liền mất đi liên hệ, mau mang ta đi Long Mạch sở tại. Tuân mệnh. Đại thánh tử không dám cự tuyệt, bận rộn lo lắng ở phía trước dẫn đường nhưng là lại có chút nghi hoặc mà nói, ngày hôm qua có rất nhiều tông phái tiến đến tranh đoạt long mạch cũng chưa trở ra, nói vậy đều bị nhật nguyệt thần hỏa học viện cường giả đánh chết, sao có thể không tin tức đâu. Kế tiếp đại thánh tử liền đem nhãn tuyến truyền đến tin tức toàn bộ báo cho Lạc Vân Dương. Lạc Vân Dương càng nghe trong lòng điềm xấu dự cảm liền càng mãnh liệt. Chúng ta ở một ngày trước mất đi liên hệ, nguyên nhân chính là vì như thế, học viện mới phái bổn tọa lại đây điều tra tình huống. Lạc Vân Dương trầm giọng nói. Thái hư thần tông thành viên tức khắc khiếp sợ không thôi. Mọi người không cần phải nhiều lời nữa, nhanh hơn đi trước tốc độ. Sau nửa canh giờ, đại thánh tử mang theo lạc phân dương chạy tới long mạch sở tại. Nhưng mà trước mặt mọi người người xuyên qua trước nay lúc sau bị trước mắt một màn hoàn toàn sợ ngây người. Khu vực này nhiễm nhiên thành nhân gian luyện ngục nơi nơi đều là tàn chi đoạn tí, dùng thi hoành khắp nơi máu chảy thành sông tới hình dung đều không quá. Trong không khí mùi máu tươi cực kỳ nồng đậm tuy rằng ở đây mọi người đều gặp qua đại việc đời, nhưng vẫn bị này phiên cảnh tượng khiếp sợ đến hít hà một hơi. Bọn họ giống như ở nơi đó. Bảy thánh tử đột nhiên nói. Lạc Vân Dương theo bảy thánh tử ngón tay phương hướng nhìn lại, liền nhìn đến nhật nguyệt thần hỏa học viện thành viên ngươi thi thể. Đặc biệt là bị đánh đến khảm nhập vách đá áo đen thủ lĩnh, cho đến lúc này như cũ chết không nhắm mắt, u ám trong con ngươi toàn là sợ hãi cùng không cam lòng. Này long mạch chi lực như thế nào như thế thiếu thốn, Đại thánh tử gian nan nuốt khẩu nước miếng. Mọi người lần này đem chú ý điểm chuyển rời đến long mạch thượng, liền phát hiện long mạch chi lực đã là bị tiêu hao hầu như không còn. Nhìn khắp nơi ngang dọc đan sen thi thể cùng với bị hao hết long mạch, ở đây tất cả mọi người chấn kinh rồi. Đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Ở đây mọi người đều là nghĩ trăm lần cũng không ra. Nhật Nguyệt Thần Hỏa học viện này đội người thực lực cường hãn, sao có thể có người là bọn họ đối thủ? Huống chi bọn họ lưng dựa nhật nguyệt thần hỏa điện, mặc dù ở côn luân khư nội cũng là đỉnh cấp tông phái thế lực, có ai dám trêu chọc như thế khủng bố tồn tại. Bọn họ nào biết đâu rằng, Diệp Quân Lâm ở hao hết long mạch chi lực tiến hành tôi thể tăng lên sau, liền đi theo tinh nguyệt thần tông cùng với mặt khác tông phái may mắn còn tồn tại nhân viên rời đi. Hơn nữa bọn họ rời đi phương hướng là long mạch phía sau, như thế mới không bị thái hư thần tông nhãn tuyến phát hiện. Đến tột cùng sao lại thế này, các ngươi nhưng thật ra cấp bổn tọa nói rõ ràng a." À. Lạc Vân Dương khuôn mặt lạnh lùng chất vấn nói. Thái Hư Thần Tông mọi người tâm nháy mắt nhắc tới cổ họng. "Lạc phó viện trưởng, chúng ta cũng không biết a." À. "Đúng vậy Lạc tiền bối, Nhật Nguyệt Thần Hỏa học viện cường giả tuyên bố long mạch thuộc sở hữu sau, chúng ta lập tức liền rời đi." Lấy học viện cường giả nhóm thực lực, lúc ấy ở đây tông phái thế lực chung, căn bản là không có khả năng có người là bọn họ đối thủ. "Không sai." Lúc ấy chúng ta chiếm cứ Long mạch khi đều không người dám động, huống chi là Nhật Nguyệt Thần Hỏa học viện tuyên bố chiếm cứ Long mạch. Thái Hư Thần Tông thành viên bận rộn lo lắng giải thích, bọn họ nhưng không nghĩ bị hiểu lầm thành phía sau màn hung phạt, như vậy toàn bộ tông môn đều sẽ gặp tai họa ngập đầu. Đại thánh tử trầm giọng nói, "Lạc Phó viện trưởng, chúng ta người cũng xem qua không ít tông phái đi vào, nhưng những người đó tiến vào lúc sau liền không trở ra quá." Lúc ấy chúng ta còn tưởng rằng những người đó không biết tự lượng sức mình muốn đi cướp đoạt long mạch tài nguyên, đều bị nhật nguyệt thần hỏa học viện cao thủ chém giết đâu. Lạc Vân Dương nghiêm túc người quan sát thái hư thần tông mỗi người bộ dáng, có thể cảm nhận được những người này vẫn chưa nói dối. Hơn nữa Lạc Vân Dương đối với kia đội nhân mã tổng hợp thực lực phi thường hiểu biết, lấy thái hư thần tông những người này căn bản không có khả năng đưa bọn họ tất cả chém giết. Các người mấy cái xác nhận một chút hiện trường thi thể tông môn bối cảnh. Lạc Vân Dương đầu tiên là hạ đạt mệnh lệnh, ngay sau đó lại đem ánh mắt chuyển rời đến đại thánh tử trên người, trầm giọng nói, ngươi cẩn thận hồi ức một chút, lúc trước tiến vào long mạch trong phạm vi rất nhiều tông phái, bổn tọa muốn từng cái bài tra. Tuân mệnh. Đại thánh tử cung thanh nói. Trải qua một phen xác nhận sau, thực lực mạnh nhất mấy cái thế lực trồi lên mặt nước. Tinh Nguyệt Thần Tông, Huyền Dương giáo, Thanh Vân Thiên Tông, Thất Tinh giáo chờ sáu đại giáo phái đến nỗi những cái đó tiểu tông phái danh đều chưa biết hoàn toàn không ở lạc vân dương suy xét trong phạm vi này mấy cái tông phái thực lực đều cùng thái hư thần tông không sai biệt lắm bọn họ chỉ sợ không dám cùng nhật nguyệt thần hỏa học viện cường giả động thủ đi. Huống chi liền bọn họ đội ngũ trung nhân viên thực lực cũng căn bản không có khả năng là học viện cường giả đối thủ. thật là làm người không thể tưởng tượng a đại thánh tử thấp giọng lẩm bẩm loại này ý tưởng đồng dạng cũng ở lạc vân dương trong đầu xuất hiện hắn vẫn là tương đối hiểu biết rất nhiều tông phái thực lực trạng huống. Bởi vì liên tính là nhật nguyệt thần hỏa học viện tuyển nhận học viên, cơ bản đều sẽ không từ giữa hình tông phái bên trong vào tay. Đến tột cùng là ai động tay đâu? Lạc Vân Dương nghĩ trăm lần cũng không ra. Hay là còn có che giấu lên cường giả? Cái này ý niệm mới vừa xuất hiện đã bị vứt bỏ, bởi vì nếu dùng có như vậy thực lực khủng bố, căn bản là không cần thiết trốn trốn tránh tránh. Hơn nữa như thế đại quy mô long mạch, Thế nhưng có thể ở trong vòng một ngày hoàn toàn hao hết, này đến yêu cầu như thế nào thực lực khủng bố mới có thể làm được. Mặc dù là Nhật Nguyệt Thần Hỏa Điện những cái đó nhiều năm lánh đời không ra lão quái vật đều không thể làm được đi. Lạc Vân Dương trong lòng thực sự phi thường chấn động, phải biết nói vô luận như thế nào tu sĩ, thân thể thừa nhận năng lực đều có cái cực hạn. Mà như thế quy mô long mạch có được năng lượng chi khủng bố có thể nghĩ. Mặc dù là những cái đó đỉnh cấp tông phái tông chủ trong khoảng thời gian ngắn hấp thu cũng sẽ bị chướng đến nổ tan xác mà chết đi. Audio điện tử võ tấn bền. Cung thiên thu đồng dạng bị như thế khủng bố hấp thu linh mạch năng lực chấn động ở. Nàng cảm thấy tu luyện cực đoan cắn nuốt công pháp sau. Hiện trường những người này trung chính mình hẳn là hấp thu linh khí tốc độ nhanh nhất tồn tại. Thậm chí toàn bộ thái hư thần tông đều tìm không ra có thể cùng nàng địch nổi người tới. Bao gồm phó tông chủ ân học kiến ở bên trong đều xa xa không kịp. Nhưng mà dù vậy, tưởng hoàn toàn cắn nuốt sạch sẽ loại này quy mô long mạch, ít nhất cũng đến một tháng mới có thể làm được. Nếu bí quá hóa liều đạt tới cực hạn cắn nuốt trạng thái, như cũng yêu cầu 20 ngày mới có khả năng hấp thu đến trước mắt như vậy nông nỗi. Chỉ dùng một ngày liền hao hết như thế quy mô long mạch, quả thực quá khủng bố. Không hổ là cao thủ dày đặc côn luân khư, thế nhưng còn có được như thế yêu nghiệt cường giả. Nghĩ đến người này hẳn là côn luân khư đỉnh cấp đại năng. Cắn nuốt tốc độ thế nhưng so cực đoan cắn nuốt công pháp còn muốn mau thượng mấy chục lần. Cung Thiên Thu cảm khái vạn ngàn, càng thêm cảm thấy thực lực của chính mình còn xa xa không đủ. Nếu có thể đạt tới như thế khủng bố tu vi cảnh giới, mới tính chân chính đứng ở Côn Luân khư đỉnh đi. Cung Thiên Thu vô cùng hướng tới, thậm chí đều có điểm ghét bỏ Thái Hư Thần Tông. Như thế cường giả chỉ sợ búng tay gian là có thể làm Thái Hư Thần Tông loại này cấp bậc tông phái hôi phi yên diệt thậm chí giống nhật nguyệt thần hỏa học viện cái loại này siêu cấp thế lực cũng đến kiêng kỵ ba phần. Nếu như có cơ hội cùng như vậy cường giả phản thượng quan hệ, kia ta liền có thể ở côn luân khư hoành hành không cố kỵ. Cung thiên thua càng nghĩ càng kích động, hận không thể lập tức là có thể giữ được siêu cấp cường giả đùi. Cùng lúc đó, nhật nguyệt thần hỏa học viện thành viên người cũng đều dọa choáng váng. Nhìn bị hao hết long mạch, bọn họ có loại phảng phất đã qua mấy đời cảm giác. Như vậy cường giả nơi tông phái, chỉ sợ muốn xa xa vượt qua nhật nguyệt thần hỏa học viện. Mặc dù là có nhật nguyệt thần hỏa điện làm cậy vào, chỉ sợ đều đắc tội không nổi. Loại này ý niệm tràn ngập mọi người trong óc. Lạc Vân Dương trên mặt tấn hiện vẻ mặt ngưng trọng. Thật lâu sau lúc sau mới chậm rãi nói, này đó tông phái hẳn là còn có người sống sót, cần thiết tìm được những người này hỏi rõ ràng sự tình chân tướng. Căn quân Thái Hư Thần Tông nhãn tuyến hội báo tin tức, tiến vào long mạch nơi vị trí nhân viên so hiện trường thi thể nhiều một ít đã nói lên rất nhiều tông phái còn có một chút người sống sót, chỉ cần có thể tìm được những người này, khẳng định sẽ có vị này siêu cấp cường giả manh mối. Bên kia, Diệp quân lâm tiêu hao xong long mạch chi lực sau, trực tiếp đi theo mộ dung khuynh tuyết đám người hướng tinh nguyệt thần tông đuổi. Đương nhiên đây cũng là mộ dung khuynh tuyết chủ động mời. Diệp quân lâm vẫn chưa cử tuyệt, hắn hiện tại cũng muốn tìm cái lâm thời điểm dừng chân, đến nỗi tìm thái hư thần tông báo thù cũng nên đề thượng nhật trình ở phản hồi tinh nguyệt thần tông trên đường, gặp được lại đây chi viện vài vị trưởng lão. Biết được Long Mạch đã bị nhật nguyệt thần hỏa học viện chiếm lĩnh, vài vị trưởng lão cảm thấy cũng không có lại đi tất yếu, rốt cuộc không thể trêu vào. Mà mộ dung khuynh tuyết bởi vì không rõ ràng lắm diệp quân lâm ý tưởng, cũng vẫn chưa cùng vài vị trưởng lão nói rõ Long Mạch sự kiện trải qua. Thánh nữ, lần này người dẫn người đều là tông nội tinh anh, chết như thế nào thương như thế nghiêm trọng. Tinh Nguyệt Thần Tông Tam trưởng lão trầm giọng hỏi mộ dung khuynh tuyết thất thần mà giải thích nói chúng ta đang tìm kiếm long mạch khi tao mộ thất tinh giáo vây sát bọn họ toàn quân hủy diệt chúng ta thương vong thảm trọng thì ra là thế đại trưởng lão tiếp nhận lời nói cha ngay sau đó chuyện vừa chuyển trực tiếp đem đầu mâu nhắm ngay diệp quân lâm tông nội thương vong thảm trọng thánh nữ như thế nào còn có tâm tình mua cái nô lệ đại trưởng lão giống loại này mới từ thế tục giới chạy tới phế vật vốn chính là bị chúng ta trở thành đồ vật mua tới bán đi sao vật nhỏ, người có hay không cái gì tuyệt sống, cấp bổn tọa biểu diễn một chút sinh động sinh động không khí A. À. Vài tên tinh nguyệt thần tông trưởng lão trực tiếp trêu chọc nổi lên diệp quân lâm. Mộ dung khuynh tuyết chính là sợ tới mức không nhẹ, không ngừng cấp vài vị trưởng lão đưa mắt ra hiệu, sợ chọc giận diệp quân lâm vị này khủng bố sát thần. Tuy rằng mộ dung khuynh tuyết một cái kính đưa mắt ra hiệu, nhưng vài tên trưởng lão lại là chút nào không để ở trong lòng. Ở bọn họ xem ra Diệp Quân Lâm chính là cái mới từ thế tục giới tới con khỉ, chiêu chọc hắn đều tính hắn tam sinh hữu hạnh. Gần nhất hứng khởi cái đấu nô thi đấu, có thể cho ra hỏa này đi tham gia một chút. Không sai, nghe nói thắng được giả còn có đỉnh cấp linh tinh khen thưởng. Này nô lệ là thánh nữ mua tới, đến dò hỏi nàng ý tứ sao. Vài tên trưởng lão nhìn về phía mộ dung khuyên tuyết, lại phát hiện từ trước đến nay thong dong bình tĩnh thánh nữ, giờ phút này thế nhưng sắc mặt tái nhợt, thậm chí thân thể đều ở run nhẹ nhẹ. Thánh nữ, người không sao chứ? vài tên trưởng lão nghi hoặc khó hiểu, Thánh nữ giống như ở sợ hãi. nhưng mà còn không đợi mộ dung khuynh tuyết cấp ra đáp lại, liền nghe được Diệp Quân Lâm thanh âm truyền đến. nếu các ngươi lại không câm miệng nói, ta có thể hỗ trợ. câu này nói đến khinh phiêu phiêu, nhưng mà ở đây tất cả mọi người cảm nhận được đến xương hàn ý. vài vị trưởng lão tức khắc trong cơn giận dữ. Mặc dù ở tinh nguyệt thần tông nội bọn họ đều bị chịu tôn sùng, hiện giờ thế nhưng bị một cái thế tục giới con khỉ cảnh cáo, quả thực là không thể chịu đựng. Phế vật con khỉ, người biết chính mình đang nói cái gì sao? Tam trưởng lão là cái tính tình nóng này, nếu không phải là chém vào thánh nữ mặt mũi thược, hắn đã sớm ra tay giáo huấn Diệp Quân Lâm. ồn ào, lời còn chưa dứt, Diệp Quân Lâm thân ảnh nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Tam trưởng lão nao nao, Đột nhiên cảm nhận được phía sau truyền đến lành lạnh tử vong hơi thở. "Lão Tam, tiểu Tâm phía sau." Đại trưởng lão bận rộn lo lắng ra tiếng nhắc nhở. Nhưng mà Diệp Quân Lâm tốc độ thật sự quá nhanh, Tam trưởng lão lại muốn tránh đã là không kịp, cái gáy trực tiếp bị một trưởng chụp chung. Soảng. Tam trưởng lão đầu giống như vỡ vụn dưa hấu, cũng không tới kịp hé răng liền mệnh vẫn nương trường. Mặt khác vài vị trưởng lão trong lòng kinh hãi vô cùng, không thể tưởng tượng nhìn Diệp Quân Lâm đến bên miệng những cái đó trêu chọc ngôn ngữ cũng bị ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Tam trưởng lão thực lực tuy rằng không phải mạnh nhất, nhưng lấy thực lực của bọn họ muốn một trưởng đánh chết cũng tuyệt không khả năng. Diệp quân lâm thực lực quá khủng bố. Nếu các người tưởng thế hắn báo thù nói liền cùng nhau thược, miễn cho lãng phí lão tử thời gian. Diệp quân lâm nhàn nhạt mà nói. phảng phất vừa rồi không có một trưởng đánh chết tam trưởng lão, mà là làm kiện hơi không đủ sự giống nhau. ục ục, Mặt khác vài vị tinh nguyệt thần tông trưởng lão gian nan mà nuốt khẩu nước miếng, im như ve sầu mùa đông. Mộ dung khuynh tuyết sợ hãi sự tình tiếp tục chuyển biến xấu đi xuống, bận rộn lo lắng nói, Diệp tiên sinh, vài vị trưởng lão có mắt không thấy thái sơn, mong rằng ngài không nên trách tội. Vài tên trưởng lão lại lần nữa bị cả kinh trợn mắt há hốc mồm, thánh nữ khi nào như thế khom lưng uốn gối đối đãi người khác quá. Gia hỏa này đến tột cùng cái gì lai lịch? Diệp quân lâm vẫy vẫy tay, nói, nếu không phải quá xảo, ta cũng không tính toán muốn bọn họ tánh mạng. Kia Long Mạch đã phát sinh sự tình, ta có thể báo cho vài vị trưởng lão sao? Mộ Dung Khuynh Tuyết hỏi dò. Mộ Dung Khuynh Tuyết thật đúng là lo lắng vài tên trưởng lão âm thầm kế hoạch trả thù Diệp Quân Lâm, đến lúc đó Tinh Nguyệt Thần Tông đều khả năng bị liên lụy. Nhưng là Long Mạch việc chung quy thuộc về bí ẩn, ở không xác định Diệp Quân Lâm ý tưởng dưới tình huống, Mộ Dung Khuynh Tuyết cũng không dám thiện làm chủ trương nói cho người khác. Tùy tiện, chỉ cần đừng ảnh hưởng lên đường là được. Diệp quân lâm trầm giọng nói. Mộ dung khuynh tuyết thở dài ra một hơi, ngay sau đó đem cướp đoạt long mạch sở hữu sự tình giảng thuật ra tới. Đặc biệt đang nói đến Diệp quân lâm đơn thương độc mã không chút nào cố sức liền chém giết hơn 10 danh nhật nguyệt thần hỏa học viện cường giả khi, vài tên trưởng lão sợ tới mức vong hồn toàn mạo. Mệt bọn họ vừa rồi còn tính toán sấn này chưa chuẩn bị đánh lén Diệp Quân Lâm cấp tam trưởng lão báo thù rửa hận đâu. Mọi người lại lần nữa nhìn về phía Diệp Quân Lâm trong ánh mắt đều tràn ngập tôn sùng cùng sợ hãi. Diệp Tiên Sinh thần công cái thế, Côn Luân Khư trong vòng chỉ sợ đều không người ra này hữu a. À. Đúng vậy, còn muốn cảm tạ Diệp Tiên Sinh ra tay cứu giúp Bổn Tông Thánh Nữ. Vài tên trưởng lão tức khắc thành thật, trực tiếp phụng Diệp Quân Lâm vi tôn. Trên đường không nói chuyện, lại liên tục lên đường mấy ngày, mọi người rốt cuộc về tới Tinh Nguyệt Thần Tông. Tinh Nguyệt Thần Tông ở vào liên miên núi non bên trong. Kiến trúc rộng rãi đổ sộ, sườn núi phía trên mây mù lượn lờ. Diệp Quân Lâm ngay sau đó phóng thích lực lượng tiến hành tra xét, cảm ứng được rất nhiều tương đối cường hãn hơi thở, đối nhật nguyệt thần tông tổng hợp thực lực có đại thể hiểu biết. Như thế liền không cần lại âm thầm tìm hiểu tin tức. Diệp Quân Lâm không nhịn được mà bật cười, tinh nguyệt thần tông này đó cường giả căn bản là vô pháp đối chính mình cấu thành uy hiếp. Mộ Dung Khuynh Tuyết trực tiếp mang theo Diệp Quân Lâm đi gặp tinh nguyệt thần tông trung tâm cao tầng cùng với tông chủ. Đối mặt loại này cấp bậc cường giả, mộ dung khuynh tuyết đã là nghĩ mượn sức, như thế là có thể làm tông môn lực ảnh hưởng nâng cao một bước. Biết được Diệp Quân Lâm cứu thánh nữ đám người cùng với Long Mạch tranh đoạt công việc sau, Tinh Nguyệt Thần Tông tông chủ Mộ Dung Uyển tình tự mình tiếp kiến. Tinh Nguyệt Thần Tông đón khách trong đại sảnh. Mộ Dung Uyển tình ở giữa mà ngồi, hắn là cái hơn 50 tuổi nữ nhân, nhưng là dung mạo cùng 30 tuổi tả hữu nữ tử vô dị. Lẫn nhau khách sáo vài câu lúc sau, Mộ Dung Uyển tình chuyện vừa chuyển dò hỏi, không biết Diệp tiên sinh kế tiếp có tính toán gì không? Ta đảo thực sự có cái tính toán, cũng không biết Mộ Dung tông chủ hay không đáp ứng." Diệp Quân Lâm khẽ cười một tiếng nói. Mộ Dung Uyển tình nao nao, có chút khó hiểu hỏi, không biết Diệp tiên sinh lời này ý gì. Ý tứ rất đơn giản. Diệp Quân Lâm chậm rãi đứng lên, cười ngâm ngâm mà nói, "Từ nay về sau Tinh Nguyệt thần tông từ ta làm chủ." Vừa dứt lời, hiện trường ở ngắn ngủi yên tĩnh lúc sau một mảnh ồ lên buồn cười đến cực điểm, thật cho rằng giết mấy cái nhật nguyệt thần hỏa học viện người liền thiên hạ vô địch. Thế nhưng còn tưởng tu hú chiếm tổ. Diệp quân lâm, người không khỏi quá cản rỡ, chúng ta tinh nguyệt thần tông tuy rằng không thể so đỉnh cấp tông phái, nhưng người tưởng xương vương xương bá còn kém xa đâu. Nếu không phải xem ở người cứu thánh nữ có công, chỉ bằng ngươi vừa rồi câu nói kia liền tội đáng chết vạn lần. Rất nhiều tinh nguyệt thần tông trưởng lão ác môn tương hướng, thậm chí còn có đã dọn xong chiến đấu tư thế, tùy thời chuẩn bị hướng Diệp Quân Lâm khởi xướng tiến công. Mộ Dung Uyển Tình cũng là hai mắt híp lại, ngữ khí cũng không giống vừa rồi như vậy thân thiết, thậm chí lộ ra nhẹ nhẹ hàn ý. Diệp Tiên Sinh không phải ở nói dẫn đi. Khi nói chuyện Mộ Dung Uyển Tình chợt vận chuyển công pháp, khủng bố khí cơ lấy nàng thân thể vì trung tâm khuếch tán mở ra. Mộ Dung Khuynh Tuyết đầy mặt hoảng loạn chi sắc, nàng cũng không nghĩ tới Diệp Quân Lâm sẽ đột nhiên đưa ra loại này vô lễ yêu cầu. Tuy rằng cùng Diệp Quân Lâm tiếp xúc thời gian không dài, nhưng mộ dung khuynh tuyết cũng có thể cảm giác được người sau chính là cái loại này nói một không hai loại hình. Nếu Diệp Quân Lâm đã có giọng khách hát giọng chủ tâm tư, trận này đại chiến chỉ sợ vô pháp tránh cho. Diệp Quân Lâm chút nào không thèm để ý mọi người phóng thích khí cơ, như cũng đầy mặt thoải mái mà nói, không bằng như vậy, chúng ta đánh cuộc như thế nào. Nếu các người có thể thắng được ta, từ nay về sau ta vì tinh nguyệt thần tông sử dụng. Nhưng nếu các ngươi không phải đối thủ của ta, kia Tinh Nguyệt Thần Tông từ hôm nay trở đi vì ta như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đương nhiên, nếu này hai con đường các ngươi đều không chọn nói, ta liền ra tay diệt các ngươi Tinh Nguyệt Thần Tông. Tinh Nguyệt Thần Tông mọi người nghe vậy đã giận không thể át, Diệp Quân Lâm thật sự quá kiêu ngạo. Đây là hoàn toàn không đem bọn họ để vào mắt a. Mộ Dung Uyển tình phất phất tay, hiện trường nháy mắt an tĩnh lại. Diệp Tiên Sinh nói thật sự Mộ Dung Uyển tình cảm thấy nếu Diệp Quân Lâm giữ lời nói, như vậy liền đáng giá đánh cuộc một phen. Đừng động dùng biện pháp gì, ra bao nhiêu người, chỉ cần có thể thắng được Diệp Quân Lâm, tinh nguyệt thần tông đem thu hoạch một viên hổ tướng. Nhìn quân dễ được một tướng khó cầu, ở Côn Luân Khư cũng không ngoại lệ. Diệp Quân Lâm đầy mặt nghiêm túc mà nói, tự nhiên tính toán, xem ra mộ dung tông chủ đã làm ra lựa chọn. Hảo, chúng ta đây liền một lời đã định. Mộ dung huyền tình vì vạn vô nhất thất, lại bổ sung nói, nếu chúng ta dùng sa luân chiến, Diệp Tiên Sinh sẽ không nói chúng ta lấy nhiều khi ít đi. Cũng đừng sa luân chiến, các ngươi cùng lên đi." Diệp Quân Lâm cười nói. Cuồng vọng, Phó tông chủ quát lớn ra tiếng, trường kiếm giống như độc miệng phun tin, trực tiếp thứ hướng Diệp Quân Lâm trái tim. suy bởi vì tốc độ quá nhanh, kiếm cương xẹt qua chỗ, thế nhưng phát ra cắt qua không khí thanh âm. Diệp Quân Lâm đổ sộ bất động, phảng phất chút nào không ý thức được nguy hiểm tới gần gia hỏa này thế nhưng không né. Sợ là không phản ứng lại đây đi, phó tông chủ kiếm chính là lấy mau sưng. Kiếm cương sở đến có thể đâm thủng một phương tiểu thế giới, bằng hắn huyết nhục chi thân liền tính bất tử cũng đến trọng thương. Quan chiến đám người tuyệt đại đa số người đều phản phất thấy được Diệp Quân Lâm huyết bắn đương trường cảnh tượng. Nhưng mà mộ dung khuynh tuyết cùng với gặp qua Diệp Quân Lâm long mạch tranh đoạt chiến mấy người lại là không như vậy lạc quan. Bọn họ từng chính mắt gặp qua Diệp Quân Lâm gần như biến thái thân thể cường độ, tìm chết. Phó Tông Chủ thấy Diệp Quân Lâm vẫn chưa trốn tránh, tức khắc nổi trận lôi đình, cảm giác chính mình uy nghiêm thu được khiêu khích, ngay sau đó lại tăng lớn vài phần khí cơ. Kiếm cương hình thành mũi khoan bộ dáng, nhanh chóng xoay tròn, phảng phất có thể đem hết thảy trở ngại sỏ xuyên qua. Đinh! Một đạo chói tai kim loại va chạm tiếng vang lên. Mọi người nhìn chăm chú xem nhìn, liền thấy kiếm cương trong khoảnh khắc bị nào đó vô hình lực lượng triệt tiêu, trường kiếm càng là ở Diệp Quân Lâm làn ra tầng ngoài dừng lại không thể tiến thêm. Sao có thể? Phó Tông Chủ cũng chấn kinh tột đỉnh. Trong tay hắn chuôi này trường kiếm tuy rằng không phải cái gì tuyệt thế thần binh, nhưng cũng thuộc về binh khí trung thượng thượng phẩm, đặc biệt còn ở Long Mạch Trung Ôn dưỡng qua mấy năm. Hơn nữa hắn vận chuyển công pháp thúc dục kiếm quyết, kia cường đại kiếm cương cắt ra siêu cấp hộ thuẫn đều dễ như trở bàn tay. Nhưng trước mắt ra hỏa này thế nhưng trực tiếp dùng huyết nhục chi thân thừa nhận ở công kích chiêu thức không tồi, chính là lực lượng quá nhỏ điểm, hay là này kiếm quyết cùng ngươi sư nương học. Diệp quân lâm hài hước mà nói. Phó tông chủ mặt già đỏ lên, tức khắc có chút thẹn quá thành giận. Đây là ngươi tìm chết, có thể trách không được bổn tỏa. Phó tông chủ lắc mình thối lui, lại lần nữa vận chuyển kiếm quyết, có thể rõ ràng cảm giác được giờ phút này kiếm cương cường độ so vừa rồi cuồng bạo hơn 10 lần. Tinh nguyệt vẫn sát, phó tông chủ đây là phải dùng tất sát kỹ. Ai làm Diệp Quân Lâm khinh người quá đáng, trước mặt mọi người nhục nhã, phó tông chủ không tức giận mới là lạ đâu. Cái này họ Diệp thảm, phỏng chừng sẽ thi cốt vô tồn A. Tinh Nguyệt Thần Tông mọi người nghị luận sôi nổi. Diệp Quân Lâm nghe được trên mặt ý cười càng sâu, phảng phất chút nào không đem phó tông chủ tất sát kỹ để vào mắt. Thậm chí còn dùng trưởng bối lời bình vãn bối ngữ khi nói, lần này kiếm cương cường độ nhưng thật ra tăng cường chút, nhưng vẫn là quá yếu chỉ mong quá một lát người miệng còn có thể như vậy ngạnh. Lời còn chưa dứt, Phó Tông Chủ lại lần nữa khởi xướng tiến công. Lần này Phó Tông Chủ cơ hồ là cùng trường kiếm hòa hợp nhất thể, liền người mang kiếm hình thành một đạo kiếm cương gió lốc. Phảng phất muốn đem chung quanh sự vật cuốn vào trong đó, hơn nữa phá hủy hầu như không còn. Tới hảo, Diệp Quân Lâm dò ra tay phải, biến quyền vì trường, đón kiếm cương mũi nhọn ra trục đi. Phanh, theo nặng nề tiếng đánh vang lên, nguyên bản khủng bố tới cực điểm kiếm cương gió lốc đột nhiên im bặt. Phó tông chủ cùng trường kiếm hình ảnh cũng càng thêm rõ ràng, mà Diệp Quân Lâm lòng bàn tay khí cơ không giảm, phảng phất triệt tiêu kiếm cương gió lốc không phí mảy may sức lực. Lui. Diệp Quân Lâm quát khẽ ra tiếng, nguyên bản dừng lại ở nơi xa cuồng bạo khí cơ gào thét mà ra, trực tiếp đem Phó tông chủ đánh bay đi ra ngoài. Diệp Quân Lâm phóng xuất ra khí cơ lực lượng giống như là trải qua tinh chuẩn đo lường tính toán giống nhau, vừa vặn đem phó tông chủ trấn đến trên chỗ ngồi. Bồn tọa bại, tâm phục khẩu phục. Phó tông chủ đem trường kiếm vào vỏ, đối với Diệp Quân Lâm ôm quyền nói, đa tạ Diệp Tiên sinh thủ hạ lưu tình. Phó tông chủ rõ ràng cảm giác được vừa rồi Diệp Quân Lâm thực lực cường ra bản thân quá nhiều, phàm là vừa rồi nhiều phóng thích điểm khí cơ, chính mình không chết tức trọng thương. Quan trọng nhất chính là Diệp Quân Lâm đối với khí cơ thu phóng tự nhiên trình độ gần như biến thái. Đầu tiên là vừa vặn triệt tiêu kiếm cương, Sao lại gái đúng chỗ ngứa đem chính mình chấn đến trên chỗ ngồi. Phóng nhãn toàn bộ tinh nguyệt thần tông chỉ sợ không có người làm được loại trình độ này. Phó tông chủ trước mặt mọi người nhận thua, hiện trường một mảnh ồ lên. Thậm chí rất nhiều người cũng chưa minh bạch vừa rồi giao thủ đến tột cùng sao lại thế này. Thậm chí liền diệp quân lâm như thế nào ra tay cũng chưa thấy rõ. Phó tông chủ ở thực chiến phải giết kiếm quyết dưới tình huống bại. Họ diệp không khỏi cũng quá cường đi. Hoảng cái gì, tông chủ còn không có ra tay đâu. Còn có vài vị trưởng lão cùng đánh đại trận chưa từng thi triển, họ Diệp chưa chắc có thể cười đến cuối cùng. Mộ Dung huyền Tình cũng là ánh mắt phá lệ ngưng trọng, nàng phi thường rõ ràng phó tông chủ tu vi cảnh giới. Tinh Nguyệt vẫn sát nén giận một kích thế nhưng bị bại như thế hoàn toàn, trái lại Diệp Quân Lâm nhẹ nhàng thích ý, hiển nhiên một bộ không đem hết toàn lực bộ dáng. Chư vị trưởng lão chuẩn bị cùng đánh trận pháp, bổn tọa ở bên ngoài phối hợp các người tiến công. Mộ Dung Uyển tình lập tức hạ đạt mệnh lệnh, nhớ lấy chỉ cần đánh bại Diệp Tiên Sinh có thể, không cần thương này tánh mạng. Tuân mệnh. Hơn 10 vị trưởng lão lắc mình đi vào sân bên trong, chia làm nhiều phương vị chạm hảo, mỗi người đều nhanh chóng thúc giục công pháp. Ong ong ong. Khí cơ phá thể mà ra nhanh chóng xoay tròn, hình thành mấy chục cái năng lượng lốc xoáy. Theo thời gian trôi qua, này đó năng lượng lốc xoáy thế nhưng bắt đầu lẫn nhau tương liên lên, hình thành một đạo cực kỳ khủng bố năng lượng gió xoáy. Năng lượng gió xoáy ở các vị trưởng lão cá nhân thân thể trung quanh nhanh chóng biến hóa vị trí. Thỉnh Diệp Tiên Sinh phá trận. Mộ Dung Uyển Tình thanh lãnh thanh âm truyền đến. Diệp Quân Lâm không có chút nào do dự, trực tiếp nhảy đến liên hợp trận pháp chính giữa vị trí. Cứ việc ra tay, ngàn vạn không cần có cái gì giữ lại, ta không nghĩ các người bại trận lúc sau tìm bất luận cái gì lấy cớ. Diệp Quân Lâm cười ngâm ngâm mà nói. Mộ Dung Uyển Tình trong mắt hiện lên một mặt phẫn nộ. Nói thật nàng vừa rồi tích tài chi tâm tràn lan, cũng không tính toán trọng thương Diệp Quân Lâm, rốt cuộc liên hợp công kích trận pháp cường hãn vô cùng. Hơn nữa chính mình phụ trách bên ngoài tập kích, đem liên hợp trận pháp thật bạc nhược một vòng đều đền bù, Diệp Quân Lâm cơ bản không có bất luận cái gì phần thắng. Không ngờ Diệp Quân Lâm không những không cảm kích, ngược lại tiến thêm một bước khiêu khích. Chúng trưởng lão nghe lệnh, tăng lớn trận pháp huy lực, nếu Diệp tiên sinh có nảy yêu cầu, chúng ta cũng đến tận lực thỏa mãn không phải? Mộ Dung Khuynh Tuyết lạnh lùng nói. Tuân mệnh, chúng trưởng lão vốn là xem Diệp Quân Lâm nín thở, hiện giờ rốt cuộc có thể rửa mối nhục xưa, sôi nổi tận hết sức lực thúc dục khí cơ tràn ngập liên hợp công kích trận pháp. Đại trận trung năng lượng gió xoáy càng ngày càng khủng bố, trong sân mấy trăm tấn cự thạch không chịu khống chế bị hút vào gió xoáy bên trong, trong khoảnh khắc đã bị rào thành bột mịn. Lúc này mới có ý tứ sao? Diệp Quân Lâm lần này không có lại bị động phòng ngự, mà là lựa chọn chủ động xuất kích, nhắm ngay kia cuồng bạo năng lượng gió xoáy hung hăng oanh ra một quyền. Ông, trong hư không ẩn ẩn xuất hiện phá âm chướng tiếng động, tại đây một khắc phảng phất không gian đều bị quyền phong xé nát. Âm âm âm, đệ nhất quyền cùng năng lượng gió xoáy tiếp xúc nháy mắt, phát ra đinh tai nhức óc tiếng đánh, phảng phất cửu thiên thần lôi. Một quyền vô pháp phá hủy, như vậy liền lại đến một quyền. Diệp quân lâm nhắm ngay năng lượng gió xoáy lại lần nữa oanh ra một quyền. Vừa rồi kia quyền chỉ là nửa thành công lực, mà này một quyền trực tiếp một thành công lực phanh liên hợp công kích trận pháp hình thành năng lượng gió xoáy phảng phất tao mộ bị thương nặng uy thế nháy mắt bị oanh sắp dập nát một lát sau trong trận cũng chỉ dư lại mấy cái ngón cái phẩm chất năng lượng gió xoáy ở nhanh chóng xoay tròn lại đến diệp quân lâm vẫn chưa nóng lòng phá trận nhưng mà lời còn chưa dứt hắn đột nhiên cảm nhận được phía sau ác phong không tốt diệp quân lâm đầu cũng chưa hồi trực tiếp dò ra xong chỉ tinh chuẩn vô cùng kẹp lấy mộ dung huyền tình trong tay cổ kiếm. Không nghĩ tới mộ dung tông chủ tinh thông này nói. Diệp quân lâm trêu chọc nói, bất quá ta phía trước nói qua, vô luận các người tùy ý liên thủ đều có thể. Cấp lão tử lui. Diệp quân lâm bấm tay bắn ra, cường đại khí cơ trực tiếp cùng mũi kiếm va chạm. Mộ dung huyền tình chỉ cảm thấy trợ thủ đắc lực tê mỏi, chân giáo cổ kiếm nhận mang kịch liệt rung động, suýt nữa rời tay. Cả người càng là bị khủng bố khí cơ đánh bay đi ra ngoài diệp quân lâm đầu tiên là đánh nát liên hợp trận pháp năng lượng gió xoáy theo sau lại búng tay đánh bay mộ dung huyền tinh như thế khủng bố cá nhân chiến lực làm nhật nguyệt thần tông ở đây cao tầng thạch hóa đương trường bọn họ thậm chí cảm thấy là chính mình xuất hiện ảo giác này liên hợp công kích trận pháp có thể nháy mắt treo cổ tông chủ cấp bậc cao thủ thế nhưng bị diệp quân lâm tam quyền trùy bảo. tông chủ đánh lén thời cơ cũng gãi đúng chỗ ngứa không nghĩ tới như cũ bị diệp quân lâm trước tiên phát hiện quả thực là không thể tưởng tượng a à. Ta như thế nào có loại điểm xấu dự cảm đâu? Tinh Nguyệt Thần Tông thành viên lần đầu tiên đối với tông phái bất bại tín niệm dao động. Mấu chốt từ đầu đến cuối Diệp Quân Lâm giống như cũng chưa đem hết toàn lực a. Hiện tại đến phiên ta tiến công, nếu các ngươi này tòa đại trận có thể chống đỡ ta tam quyền, lần này đối chiến liền tính ta thua." Diệp Quân Lâm hào ngôn nói. Mộ Dung Uyển tình khóe miệng đột nhiên nổi lên một mặt ý cười, trầm giọng nói, "Chỉ mong ngươi nói chuyện tính toán?" liên hợp công kích trận pháp trừ bỏ lực công kích có thể tập hợp mọi người công lực nháy mắt bộc phát ra tới. Nhưng cái này trận pháp lợi hại hơn vẫn là phòng ngự, có thể lớn nhất trình độ bám trụ càng cao trình tự cường giả. Cho nên Diệp Quân Lâm nói tam quyền đánh vỡ cơ bản tương đương với người si nói mộng. Vừa rồi bài trừ năng lượng gió xoáy còn ra bốn quyền, huống chi là phòng ngự năng lượng đâu. Kết trận, theo mộ dung huyền tình ra lệnh một tiếng, chư vị trưởng lão lại lần nữa thúc giục công pháp thực mau mấy đạo dày nặng vô cùng năng lượng hộ thuẫn chống giống xuất hiện, tầng tầng lớp lớp đem chúng trưởng lão bảo vệ lại tới. Cấp lão tử phá, diệp quân lâm hai chân bỗng nhiên các nơi, cả người giống như một viên thịt người đạn pháo, trực tiếp tạp hướng năng lượng hộ thuẫn. Nắm tay vững chắc oanh ở năng lượng hộ thuẫn phía trên, giờ khắc này thật giống như nháy mắt động lại, tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm quyền thuẫn tiếp xúc vị trí. Răng rắc sát, Năng lượng hộ thuẫn đột nhiên lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ra nẻ mở ra. Ầm ầm ầm. Một lát sau, năng lượng hộ thuẫn ầm ầm rách nát. Cường đại năng lượng dư ba giống như sóng thần che trời lấp đất tạp hướng chư vị trưởng lão. Liên hợp công kích trận pháp trận hình trong khoảnh khắc thác loạn, chúng trưởng lão căn bản không kịp tiếp tục kết trận tụ tập năng lượng hộ thuẫn. Phanh phanh phanh. Mấy đạo nặng nề thanh âm vang lên, hơn 10 vị trưởng lão lần lượt bị đánh bay đi ra ngoài trong lúc nhất thời rơi rất tan tác chật vật bất kham. Cần gì tam quyền? Một quyền đánh tan. Hiện trường một mảnh tĩnh mịch, mọi người liền đại khí cũng không dám ra. Lộc cộc, mộ dung huyền tình cũng là gian nan mà nuốt khẩu nước miếng. Nàng nhất rõ ràng liên hợp công kích trận pháp uy lực, đơn thuần để phòng ngự lực tới luận mặc dù chính mình thi triển ra mạnh nhất sát chiêu, cũng căn bản không có khả năng một kích mà hội. Hắn lực lượng đến tột cùng đạt tới loại nào trình độ khủng bố, mộ dung uyển tình nhìn về phía ổn như thái sơn diệp quân lâm trong lòng chấn động cùng kinh hãi tột đỉnh cho đến ngày nay mộ dung uyển tình thậm chí đều nhấc không nổi bất luận cái gì phản kháng ý niệm ta cùng hắn căn bản là không ở một cấp bậc tiếp tục đánh tiếp cũng chỉ là tự rước lấy nhục hơn nữa mặc dù là vừa rồi kia một quyền diệp quân lâm giống như còn thành thạo mộ dung uyển tình đảo hút khẩu khí lạnh nàng đã không dám tiếp tục xuống phía dưới đi nếu diệp quân lâm vừa rồi động sát tâm chỉ sợ hơn 10 vị trưởng lão đã hồn về cửu U. Diệp quân lâm phía trước nói có thể hủy diệt toàn bộ tinh nguyệt thần tông căn bản là không phải cuồng vọng. Hắn là thật sự có thể làm được. Mộ dung huyền tình thở dài một tiếng, trực tiếp đối với tông nội thành viên tuyên bố nói, bắt đầu từ hôm nay, tinh nguyệt thần tông trên dưới vâng theo diệp tiên sinh chi mệnh. Là, mọi người chăm miệng một lời đáp ứng xuống dưới, không còn có một người đứng ra phản đối. Côn Luân khư nội cường giả vi tôn, Diệp Quân Lâm bày ra ra tới khủng bố thực lực, làm Tinh Nguyệt Thần Tông mọi người tâm phục khẩu phục. Thuộc Hạ Tham Kiến Tông chủ. Mộ Dung Uyển Tình cung thanh nói. Những người khác cũng học theo, sôi nổi quỳ dạp trên đất, hô to Tham Kiến Tông chủ. Mộ Dung Khuynh Tuyết thẳng đến giờ phút này tinh thần như cũ có chút hoảng hốt. Nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Diệp Quân Lâm trong nháy mắt liền thành Tinh Nguyệt Thần Tông tông chủ. Hắn đến tột cùng là như thế nào tu luyện? Mộ Dung Khuynh Tuyết chấn động tột đỉnh, Vừa rồi Diệp Quân Lâm cơ hồ chính là không cần tốn nhiều sức liền hoành áp tinh nguyệt thần tông đông đảo cao thủ. Diệp Quân Lâm trầm giọng nói, nếu đi theo với ta, ta tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi các ngươi, chư vị xin đứng lên đi. Mọi người sôi nổi đứng lên, bọn họ hoàn toàn bị Diệp Quân Lâm khủng bố thực lực thuyết phục. Đặc biệt mộ dung huyền tình càng là tâm phục khẩu phục, nàng chút nào không nghi ngờ chỉ cần Diệp Quân Lâm nguyện ý, liền có thể đem toàn bộ tinh nguyệt thần tông hủy diệt. Nghe mộ dung khuynh tuyết nói tinh nguyệt thần tông cùng thái hư thần tông quan hệ phỉ thiền, cho ta kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu một chút thái hư thần tông tình huống. Diệp quân lâm trầm giọng nói, mộ dung huyền tình làm tinh nguyệt thần tông tông chủ, đối với thái hư thần tông hiểu biết thâm hậu. Vì diệp quân lâm giới thiệu tình huống cũng cũng tự nhiên mà vậy rơi xuống nàng trên người. Tông chủ, thái hư thần tông có được 7 vị thánh tử, 35 vị trưởng lão, phó tông chủ cùng tông chủ vì đơn thể chiến lực người mạnh nhất chỉnh thể tới giảng thái hư thần tông tổng hợp thực lực cùng tinh nguyệt thần tông ở sàn sàn như nhau. Nhưng nghe nói thái hư thần tông tông chủ bế quan nhiều năm, cụ thể chiến lực bất tường, mấy năm trước chúng ta hai người từng luận bàn quá. Trận chiến ấy chúng ta hai người giao đấu hơn trăm hiệp chưa phân thắng bại. Diệp quân lâm nghe vậy rất là kinh ngạc, hắn vốn tưởng rằng chính mình khoảng cách thái hư thần tông loại này cấp bậc tông phái còn có chút khoảng cách đâu. Muốn đi tìm cung thiên thu cùng tam thánh tử đám người báo thù ít nhất muốn thận trọng hành sự, thậm chí có thể nói yêu cầu thật cẩn thận mới có thể vạn vô nhất thất không ngờ thái hư thần tông cũng không có trong tưởng tượng như vậy khủng bố a à. bọn họ liền không có cái gì hộ tông đại trận linh tinh đòn sát thủ diệp quân lâm tiếp tục hỏi mộ dung uyển tình suy tư một lát nói cái này ta không phải rất rõ ràng nhưng mặc dù có cũng sẽ không mạnh hơn phía trước chư vị trưởng lão liên hợp trận pháp lực phòng ngự côn luân khư nội trừ bỏ đỉnh cấp tông phái có được cùng loại hộ tông đại trận phòng ngự đòn sát thủ Giống chúng ta loại này trung đảng tông phái còn không có cái kia nội tình. Hơn nữa loại này cấp bậc trận pháp yêu cầu đỉnh cấp linh trận sư cùng tông phái đại năng lẫn nhau phối hợp mới có thể bố trí. Huống chi hộ tông đại trận cần thiết lấy long mạch phi căn cơ, lấy trung đảng tông phái thực lực, căn bản lấy không ra dư thừa long mạch bày trận. Thì ra là thế. Diệp Quân Lâm bừng tỉnh đại ngộ, nói đến cùng trung đảng tông phái không có lớn như vậy tu luyện tài nguyên bố trí hộ tông đại trận chiếu ngươi nói như vậy ta hiện tại liền có thể trực tiếp đi đem thái hư thần tông cấp diệt. Có thể hay không quá mạo hiểm. Ngoà tào, tinh nguyệt thần tông mọi người nháy mắt có chút vô ngữ. Ngài lão nhân gia đều có được loại thực lực này còn sợ hãi. Diệp trước, tông chủ, thái hư thần tông cùng tinh nguyệt thần tông thực lực lực lượng ngang nhau, ngài đều có thể đem ở chỗ này hoành áp hết thảy. Tự nhiên cũng có thể đem thái hư thần tông tiêu diệt, duy nhất khả năng có chút khó giải quyết địa phương khả năng chính là Thái Hư Thần Tông Tông Chủ. Mộ Dung Khuynh Tuyết đột nhiên nói, vị kia Tông Chủ thực lực không phải cùng ngươi không phân cao thấp sao. Mặc dù bế quan mấy năm, còn có thể cường ra nhiều ít đi. Diệp Quân Lâm ánh mắt chuyển hướng Mộ Dung Huyền Tình. Mộ Dung Huyền Tình bận rộn lo lắng giải thích nói, Tông Chủ có điều không biết, đảo không phải nói Thái Hư Thần Tông Tông Chủ thực lực sẽ vượt qua tưởng tượng. Mà là thân phận của hắn tương đối đặc biệt, Thái hư thần tông tông chủ đến từ một cái siêu cấp đại tông, nghe nói sau nhật nguyệt thần hỏa điện còn muốn khủng bố, nhưng không biết vì sao vì kia tông chủ chưa bao giờ mượn dùng quá siêu cấp đại tông lực lượng, hơn nữa sắp tới hắn cũng không ở Thái hư thần tông trong vòng, cụ thể rơi xuống không rõ. Mộ Dung Uyển tình lời này tuy rằng nói được thực uyển chuyển, nhưng là Diệp Quân Lâm cũng nghe ra trong đó lo lắng hương vị, lo lắng một khi diệt Thái hư thần tông, tông chủ sau lưng siêu cấp đại tông sẽ ra tay đối phó Diệp Quân Lâm đến lúc đó tinh nguyệt thần tông đại khái xuất cũng sẽ bị vạ lây cá trong chậu. Diệp quân lâm cười nói, không sao, trực tiếp đem thái hư thần tông diệt chính là, hết thảy hậu quả ta một mình gánh vác. Bên kia, nhật nguyệt thần hỏa học viện cơ hồ chính là dốc toàn bộ lực lượng, phát điên giống nhau tìm kiếm hao hết long mạch chi lực đầu sỏ gây tội. Nhật nguyệt thần hỏa học viện cường giả đều bị sát, càng là chạm vào bọn họ nghịch lân. Lạc Vân Dương hạ đà tử mệnh lệnh, cần thiết đem phía sau màn hung phạm nghiền xương thành cho, hơn nữa tự mình dẫn người đi điều tra sự tình chân tướng. Trải qua nhật nguyệt thần hỏa học viện tường tận bài tra, cuối cùng xác định lúc ấy có ba cái tông phái thành viên khả năng đối áo đen thủ lĩnh đám người tạo thành uy hiếp. Phân biệt là thất tinh giáo, tinh nguyệt thần tông cùng với thái hư thần tông. Lạc Phân Dương từng cái tông phái tham viếng thâm nhập điều tra, thất tinh giáo kia đội nhân mã toàn quân hủy diệt. Đặc biệt là thất tinh giáo thiếu chủ Mạc Tuấn Ngạn cũng ở bỏ mình danh sách bên trong. Rốt cuộc mặc dù là thi triển khổ nhục kế, như vậy đại giới không khỏi cũng quá lớn, cho nên tạm thời bài trừ hiểm nghi. Đến nỗi thái hư thần tông nhưng thật ra chỉnh chi đội ngũ nguyên vẹn, nhưng là đại thánh tử đám người căn bản là không năng lực ở một ngày hao tổn máy móc tẫn long mạch chi lực. Đặc biệt lúc ấy cộng đồng bị đuổi đi còn có mặt khác tông phái làm nhân chứng, tận mắt nhìn thấy đại thánh tử dẫn người rời đi long mạch sở tại. Căn cứ vào này hai điểm, thái hư thần tông hiềm nghi cũng liền tạm thời thoát khỏi nhưng tinh nguyệt thần tông, trải qua giải có người nhìn đến tông nội thánh nữ từng mang đội tiến vào long mạch phạm vi. Nhưng là hiện trường cũng không có tìm được mộ dung khuynh tuyết thi thể. Như thế xem ra tinh nguyệt thần tông mặc dù không phải phía sau màn hung phạm, cũng ít nhất có thể biết được trong đó nội tình manh mối. bổn tọa muốn đích thân dẫn người tiến đến hương sư vấn tội. Lạc Vân Dương ngữ khí lạnh băng mà nói. Ngay sau đó Lạc Vân Dương tự mình mang đội tổng cộng hơn 20 người hỏa tốc đuổi buôn tinh nguyệt thần tông trên đường không nói chuyện lạc phân dương thực mau liền đến nhật nguyệt thần tông mộ dung uyển tình tự mình dẫn người nginh đón tiến vào tinh nguyệt thần tông chính điện lúc sau lạc phân dương trực tiếp ở giữa mà ngồi phảng phất nơi này là hắn địa bàn giống nhau đây đều là cái gì phá lá trà các người tinh nguyệt thần tông tốt xấu cũng là trong đó hình tông phái thế nhưng liền điểm giống dạng lá trà đều lấy không ra này một đường bôn ba thật đúng là eo đau bối đau người lại đây cấp lão tử xoa bóp vai thả lỏng một chút nhìn cái gì mà nhìn không phục sao không làm theo nói bổn tỏa không ngại làm ngươi biến mất vài tên nhật nguyệt thần hỏa học viện cường giả kiêu căng ngạo mạn lại là trực tiếp sai khiến khởi tinh nguyệt thần tông trung tâm cao tầng lại đây hầu hạ ngôn ngữ bên trong càng là mọi cách nói móc trào phúng hiển nhiên chút nào không đem tinh nguyệt thần tông để vào mắt đối mặt loại này lấy thế áp người kiêu ngạo khí thế tinh nguyệt thần tông thành viên cũng là giận mà không dám nói gì Nhật Nguyệt Thần Hỏa học viện cùng với sau lưng Nhật Nguyệt Thần Hỏa điện thực lực bãi tại nơi đó, Tinh Nguyệt Thần Tông ở bọn họ trước mặt sắc thật bé nhỏ không đáng kể. Nhìn thủ hạ người kiêu ngạo ương ngạnh, Lạc Vân Dương vẫn chưa có mở miệng ngăn cản, thậm chí còn rất là cổ vũ, thuận tiện nổi lên cái đi đầu tác dụng. Lạc Vân Dương ý tưởng đảo cũng thực dễ dàng lý giải, chính là vì cấp Tinh Nguyệt Thần Tông một cái dao oai phủ đầu, để kế tiếp hưng sư vấn tội càng thêm cường thế. Ngộ Dung Huyền Tình, người cũng biết tội. Lạc Vân Dương lạnh mặt chất vấn nói. Mộ Dung Uyển Tình đột nhiên thấy mồ hôi lạnh chảy ròng, Lạc Vân Dương là Nhật Nguyệt Thần Hỏa học viện phó viện trưởng, tuyệt đối là thực quyền nhân vật. Đặc biệt Lạc Vân Dương vẫn là Nhật Nguyệt Thần Hỏa điện xếp hạng trước năm trưởng lão, cơ bản tương đương với đại biểu cho Nhật Nguyệt Thần Hỏa điện thái độ. Không biết Huyền Tình phạm vào tội gì, Lạc phó viện trưởng có không minh xác bảo cho biết. Mộ Dung Uyển Tình rõ ràng cảm giác được chính mình thanh âm đều đang run rẩy này vẫn là hắn lần đầu tiên như thế tiếp xúc gần gũi đỉnh cấp tông phái thực quyền nhân vật. Ta xem ngươi là sủy minh bạch giả bộ hồ đồ, mấy ngày trước các người thánh nữ mộ dung khuynh tuyết dẫn đầu cướp đoạt long mạch sự tình. Nhật Nguyệt Thần Hỏa Học Viện thành viên đều bị sát, mộ dung khuynh tuyết lại toàn thân mà lui, trong đó đến tột cùng ra sao nội tình, còn không nhanh lên khai thật ra. Nếu các người đáp án vô pháp lệnh bổn tỏa vừa lòng, như vậy tinh Nguyệt Thần Tông cũng liền không có tất yếu tiếp tục tồn tại đi xuống. Lạc Vân Dương ngữ khí lạnh băng vô cùng. Lạc Phó Viện Trưởng, vãn bối thật không rõ ràng lắm đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Mộ Dung Uyển tình vẻ mặt đau khổ nói. Một bên là Diệp Quân Lâm, một bên là Nhật Nguyệt Thần Hỏa Học Viện, Mộ Dung Uyển tình trừ bỏ hồi phục, không biết, ở ngoài, thật đúng là không biết nên như thế nào đáp lại. Hai bên ai đều đắc tội không nổi, mấu chốt Diệp Quân Lâm từ đầu đến cuối cũng chưa làm ra bất luận cái gì tỏ thái độ, Mộ Dung Uyển tình cũng không dám thiện làm chủ trương lạc phân dương tức khắc phát hỏa trực tiếp đem chén trà ngã trên mặt đất lạnh lùng nói cũng dám lừa bịp bổn tọa người đây là ở tìm chết mộ dung huyền tình khóe mắt dư quang nhìn về phía diệp quân lâm hy vọng có thể ở người sau trên người được đến một chút minh xác chỉ thị nhưng mà diệp quân lâm giờ phút này đang ở đi qua đi lại phảng phất ở suy tư cái gì thấy mộ dung huyền tình chậm chạp không có đáp lời lạc phân dương càng thêm bực bội đang chuẩn bị tiếp tục làm khó dễ tạo áp lực lại thấy được Diệp Quân Lâm chính giống như người không có việc gì qua lại hành tẩu. Đáng giận, Lạc Vân Dương đột nhiên một phách cái bàn. Dùng có điểm chỉ vào Diệp Quân Lâm nơi phương vị, lạnh lùng nói, quỳ xuống cấp bổn tỏa xin lỗi, nếu không hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tinh Nguyệt Thần Tông những người khác đều im như ve sầu mùa đông, có người thậm chí đều phủ phục trên mặt đất, người này thế nhưng còn dám đi tới đi lui. Này quả thực chính là ở khiêu chiến Nhật Nguyệt Thần Hỏa Học Viện Uy Nghiêm, làm lạc phân dương cũng cảm giác mặt mũi bị hao tổn chỉ bằng ngươi cũng dám làm lão tử quỳ xuống diệp quân lâm dừng một chút tiếp tục nói lão tử kêu diệp quân lâm các ngươi người muốn tìm chính là lão tử long mạch nơi kia ngày sinh hoạt đội nguyệt thần hỏa học viện người cũng đều là chết ở lão tử trên tay lão bất tử hiện giờ biết được chân tướng Người có thể làm khó dễ được ta một hòn đá làm cả hồ dậy sóng nghe thế phiên lời nói hiện trường một mảnh ồ lên Tông chủ như thế nào chính mình thừa nhận đâu. Lạc phân Dương thực lực cường hãn, hôm nay nếu là làm hắn rời đi, Tinh Nguyệt Thần Tông thế tất bị Học viện thậm chí Nhật Nguyệt Thần Hỏa Điện hủy diệt. Ai, lần này nhưng phiền toái. Tinh Nguyệt Thần Tông đệ tử trong lòng tức khắc ngoài ý muốn cùng khủng hoảng, Diệp Quân Lâm làm như vậy không khác chính diện cùng Nhật Nguyệt Thần Hỏa Học viện tuyên chiến. Mấu chốt trước mắt vị này chính là Nhật Nguyệt Thần Hỏa Học viện phó viện trưởng, tu vi cảnh giới sâu không lường được, này không phải chính mình hướng họng súng thượng đâm sao? hoàn toàn không cần thiết thừa nhận, chỉ cần thể thốt phủ nhận Long Mạch Chi tranh chân thật tình huống, mặc dù Nhật Nguyệt Thần Hỏa Học Viện cũng không có thể ra sức. Thế nhưng là hắn làm, sao có thể? Gia hỏa này tu vi thường thường vô kỳ, có thể giết được học viện giám sát đám người. Vô luận như thế nào cần thiết đem tên hỗn đản này đánh chết, cũng dám khiêu chiến chúng ta Nhật Nguyệt Thần Hỏa Học Viện uy nghiêm, thật sự tội không thể tha. Nhật Nguyệt Thần Hỏa Học Viện thành viên trong lòng còn lại là không thể tưởng tượng cùng phẫn nộ chiếm đa số, bọn họ phía trước vẫn chưa chú ý đến diệp quân lâm đặc biệt lạc vân dương càng là tiến hành không thực lực tra xét vẫn chưa phát hiện cái gì tình huống dị thường mặc dù là hiện tại diệp quân lâm ở lạc vân dương trong mắt cũng bất quá là cái tu vi thường thường tiểu tạp cá mà thôi diệp quân lâm lạc vân dương nhanh chóng ở trong đầu tìm tòi một chút rất nhiều tông phái đại nhân vật vẫn chưa phát hiện có tên này tồn tại vô luận có phải hay không ngươi làm hôm nay ngươi đều hẳn phải chết giết hắn Lạc Vân dương ngữ khí lạnh lẽo mà nói: "Tuân mệnh." Vài tên Nhật Nguyệt Thần Hỏa học viện thành viên ùa lên, đem Diệp Quân Lâm bao quanh vây quanh. Mộ Dung Uyển tình chờ một chúng tinh nguyệt thần tông trung tâm cao tầng tức khắc cảm giác ra đầu tê dại, việc đã đến nước này liền không có bất luận cái gì vãn hồi đường sống. Diệp Quân Lâm hiện tại dù sao cũng là tinh nguyệt thần tông trên danh nghĩa tông chủ, nếu không hỗ trợ có điểm không thể nào nói nổi. Nhưng là bọn họ lại thật sự không có đủ dũng khí cùng năng lực đối phó nhật nguyệt thần hỏa học viện cao thủ, trong lúc nhất thời có chút cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Nếu như muốn toàn tông hủy diệt nói, các người cứ việc ra tay hỗ trợ. Lạc Phân Dương dị thường nhạy bén, tự nhiên cũng cảm nhận được trường hợp vi diệu biến hóa. Tuy rằng tinh nguyệt thần tông là trong đó hình tông phái, nhưng nếu bọn họ liều chết một bác nói, chính mình mang đến những người này tất nhiên sẽ thương vong thảm trọng. Các ngươi không cần ra tay, một mình ta đủ rồi. Diệp quân lâm cười ngâm ngâm mà nói. khinh bỉ, trần trụi khinh bỉ, nhật nguyệt thần hòa học viện thành viên tức khắc cảm giác trong cơn giận dữ. Mặc dù là ở giống nhau đại hình giáo phái chung, bọn họ đều sẽ bị tôn sùng là thượng tân. Kẻ hèn một cái trung đẳng tông phái tiểu lâu la cũng dám như thế xem thường bọn họ, quả thực là tội đáng chết vạn lần. Mộ Dung Huyền tình đám người cũng là thở dài ra một hơi, bọn họ thật đúng là không nghĩ cùng Nhật Nguyệt Thần hỏa học viện xé rách ra mặt. Đừng lãng phí thời gian, cùng lên đi. Diệp Quân Lâm đối với lạc vân dương ngoắc ngón tay, khiêu khích ý vị mười phần. Lạc vân dương cười lạnh nói, bổn tọa ra tay chẳng phải là quá cho ngươi thể diện, ngươi vẫn là trước tiên ở bọn họ trong tay sống sót rồi nói sau. Diệp Quân Lâm cười mà không nói, hắn lựa chọn một mình chiến đấu có khác thâm ý tuy rằng hiện giờ dùng võ lực mạnh mẽ chân áp tinh nguyệt thần tông trở thành tông chủ, nhưng là ở này đó nhân tâm chung chưa chắc hoàn toàn chịu phục. Đặc biệt ở đối mặt nhật nguyệt thần hỏa học viện loại này siêu cấp thế lực khi, những người này đi theo chính mình quyết tâm sẽ càng thêm dao động. Nhưng là chỉ cần ở trước mặt mọi người dễ như trở bàn tay đánh chết siêu cấp tông phái cao thủ, bọn họ trong lòng cuối cùng kia một tia băn khoăn cùng gông xiềng sẽ bị hoàn toàn chặt đứt. Sát! Trong đó một người nhật nguyệt thần hỏa học viện tiểu đầu mục quát lớn ra tiếng những người khác nháy mắt ra tay, trưởng phong, quyền phong, kiếm cương, đao mang ngang dọc đan sen, hoàn toàn không cho Diệp Quân Lâm bất luận cái gì tránh né cơ hội. Cấp lão tử phá, Diệp Quân Lâm ánh mắt lãnh lệ, đối loại người này chợt phóng thích khí cơ. Cuồng bạo năng lượng hơi thở giống như sóng thần hướng mọi người ném tới. Phanh phanh phanh, mấy đạo thân ảnh bị chấn đến bay ngược đi ra ngoài. Đợi cho bọn họ té ngã trên đất lúc sau, những người khác mới phát hiện này đó tiến công giả kinh mạch đứt đoạn. Tuy rằng còn có đến hơi thở cuối cùng, nhưng lại cùng người thực vật vô dị. TTT, tất cả mọi người không tự chủ được hít hàm một hơi. Diệp quân lâm lại là như vậy cường. Cái này ý niệm tràn ngập ở đây mọi người nội tâm. Tinh Nguyệt Thần Tông khiếp sợ với Diệp Quân Lâm khủng bố thế lực, mặc dù lúc trước luận bàn khi đều xa xa không kịp hiện tại bày ra ra tới lực lượng. Khi đó Diệp Quân Lâm chẳng những có điều giữ lại, lại còn có giữ lại đến nhiều như vậy. Lạc Vân Dương cùng với mặt khác nhật nguyệt thần hỏa học viện thành viên còn lại là đơn thuần kinh ngạc với Diệp Quân Lâm thực lực. Chỉ bằng khí cơ là có thể đem những người này chấn đến kinh mạch đứt đoạn, thực sự quá khủng bố. Mặc dù liền bồn tỏa cũng chưa chắc có thể làm được loại trình độ này. Lạc Vân Dương trong mắt thần sắc dần dần ngưng trọng lên. Không cần lại lưu thủ hiểu rõ, toàn lực ứng phó đem này chém giết. Lạc Vân Dương lại lần nữa hạ đạt mệnh lệnh. Diệp Quân Lâm trên mặt ý cười càng sâu, lại là bay thẳng đến bên ngoài cực nhanh lao đi, muốn chạy trốn, quả thực là người si nói mộng, truy. Lạc Phân Dương đầu tàu gương mẫu đuổi theo, hắn cho rằng Diệp Quân Lâm vừa rồi kia một kích tiêu hao quá mức thể lực, hiện giờ muốn trốn chạy, nhưng mà đương hắn đuổi tới bên ngoài khi lại phát hiện Diệp Quân Lâm đôi tay ôm vai tại chỗ đứng, hiển nhiên đang chờ bên ta nhân mã truy lại đây, người tìm chết. Lạc Phân Dương hoàn toàn nổi giận. Diệp Quân Lâm hành động chính là xích cua cua khiêu khích. Khi nói chuyện mặt khác Nhật Nguyệt Thần Hỏa Học Viện nhân viên cũng vọt ra, đem Diệp Quân Lâm bao quanh vây quanh. Cùng nhau thượng, đem hắn bầm thây vạn đoạn. Lạc Vân Dương ngưng thanh nói. Nhưng mà lời còn chưa dứt, Diệp Quân Lâm thân ảnh dẫn đầu biến mất ở tại chỗ. Tiểu tâm phía sau. Lạc Vân Dương bận rộn lo lắng nhắc nhở nhưng phía trước cấp dưới. Nhưng mà, chậm. Diệp Quân Lâm đối với hắn cái gáy chính là một trường, người nọ liền rên cũng không rên một tiếng liền mệnh tang đương trường. Hôm nay các người đều phải chết. Diệp quân lâm lạnh băng thanh âm ở mọi người bên tai vang lên, lại là không ai có thể phát hiện hắn tung tích. a à, 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 một lát sau, trong sân tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác. Diệp quân lâm liền giống như múa may lưới hái tử thần địa ngục xứ giả, trưởng phong xẹt qua chỗ liền mang đi một cái tươi sống sinh mệnh. Bất quá 3 năm phút, nhật nguyệt thần hỏa học viện thành viên đã bị tất cả đánh chết. Nhật Nguyệt Thần Hỏa học viện liền điểm này trình độ, thật đúng là làm người thất vọng a." À? Diệp Quân Lâm sâu kín mà nói. Diệp Quân Lâm đầy mặt nhẹ nhàng thích ý, phảng phất mới vừa làm một viện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. TTT Hiện trường không ngừng truyền đến hít hà một hơi thanh âm. Tinh Nguyệt Thần tông thành viên đồng dạng trong lòng Hàn Ý dâng lên, thậm chí có chút may mắn Diệp Quân Lâm lúc ấy thủ hạ Lưu Tình, nếu không bọn họ cũng khó thoát vừa chết. Tuy rằng bọn họ nghe Mộ Dung Khuynh Tuyết nói Diệp Quân Lâm tàn sát quá Nhật Nguyệt Thần Hỏa Học Viện cao thủ, nhưng tận mắt nhìn thấy lại là mặt khác một chuyện. Bọn họ đã từng nghĩ tới Diệp Quân Lâm sẽ cười đến cuối cùng, lại không nghĩ rằng sẽ như thế nhẹ nhàng thắng được. Mọi người sâu trong nội tâm thế nhưng dâng lên đỉnh cấp tông phái thế lực cường giả cũng bất quá như thế hoang đường ý niệm. Lạc Vân Dương cũng là kinh hãi không thôi, những người này nhưng đều là Nhật Nguyệt Thần Hỏa Học Viện tinh anh, ở Diệp Quân Lâm trước mặt thế nhưng không chịu được như thế một kích. Ngươi đến tột cùng là người nào?" Lạc Vân Dương lạnh giọng hỏi. Lạc Vân Dương đã hoài nghi Diệp Quân Lâm xuất từ nào đó siêu cấp thế lực đỉnh cường giả, nếu không tuyệt đối sẽ không đạt tới như thế khủng bố tu vi. "Ngươi không xứng biết." Diệp Quân Lâm cười lạnh nói, "Đừng vô nghĩa, hiện tại đến phiên ngươi đi tìm chết." Cuồng vọng, Lạc Vân Dương tuy rằng chấn động với Diệp Quân Lâm thực lực, nhưng hắn cũng tuyệt không sẽ ngồi chờ chết. Đương nhiên Lạc Vân Dương cũng nghĩ tới đào tẩu nhưng là như vậy liền sẽ lâm vào tuyệt đối bị động bên trong. Này đối đứng đầu cường giả địch thủ cục diện một khi rơi vào bị động sẽ là chí mạng, còn không bằng chính diện chiến đấu có lẽ còn có thể nên được một đường sinh cơ. Đi tìm chết đi. Trường kiếm đâm ra, kiếm cương kích động, tựa hồ muốn đem hư không đâm ra một cái khe rãnh. Diệp quân lâm không lùi mà tiến tới, đón kiếm cương oanh ra một quyền. Hai người nháy mắt chiến ở một chỗ, đơn giản thử hạ sâu cạn, Diệp Quân Lâm liền tức khắc đánh mất hứng thú. Lạc Vân Dương tu vi xác thật không tầm thường, mặc dù mộ dung huyền tình đều xa xa không kịp, nhưng cùng chính mình so sánh với như cũng không hề một cấp bậc trong vòng. Ngươi những cái đó cấp dưới ở hoàng tuyền trên đường còn chưa đi xa, lão tử đưa ngươi đi theo bọn họ làm bạn, miễn cho cô đơn. Khi nói chuyện Diệp Quân Lâm liên tục oanh ra số quyền, đem Lạc Vân Dương khả năng tránh né phương hướng hoàn toàn phong kín. Lạc Vân Dương trốn tránh không kịp, ngực bị liên tiếp oanh chung hai quyền, tức khắc xuất hiện xương cốt vỡ vụn thanh âm. Cả người giống như đạn pháo giống nhau khảm vào nhật nguyệt thần tông dày nặng vách tường. Nhưng mà Diệp Quân Lâm căn bản không cho hắn bất luận cái gì thở dốc cơ hội, trực tiếp lắc mình đi vào phụ cận, dò ra ba ngón tay chế trụ hắn yết hầu, bỗng nhiên vặn vẹo. Rắc, thanh thúy xương cốt bẻ gãy thanh âm vang lên, Lạc Vân Dương trong mắt mang theo cực độ không cam lòng bị mất mạng. Dứt khoát lưu loát giải quyết xong sở hữu Nhật Nguyệt Thần Hỏa Học viện cường giả, Diệp Quân Lâm cười nói, phái người hảo hảo thu thập một chút đình viện, quá rối loạn. Hiện trường một mảnh tĩnh mịch, một lát sau lại một mảnh ồ lên. Hắn thế nhưng thật sự làm được. Này Lạc Vân Dương cũng quá yếu đi, ở Diệp Quân, tông chủ trước mặt thế nhưng không hề có sức phản kháng. Nhược ngươi đại gia a, à, Lạc Vân Dương chính mình là có thể hủy diệt toàn bộ Tinh Nguyệt Thần Tông, chẳng qua tông chủ quá cường có vẻ hắn bất kham một kích thôi. Đình viện cùng với tiếp khách đại sảnh thực mau thu thập xong, Diệp Quân Lâm thảnh thơi thảnh thơi uống trà, đầy mặt nhẹ nhàng thích ý. Cùng Nhật Nguyệt Thần Tông những người khác ngưng trọng biểu tình lại hình thành tiên minh đối lập. Tông chủ, kể từ đó liền tương đương với đồng Nhật Nguyệt Thần Hỏa học viện thậm chí Nhật Nguyệt Thần Hỏa điện tuyên chiến A. Bằng vào tinh Nguyệt Thần Tông thực lực, thực sự vô pháp chống lại, vẫn là đến trước tiên tưởng hảo ứng đối chi sách mới được A. Mộ Dung Uyển tình lo lắng sốt ruột mà nói diệp quân lâm thực lực cố nhiên cường hãn nhưng là nhật nguyệt thần hỏa điện đó là chân chính đại tông phái cao thủ nhiều như mây nhân mạch tài nguyên chi chít như sao trên trời chỉ cần phái người đem diệp quân lâm bám trụ tinh nguyệt thần tông đem chết không có chỗ trôn không sao bọn họ dám đến cùng nhau tiêu diệt chính là diệp quân lâm dừng một chút bổ sung nói huống chi chỉ cần các ngươi không nói ai biết lạc vân dương đám người chết ở tinh nguyệt thần tông được rồi kế tiếp ta còn có chuyện quan trọng đi làm mộ dung khuynh tuyết tùy ta cùng đi trước đi. Giàn xếp hảo tinh nguyệt thần tông cụ thể công việc, Diệp Quân Lâm liền mang theo mộ dung khuynh tuyết một người lên đường. Nếu đã dọ thám biết rõ ràng thái hư thần tông thực lực, như vậy cũng là thời điểm tìm bọn họ báo thù rửa hận. Chẳng qua thái hư thần tông khoảng cách tinh nguyệt thần tông đường xá xa xôi, trung gian còn muốn kéo dài qua ngự long thành. Đi ở trên đường, Diệp Quân Lâm suy nghĩ cuồn cuộn. Nghĩ lại tiến vào côn luân khư lúc sau, chính mình một đường đi tới đảo cũng rất là thuận lợi. Chẳng những thành công tiêu hao một cái đại hình long mạch, còn đem tinh nguyệt thần tông chiếm làm của riêng. Cung Thiên Thu, người tốt nhất quý trọng cuối cùng này đoạn số lượng không nhiều lắm thời gian. Còn có Tam Thánh Tử, Đại Thánh Tử cùng với Thái Hư Thần Tông người, các người tốt nhất thức thời không cần tham gia. Nếu không Lão Tử không ngại trực tiếp đem Thái Hư Thần Tông dẹp yên. Diệp quân lâm âm thầm hạ quyết tâm. Có tinh nguyệt thần tông làm tham chiếu vật, Thái Hư Thần Tông đã hoàn toàn không bị Diệp Quân Lâm xem ở trong mắt. Diệp tiên sinh, phía trước khu rừng này bị người chung quanh xương hô vì ám hắc chết vực, thường xuyên có tán tu cao thủ giết người cướp của, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Mộ Dung Khuynh Tuyết Cung Thanh nói. Mộ Dung Khuynh Tuyết cũng không nghĩ tới Diệp Quân Lâm chỉ mang chính mình một người lên đường. Ở xuất phát phía trước nàng thậm chí bị Mộ Dung Huyền tình hạ lệnh không tiếc hết thảy đại giới ôm lấy Diệp Quân Lâm này đùi, Tuy rằng đã đem Lạc phân Dương đám người thi thể đều xử lý sạch sẽ, nhưng chuyện này sớm muộn gì sẽ có sự việc đã bại lộ kia một ngày. Đến lúc đó Tinh Nguyệt Thần Tông đem gặp phải Nhật Nguyệt Thần Hỏa Học Viện cùng Nhật Nguyệt Thần Hỏa Điện gấp đôi lửa giận, chỉ có ổn định Diệp Quân Lâm mới có thể an toàn vượt qua kiếp nạn này. Tiếc rằng trên đường Mộ Dung Khuynh Tuyết cũng từng nói bóng nói gió biểu đạt quá nguyện ý trả giá hết thảy, nhưng đều bị Diệp Quân Lâm làm lơ. Cái này làm cho Mộ Dung Khuynh Tuyết bị chịu đả kích, trước kia nàng chính là thiên chi kiều nữ, vô số thanh niên tài tuấn cảm nhận chung nữ thần. Diệp quân lâm đầy mặt thoải mái mà nói, bọn họ muốn chết nói cứ việc tới đoạt. Mộ dung khuynh tuyết khóe miệng trừ trừ, tu vi cảnh giới cao nói chuyện chính là khí phách. Hai người sóng vai đi vào rừng cây, mới đầu cũng không có bất luận cái gì dị thường, nhưng mà ở bọn họ đi vào rừng cây chỗ sâu trong khoảnh khắc, đột nhiên bị mấy chục đạo thân ảnh ngăn lại đường đi. Những người này đều là thân xuyên màu đỏ tươi trường bào, ngực chỗ theo một cái màu đen bộ xương khô đột nhiên, có vẻ dữ tợn vô cùng. Là huyết ảnh các người, cái này tổ chức ám sát, cướp đoạt, tra xét tình báo không chuyện ác nào không làm, cơ hồ mỗi người đều là bỏ mạng đồ. Mộ dung khuynh tuyết sắc mặt chưa biến, nói chuyện thanh âm đều có chút run rẩy. Diệp quân lâm trong lòng hồn nhiên không thèm để ý, nếu cái này tổ chức ngăn lại đường đi, liền phải làm tốt toàn quân hủy diệt chuẩn bị tâm lý. Này đó huyết ảnh các thành viên không lâu trước đây nhận được nhật nguyệt thần hỏa học viện mệnh lệnh, chuyên môn siêu tập long mạch tranh đoạt ngày tương quan tin tức không nghĩ tới ở chấp hành nhiệm vụ trong quá trình đụng phải mộ dung khuynh tuyết những người này đối với tinh nguyệt thần tông thánh nữ thèm nhỏ dãi đã lâu tiếc rằng ngày thường mộ dung khuynh tuyết xuất nhập đều có rất nhiều cao thủ làm bạn cũng không có quá hảo xuống tay cơ hội nhưng mà lần này hành động trước nhận được tình báo mộ dung khuynh tuyết thế nhưng chỉ dẫn theo một người ra ngoài làm việc đặc biệt người nó vẫn là cái mới từ thế tục giới tiến vào côn luân khư phế vật con khỉ quả thực chính là trời cho cơ hội tốt. Hơn nữa thực mau huyết ảnh các cường giả lại được đến tin tức, đang có vài phương thế lực đều ở hướng cái này phương hướng tới rồi, hiển nhiên mục tiêu đều là mộ dung khuynh tuyết. Rốt cuộc mộ dung khuynh tuyết chẳng những tu luyện thiên phú rất cao, khí chất cùng tướng mạo cũng đều thuộc về cực phẩm, như thế nhân vật liền càng phù hợp song tu đạo lữ tối cao tiêu chuẩn. Tinh nguyệt thần tông cùng huyết ảnh các không oán không thù, các ngươi hà tất đau khổ tương bức. Mộ dung khuynh tuyết lạnh giọng nói. Huyết ảnh các thủ lĩnh cười lạnh nói, đó là trước kia, hiện tại tinh nguyệt thần tông đã là nhật nguyệt thần hỏa học viện hoài nghi đối tượng. Chúng ta huyết ảnh các tự nhiên muốn trước suốt thứ nhất, đương nhiên nếu thánh nữ nguyện ý hảo hảo hầu hạ bổn tọa một phen, bổn tọa có thể suy xét tha cho ngươi một cái tánh mạng. Nếu không cũng đừng quái bổn tọa là thủ tồi hoa. Liên ở không lâu trước đây, nhật nguyệt hỏa thần học viện cao tầng hạ đạt mệnh lệnh, yêu cầu tìm kiếm phó viện trưởng Lạc Vân Dương rơi xuống. Mà huyết ảnh các liền ở phụ cận, tự nhiên cũng liền dẫn đầu chạy tới này nhất định phải đi qua chi lộ ôm cây đợi thỏ. Diệp tiên sinh, những người này thực lực cường hãn, một mình ta chỉ sợ không phải đối thủ, còn thỉnh ngài ra tay tương trợ. Mộ dung khuynh tuyết hạ giọng nói. Diệp quân lâm cười nói, người ở bên cạnh nhìn là được, này đó tiểu tạp cá nháo không dậy nổi cái gì sóng gió. Ha ha ha, kẻ hèn một cái thế tục giới con khỉ, cũng không sợ gió lớn lé đầu lưỡi. Huyết ảnh các thủ lĩnh ngưỡng mặt cười to nói ồn ào diệp quân lâm không hề nhiều lời trực tiếp hóa thành một đoàn bóng ma biến mất ở tại chỗ còn không đợi huyết ảnh các thành viên phản ứng lại đây diệp quân lâm cũng đã đi tới mọi người bên trong bạch 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 diệp quân lâm tay nâng trưởng lạc trong khoảnh khắc liền cướp đi ba gã huyết ảnh các cường giả tánh mạng thật nhanh hảo cường huyết ảnh các thủ lĩnh không tự chủ được đảo hút một ngụm khí lạnh hắn thậm chí cũng chưa thấy rõ diệp quân lâm là như thế nào ra tay bên ta tinh anh cấp dưới cũng đã chết oan chết uổng. Cùng nhau thượng, huyết ảnh các thủ lĩnh tức giận nói. Mọi người vây quanh đi lên, nhưng là hai bên thực lực chênh lệch quá lớn, Diệp Quân Lâm trên cơ bản liền thuộc về đơn phương tàn sát. Không tới nửa nén hương thời gian, này đội huyết ảnh các cường giả liền toàn bộ ngã xuống vũng máu chung, sinh cơ toàn vô. Chúng ta đi thôi, Diệp Quân Lâm đối với mộ dung khuynh tuyết phất phất tay nói. Mộ dung khuynh tuyết lúc này mới phục hồi tinh thần lại, mỗi lần xem Diệp Quân Lâm chiến đấu đều sẽ đối nàng tinh thần tạo thành không nhỏ đánh sâu vào. Phải biết rằng này đó huyết ảnh các cường giả cơ hồ có thể so sánh bất luận cái gì một cái cỡ trung tông phái trung tâm chiến lược. Nhưng mà ở Diệp Quân Lâm trước mặt như cũng bất kham một kích. Nhớ kỹ hai người lại tao mộ rất nhiều thế lực chặn giết, bọn họ mục tiêu đều là mộ dung khuynh tuyết. Nhưng đều không ngoại lệ, này đó chặn giết đội ngũ đều tao mộ Diệp Quân Lâm nghiền áp chém giết không nghĩ tới người còn rất được hoan nghênh, nhóm người này nhưng đều là nhất định phải được đâu. Diệp quân lâm trêu chọc nói. Mộ dung khuynh tuyết trợn trắng mắt, không khỏi chửi thầm, kia không cũng vô pháp tiến vào ngài lão nhân ra pháp nhãn sao. Kế tiếp hai người lại liên tục đuổi năm ngày lộ, rốt cuộc đi tới con đường này thượng lớn nhất một tòa thành trì ngự long thành. Này tòa ngự long thành rất là to lớn, tường thành đầu thiết có trọng hình phòng ngự cự nhỏ hơn nữa phòng thủ thành phố quân càng là có mấy vạn nhiều. Xuất nhập cửa thành còn phải tiến hành kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra, hơn nữa yêu cầu tiến hành phòng thủ thành phố đăng ký mới có thể thuận lợi tiến vào Ngự Long thành bên trong. Hiện tại nơi này nghỉ ngơi chỉnh đốn hai ngày đi, phía trước ngươi cũng tiêu hao không nhỏ thể lực." Diệp Quân Lâm nhàn nhạt mà nói. Hắn hiện tại cũng không nóng lòng đi trước Thái Hư Thần Tông, rốt cuộc kết quả đã có thể đoán trước, thả làm cung thiên thu đám người nhiều quá mấy ngày cũng không sao. "Hảo." Mộ Dung Khuynh Tuyết thở dài ra một hơi, trong khoảng thời gian này tao ngộ nhiều lần chặn giết. Tuy rằng có Diệp Quân Lâm ra tay, nhưng nàng cũng ra không ít lực, hơn nữa Mã Bất Đình đề lên đường, thể lực tiêu hao thực sự không nhỏ. Hai người vào một nhà tử lầu bên trong, điểm chỉnh bàn món ngon, vừa ăn biên nghỉ ngơi. Nghe nói không có, gần nhất Ngự Long Thành Đông Giao xuất hiện một đầu hung thú, chuyên môn ăn thực lực cường hãn tu sĩ. Nơi nào là cái gì quái thú, có người từng chính mắt gặp qua, đó chính là cá nhân, chẳng qua tướng mạo phi thường hung ác, bị người ngộ nhận thành quái thú mà thôi. Hơn nữa hắn cũng không phải là chuyên ăn tu sĩ, mặc dù là một ít thực lực cường hãn hung thú, cũng sẽ trở thành hắn đầu tuyển mục tiêu. Cái này mà đầu gần nhất ở ngoại ô hoạt động thường xuyên, khó bảo toàn không xâm nhập trong thành gây sóng gió, không thấy được hộ vệ phủ gián bố cáo chiêu mộ cường hãn tán tu sao. Muốn ta nói có cơ hội liền chạy nhanh thoát đi ngự long thành đi mấy vạn phòng thủ thành phố quân đều đối ma đầu bất lực, càng đừng nói chúng ta này đó tu vi thấp người. Mọi người nghị luận sôi nổi, trong lúc nhất thời nhân tâm hoảng sợ. Diệp quân lâm vừa ăn đồ vật biên nghe, lại lần nữa cảm nhận được côn luân khư kỳ quái. Đúng lúc này, bên ngoài xuyên tới chỉnh tề có tiết tấu tiếng bước chân. Diệp quân lâm quay đầu nhìn lại, liền thấy mấy trăm danh toàn bộ võ trang phòng thủ thành phố quân cấp tốc xẹt qua, bọn họ sắc mặt đều là phi thường ngưng trọng. Các vị thương hộ, cư dân phi tất yếu không được ra ngoài, phụ cận ngoại ô có quái thú tập kích quấy rối, chuyên thực tu vi cao cường người, đại gia tiểu tâm ứng đối. Phòng thủ thành phố quân phó tướng cao giọng tuyên bố, ăn người ma đầu tin tức có thể chứng thực, lại lần nữa làm mọi người một trận khủng hoảng. Thậm chí phía trước đưa ra muốn nhân cơ hội thoát đi ngự long thành người cũng không nói chuyện nữa, rốt cuộc ai cũng không biết ma đầu lần sau sẽ ở địa phương nào xuất hiện. Không bao lâu, phòng thủ thành phố quân lại lần nữa truyền đến tin tức, ăn thịt ma đầu chính hướng ngự long thành tới rồi, tiến đến tra xét tình huống tu sĩ toàn bộ ngã xuống. Trong lúc nhất thời lại lần nữa nhân tâm hoảng sợ, phòng thủ thành phố quân vì ổn định dân tâm, càng là phái ra trọng binh đi bảo hộ bình dân cùng với khắp nơi loại nhỏ môn phái tu sĩ. Rất nhiều môn phái cũng nháy mắt khẩn trương vô cùng, đao ra khỏi vỏ mũi tên thượng huyền, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Người ở Côn Luân khư thời gian trường, phía trước có hay không nghe nói qua loại này quái thú diệp quân lâm rất là tò mò hỏi mộ dung khuynh tuyết lắc lắc đầu nói côn luân khư nội hung thú cũng không kén ăn vô luận tu vi cao thấp chúng nó đều sẽ ra tay có lẽ là người nào ở giả thần giả quỷ cố ý khiến cho ngự toàn viên khủng hoảng lấy đạt tới nào đó không thể cho ai biết bí mật diệp quân lâm gật gật đầu cái này phỏng đoán xác thật phi thường có khả năng diệp tiên sinh nếu không chúng ta nắm chặt rời đi cái này thì phi nơi đi mộ dung khuynh tuyết ngữ khí ngưng trọng nói không nghe được hiện tại Ngự Long Thành đã phong thành sao? Hiện tại chính là muốn chạy cũng không ra đi." Diệp Quân Lâm cười nói, "Không cần lo lắng, chúng ta vừa lúc cũng nhìn xem này ma đầu đến tột cùng là thứ gì." Diệp Quân Lâm lòng hiếu kỳ sắc thật bị gợi lên tới, hắn thậm chí có chút chờ mong đụng tới cái này ma đầu. Hai người ăn cơm xong sau liền ở khách điếm trụ hạ, mộ dung khuynh tuyết lại là tinh thần phi thường khẩn trương. Cũng may hai người phòng dựa gần, thật muốn là có cái gì đột phát sự kiện. Diệp Quân Lâm cũng có thể kịp thời tới rồi chi viện. Ma đầu ăn người đồn đãi không ngừng tăng nhiều, cả tòa ngữ long thành đều lâm vào cực độ khủng hoảng bên trong. Bên trong thành rất nhiều tông phái cùng bình dân tán tu cũng là nhân tâm hoảng sợ sống một ngày bằng một năm, cả tòa thành chỉ phảng phất bao trùm thượng một tầng dày nặng bóng ma. Đã có 7-8 cái tiểu tông phái đều bị quái thú cấp ăn luôn, nơi đó mặt không thiếu cường giả, nhưng mà đều khó thoát vừa chết. Này ma đầu cũng quá cường hãn đi, phòng thủ thành phố quân đều áp lực tăng gấp bội, đã bắt đầu tiến hành trưng binh. Ai, Ngự Long Thành cũng hoàn toàn phong bế, nghe nói có không ít chuẩn bị âm thầm thoát đi cường giả đều không ngoại lệ toàn bộ bị ăn luôn. Chẳng lẽ chúng ta cả tòa Ngự Long Thành đều phải chôn cùng? Trong lúc nhất thời đồn đãi nổi lên bốn phía, kỳ sơ còn có người hoài nghi hay không thuộc về lời đồn, sau lại trải qua phòng thủ thành phố quân lần lượt chứng thực, tất cả mọi người hoàn toàn hết hy vọng. Trốn không thoát đi, lại đánh không lại, phảng phất cũng chỉ dư lại ngồi chờ chết một cái con đường. Sợ hãi ở ngự long thành mỗi người trong lòng nhanh chóng lan tràn, thành nội trên đường phố trừ bỏ phòng vệ quân ở tuần tra, không có bất luận kẻ nào thân ảnh. Mộ dung khuynh tuyết lại đưa ra rời đi ngự long thành, nàng nhưng không nghĩ táng thân ma đầu chi khẩu. Nhưng là theo sau nghe nói thoát đi thành trì cường giả cũng không đồng loạt ngoại bị ma đầu ăn luôn, nháy mắt lại đánh mất rời đi ý niệm. Diệp quân lâm nhưng thật ra không sao cả, lưu lại kiến thức một chút ma đầu cũng chưa chắc không thể đặc biệt sau lại diệp quân lâm mơ hồ nghe được trời cao phái cũng tao ngộ ma đầu công kích hắn lại có chút lo lắng khởi tiêu phong an toàn tới tuy rằng tiêu phong phạm phải đánh sai ngay sau đó rời đi đại bản doanh diệp quân lâm cũng không quá nhiều dò hỏi nhưng là hắn trung quy rất là coi trọng cái này đồ đệ thật muốn nói hoàn toàn không để bụng tiêu phong chết sống diệp quân lâm thật đúng là làm không được ma đầu từ đông cửa thành sát vào được chúng ta chạy mau a à đúng lúc này, một đạo tiếng kinh hô truyền tới Diệp Quân Lâm lỗ tai. Mộ Dung Khuynh Tuyết trên mặt hiện lên một mặt kinh hoàng chi sắc, trong khoảng thời gian này về ma đầu ăn người tin tức đã nghe được quá nhiều. Thậm chí có bao nhiêu cái loại nhỏ tông phái đều bị ăn cái sạch sẽ, cảnh này khiến Mộ Dung Khuynh Tuyết trong lòng sợ hãi. Ta đi xem đến tột cùng tình huống như thế nào, ngươi lưu lại nơi này đừng loạn đi. Diệp Quân Lâm trầm giọng nói, cũng không cho Mộ Dung Khuynh Tuyết đáp lại cơ hội, Diệp Quân Lâm thân ảnh cũng đã biến mất ở tại chỗ. Mộ Dung Khuynh Tuyết khóe miệng trừ trừ, nàng vốn định cùng qua đi, rốt cuộc hiện tại chỉ có Diệp Quân Lâm người có thể cho nàng cảm giác an toàn. Nhưng là Diệp Quân Lâm tốc độ thật sự quá nhanh, lấy Mộ Dung Khuynh Tuyết thân pháp căn bản là đuổi không kịp. Rơi vào đường cùng Mộ Dung Khuynh Tuyết chỉ có thể từ bỏ, hơn nữa tìm cái ẩn nấp địa phương núp vào. Diệp Quân Lâm tốc độ cực nhanh, không bao lâu liền tới tới rồi sự phát địa điểm Ngự Long thành Đông cửa thành. Đương nhiên Diệp Quân Lâm lần này chi sĩ tiến đến xem náo nhiệt, không đề cập đến tự thân ích lợi, hắn cũng không tưởng nhúng tay. Rốt cuộc nơi này là côn luân khư, đến nỗi trong đó nhân viên chết sống, lại cùng hắn có quan hệ gì? Quả nhiên mấy trăm danh phòng thủ thành phố quân đang ở vây công một đầu quái thú. Sở dĩ xưng là quái thú, là bởi vì bị nhốt giả thân xuyên một thân hắc giáp, mũ giáp cũng là đen nhánh sắc, tóc dài xóa trên vai che giấu khuôn mặt. Hơn nữa người này rõ ràng đã giết đỏ cả mắt rồi, trên người trên mặt nơi nơi nhiễm máu tươi, liền càng thêm vô pháp thấy rõ nguyên bản diện mạo. a à, à, à. cửa thành không ngừng có phòng thủ thành phố quân tiếng kêu thảm thiết truyền đến, cho dù bọn họ chiếm cứ nhân số thượng ưu thế, nhưng như cũ vô pháp thương đến hát giáp quái thú mảy may. Hát giáp quái thú hoành hướng sông thẳng, quyền phong xẹt qua chỗ phòng thủ thành phố quân không chết tức thương. Ngao, hát giáp quái thú giống giận ra tiếng, một tay bắt hai tên phòng thủ thành phố quân ngay sau đó bọn họ cảm giác trong cơ thể khí cơ giống như là bị lực lượng nào đó nhanh chóng hấp dẫn chỉ cần một lát hai người trong cơ thể công lực hoàn toàn bị hấp thu sạch sẽ lại là liền khí huyết cũng cùng nhau khô khốc cuối cùng cũng chỉ dư lại hai cụ xương khô quái thú này căn bản là không phải ăn người mà là hấp thu nhân tinh huyết cùng công lực cho đến ngày nay chúng phòng thủ thành phố quân rốt cuộc làm minh bạch việc làm quái thú ăn người là chuyện như thế nào đại gia liệt trận Hôm nay cần thiết đem này đánh chết, nếu không hậu hoạn vô. Một người phòng thủ thành phố đầu mục lời còn chưa dứt đã bị hắc giáp quái thú đôi tay bắt lấy, cả người khí cơ nhanh chóng sói mòn, thực mau liền hóa thành một câu xương khô. Cho đến cuối cùng một khắc, tên này phòng thủ thành phố đầu mục trong mắt đều mang theo hoảng sợ cùng bất an, mà hắc giáp quái thú ở liên tục cắn nuốt vài tên tu vi so cường phòng thủ thành phố quân đầu mục lúc sau, cả người thực lực liên tục bạo chướng, cơ hồ chính là vô pháp ngăn cản phòng thủ thành phố quân liên tục bị giết ra mấy điều đường máu, mặc dù bọn họ đều trải qua quá nhiều lần tàn khốc chiến đấu, nhưng giống như thế khó chơi đối thủ còn chưa bao giờ gặp được quá. Việc lớn không tốt, hộ thành trận pháp đã bị công phá. Hộ thành cường nỏ cũng vô pháp cho hắn tạo thành thương tổn, chúng ta thủ không được. Mau bỏ đi đi. Chúng phòng thủ thành phố quân chiến ý toàn vô, sôi nổi tán loạn mở ra. Nhưng mà loại tình huống này ở hắc giáp quái thú xem ra còn lại là tuyệt hảo tiến công cơ hội hắn thân hình nhanh như tia chớp, lấy cực nhanh tốc độ nhanh chóng hấp thu tu vi còn tính có thể phòng thủ thành phố quân công lực cùng tinh huyết. Vô dụng nửa canh giờ, Ngự Long thành đông cửa thành bị hoàn toàn công phá. Hộ thành trận pháp tán loạn, hộ thành trọng khí tấn hủy, phòng thủ thành phố quân càng là tử thương thảm trọng. Đơn phản bị hắc giáp quái thú bắt lấy, liền sẽ trực tiếp bị hút thành xương khô. Như thế trạng huống càng làm cho là sợ tới mức phòng thủ thành phố quân lá gan muốn nứt ra, trong lúc nhất thời bị đánh đến quân lính tan rã đến nỗi trong thành người thường viên cùng với loại nhỏ tông phái càng thêm không dám tại chỗ lưu thủ, toàn bộ điên cuồng chạy tán loạn mở ra. Diệp quân lâm xa xa quan sát một lúc sau liền lui về khách điếm, hắn cũng sợ mộ dung khuynh tuyết chết oan chết uổng, rốt cuộc người sau còn phải cho chính mình dẫn đường đi thái hư thần tông. Này ma đầu đến tột cùng là cái gì con đường, cổ lực lượng này thực cuồng bạo a. À. Diệp quân lâm càng thêm tò mò đại ma đầu bối cảnh. Phía trước những cái đó phòng thủ thành phố quân tổng hợp lên cũng thực lực không tầm thường, thế nhưng như cũng bị giết đến bị đánh cho tơi bời. Diệp quân lâm trở lại khách điếm khi, liền phát hiện mộ dung khuynh tuyết nơi phòng đã bị phòng thủ thành phố quân vây đến chật như nêm cối. Này lại là tình huống như thế nào? Diệp quân lâm có chút nghi hoặc, đông cửa thành đều bị công phá, phòng thủ thành phố quân không đi gác, như thế nào còn có tâm tư tìm mộ dung khuynh tuyết? Thánh nữ, hiện giờ ngữ long thành đã đến sinh tử tồn vong khoảnh khắc, người nhưng nhất định phải vươn viện trợ tay a ta cùng tinh nguyệt thần tông từ trước đến nay giao hảo nếu mộ dung tông chủ biết được việc này cũng sẽ phái người tới hỗ trợ nói chuyện người là cái dáng người cường tráng trung niên nhân hắn thân xuyên kim sắc khôi giáp tay cầm một cái trường thương có vẻ uy phong lẫm lẫm đúng là ngự long thành thành chủ tư không kinh hồng diệp quân lâm nghe thế mới hiểu được nguyên lai những người này không phải tìm phiền toái mà là lại đây cầu viện phòng thủ thành phố quân thương vong thảm trọng hộ vệ phủ đều đi hiệp trợ cao thủ cũng đều đều bị hấp thu công lực. Tư không kinh hồng thật sự không có biện pháp, biết được tinh nguyệt thần tông thánh nữ mộ dung khuynh tuyết tại đây, liền mã bất đình để lại đây cầu viện. Tư không thành chủ, hiện tại tinh nguyệt thần tông chỉ sợ thật đúng là điều động không ra cường giả, trừ phi. Mộ dung khuynh tuyết nhìn quanh bốn phía, vừa vặn xem ở bên ngoài đứng diệp quân lâm, trầm giọng nói, trừ phi diệp tiên sinh chịu hỗ trợ, ngự long thành liền có thể vượt qua kiếp nạn này. Mọi người sôi nổi xoay người hình, không hẹn mà cùng nhìn về phía Diệp Quân Lâm nơi phương hướng. Hắn, tư không kinh hồng trong mắt khinh thường chi sắc chợt lóe mà qua, nhưng xuất phát từ lễ phép như cũ hỏi, xin hỏi vị này Diệp Tiên Sinh có gì đặc thù chỗ? Mộ dung khuynh tuyết trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào giải thích. Rốt cuộc Diệp Quân Lâm đã nói trước, không thể lộ ra thân phận thật của hắn, để tránh đối thái hư thần tông rút dây động rừng. Thấy vậy tình hình, Tư Không Kinh Hồng cũng không thâm hỏi, mà là tiếp tục giải thích hắc giáp ma đầu tình huống. Thánh nữ có điều không biết, cái này đại ma đầu căn bản là không phải ăn người, mà là đơn thuần cắn nuốt tu sĩ hết thảy. So với hắn thực lực nhược hắn muốn cắn nuốt, so với hắn thực lực hơi chút cường điểm, hắn càng muốn cắn nuốt, bị cắn nuốt qua đi người liền sẽ trở thành một khối xương khô. Giống thánh nữ như vậy thực lực cảnh giới tu sĩ, nhất định trở thành đại ma đầu đầu tuyển mục tiêu. Tư Không Kinh Hồng một phen giải thích tức khắc khiến cho Diệp Quân Lâm chú ý. Chẳng lẽ là cung thiên thu, vừa rồi xa xa xem thân hình không giống. Chẳng lẽ là độc cô tiêu. Diệp Quân Lâm trong đầu nháy mắt hiện lên như vậy ý niệm, rốt cuộc hai người kia tu luyện chính là cực đoan cắn nuốt công pháp. Đương nhiên cũng không bài trừ ở Côn Luân khư nội có tu luyện cùng loại công pháp người. Tư không thành chủ, ta minh bạch người ý tứ, nhưng chuyện này ta thật không làm chủ được. Mộ Dung Khuynh thuyết lại lần nữa nhìn về phía Diệp Quân Lâm, trầm giọng nói kỳ thật chỉ cần diệp tiên sinh chịu ra tay liền có thể bảo cả tòa ngự long thành bình yên vô sự thánh nữ ta đều đem nói đến này phân thượng người như thế nào còn thoái thác mặc kệ đâu đúng vậy thánh nữ mặc dù ngươi không muốn quản ngự long thành chết sống nhưng cũng không cần thiết vì tiện đẩy ra cái tiểu lâu la tới bối nổi đi ta từng nhiều lần đi qua tinh nguyệt thần tông cao tầng cơ bản đều nhận thức chưa bao giờ gặp qua người này người sao có thể duy mệnh lệnh của hắn là từ liền hắn loại trình độ này tu vi, đụng tới đại ma đầu chỉ sợ lập tức đã bị hút thành thây khô. Mọi người vốn là nghẹn một bụng khí, hơn nữa đối với đại ma đầu sợ hãi, hiện giờ có cái này phát tiết khẩu, liền đều bắt đầu nhằm vào nổi lên diệp quân lâm. Đương nhiên tính cả tư không kinh hồng ở bên trong một chúng hộ vệ phủ tinh anh cũng chưa để mắt diệp quân lâm, tra xét ra tới thực lực thường thường vô kỳ. Các ngươi thật là, mộ dung khuynh tuyết ngạnh sinh sinh đem, có mắt không thấy thái sơn, mấy chữ nuốt trở vào, bởi vì hắn cảm nhận được Diệp Quân Lâm sắc bén ánh mắt. Diệp Quân Lâm trong lòng cười lạnh không thôi, Ngự Long Thành sinh tử tồn vong vốn dĩ liền không liên quan chuyện của hắn. Hơn nữa mọi người như thế xem thấp chính mình, hắn liền càng không tính toán ra tay. Thành chủ, việc lớn không tốt, đại ma đầu đã giết qua tới. Đúng lúc này, một đạo kinh hoàng thanh âm tự đám người bên ngoài truyền đến. Tư không kinh hồng đại kinh thất sắc, căn cứ thủ hạ người hội báo, đại ma đầu chiến lực cường hãn hắn căn bản là không có nửa điểm nắm chắc đại gia cùng nhau thượng không tiếc bất luận cái gì đại giới đem này treo cổ tư không kinh hồng ngạnh đầu phân tích nói hộ vệ phủ tinh anh tinh thần phấn chấn lại lần nữa hướng đại ma đầu nơi phương hướng phóng đi xa xa nhìn lại số lấy ngàn kế phòng thủ thành phố quân cùng với hộ vệ phủ tinh anh chiếm cứ toàn bộ đường phố thậm chí là đường phố bên tường viện nóc nhà phía trên nhưng mà hát giáp đại ma đầu giống như thần ma hạ phàm Đối với mọi người một trận đấu đá lung tung. Không chỉ như thế, Hắc Giáp Đại Ma đầu tùy thời đều ở hấp thu những người khác công lực. này liền tạo thành một loại quái dị tuần hoàn, Hắc Giáp Đại Ma đầu càng đánh càng hăng, thực lực cũng càng ngày càng cường. Trái lại phòng thủ thành phố quân cùng hộ vệ phủ lại là càng đánh càng không có tin tưởng, đỉnh cấp chiến lực cũng là càng ngày càng ít, suýt nữa bị cắn nuốt hầu như không còn. A a a. Tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác, trên đường phố nguyên bản dính đầy người. Giờ phút này lại là ngạnh sinh sinh bị giết ra mấy điều đường máu. Ngự Long thành phương diện nhân viên cơ hồ chính là thành phiến thành phiến ngã xuống, loại này cảnh tượng làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm, cơ hồ tất cả mọi người bị dọa đến vong hồn toàn mạo. Tư Không Kinh Hồng cùng hộ vệ phủ tinh anh hoàn toàn hối hận, bọn họ thủ hạ đã thương vong quá nửa, hơn nữa cái này con số còn ở cấp tốc gia tăng. Diệp tiên sinh đúng không, phía trước là tại hạ nhiều có đắc tội, mong rằng ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân quá khẩn cầu ra tay cứu giúp A. À. Tư không kinh hồng mang theo khóc nước nở khẩn cầu nói. Còn thỉnh Diệp Tiên Sinh ra tay cứu giúp, chúng ta biết sai rồi. Diệp Tiên Sinh, lại chế chúc chúng ta cả tòa ngự long thành liền khó giữ được. Diệp Tiên Sinh, ta cho ngài dập đầu bồi tội. Không ít người quỳ dạp xuống đất, mặc dù tư không kinh hồng cũng đều khom người tiếp cận 90 độ. Diệp quân lâm trầm giọng nói, cơ hội đã cho các ngươi, là các ngươi không quý trọng, này có thể trách không được ta. Vô luận các người nói cái gì, ta đều sẽ không ra tay, các người tự giải quyết cho tốt đi. Ai? Hiện trường tiếng thở dài liên tục. a à, lại là một tiếng thê lương kêu thảm thiết vang lên. Mọi người quay đầu nhìn lại, liền thấy nguyên bản thủ vệ ở khách điếm bên ngoài hộ vệ Phủ Tinh Anh đã toàn bộ bỏ mình. Sợ hãi cùng tuyệt vọng cảm xúc tràn ngập mỗi người nội tâm. Mắt thấy đại ma đầu càng ngày càng gần, ngăn ở phía trước hộ vệ Phủ Tinh Anh càng ngày càng ít, tất cả mọi người đã không có chống cự dũng khí. Đại ma đầu quá cường, hai bên thực lực chênh lệch quá lớn, căn bản là không phải nhân số ưu thế có thể đền bù. Mắt thấy hộ vệ phủ tinh anh càng ngày càng ít, Tư Không Kinh Hồng trong mắt tràn ngập hoảng sợ cùng tuyệt vọng, con người đều dần dần trở nên lỗ trống lên. Hộ vệ phủ xong rồi, Ngự Long thành xong rồi, hết thảy đều xong rồi. Tư Không Kinh Hồng lẩm bẩm tự nói. Nhưng mà đúng lúc này, Hắc Giáp đại ma đầu liếc mắt một cái thấy được đám người phía sau Diệp Quân Lâm đầu tiên là nao nao ngay sau đó xoay người liền chạy kia tốc độ mau tới rồi cực hạn liền phảng phất nào đó sinh vật thấy được thiên địch trực tiếp chật vật chạy trốn đây là tình huống như thế nào mọi người một trận nghi hoặc cảm giác không thể tưởng tượng từ trước đến nay thì huyết tàn nhẫn đại ma đầu đến tột cùng nhìn thấy gì mới làm hắn như thế sợ hãi mộ dung khuynh tuyết cũng là mãn đầu dấu chấm hỏi nàng trước tiên nghĩ đến chính là đại ma đầu cảm nhận được diệp quân lâm khủng bố thực lực biết kém khá xa lo lắng bị giết, lúc này mới xoay người đào tẩu. Nhưng thực mau mộ dung khuynh tuyết liền lại dứt bỏ rồi loại này ý niệm. Bởi vì nàng biết Diệp Quân Lâm ở cố tình áp chế Tu Vi, mặc dù là sư phụ mộ dung huyền tình cùng Lạc Vân Dương cũng chưa tra xét ra hắn chân thật cảnh giới. Mà đại ma đầu thực lực rõ ràng không kịp sư phụ cùng Lạc Vân Dương, liền càng không thể tra xét ra Diệp Quân Lâm thực lực. Kia lại là vì cái gì đâu? Diệp Quân Lâm đây là lần đầu tiên đi vào Côn Luân Khư, cũng không có khả năng là nhận ra hắn tới A à. Mộ Dung Khuynh Tuyết nghĩ trăm lần cũng không ra Ngay sau đó lại đem ánh mắt chuyển rời đến Diệp Quân Lâm trên người Mộ Dung Khuynh Tuyết liền phát hiện Diệp Quân Lâm đồng dạng trong mắt mang theo một chút nghi hoặc chi sắc Trên thực tế Diệp Quân Lâm sắc thật không rõ hắc giáp đại ma đầu vì cái gì đột nhiên thoát đi Chẳng lẽ là cha xét ra ta tu vi cảnh giới Loại này ý niệm mới vừa xuất hiện đã bị Diệp Quân Lâm vứt bỏ hắc giáp đại ma đầu tu vi cảnh giới không kịp chính mình, Diệp Quân Lâm càng là không cảm giác được đối phương phóng thích năng lượng tiến hành cha xét. Chẳng lẽ là người quen? Nghĩ vậy Diệp Quân Lâm ánh mắt nháy mắt trở nên âm trầm lên. Từ thế tục giới tiến vào côn luân khư mấy người có thể đếm được trên đầu ngón tay, đặc biệt cụ bị cực đoan cắn nuốt năng lực người liền càng thiếu. Cung Thiên Thu, độc cô tiêu cùng với tiêu phong. Đương nhiên không bài trừ Cung Thiên Thu đem cực đoan cắn nuốt công pháp truyền thụ cấp những người khác nhưng là căn cứ hắc giáp đại ma đầu thực lực tới phán đoán, hắc giáp đại ma đầu tu luyện cắn nuốt loại công pháp đã thời gian rất lâu. Cho nên có thể tạm thời bài trừ cung thiên thu truyền thụ mặt khác tu sĩ. Từ thân hình thượng phán đoán, cái kia hắc giáp quái thú hẳn là cái nam nhân, cung thiên thu liền có thể bài trừ bên ngoài. Độc cô tiêu cùng tiêu phong đều rất là phù hợp, hơn nữa bọn họ đối với chính mình đều rất là quen thuộc. Diệp quân lâm ánh mắt hơi ngưng, bắt đầu hồi ức vừa rồi rất nhiều chi tiết. Đặc biệt là cùng hắc giáp đại mà đầu đối diện nháy mắt, Diệp Quân Lâm rõ ràng cảm nhận được một tia quen thuộc cảm giác. Quân Quân đã từng nói qua, tu luyện cực đoan cắn nuốt công pháp nếu trường kỳ hấp thu cường giả công lực lúc sau, cốt cách cơ bắp đều sẽ phát sinh biến hóa, thậm chí khả năng hoàn toàn thay đổi. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, tu luyện cực đoan cắn nuốt công pháp người muốn tìm được linh mạch tiến hành cắn nuốt, nhưng này lại đề cập đến thân thể thừa nhận hạn mức cao nhất vấn đề đơn thuần thông qua tướng mạo đã rất khó phán đoán ra tu luyện cắn nuốt công pháp giả thân phận, chỉ có thể từ những mặt khác vào tay điều tra xác định. Đúng lúc này, mộ dung khuynh tuyết đột nhiên hỏi, Diệp tiên sinh, ngài là phát hiện cái gì sao? Vừa dứt lời, may mắn còn tồn tại hộ vệ phủ tinh anh cùng với phòng thủ thành phố quân sôi nổi đem ánh mắt chuyển rời đến Diệp quân lâm trên người. Hiện tại Diệp quân lâm chính là bọn họ duy nhất hy vọng, thậm chí nhất cử nhất động đều quan hệ đến cả tòa ngự long thành sinh tử tồn vong không có gì, ta yêu cầu đi xác định một chút tình huống, người cùng ta cùng đi. Diệp quân lâm nói xong mang theo mộ dung khuynh tuyết hướng tới hắc giáp đại ma đầu rời đi phương hướng đuổi theo. Hắc giáp đại ma đầu một đường chạy như điên, tốc độ đã mau tới rồi cực hạt, xẹt qua chỗ chỉ còn đạo đạo tàn ảnh. Cũng không biết đến tột cùng chạy như điên đi ra ngoài rất xa, hắc giáp đại ma đầu rốt cuộc ở một mảnh rừng rậm chỗ sâu trong ngừng lại. Hắn yêu vương phía sau cũng thi triển ra năng lượng hơi thở tiến hành dò xét, đều không phải là phát hiện có người truy lại đây, lúc này mới thật dài nhẹ nhàng thở ra. Nhìn dáng vẻ sư phụ vẫn chưa phát hiện ta thân phận thật sự. Hắc giáp đại ma đầu cúi đầu nhìn nhìn so nguyên lai mở rộng gần như gấp đôi bàn tay, cùng với thô tráng vài vòng cánh tay, rất là bất đắc dĩ đến thở dài. Theo ta hiện tại này phó quỷ bộ dáng, lại có ai có thể nhận ra tới đâu. Hắc giáp đại ma đầu cười khổ liên tục, hắn đều không phải là người khác, đúng là Tiêu Phong. Từ ở đại thánh tử cùng cung thiên thu hôn lễ chịu kích thích lúc sau, tiêu phong liền đi lên càng thêm cực đoan cắn nuốt công pháp lộ tuyến. Giờ phút này hắn tu luyện đã không chỉ là cung thiên thu dẫn đường hắn kia bộ phận công pháp con đường, càng là hơn nữa rất nhiều ý nghĩ của chính mình cùng ý nghĩ. Cắn nuốt hiệu quả trở nên càng thêm cực đoan, mà thân thể ở cắn nuốt qua đi tác dụng phụ cũng càng lúc càng lớn. Dùng thiên tài địa bảo cùng với linh mạch chờ tài nguyên làm cắn nuốt nguyên khi còn không như vậy rõ ràng, thẳng đến tiêu phong tiêu hao xong trời cao phái chờ năm cái tông phái tu luyện tài nguyên lúc sau, liền trực tiếp đi lên hấp thu cường hãn tu sĩ công lực con đường. Hơn nữa từ phóng thích cắn nuốt tu sĩ công lực tâm lý gánh nặng lúc sau, tiêu phong liền cảm giác chính mình như là thượng nghiện giống nhau. Phàm là nhìn thấy tu sĩ tiêu phong liền tưởng cắn nuốt, đến sau lại thậm chí đã tiếp cận tẩu hỏa nhập ma không chịu khống chế trạng thái. Vì thế có không ít tiểu tông phái đều bị tiêu phong cắn nuốt đến sạch sẽ, dần dần trở thành không chuyện ác nào không làm đại ma đầu. Đương nhiên Tiêu Phong cũng ăn qua bẹp, đã từng gặp được quá vài tên siêu cấp cường giả, muốn cắn nuốt phản bị đối phương gây thương tích. Vì thế Tiêu Phong ở cực đoan cắn nuốt cùng cường giả vây truy chặn đường hoàn cảnh hạ, thực lực tăng lên đến vượt quá tưởng tượng mau. Trong khoảng thời gian này Tiêu Phong trong đầu chỉ có một ý niệm, vô hạn cắn nuốt biến cường, sau đó tìm cung thiên thu báo thù rửa hận. Theo thời gian trôi qua, bình thường tiểu tông phái tu sĩ công lực cùng với tu luyện tài nguyên đối tiêu phong tăng lên tác dụng càng ngày càng nhỏ. Nhưng là đại tông phái Tiêu Phong lại không dám tùy tiện đi trêu chọc, hắn biết rõ đại tông phái siêu cường giả hắn còn xa xa không địch lại. Vì thế Tiêu Phong liền đem ánh mắt phóng tới Ngự Long Thành Trung. Ngự Long Thành dân cư đông đảo, lớn nhất thế lực đó là hộ vệ phủ, nhưng mà nơi này cường giả đều ở Tiêu Phong đánh chết năng lực dưới. Ở Tiêu Phong xem ra chỉ cần lợi dụng ngự long thành dân cư số lượng tới khiến cho biến chất, đồng thời còn có thể bảo đảm tự thân an toàn. Quả thực là cực đoan cắn nuốt tuyệt hảo mục tiêu. Chỉ là tiêu phong không nghĩ tới chính là, ở sát nhập ngự long thành lúc sau, thế nhưng thấy được Diệp Quân Lâm. Tuy rằng Diệp Quân Lâm ẩn tàng rồi thực lực, thậm chí còn đơn giản dịch dung mạo, nhưng tiêu phong đối Diệp Quân Lâm thật sự quá quen thuộc. Thông qua giơ tay nhấc chân gian thói quen cùng với tự nhiên mà vậy toát ra tới khí hơi thở, liền phân biệt ra Diệp Quân Lâm thân phận thật sự. Tiêu Phong còn chưa hoàn toàn đánh mất lý trí, thật sự không nghĩ làm sư phụ nhìn đến chính mình loại người này không người quỷ không quỷ bộ dáng, lúc này mới xoay người liền chạy trốn. Có người tới. Đột nhiên, Tiêu Phong đột nhiên cảm nhận được hai cổ cường hơi thở đang ở cấp tốc tới gần. Đặc biệt trong đó một cổ hơi thở phi thường quen thuộc. Sư phụ đuổi theo. Tiêu Phong trong lòng dùng mình, không dám tiếp tục tại chỗ dừng lại, tiếp tục chiều rừng cây chỗ sâu trong chạy như điên mà đi. Diệp quân lâm cùng mộ dung khuynh tuyết cũng đã đuổi tới trong rừng. Gia hỏa này tốc độ thật đúng là mau, người trước tiên ở nơi này chờ, ta chính mình đuổi theo. Diệp quân lâm trầm giọng nói. Hảo, hảo đi, kia Diệp tiên sinh chính mình cẩn thận. Tuy rằng trong lòng sợ hãi tao ngộ hát giáp ma đầu săn giết, nhưng là mộ dung khuynh tuyết cũng không dám vi phạm Diệp quân lâm quyết định. Có ta ở đây hắn không dám như vậy kiêu ngạo thanh âm truyền đến, Diệp Quân Lâm thân ảnh đã biến mất ở phụ cận. Vừa rồi này một đường chạy như điên, Tiêu Phong căn bản thoát khỏi không được Diệp Quân Lâm truy kích, phải biết rằng này vẫn là lại mộ dung khuynh tuyết kéo cẳng nhân tố ở. Tiêu Phong sở dĩ tạm thời chưa bị đuổi tới, là bởi vì hắn trước tiên thoát đi Ngự Long Thành, mặc dù Diệp Quân Lâm cũng có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa. Hơn nữa Diệp Quân Lâm đối với Côn Luân khư quá mức xa lạ, đặc biệt vùng này núi cao rừng rậm địa hình phức tạp, Diệp Quân Lâm vốn tưởng rằng mang theo mộ dung khuynh tuyết cái này, người địa phương có thể tốt một chút, nhưng là không nghĩ tới mộ dung khuynh tuyết cũng không quen thuộc vùng này hoàn cảnh. Lúc ấy còn ở tinh nguyệt thần tông khi, mộ dung khuynh tuyết nhất thời ở vào tông môn trong vòng dốc lòng tu luyện, ra tới rèn luyện số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Huống hồ lúc trước vì bảo vệ tốt này nhưng tốt tu luyện mầm, ở mộ dung khuynh tuyết hoàn toàn trưởng thành lên phía trước, tông môn cũng sẽ không làm nàng đi hiểm địa rèn luyện thăm dò, cho nên mộ dung khuynh thuyết lần này truy kích trong quá trình chẳng những chưa cho Diệp Quân Lâm cung cấp dẫn đường chi viện, ngược lại ở cước trình thượng kéo hoãn Diệp Quân Lâm tốc độ. Diệp Quân Lâm ở trong rừng, mơ hồ nhìn đến chỗ sâu trong có hắc ảnh thoáng hiện, bận rộn lo lắng truy tung mà đi. Vèo vèo vèo. Đúng lúc này, mấy cây vây quanh phẩm chất cây cối lần lượt bị người ném lại đây, tốc độ tuy rằng không tính thực mau, nhưng là lại diện tích che phủ quảng. Chỉ trệ ta truy kích tốc độ sao? Diệp quân lâm khóe miệng hơi hơi dơ lên, nhắm ngay kia mấy cây tật bắn tới cây cối oanh ra một quyền. Cuồng bạo quyền phong gào thét mà ra, cây cối nháy mắt bị oanh thành bột mịn, ngay sau đó bị quyền phong thổi quét không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bá! Phía trước cường tráng thân ảnh còn ở cấp tốc chạy trốn, hắn thân hình chợt trái chợt phải, ngẫu nhiên mượn dùng dây đằng cuồng du, trực tiếp đem thân thể ném bay ra đi ngàn trượng xa. Khu rừng này vốn là bao trùm với núi non phía trên, hẻo lánh ít dấu chân người gập gành khó đi hơn nữa đối với hoàn cảnh xa lạ mặc dù diệp quân lâm loại này tu vi cũng chỉ có thể miễn cưỡng truy tung nhưng như cũng bị ném ra một khoảng cách sang rác thân cây bị đặng đạp chi lực trực tiếp dẫm đến dập nát diệp quân lâm thân hình cũng giống như mũi tên rời dây cung bắn ra cùng lúc đó diệp quân lâm còn phải dùng quyền phong mở đường đem ngăn trở ở chính phía trước cây cối dây đằng phá hủy này liền càng thêm trì hoãn truy kích tốc độ Trái lại tiêu phong cũng là liều mạng lẩn trốn, hắn phía trước liền từng ẩn thân tại đây phiến nguyên thủy trong rừng, rất nhiều địa phương mặc dù là nhắm hai mắt đều có thể tìm được. Hắn không ngừng mượn dùng dây đằng tiến hành cự ly xa nhảy lên, thậm chí từng trực tiếp lướt qua khe núi, mặc dù là gập gành đường núi, ở tiêu phong dưới chân như cũng như dẫm trên đất bằng. Sư phụ tốc độ thật mau a. À. Tiêu phong liều mạng về phía trước hướng, ở hắn trong trí nhớ, rừng cây chỗ sâu nhất có một mảnh thạch lâm, mà Thạch Lâm phía sau tình hình giao thông càng thêm phức tạp. Đặc biệt ở vách núi phía trên lại rất nhiều sơn động, nhìn dáng vẻ là nhân công mở ra tới, sơn động bốn phương thông suốt, thậm chí có liên tiếp với một chỗ ngầm mật thất. Mà ngầm mật thất đó là Tiêu Phong lựa chọn an thân chỗ. Tiêu Phong một bên về phía trước chạy như điên, một bên trở tay túm lên to lớn hòn đá về phía sau phương ném đi. Hắn biết mấy thứ này thương không đến Diệp Quân Lâm, nhưng có thể lớn nhất trình độ trì hoãn hắn truy kích tốc độ, như thế liền đạt tới mục đích. Hai người ước chừng ở trong rừng chạy như điên vài dặm, nếu không phải Diệp Quân Lâm thực lực siêu nhiên, đã sớm bị ném không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhưng mà dù vậy, Diệp Quân Lâm ở đuổi tới Thạch Lâm bên cạnh khoảnh khắc, tiêu phong thân ảnh cũng hoàn toàn biến mất ở tầm mắt trong vòng. Mỗi tảng đá đều cao ước hai ba trượng, chót phát chỗ mây mù lượn lờ, hoàn toàn che đậy tầm mắt. Gia hỏa này đối địa hình quá quen thuộc, thật là làm người đau đầu a. À. Diệp Quân Lâm xâm nhập Thạch Lâm lại tìm tòi một đoạn thời gian, nhưng là vẫn chưa nhìn đến Hắc Giáp Ma Đầu tung tích. Ngươi lại không ra, ta liền hủy hoại này phiến Thạch Lâm. Diệp Quân Lâm cao giọng nói. Qua hồi lâu cũng không có bất luận cái gì đáp lại. Diệp Quân Lâm trực tiếp oanh ra tam quyền, số tòa cột đá ầm ầm sụp đổ, đá vụn vẩy ra. Kế tiếp Diệp Quân Lâm liên tục nổ nát mấy chục tòa cột đá, Hắc Giáp Ma Đầu như cũng không có phản ứng, hơi thở cha xét cũng không có phản hồi gia hỏa này bế khí công pháp thật đúng là cao cấp. Diệp quân lâm rất là cảm khái, trong lòng kia tổng đội cùng ma đầu quen thuộc cảm càng thêm mãnh liệt lên. Tính, vẫn là trước tìm mộ dung khuynh tuyết hiệp đi. Diệp quân lâm vẫn chưa tiếp tục truy tung, hắn trong lòng có mặt khác ý tưởng. Trở lại rừng cây bên ngoài, Diệp quân lâm liền nhìn đến mộ dung khuynh tuyết chính đầy mặt thấp thỏm cùng nôn nóng. Tông chủ, ngài rốt cuộc đã trở lại. Mộ dung khuynh tuyết tức khắc mặt mày hớn hở, vừa rồi trong lòng sầu lo cùng sợ hãi nháy mắt biến mất không thấy. Thế nào, Hắc Giáp Ma Đầu là bị ngài đánh chết sao? Nhìn đến Diệp Quân Lâm phía sau không có một bóng người, Mộ Dung Khuynh Tuyết bản năng cho rằng Ma Đầu đã bị Diệp Quân Lâm giết. Diệp Quân Lâm lắc lắc đầu, nói, rừng cây bên trong hoàn cảnh quá phức tạp, ta đuổi tới Thạch Lâm liền cùng ném. Mộ Dung Khuynh Tuyết khiếp sợ không thôi, nàng không nghĩ tới Hắc Giáp Ma Đầu thế nhưng ở Diệp Quân Lâm dưới mí mắt đào tẩu, này cũng quá cường hãn đi. Người biết trời cao phái vị trí sao? Diệp Quân Lâm vẫn chưa quá nhiều giải thích, mà là trực tiếp đặt câu hỏi. Mộ Dung Khuynh Tuyết gật gật đầu, nhưng là trong lòng nghi hoặc càng ngày càng nặng. Tông chủ, ngài là không tính toán đi diệt thái hư thần tông sao? Mộ Dung Khuynh Tuyết tò mò hỏi. Trời cao phái bất quá là một cái tiểu tông phái, Mộ Dung Khuynh Tuyết không biết Diệp Quân Lâm đây là cái gì dụng ý. Chẳng lẽ, cùng hắc giáp ma đầu có quan hệ? Diệp Quân Lâm trầm giọng nói, thái hư thần tông lại không trường cánh, khi nào diệt đều có thể, cũng không cần nóng lòng nhất thời. Phía trước nghe đồn đã nhắc tới quá trời cao phái tao ngộ biến đổi lớn, Diệp Quân Lâm tưởng tự mình đi xác nhận một chút tiêu phong trạng huống. Diệp Quân Lâm đã từng phỏng đoán đại ma đầu thân phận thật sự, trong đó mấu chốt nhất tin tức chính là cực đoan cắn nuốt công pháp. Mà cung thiên thu khả năng tính cực tiểu, thân hình cùng giới tính vứt bỏ không suy xét, đơn nói bọn họ khoảng thời gian trước còn ở thiên toàn sơn tìm kiếm long mạch audio điện tử võ tấn bền Huống Hồ Cung Thiên Thu hiện giờ ở Thái Hư Thần Tông địa vị càng ngày càng cao, đồng thời lại leo lên thượng đại thánh tử này đùi. Cho nên Cung Thiên Thu không có khả năng như thế không kiêng nể gì đi cắn nuốt người khác công lực, bởi vì không cần thiết. Nghe nói bảy thánh tử có được tra xét linh mạch năng lực, có thể cung cấp đỉnh cấp linh mạch làm năng lượng nguyên, căn bản là không có muốn bỏ gần tìm xa. Loại này logic đối với độc cô tiêu cùng với số lượng không nhiều lắm vài tên thiên thu giáo tinh anh cũng đồng dạng áp dụng. Bọn họ ôm chặt cung thiên thu này đùi, đồng dạng không cần thiết cắn nuốt tu sĩ công lực tới tăng lên tu vi. Toàn bằng tông chủ làm chủ, ta ở phía trước dẫn đường đó là. Mộ dung khuynh tuyết không dám hỏi nhiều. Hai người lập tức khởi hành, nhanh chóng đuổi bôn trời cao phái tổng đà. Cùng lúc đó, khu vực này đã hoàn toàn nổ tung chảo, hai tắc tin tức truyền khắp rất nhiều tông phái thành trì. Đệ nhất tắc tin tức đó là, ngự long thành kinh hiện hắc giáp ma đầu đại sát tứ phương, suýt nữa đem ngự long thành tàn sát dân trong thành. Đệ nhị tắc tin tức còn lại là, nhật nguyệt thần hỏa học viện phó viện trưởng Lạc Vân Dương cùng với mười mấy tên học viện tinh anh không có tin tức, tục truyền đã bị tuyệt thế cường giả giết chết. Hơn nữa kế tiếp hỗ trợ tìm kiếm Lạc Vân Dương đám người rơi xuống các thế lực lớn sôi nổi chịu khổ tàn sát, trong đó bao gồm ác danh rõ ràng huyết ảnh các. Tin tức này khiến cho hành động lớn hơn nữa, rất nhiều tông phái sôi nổi suy đoán có phải hay không lại có cái gì tuyệt thế đại năng xuất quan. Lại liên tưởng đến khu vực này nội thiên toàn sơn còn từng xuất hiện quá lớn hình long mạch, vô cùng có khả năng hấp dẫn đến đỉnh cường giả chú ý. Thái hư thần tông nội, đại thánh tử ở biết được này hai cái tin tức sau cũng khiếp sợ không thôi. Nhật Nguyệt Thần Hỏa Học Viện tại đây khu vực cơ hồ liền thuộc về số một đại tông phái, đến tột cùng là người nào phát rổ dám đối với bọn họ ra tay. Đại Thánh Tử đảo trừ khẩu khí lạnh. Huống hồ Lạc Phó viện trưởng thực lực siêu nhiên, bên người còn mang theo Nhật Nguyệt thần Hỏa học viện hơn 10 vị tinh anh, thế nhưng còn bị tàn sát hầu như không còn. Ra tay người đến có được cỡ nào khủng bố tu vi mới có thể làm được. Tam Thánh tử rất là cảm khái mà nói. Lấy Lạc Vân Dương tu vi cảnh giới, hắn nếu muốn chạy trốn, lại có bao nhiêu người có thể ngăn lại. Cung Thiên thu một câu lại lần nữa làm hiện trường lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Thậm chí có chút người trên mặt đã xuất hiện kinh hãi thần sắc sợ hãi thành như cung thiên thu theo như lời lạc phân dương thực lực cường hãn nếu hắn khăng khăng muốn chạy trốn ra tay người tu vi cảnh giới hoàn toàn nghiền áp mới có thể làm được cũng chỉ có chỉ cần mới có thể làm lạc phân dương đám người bị chết lặng yên không một tiếng động thế cho nên đến bây giờ còn không có tìm được tung tích các người có hay không nghĩ tới hắn vô cùng có khả năng là thiên toàn sơn long mạch tranh đoạt chiến xuất hiện thần bí cao thủ đại thánh tử trầm giọng nói mọi người tức khắc có loại thể hồ quán đỉnh cảm giác đặc biệt cung thiên thu nghĩ đến người nọ trong một đêm liền có thể đem đại hình long mạch lực lượng hao hết, này chỉ sợ chỉ có tuyệt thế cao thủ mới có khả năng làm được. Phân phó đi xuống, thái hư thần tông các đệ tử bảo trì mạnh nhất cảnh giới trạng thái, có bất luận cái gì tình huống dị thường lập tức phóng cảnh báo tín hiệu. Đại thánh tử trầm giọng nói, thái hư thần tông trung quy cũng quấn vào long mạch tranh đoạt chiến sự kiện. Lúc trước càng là trợ giúp Lạc Vân Dương tuần tra nhật nguyệt thần hỏa học viện tinh anh bị diệt thủ phạm manh mối. Nếu bị vị này thần bí cao thủ nhớ thương thượng kia nhưng chính là tai bay vạ gió, nhưng loại tình huống này khả năng tính lại rất lớn. Ta nhưng thật ra đối cái kia hắc giáp đại ma đầu rất cảm thấy hứng thú, thiên thu, người có hay không cảm thấy hắn tu luyện công pháp cùng người tương tự. Đại thánh tử đột nhiên hỏi. Cung thiên thu đầu tiên là nao nao, ngay sau đó trong giọng nói chịu mà nói, nhưng thật ra có chút giống nhau chỗ, nhưng là hấp thu tu sĩ công lực chung quy kém cỏi, hơn nữa di chứng quá lớn. Tuy rằng đề tài thay đổi, nhưng cung thiên thu trong lòng như cũ suy nghĩ vị kia siêu cấp cường giả sự tình. Trong lòng ở kinh hãi đồng thời, còn có chút hứa hướng tới, âm thầm nói, chỉ có loại này tu vi mới là côn luân khư đỉnh nhân vật đi. Cung thiên thu thực mau lại nghĩ tới cái kia thần bí hắc giáp ma đầu, nghe nói bị tàn sát loại nhỏ tông phái nhân viên đều là công lực cùng tinh huyết bị cắn nuốt sạch sẽ. Cái này làm cho cung thiên thu cái thứ nhất nghĩ đến chính là tiêu phong, đặc biệt là bị an bài ở trời cao phái giám thị hướng đi tinh anh cũng toàn bộ không có tin tức đại khái suất là giữ nhiều lành ít. Này liền làm cung thiên thu càng thêm kiên định loại này suy đoán, rốt cuộc lúc trước vẫn là nàng dẫn đường tiêu phong đi hướng cực đoan cắn nuốt tu sĩ công lực con đường này. Hắn như thế điên cuồng cắn nuốt tu sĩ công lực, rõ ràng là nóng lòng tăng lên tu vi cảnh giới, chẳng lẽ là tính toán tìm chính mình báo thù rửa hận. Nghĩ vậy loại khả năng, cung thiên thu lại có một chút nguy cơ cảm. Tuy rằng nàng cùng đại thánh tử song tu cùng với cắn nuốt long mạch chi lực thêm vào hạt tu vi cảnh giới lại lần nữa tăng lên, nhưng tiêu phong đi con đường càng thêm cực đoan. Không đem tiêu phong tìm được cũng đánh chết, người sau trung quy là cái tâm phúc họa lớn, còn hẳn là nhân lúc còn sớm đem cái này tai họa ngầm gạt bỏ mới có thể an tâm. Lại cùng đại thánh tử đám người thương nghị một phen tông môn phòng ngừa công việc sau, cung thiên thu trực tiếp phái huyền minh cùng độc cô tiêu đi siêu tầm tiêu phong rơi xuống hơn nữa luôn mãi cường điệu có thể đem tiêu phong đương trường đánh chết diệp quân lâm cùng mộ dung khuynh tuyết mã bất đình để đuổi bôn trời cao phái tổng đà nhưng mà đương hai người tới mục đích địa khi liền phát hiện nơi này đã là trước mắt vết thương nơi nơi đổ nát thê lương còn có rất nhiều thi thể không có xử lý sạch sẽ người sống sót cũng ít đáng thương còn đều bị bất đồng trình độ nội thương đây cũng là đại ma đầu làm mộ dung khuynh tuyết đảo hút khẩu khí lạnh diệp quân lâm không nói gì nhưng là nhìn đến những cái đó thi thể đều là bị hút khô công lực cùng tinh huyết đã thuyết minh vấn đề hắn nhìn quanh bốn phía thực mau liền thấy được trời cao phái thiếu chủ tạ hoàn vũ diệp quân lâm lắc mình đi vào tạ hoàn vũ phụ cận trầm giọng hỏi tạ hoàn vũ tiêu phong đâu nơi này là tình huống như thế nào tạ hoàn vũ nao nao diệp quân lâm làm đơn giản dịch dung hắn trước tiên vẫn chưa nhận ra nhưng mà diệp quân lâm vẫn chưa cố tình thay đổi thanh âm tạ hoàn vũ có chút không xác định hỏi ngươi là diệp quân diệp tiên sinh là ta diệp quân lâm trầm giọng nói nơi này rốt cuộc đã phát chuyện gì tạ hoàn vũ trên mặt tràn ngập vẻ khiếp sợ diệp quân lâm cường đại đã làm hắn có bóng ma tâm lý không dám có chút chỉ hoãn đúng sự thật trả lời diệp tiên sinh tiêu phong từ cung thiên thu hôn lễ lần trước tới lúc sau tính tình đại biến không bao lâu liền bắt đầu phát điên giống nhau cắn nuốt người khác công lực Trời cao phái nội thực lực hơi chút cường hãn điểm đều gặp độc thủ, có thể là tiêu phong còn lưu có một tia tình cảm vẫn chưa hướng trời cao phái hạ tử thủ. Nếu không chúng ta tất cả mọi người muốn chết. Tạ Hoàn Vũ nói xong lời cuối cùng đã mang theo khóc nức nở trong thanh âm cũng tràn ngập sợ hãi. Nhưng là còn lại rất nhiều loại nhỏ môn phái liền không may mắn như vậy. Theo ta được biết quanh thân người mấy cái tiểu tông phái đều bị tàn sát hầu như không còn, bọn họ tu luyện tài nguyên cũng toàn bộ bị cắn nuốt sạch sẽ hiện giờ tiêu phong cùng ác ma vô dị. Diệp quân lâm mày nhíu chặt, trầm giọng hỏi, nhiều như vậy tông phái bị tập kích, bọn họ liền không nghĩ liên thủ đối phó tiêu phong. Nghĩ tới, nhưng là tiêu phong hiện tại thực lực quá cường, loại nhỏ tông phái liên thủ cũng không làm nên chuyện gì. Tạ hoàn vỗ thở dài, tiếp tục nói, lại tìm như vậy cắn nuốt đi xuống, chỉ sợ cũng liền chung đảng tông phái cũng sẽ bị hắn dễ dàng diệt môn. Diệp tiên sinh, tiêu phong dù sao cũng là ngài đồ đệ, ngài cũng không thể ngồi yên không nhìn đến A. À. Tạ hoàn vũ đầy mặt bi thương, hắn là thật bị tiêu phong tàn nhẫn sợ tới mức cho tới bây giờ còn lòng còn sợ hãi. Sở tiêu phong khi nào lại sát cái hồi mã thương, đến lúc đó trời cao phái liền thật sự bị diệt môn. Mộ dung khuynh tuyết đồng dạng đầy mặt vẻ khiếp sợ, nàng rốt cuộc minh bạch diệp quân lâm vì cái gì trước tới trời cao phái, nguyên lai đối với hắc giáp ma đầu sớm có suy đoán. Hơn nữa hiện tại xem ra diệp quân lâm suy đoán phi thường chính xác cơ hồ có thể kết luận cái kia đại ma đầu chính là tiêu phong. Ta sẽ xử lý. Diệp quân lâm ngưng thanh nói. Diệp quân lâm rõ ràng cung thiên thu là tiêu phong khúc mắc nơi, tuy rằng đem cảm tình bộ phận buông, nhưng là hồi ý cùng thù hận lại là càng ngày càng cường liệt. Này ở một mức độ nào đó sẽ làm tiêu phong để tâm vào chuyện vụn vặt, do đó không từ thủ đoạn tăng lên tu vi, lấy đạt tới nhanh chóng báo thù rửa hận chung cực mục tiêu. Hơn nữa Côn Luân Khư tu luyện tài nguyên phi thường phong phú, trong thời gian ngắn đại biên độ tăng lên cũng sẽ làm tiêu phong tâm lý sinh ra biến hóa. Như thế trở thành đại ma đầu đảo cũng không kỳ quái. Đối lập dưới cung thiên thu ngược lại không dám làm quá thái quá, rốt cuộc nàng đã trở thành trung đẳng tông phái cao tầng, không cần thiết như vậy chỉ vì cái trước mắt. Tông chủ, người tính làm sao bây giờ? Mộ dung khuynh tuyết thật cẩn thận hỏi. Diệp quân lâm vẫn chưa đáp lại, hắn giờ phút này trong lòng cũng rất là phức tạp, hoặc là nói hắn còn không có hạ quyết tâm. Tuy rằng Diệp Quân Lâm cũng không nghĩ Tiêu Phong rơi vào ma đạo, nhưng là này trung quy là Tiêu Phong chính mình lựa chọn, hắn quản không được. Nhưng là nếu Tiêu Phong bởi vậy trêu chọc thượng đại hình thế lực, chỉ sợ cũng sẽ tánh mạng khó giữ được, này tuyệt đối không phải Diệp Quân Lâm muốn nhìn đến cục diện. Tiêu Phong trung quy là hắn đổ đệ, mặc dù muốn sát, cũng không tới phiên người khác. Ít nhất tại đây sự kiện thượng, Tiêu Phong mục đích chỉ là báo thù rửa hận, chẳng qua phương thức phương pháp quá mức cực đoan nhưng nói đến cùng côn luân khư rất nhiều thế lực chết sống cùng hắn có quan hệ gì đâu trước làm quen thuộc kia khu rừng nhân viên mang ta tìm được tiêu phong rồi nói sau diệp quân lâm trầm ngâm một lát nói hắn đã quyết định mặc kệ thế nào trước lui qua người bảo vệ lại tới đồng thời nhìn xem có không làm tiêu phong trở về tu luyện chính đạo tiêu phong từng là ta nhất coi trọng đồ đệ như vậy đi xuống trung quy quá đáng tiếc Diệp Quân Lâm trong lòng âm thầm nghĩ. Thế tục giới hết thảy như thường. Đại bản doanh thành viên tiếp tục từng nhóm thứ dùng tới đế chi não phát hiện siêu cấp linh mạch tiến hành rèn luyện tăng lên, chỉnh thể chiến lược lại lần nữa thượng tân bậc thang. Mà chư thần bảo hộ cùng với dưới chướng thần miếu cường giả cũng đang âm thầm thời khắc nhìn chằm chằm, nhưng bọn hắn bởi vì kiêng kỵ với Diệp Quân Lâm thực lực mà chưa dám hành động thiếu suy nghĩ. Liên tục hai chiến 12 vị chư thần bảo hộ có 5 vị bỏ mình 3 vị trọng thương, trung tâm đỉnh cấp chiến lực có thể nói tử thương thảm trọng. Cũng may chư thần bảo hộ chủ thần hạt giống thần phó nhóm trở về hỗ trợ. Lại kết hợp thần miếu cao thủ lực lượng, nhân tâm tạm thời còn có thể ổn được. 12 vị chủ thần hạt giống đã toàn bộ tìm được, hiện tại nhất thiếu chính là Long Mạch Tài Nguyên. Đáng giận Diệp Quân Lâm, thế nhưng một mình bá chiếm bí cảnh chung mười mấy giải Long Mạch. Lucas trải qua trong khoảng thời gian này điều tức, thực lực rốt cuộc hoàn toàn khôi phục giờ phút này đã ở vào vô năng cuồng nộ trạng thái. Mặt khác vài vị may mắn còn tồn tại chư thần bảo hộ cảm xúc cũng hảo không đến chạy đi đâu. Đặc biệt ở lần trước trong chiến đấu đồng dạng ăn bẹp bành liệt áo, lòng bàn tay lôi điện hỏa hoa nhảy lên càng thêm thường xuyên cuồng táo. Nếu kia 10 giải long mạch là chủ thần hạt giống sử dụng, ít nhất có thể chân chính thức tỉnh năm vị chủ thần. Đến lúc đó cái gì diệp quân lâm, búng tay gian liền sẽ hôi phi yên diệt. Bành liệt áo tức muốn hộp máu mà nói chư thần bảo hộ lúc này cơ bản liền thuộc về vạn sự đã chuẩn bị chỉ thiếu long mạch nhưng mà đúng lúc này bành liệt áo đột nhiên được đến thủ hạ người gửi đi khẩn cấp tin tức khởi bẩm bảo hộ đại nhân chúng ta rất thần miếu dò xét nhân viên ở nhật bất lạc đế quốc phát hiện long mạch hơn nữa đối lập quy mô chút nào không thể so bí cảnh bên trong mạnh nhất long mạch kém bành liệt áo rộng mở đứng lên trên mặt khống chế không được tràn đầy vui sướng chi tình thật tốt quá thật là trời cũng giúp ta Bành liệt áo ngưỡng mặt cười to, ngay sau đó quay đầu nhìn về phía Lucas, nói, chúng ta cùng đi nhìn xem đi. Lần này cuối cùng có thể hòa nhau một thành. Lucas cũng là tinh thần phấn chấn, này Long Mạch thật có thể nói là là mưa đúng lúc. Hai người ngay sau đó dẫn dắt mấy trăm danh thần miếu cao thủ tiến đến Long Mạch nơi vị trí. Trên đường không nói chuyện, trước mặt mọi người người nhìn đến trước mắt này Long Mạch phát ra nồng đậm linh khí khi, đều là vui mừng quá đỗi. Chủ thần hiện thế có hy vọng, Diệp Quân Lâm, người tận thế cũng mau tới rồi. Bành liệt áo âm chắc chắc mà nói. Diệp quân lâm làm trời cao phái quen thuộc hoàn cảnh đệ tử dẫn đường tìm kiếm tiêu phong rơi xuống. Ban đầu tìm kiếm đó là rừng cây chỗ sâu trong kia phiến thạch lâm, chỉ là một phen tìm kiếm xuống dưới như cũ không thu hoạch được gì. Theo sau đó là căn cứ tạ hoàn vũ cung cấp mấy cái tiêu phong dĩ vãng thường xuyên đi mấy cái địa điểm tiến hành siêu tầm, như cũ giỏ che múc nước công dã tràng. Nhưng mà tiêu phong cũng phi thường thông minh, lần trước né tránh diệp quân lâm truy kích màn đêm buông xuống liền rời đi thạch lâm hắn thậm chí suy đoán đến diệp quân lâm sẽ từ cùng cung thiên thu tương quan nhân viên trung tiến hành hoài nghi rốt cuộc những người này đều đã từng tu luyện quá cực đoan cắn nuốt công pháp đại náo ngựa long thành cắn nuốt như vậy nhiều người công lực thế tất sẽ khiến cho diệp quân lâm tương quan suy đoán hắn hiện tại nhưng không nghĩ làm diệp quân lâm nhìn đến chính mình như vậy cá nhân không người quỷ không quỷ chật vật dáng vẻ đang lẩn trốn ly tránh né trong quá trình Tiêu Phong cũng nghe nói Nhật Nguyệt Thần Hỏa học viện tương quan tin tức. Phó viện trưởng Lạc Vân Dương cùng với mười mấy tên trong viện tinh anh bị tàn sát hầu như không còn, chuyện này khiến cho cực đại phong ba, thậm chí mấy ngày liền Nguyệt Thần Hỏa điện tổng đà đều cực kỳ coi trọng, trực tiếp phái ra rất nhiều thiên kiêu tiến đến điều tra. Cao tầng còn hạ đạt tử mệnh lệnh, cần thiết tra ra phía sau màn hung phạm, sau đó đem hung thủ mang về Nhật Nguyệt Thần Hỏa điện tổng đà, làm hung phạm sống không bằng chết. Nhật Nguyệt Thần Hỏa Học Viện liền tương đương với Nhật Nguyệt Thần Hỏa Điện người phát ngôn, Lạc Vân Dương đám người bị chết lặng yên không một tiếng động, cơ bản liền tương đương với ở đánh Nhật Nguyệt Thần Hỏa Điện mặt, bọn họ có như vậy đại phản ứng cũng liền không kỳ quái. Cái này hung phạm rất có thể chính là sư phụ, đi theo hắn bên người nữ nhân kia Tinh Nguyệt Thần Tông thánh nữ, mà khoảng thời gian trước Tinh Nguyệt Thần Tông cũng đi tranh đoạt Quá Long mạch, trong đó may mắn còn tồn tại liền có mộ dung thanh tuyết. Đối với rất nhiều tông phái đối với đánh chết Nhật Nguyệt Thần Hỏa Học viện thành viên chính là mỗ vị đỉnh cấp tông phái tuyệt thế cường giả suy đoán, Tiêu Phong khinh thường nhìn lại, kết hợp đủ loại tin tức, hắn cái thứ nhất nghĩ đến đó là sư phụ Diệp Quân Lâm. Tiêu Phong phi thường hiểu biết Diệp Quân Lâm, nếu hắn dám tiến vào Côn Luân Khư, đã nói lên sư phụ đã có được tuyệt đối cường hãn thực lực. Mà ở kia khu vực có năng lực không kiêng nể gì thả lặng yên không một tiếng động mình gì Nhật Nguyệt Thần Hỏa Học viện như vậy nhiều cao thủ, cũng chỉ có Diệp Quân Lâm một người có thể làm được tuyệt không thể làm sư phụ nhìn đến ta cái dạng này. Ít nhất ở thành công báo thù cung thiên thu phía trước không thể làm hắn nhìn đến. Tiêu phong hạ quyết tâm, trực tiếp chui vào cái núi sâu rừng già trốn rồi đi vào. Cũng quyết định trong khoảng thời gian này không đi cắn nuốt nhân viên công lực. Núi sâu rừng già trung linh khí sung túc, tuy rằng so với hấp thu công lực tăng lên tốc độ thong thả rất nhiều, nhưng là an toàn A. À. Bên kia, Diệp quân lâm đám người liên tục tìm kiếm tiêu phong mấy ngày không có kết quả nếu chúng ta hao phí như thế nhân lực cũng chưa tìm được, nói vậy Tiêu Phong đã tìm cái tuyệt đối an toàn địa phương trốn đi. Không cần tìm, chúng ta có thể đi Thái Hư Thần Tông. Tuy rằng không tìm được Tiêu Phong, nhưng Diệp Quân Lâm ngược lại càng an tâm. Này thuyết minh Tiêu Phong tạm thời từ bỏ hấp thu công lực tăng lên, không nghĩ làm chính mình tìm được. Hơn nữa thông qua lần trước truy kích cũng có thể phán đoán ra, Tiêu Phong thực lực cũng đã sớm xưa đâu bằng nay, đối mặt cường giả có lẽ vô pháp thắng được, nhưng toàn thân mà lui hẳn là vấn đề không lớn. Tốt, tông chủ." Mộ Dung Khuynh Tuyết cung thanh nói. "Diệp tiên sinh, chúng ta đây đâu?" Tạ Hoàn Vũ mang theo khóc nức nở hỏi. Hiện giờ trời cao phái tử thương thảm trọng, mặc dù là chung quanh tiểu tông phái đều đối bọn họ như hổ rình môi. Diệp Quân Lâm trầm ngâm một lát, nói, "Các ngươi đều đi tinh nguyệt thần tông, ta sẽ làm Mộ Dung Uyển tình thu lưu của các ngươi, cũng coi như có cái chỗ dung thân, nhưng là nhớ kỹ, đến nơi nào lúc sau phục tùng an bài, nếu không ai cũng giữ không nổi các ngươi tánh mạng. Hảo hảo hảo, đa tạ Diệp tiên sinh, chúng ta tuyệt đối vô điều kiện phục tùng an bài. Tạ hoàn vũ ngàn ân vạn tạ. Tuy rằng hắn không rõ ràng lắm Diệp quân lâm vì cái gì sẽ như thế đại mặt mũi, nhưng chỉ cần có thể tạm thời giữ được tánh mạng so cái gì đều cường. Đối với Diệp quân lâm mệnh lệnh, mộ dung huyền tình tự nhiên không dám vi phạm. Theo sau mộ dung khuynh tuyết mang theo Diệp quân lâm đuổi bôn thái hư thần tông tuy rằng hai người cước trình đều không chậm, nhưng là thái hư thần tông khoảng cách pha xa. Mấy ngày sau, hai người hành đến một tòa cỡ trung thành chỉ vùng ngoại ô, lại vừa vận đụng tới Nhật Nguyệt Thần Hỏa Học Viện cùng Nhật Nguyệt Thần Hỏa Điện Đỉnh cấp thiên kiêu, bọn họ tựa hồ đang ở che trời lấp đất tìm người. Mộ dung khuynh tuyết cũng nhận ra bọn họ thân phận, bận rộn lo lắng truyền âm cấp diệp quân lâm. Tông chủ, những người đó là Nhật Nguyệt Thần Hỏa Điện Đỉnh cấp thiên kiêu đặc biệt duy nhất cái kia nữ thiên kiêu, thân phận càng là so lạc vân dương còn muốn cao rất nhiều. Chúng ta vẫn là tạm lánh nhất thời đi. Mộ dung khuynh tuyết thanh âm đều có chút run rẩy, hiển nhiên khẩn trương tới rồi cực điểm. Đương nhiên này cũng không trách mộ dung khuynh tuyết lá gan quá tiểu, chủ yếu là nhật nguyệt thần hỏa điện uy danh quá khủng bố, trong điện tùy tiện một vị đỉnh cấp thiên kiêu đều có thể ép tới tinh nguyệt thần tông loại này cấp bậc thế lực không dám ngẩng đầu. Sợ cái gì, nếu bọn họ muốn chết nói cứ việc lại đây tìm phiền toái. Diệp Quân Lâm đầy mặt không sao cả mà nói. Mộ Dung Khuynh Tuyết khóe miệng trừ trừ, đối với Diệp Quân Lâm phong cách hành sự lại có hoàn toàn mới nhận thức. Phải biết rằng những người này chẳng những thân phận địa vị cao cả, tu vi cảnh giới càng là phi thường khủng bố. Nhật Nguyệt Thần Hỏa Điện mặc dù ở rất nhiều đại tông phái trung tổng hợp thực lực cũng tuyệt đối có thể xếp hạng hàng đầu. Diệp Quân Lâm thế nhưng hoàn toàn không để trong lòng. Bên kia, Nhật Nguyệt Thần Hỏa Điện cùng Nhật Nguyệt Thần Hỏa Học viện Thiên Kiêu là bởi vì nghe nói khu vực này xuất hiện một vị siêu cấp cường giả, bọn họ đặc tới săn giết. Công Tôn Thiên Kiêu, ngài mau xem, cái kia là Tinh Nguyệt Thần Tông Mộ Dung Khuynh Tuyết. Nghe nói là Phó viện trưởng ở trước khi mất tích trạm cuối cùng chính là Tinh Nguyệt Thần Tông. Nếu là đem Mộ Dung Khuynh Tuyết bắt lại khảo vấn, nói không chừng có thể được biết trong đó một ít ẩn tình. Trong đó một người phụ trách tiếp đãi Nhật Nguyệt Thần Hỏa Điện Thiên Kiêu nhóm học viện thành viên đột nhiên nói: Công Tôn Nguyệt ảnh lạnh giọng hạ lệnh nói, đem hai người kia bắt lại. "Bá." Mọi người nhanh chóng đem Diệp Quân Lâm cùng Mộ Dung Khuynh Tuyết vây quanh lên. Mộ Dung Khuynh Tuyết nháy mắt khẩn trương vô cùng, một trương mặt đẹp hoa dung thất sắc. Tuy rằng Diệp Quân Lâm thực lực không tầm thường, nhưng trước mắt những người này nhưng đều là Nhật Nguyệt Thần Hỏa Điện đỉnh cấp thiên kiêu, thực lực thậm chí muốn so Lạc Vân Dương còn khủng bố rất nhiều, nếu Diệp Quân Lâm bị vài vị cao thủ bám trụ, như vậy chính mình tuyệt đối tánh mạng khó giữ được. Mộ Dung Khuynh Tuyết, nếu ngươi thức thời nói, liền đem lạc phó viện trưởng rơi xuống nói ra, nếu không cũng đừng trách ta là thủ tồi hoa. Một người nhật nguyệt thần hỏa học viện cao thủ cười lạnh nói. Có nhật nguyệt thần hỏa điện thiên kiêu nhóm tỏa chấn, bọn họ nói chuyện đều phá lệ có nắm chắc, đem chó cậy thế chủ cái này từ ngữ biểu hiện đến vô cùng nhuần nguyễn. Từ từ, nàng này tướng mạo không tầm thường, lưu nàng một cái tánh mạng cấp bổn thiên kiêu đương ấm giường nữ nô đi. Một vị nhật nguyệt thần hỏa điện thiên kiêu tà cười nói. Liên tiểu tử ngươi đôi mắt tặc, thế nhưng bị ngươi nhanh chân đến trước. Sớm biết rằng liền nên nhiều đến loại này thâm sơn cùng cốc đi dạo, tu luyện tài nguyên tuy rằng phi thường thiếu thốn, nhưng lộng hồi mấy cái tư sắc tuyệt hảo nữ nhân cũng không tồi a. À. Lời này có lý, đợi khi tìm được lạc phân dương bọn họ, chúng ta liền bắt đầu nhiều đi dạo, ha ha ha. Nhật Nguyệt thần hỏa điện chúng thiên kiêu cuồng ngạo vô cùng, hiển nhiên cũng chưa đem Diệp Quân Lâm cùng mộ dung khuynh tuyết để vào mắt, Mộ Dung Khuynh Tuyết nghe vậy thân thể đều ở run nhẹ nhẹ. Nàng đã sớm nghe nói Nhật Nguyệt Thần Hỏa Điện cũng chính cũng tà, nếu thật trở thành người này nữ nô, kia sẽ là sống không bằng chết sinh hoạt a. À. liền Liên ở tuyệt đại đa số người đem ánh mắt tập trung ở Mộ Dung Khuynh Tuyết trên người khi, Công Tôn Nguyệt ảnh lại là ở quan sát đến Diệp Quân Lâm, thông qua hắn ăn mặc cơ bản có thể kết luận người này mới từ thế tục giới tới không lâu. Nhưng mà chính là như vậy một cái mới vào côn luân khư tay mơ, thế nhưng ở bên ta nhiều như vậy cường giả vây quanh hạ vững như Thái Sơn, thật sự làm nàng rất là ngoài ý muốn. Mộ dung khuynh tuyết đúng không, người này nô lệ mua không tồi, bổn thiên kiêu muốn, người không ý kiến đi. Công tôn Nguyệt ảnh lạnh lùng nói. Công tôn Nguyệt ảnh vừa nói lời nói, hiện trường nháy mắt liền an tĩnh xuống dưới. Tất cả mọi người đem ánh mắt chuyển rời đến diệp quân lâm trên người, nhưng là nhìn nửa ngày cũng không phát hiện cái gì đặc thù chỗ. Gia hỏa này tu vi thường thường, tướng mạo giống nhau, rốt cuộc là nơi nào dẫn tới chúng ta tiểu công chúa chú ý. Không nghĩ tới tiểu công chúa thích như vậy, đều do ta lớn lên quá anh Tuấn tiêu sái, lúc này mới không được đến tiểu công chúa yêu ái. Ánh trăng, người không lầm đi, loại này thường thường vô kỳ mặt hàng giết chính là, mặc dù là mang theo trên người đương nô lệ đều hạ giá. Đúng vậy ánh trăng công chúa, muốn nô lệ, chúng ta đi đỉnh cấp thành chỉ tùy tiện tuyển, cái nào không thể so cái này cường. Mọi người sôi nổi hảo môn khuyên bảo, đối với Diệp Quân Lâm cũng toàn là khinh thường thái độ. Thật cũng không phải những người này quá mức làm ra vẻ, thật sự là bởi vì công tôn nguyệt ảnh thân phận quá tôn quý, chẳng những người lớn lên xinh đẹp, tu luyện phương diện càng là thiên phú dị bẩm thâm đến nhật nguyệt thần hỏa điện hai vị điện chủ yêu thích cùng coi trọng. Cho nên công tôn nguyệt ảnh ở nhật nguyệt thần hỏa điện trung địa vị cực cao, thậm chí đều là tương lai điện chủ hữu lực người cạnh tranh, bị sở hữu nhật nguyệt thần hỏa điện nam tu sĩ tôn vì tiểu công chúa, Đương nhiên ở tông phái nội cũng không thiếu thiên kiêu truy đuổi, tiếc rằng công tôn nguyệt ảnh ánh mắt cực cao, đem những cái đó đỉnh cấp thiên kiêu toàn bộ cự chi môn ngoại. Hiện giờ lại không nghĩ rằng nàng chủ động muốn đem một cái mới vào côn luân khư thế tục giới con khỉ thu làm nô lệ, này quả thực quá không thể tưởng tượng. Mặc dù là một ít trung tiểu tông phái thiên kiêu, hận không thể đều tranh nhau muốn đương công tôn nguyệt ảnh nỗ lực đâu. Này chỉ thế tục giới sao tử có tài đức gì, thế nhưng có thể được đến nhật nguyệt thần hỏa điện tiểu công chúa yêu ái các ngươi làm gì vậy ta bất qua xem ra hỏa này thú vị thôi chờ bổn thiên kiêu trêu chọc nị lúc sau tự nhiên sẽ đem hắn giết chết công tôn nguyệt ảnh không kiên nhẫn mà nói chúng nhật nguyệt thần hỏa điện thiên kiêu tức khắc không cần phải nhiều lời nữa chỉ cần không phải coi trọng này con khỉ là được nếu không bọn họ chẳng phải là thật mất mặt mộ dung khuynh tuyết há miệng thở dốc phát hiện chính mình phát không ra thanh khẩn trương sợ hãi tới rồi cực điểm ô ngao ô ngao đi theo nhật nguyệt thần hỏa điện thiên kiêu nhóm bên cạnh mấy chỉ linh thú cũng đột nhiên quái kêu, phảng phất tự cấp các chủ nhân cố lên trợ uy. Diệp quân lâm như cũ đầy mặt bình tĩnh mà nhìn mọi người, càng chuẩn xác tới giảng hẳn là nhìn những cái đó linh thú. Hắn phát hiện này đó linh thú hình thái khác nhau, nhưng là cùng thế tục giới động vật hình thái kém cực đại, liền tỷ như trong đó một con cùng loại mã linh thú, trên đầu thế nhưng còn có hai chỉ thật dài sừng. Ở hai chỉ sừng trung gian còn trường đệ tam chỉ mắt, có vẻ uy phong lẫm lẫm sáng ngời có thần. Các ngươi vô nghĩa nói xong sao? Nói xong nói có thể lăn, nếu không ta không ngại đưa các ngươi đi gặp Diêm Vương. Diệp Quân Lâm đột nhiên nói. Ách, mọi người tức khắc ngạc nhiên. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới Diệp Quân Lâm câu đầu tiên lời nói không phải quỳ xuống đất xin tha, thế nhưng là ở. Mắng chính mình. Này quả thực, buồn cười. Thế tục giới con khỉ, người biết chính người đang nói cái gì sao? trong đó một người nhật nguyệt thần hỏa điện thiên kiêu cả giận nói diệp quân lâm nhún vai nói chẳng lẽ ngươi điếc nghe không được cũng hoặc là ngươi choáng váng nghe không hiểu ngoà tào vị này thiên kiêu tức khắc nổi trận lôi đình bổn tọa ở rất nhiều đại hình tông phái nội đều bị chịu tôn sùng thế nhưng lại một lần bị thế tục giới phế vật con khỉ mắng khinh người quá đáng không thể nhịn được nữa ngươi tìm chết tuổi trẻ thiên kiêu trực tiếp rút kiếm thư hướng diệp quân lâm trái tim này nhất kiếm tốc độ cực nhanh mang theo cực kỳ lạnh thấu xương kiếm cương phảng phất muốn đem này phiến không gian vẽ ra một đạo cái khe lưu người sống công tôn nguyệt ảnh bận rộn lo lắng nhắc nhở nói ở nàng xem ra đồng bạn này nhất kiếm bình thường trạng huống hạ tuyệt đối có thể đánh chết diệp quân lâm nam thiên kiêu mặt ngoài đáp ứng trong lòng lại là không cho là đúng diệp quân lâm cũng dám mở miệng vũ nhục chính mình như vậy liền cần thiết đến chết phùng tiêu động chân hỏa gia hỏa này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Xem hắn cái này phản ứng, hẳn là bị dọa ngu đi. Ta chỉ quan tâm ta khuynh tuyết muội muội kỹ thuật như thế nào, hắc hắc hắc. Vài tên nhật nguyệt thần hỏa điện thiên kiêu trong giọng nói tràn ngập khinh miệt chi tình, ở bọn họ trong mắt Diệp Quân Lâm giờ phút này cùng một khối thi thể vô dị. Liên chút thực lực ấy còn dám không lựa lời, quả thực là không biết tự lượng sức mình. Thấy Diệp Quân Lâm mốc lăng tại chỗ vì văn ti chưa động, Phùng Tiêu bản năng cho rằng là bị chính mình khủng bố vô song kiếm ý dọa choáng váng, khóe miệng không tự chủ được hơi hơi dơ lên. Nhưng mà giây tiếp theo, Phùng Tiêu tươi cười chợt động lại. Hắn kinh ngạc phát hiện, Diệp Quân Lâm không biết khi nào dò ra song chỉ, tinh chuẩn vô cùng kẹp ở mũi kiếm phía trên. Nguyên bản cuồng bạo kiếm cương lại không biết sao biến mất cái vô tung vô ảnh. Này, sao có thể? Phùng Tiêu quả thực không thể tin được chính mình hai mắt. Dựa theo bình thường kịch bản phát triển, giờ này khắc này Diệp Quân Lâm không nên huyết bắn đương trường sao. Người cấp bổn tọa buông tay. Phùng tiêu quát lớn ra tiếng, chợt phóng thích khủng bố khí cơ, đem này quán chú với trường kiếm bên trong, ý đồ lợi dụng càng thêm cuồng bạo kiếm cương, khiến cho Diệp Quân Lâm đánh mất đối với trường kiếm khống chế. Người không khỏi quá tự phụ đi. Diệp Quân Lâm đồng dạng phóng thích khí cơ. Hai cổ khí cơ ầm ầm va chạm ở một chỗ. Diệp Quân Lâm một phóng khí cơ liền giống như hải nạp bách xuyên, trong khoảnh khắc liền đem phùng tiêu kiếm cương hoàn toàn cắn nuốt dung hợp. Một màn này làm phùng tiêu nháy mắt trợn mắt há hốc mồm lên, còn không đợi hắn làm ra bước tiếp theo phản ứng, chỉ cảm thấy trợ thủ đắc lực tê dại, trường kiếm không chịu khống chế rời tay mà ra, nháy mắt bị một cổ cuồng bạo khí cơ chấn đến vỡ thành số đoạn. Nếu ngươi muốn, vậy toàn bộ còn cho ngươi hảo. Theo diệp quân lâm lạnh băng thanh âm vang lên, kia vỡ vụn số tròn đoạn trường kiếm đoạn nhận giống như mưa rền gió giữ giống nhau bắn về phía phùng tiêu. Do giữa hai người khoảng cách thật sự thân cận quá, phùng tiêu căn bản là không kịp làm ra bất luận cái gì phản ứng, trực tiếp bị đoạn nhận đâm chúng, cường đại khí cơ giao cho đoạn nhận vô cùng khủng bố lực đánh vào, đem phùng tiêu thân thể nhiều chỗ sỏ xuyên qua. Phốc phốc phốc, huyết hoa tuôn ra, phùng tiêu cả người cũng trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài. Nhưng mà phùng tiêu thân thể còn ở giữa không chung khi cũng đã khí tuyệt bỏ mình. Thình thịch, phùng tiêu xác chết nặng nề mà té ngã trên đất hiện trường một mảnh tĩnh mịch. Nhật Nguyệt Thần Hỏa Điện cùng Nhật Nguyệt Thần Hỏa Học Viện Thiên Kiêu nhóm thậm chí quên mất hô hấp, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, bị coi tác chiến năm cha thế tục giới con khỉ thế nhưng có thể một kích đem Phùng Tiêu chân sát. Phải biết rằng Phùng Tiêu ở bọn họ này đội người bên trong thực lực hoàn toàn có thể bài đến trước năm, mặc dù ở toàn bộ Nhật Nguyệt Thần Hỏa Điện đỉnh cấp Thiên Kiêu nội, kia cũng tuyệt đối có thể bài tiến tiền người, thậm chí so một ít trưởng lão sức chiến đấu còn cường hãn hơn. Nhưng mà ở Diệp Quân Lâm trước mặt, thế nhưng như thế bất kham một kích. Gia hỏa này đến tột cùng là cái gì thân phận bối cảnh? Thế tục giới đã có như vậy khủng bố cường giả sao? Vô số dấu chấm hỏi xuất hiện ở nhật nguyệt thần hỏa điện chúng thiên kiêu trong óc. Không cho các người đồng bạn báo thù sao? Diệp quân lâm thanh âm lại lần nữa vang lên. Khiêu khích, chân trụi khiêu khích, chúng thiên kiêu nháy mắt trong cơn giận dữ. Đặc biệt là làm trò nhật nguyệt thần hỏa học viện thành viên mặt bị coi khinh, làm cho bọn họ cảm giác lấy làm tự hào uy nghiêm bị chịu khiêu chiến giết hắn công tôn nguyệt ảnh âm lãnh vô cùng mà nói vốn đang nghĩ đem diệp quân lâm thu làm nô lệ lấy cung giải trí hiện tại phùng tiêu bị giết nếu không cho những người khác một công đạo nàng về sau còn như thế nào ở nhật nguyệt thần hỏa điện trung lập đủ bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ yên tâm đi ánh trăng ta định đem hắn nghiền xương thành cho đại gia không cần khinh địch gia hỏa này vẫn là có điểm thực lực chúng nhật nguyệt thần hỏa điện thiên kiêu phía sau tiếp trước tiến lên đem diệp quân lâm vây quanh. Tuy rằng phùng tiêu bị giết làm cho bọn họ khiếp sợ, nhưng là mấy người càng tin tưởng phùng tiêu ở trình độ nhất định thượng là khinh địch đại ý tài trí sử bỏ mạng. Hảo A, ta đưa các người cùng hắn đi diêm vương điện đoàn tụ. Lời còn chưa dứt, diệp quân lâm thân ảnh nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Cuồng vọng, cùng nhau thưởng, đem hắn bầm thây vạn đoạn. Diệp quân lâm khiêu khích tức khắc khiến cho quần chúng tình cảm xúc động phẫn nộ. Nhật Nguyệt thần hỏa điện thiên kiêu nhóm trực tiếp ra tay. Diệp quân lâm không sợ chút nào, thậm chí còn đối với mọi người ngoắc ngón tay, khiêu khích hương vị mười phần. Những người này tu vi xác thật không tầm thường, thậm chí có hai vị có thể cùng lạc vân dương cùng so sánh. Nhưng mà đối với Diệp quân lâm tới nói, những người này trung quy quá yếu. Liền các ngươi như vậy đều có thể trở thành tông nội thiên kiêu, xem ra nhật nguyệt thần hỏa điện nối nghiệp không người a à. diệp quân lâm thân hình giống như quỷ mị mơ hồ không chừng không có bất luận cái gì hoa lệ chiêu thức nhưng bộc phát ra tới lực lượng lại khủng bố vô cùng a a a tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác trong đó hai tên nhật nguyệt thần hỏa điện thiên kiêu trốn tránh không kịp ngược bị diệp quân lâm nắm tay đánh chúng lại là trực tiếp bị quyền phong sỏ xuyên qua thân thể hai người trong mắt tràn ngập không thể tưởng tượng chỉ cảm thấy sinh cơ ở nhanh chóng rời đi thân thể, cho đến lâm vào vô tận hắc ám. Không quá 3 phút, hơn 10 người nhật nguyệt thần hỏa điện thiên kiêu đều bị Diệp quân lâm đánh chết. Hiện trường một mảnh tĩnh mịch, lộc cộc, mộ dung khuynh tuyết gian nan mà nuốt khẩu nước miếng, tuy rằng nàng đã sớm biết Diệp quân lâm thực lực cường hãn, nhưng tận mắt nhìn thấy đến loại này cảnh tượng như cũng bị chấn động đến trợn mắt há hốc mồm. Sức chiến đấu bạo biểu. Giữa sân nhất khiếp sợ không gì hơn công tôn Nguyệt Ảnh, nàng là nhất rõ ràng này đó đồng bạn thực lực trình tự, bọn họ mười mấy cá nhân liên thủ, có thể dễ dàng mặt sát một cái cỡ chung tông phái. Mặc dù là đối mặt giống nhau đại hình tông phái, ở này đó người trước mặt cũng đến né xa ba thước. Nhưng mà Diệp Quân Lâm thế nhưng không cần tốn nhiều sức liền đưa bọn họ toàn bộ chém giết. Này không phải ảo giác đi. Công tôn Nguyệt Ảnh đột nhiên có loại véo chính mình tới xác nhận chân thật hư ảo xúc động đến nỗi những cái đó nhật nguyệt thần hỏa điện thiên kiêu nhóm đã sớm bị dọa choáng váng thậm chí liền thân thể đều ở kịch liệt run rẩy bọn họ là thật sự sợ hãi ngay cả nhật nguyệt thần hỏa điện cường giả đều không hề có sức phản kháng càng đừng nói chính mình không khác con kiến a trốn nhật nguyệt thần hỏa học viện thành viên trong đầu đều là xuất hiện như vậy ý niệm bọn họ cũng là lần đầu tiên cảm giác được khoảng cách tử vong như thế chi gần các ngươi cũng cùng đi chết đi lời còn chưa dứt diệp quân lâm lại lần nữa ra tay nhật nguyệt thần hỏa học viện thành viên xoay người liền chạy bọn họ đã hoàn toàn đã không có chống cự ý niệm nhưng là diệp quân lâm hiển nhiên sẽ không cho bọn hắn cơ hội đào tẩu trường phong xẹt qua chỗ liền sẽ có kêu thảm thiết tiếng kêu rên vang lên giống như múa may lưỡi hái tử thần ở điên cuồng thu hoạch nhật nguyệt thần hỏa học viện thành viên tánh mạng chỉ cần một lát hai đại đỉnh cấp thế lực mấy chục người đội ngũ chỉ còn lại có công tôn nguyệt ảnh một người hiện tại đến phiên ngươi. Diệp quân lâm cười ngâm ngâm mà nói. Công tôn nguyệt ảnh kiều khu nhất chấn, trên mặt rốt cuộc khó nén kinh hoàng sợ hãi chi sắc. Tuy rằng công tôn nguyệt ảnh tự xưng là thiên phú tuyệt luân, từ trước đến nay chưa bao giờ đem cùng thế hệ người trong xem ở trong mắt. Nhưng là diệp quân lâm lại là làm nàng có loại quỳ xuống đất cúng bái xúc động. Vô luận cái gì sinh vật đều sùng bái cường giả, người, đặc biệt rõ ràng. Mà ở Côn Luân khư nội càng là cường giả vi tôn, loại này đối với tuyệt thế cường giả sùng bái tâm lý liền càng thêm nghiêm trọng cùng phổ biến ngươi ngươi muốn thế nào công tôn nguyệt ảnh thanh âm run rẩy mà nói kiến thức quá diệp quân lâm vừa rồi săn giết đồng bạn cảnh tượng công tôn nguyệt ảnh đã hoàn toàn từ bỏ chạy trốn ý niệm nhưng là vừa rồi còn công bố muốn đem diệp quân lâm thu làm nô lệ hiện giờ tình thế chuyển biến bất ngờ công tôn nguyệt ảnh thật sự phi thường thấp thỏm bị giết bị tra tấn vẫn là trước bị tra tấn lại bị sát vô luận nào một loại hậu quả nàng đều không nghĩ tiếp thu nếu ngươi có thể phóng ta một con đường sống ta bảo đảm đem nhật nguyệt thần hỏa điện tu luyện tài nguyên toàn bộ nhường cho ngươi đương nhiên nếu ngươi cảm thấy này đó lợi thế còn chưa đủ nói có cái gì nhu cầu ngươi có thể đề chỉ cần ở năng lực trong phạm vi ta nhất định thỏa mãn công tôn nguyệt ảnh làm cuối cùng tranh thủ thấy diệp quân lâm cũng không có lập tức trả lời công tôn nguyệt ảnh tâm tình liền càng thêm thấp thỏm nhưng là nàng lại không dám thúc giục diệp quân lâm sợ đem này chọc giận trực tiếp quyết định đem chính mình cấp giết chết trầm ngâm một lát sau diệp quân lâm cười ngâm ngâm mà nói từ nay về sau ngươi cho ta tỷ nữ ở bên hầu hạ đi đương hắn tỷ nữ công tôn nguyệt ảnh khóe miệng trừ trừ cảm nhận được xưa nay chưa từng có khuất nhục mặc dù ở nhật nguyệt thần hỏa điện chính mình cũng là cao cao tại thượng tồn tại hiện giờ thế nhưng lưu lạc đến xem ra ngươi lựa chọn chết có điểm cốt khí, ta thành toàn ngươi đó là. Đang lúc công tôn Nguyệt ảnh miên man suy nghĩ khoảnh khắc, Diệp quân lâm lạnh băng thanh âm lại lần nữa vang lên. ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy Diệp quân lâm lòng bàn tay chung quanh phóng xuất ra cực cường khí cơ, chính nhanh chóng ngưng tụ thành gần như thực chất khí nhận. Sát khí nghiêm nghị rời non lấp biển vào tới, làm công tôn Nguyệt ảnh có loại cảm giác hít thở không thông. Ta đáp ứng ngươi đó là. Công tôn Nguyệt ảnh mang theo khóc nức nở nói. Ở sinh tử cùng tôn nghiêm trước mặt, công tôn nguyệt ảnh không chút do dự lựa chọn sinh. Sư phụ thường xuyên dạy dỗ, giữ được rừng xanh sợ gì không củi đốt. Ta bất quá là ở vâng theo sư mệnh thôi. Công tôn nguyệt ảnh ở trong lòng không ngừng thuyết phục chính mình. Này liền đúng rồi sao, kẻ thức thời trang tuấn kiệt. Diệp quân lâm thu liếm khí cơ, kia cổ bằng bạc lực lượng uy áp cũng nháy mắt tiêu tán vô tung. Công tôn nguyệt ảnh cũng thở dài ra một hơi, vừa rồi cảm giác áp bách thật sự quá khủng bố, làm nàng cảm giác liền hô hấp đều phá lệ khó khăn. Diệp quân lâm tiếp tục nói, ta khuyên người kế tiếp không cần làm cái gì động tác nhỏ, nếu không đừng trách lão tử là thủ tồi hoa. Như vậy nhiều ngày nguyệt thần hỏa điện thiên kiêu đều giết, nhiều ngươi một cái cũng không tính nhiều. Biết, đã biết, công tôn nguyệt ảnh nháy mắt giống như xương đánh cả tím giống nhau. Vừa rồi nàng xác thật nghĩ tới muốn hay không tìm cơ hội thoát đi hoặc là đánh lén, nhưng hiện tại loại này ý niệm trực tiếp bị nàng vứt bỏ. Nếu Diệp Quân Lâm mình nói ra, đã nói lên hắn sớm có phòng bị. Thậm chí có thể xem thành là định liệu trước, hoàn toàn không để bụng chính mình động tác nhỏ. Bá. Diệp Quân Lâm đột nhiên một cái lắc mình đi tới Công Tôn Nguyệt Ảnh phụ cận, đối với nàng mấy chỗ huyệt vị mãnh điểm vài cái. Công Tôn Nguyệt Ảnh giấy cảm giác trong cơ thể khí cơ một trận trì trệ. Phong bế công lực. Công Tôn Nguyệt Ảnh một trận tuyệt vọng cái này liền càng thêm không thể nào chạy ra sinh thiên. Diệp quân lâm cười nói, như vậy ta liền càng thêm yên tâm. Đúng rồi, vội trăng lâu như vậy ngươi khẳng định đói bụng đi. Công tôn nguyệt ảnh có chút không rõ nguyên do, nhưng vẫn là thành thành thật thật gật gật đầu. Nghe nói khu vực này có cao thủ lui tới, bọn họ một đoàn người ngựa không ngừng đề mà tới rồi, đã thời gian rất lâu không hảo hảo ăn thượng một bữa cơm. Nhưng mà công tôn Nguyệt Ảnh phi thường ngoài ý muốn, Diệp quân lâm thế nhưng còn quan tâm chính mình đói no. Người đâu? Diệp quân lâm lại quay đầu hỏi mộ dung khuynh tuyết. Mộ dung khuynh tuyết kiều khu nhất chấn, lúc này mới như mộng mới tỉnh mà phục hồi tinh thần lại. Ân, ta cũng rất đói bụng. Mộ dung khuynh tuyết bận rộn lo lắng đáp lời. Diệp quân lâm trên mặt đột nhiên nở rộ ra một nụ cười. Nhưng không biết vì cái gì, nụ cười này xem ở công tôn nguyệt ảnh trong mắt, trong lòng chợt dâng lên một tia dự cảm bất hảo ta cũng vừa vặn đói bụng những cái đó tòa kỵ nếu không tăng thêm lợi dụng nói cũng là bạch bạch lãng phí tài nguyên diệp quân lâm chỉ chỉ nơi xa mấy đầu linh thú tiếp tục nói kia chỉ mã giống nhau ra hỏa thịt kho tàu kia chỉ lộc hoàng nấu còn có kia chỉ viên hầu hấp cuối cùng dùng kia chỉ con báo làm canh không sai biệt lắm đủ rồi Ngoà tào công tôn nguyệt ảnh suýt nữa mắng ra tiếng tới này đó nhưng đều là chân quý linh thú a nếu không phải gặp được Diệp Quân Lâm loại này cường hãn cao thủ, này đó linh thú đều sẽ ra tay hỗ trợ chiến đấu. Hiện giờ thế nhưng toàn bộ trở thành Diệp Quân Lâm đổ nhắm rượu. Tiểu ti nữ, làm phiền ngươi tự mình động thủ đi. Diệp Quân Lâm nghiền ngẫm thanh âm lại lần nữa vang lên. Đem linh thú đổi đa dạng làm thức ăn còn chưa tính, thế nhưng còn muốn ta tự mình động thủ. Dữ dội hung tàn, dữ dội quá mức, không thể nhịn được nữa, nhưng còn cần thiết đến nhẫn. Liên rất buồn bực. Vì thế ở mấy đầu linh thú ủy khuất cùng cầu xin trong ánh mắt, bị công tôn nguyệt ảnh, an tường, mà tiễn đi. Thịt kho tàu, hấp, hoàng nấu. Còn có cái hương khí bốn phía tiên canh. Cái này thịt chất cũng không tệ lắm. Lại bôi lên điểm tương nướng BBQ một chút sẽ càng tốt. Hơn nữa điểm xứng đồ ăn hẳn là không tồi. Diệp quân lâm một bên ăn một bên lời bình. Mộ dung khuynh tuyết khóe miệng chiều chiều, rất là đồng tình nhìn mắt công tôn nguyệt ảnh liền thấy công tôn nguyệt ảnh hai mắt dại ra lực hiện lỗ trống sắc mặt tái nhợt giống như pho tượng công tôn nguyệt ảnh thề với trời đây là nàng ăn qua khó nhất ngao cũng là nhất nghẹn khuất một bữa cơm trung thân khó quên khó chịu muốn khóc nhưng lại không dám nửa giờ sau diệp quân lâm vỗ vỗ tay nói ăn no thật không sai hai người các ngươi ăn nhiều một chút đừng lãng phí ách công tôn nguyệt ảnh chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm trực tiếp bị tức giận đến hôn mê qua đi. Diệp quân lâm chút nào không để ý tới, mà là đối với mộ dung khuynh tuyết nói, đem nàng đánh thức sau đó xuất phát. Là, mộ dung khuynh tuyết im như ve sầu mùa đông, đối với diệp quân lâm mệnh lệnh càng thêm không dám chậm trễ. Diệp quân lâm nhìn ra xa phương xa, sâu kín mà nói, thái hư thần tông, lão tử tới. Bên kia, chúng thiên kiêu bị giết, công tôn nguyệt ảnh rơi xuống không rõ. Tin tức này một khi chứng thực, ở Nhật Nguyệt Thần Hỏa Điện nội nháy mắt dẫn phát rồi sóng to gió lớn. Tiểu công chúa chính là hai vị điện chủ đắc ý môn sinh, đến tột cùng là cái kia không biết sống chết đồ vật dám đem nàng chói đi rồi. Chuyện này quá ác liệt, này không phải tương đương với công nhiên đối Nhật Nguyệt Thần Hỏa Điện tuyên chiến sao? Lời nói là nói như vậy, nhưng mà công tôn Nguyệt Ảnh mang theo đi ra ngoài những cái đó thiên kiêu, mặc dù là đối mặt một cái cỡ trung tông phái cũng sẽ nhẹ nhàng nghiền áp đi. Không sai này đủ để thuyết minh hung thủ thực lực chi khủng bố, chẳng lẽ là nào đó siêu cấp lánh đời tông môn cường giả việc làm. Vô luận hung thủ là ai, chuyện này nhật nguyệt thần hỏa điện tuyệt đối không có khả năng thiện bãi cam hưu. Nhật nguyệt thần hỏa điện thành viên nghị luận sôi nổi. Trên thực tế Nhật Nguyệt Thần Hỏa Điện hai vị điện chủ cũng xác thật giận tím mặt. Lập tức hạ đà tử mệnh lệnh, trong điện cường giả dốc toàn bộ lực lượng, mau chóng đem công tôn Nguyệt Ảnh tìm được, sống phải thấy người chết phải thấy thi thể đương nhiên phối hợp hành động còn có nhật nguyệt thần hoặc học viện cùng với mặt khác sở hữu phụ thuộc tông phái thế lực dùng nhật nguyệt thần hỏa điện phó điện chủ nói tới nói chính là nhật nguyệt thần hỏa điện uy nghiêm không cho phép khiêu chiến thái hư thần tông tông nội một mảnh tường hòa đệ tử trong tông nhóm các có các vội chút nào không biết nguy hiểm lặng yên tới gần cung thiên thu chính thản nhiên tự đắc đến phẩm trà trải qua trong khoảng thời gian này phát triển trực thuộc thế lực càng lúc càng lớn chính mình ở tông nội địa vị cũng là càng ngày càng củng cố. Hơn nữa gần nhất ở Côn Luân khư kiến thức càng ngày càng nhiều, trực tiếp làm cung thiên thu cảm giác về sự ưu Việt bạo lều. Đại hình long mạch một ngày trong vòng bị tuyệt thế cao thủ tiêu hao hầu như không còn. Nhật Nguyệt thần Hòa học viện đứng đầu cường giả bị đoàn diệt. Các đại tông nội hiếm là cổ quái thả cường hãn vô cùng chiến kỹ công pháp ùn ùn không dứt. Này đó đặt ở thế tục giới căn bản là vô pháp tưởng tượng. Diệp quân lâm, người ta chi gian tranh lệch càng lúc càng lớn mặc dù chiến thắng ngươi cũng không có bất luận cái gì cảm giác thành tựu như thế nghĩ đến thật đúng là không thú vị a à. hồi tưởng khởi phía trước tại thế tục giới cẩn thận chặt chẽ tăng lên thực lực kia đoạn thời gian diệp quân lâm chính là một tòa cơ hồ không thể vượt qua núi lớn mà diệp quân lâm bày ra ra tới thực lực cũng xác thật làm người cảm thấy tuyệt vọng nhưng hiện tại xem ra lúc trước chính mình không khác ếch ngồi đáy giếng đi vào côn luân khư lúc sau trung đẳng tông phái tùy tiện rút ra một cái trung tâm cao tầng liền có thể so sánh Diệp Quân Lâm. Càng đừng nói khoảng thời gian trước đem Lạc phân Dương chờ một chúng nhật nguyệt thần hỏa học viện thiên kiêu chém giết thần bí cường giả. Nếu Diệp Quân Lâm nhìn đến này đó khẳng định sẽ bị dọa ngốc đi. Cung Thiên Thu cười lạnh nói. Cung Thiên Thu càng nghĩ càng đắc ý, càng thêm may mắn chính mình kịp thời leo lên thượng thái hư thần tông quan hệ tiến vào Côn Luân Khư. Côn Luân Khư nội tùy tiện tìm một gốc cây dược thảo đặt ở thế tục giới, đều là chỉ tồn tại với sách cổ trung chân phẩm. Long mày càng là tại thế tục giới chưa từng nghe thấy tuyệt phẩm. Bản giáo chủ rốt cuộc có thể chân chính ý nghĩa thượng quan sát thế tục giới mọi người. Cung thiên thu đột nhiên có loại độc cô cầu bại tịch lưu cảm. Chúng ta chung quy không phải cùng cái thế giới người. Diệp quân lâm, nếu về sau có cơ hội gặp nhau, người cũng chỉ có quỷ dạp trên đất xin tha phân. Cung thiên thu ngưỡng mặt cuồng tiếu, hắn hiện tại đã hắn ánh mắt phóng tới càng cao trình tự liên tỷ như vị kia không kiêng kỵ nhật nguyệt thần hỏa điện tuyệt thế cường giả, kia mới là nàng tương lai muốn theo đuổi mục tiêu. hiện giờ diệp quân lâm giống như con kiến, hoàn toàn không có bất luận cái gì uy hiếp. cung thiên thu cười lạnh nói, bên kia gần nhất mấy ngày đại thánh tử tâm tình thật tốt, hắn cùng cung thiên thu song tu càng ngày càng phù hợp, thực lực so chi kết hôn tiền để thăng một cái cấp bậc. Đại Thánh Tử thậm chí cảm thấy nếu hiện tại đối mặt Long Mạch tranh đoạt thời gian chiến tranh nhật nguyệt thần hỏa học viện áo đen thủ lĩnh, hắn cũng có thể nhẹ nhàng thủ thắng. Cái này làm cho Đại Thánh Tử vui mừng quá đỗi, song tu hiệu quả đã xa xa vượt qua hắn đoán trước. Đương nhiên Đại Thánh Tử cũng rõ ràng, này cùng Cung Thiên Thu thực lực cường hãn thoát không ra quan hệ. Vì thế hắn đối với Cung Thiên Thu sủng ái càng hơn phía trước. Như thế làm đến mặt khác cơ thiếp ở sau lưng tiếng oán than dậy đất, rồi lại không dám bên ngoài thượng tìm cung thiên thu phiền toái. Tam thánh tử cũng bởi vì đại thánh tử cầu tình trước tiên kết thúc diện bích tư quá. Lão Tam, đã sớm cùng ngươi đã nói người vốn là có thất tình lục dục, người một hai phải tu luyện cái gì vô tình kiếm đạo, tu vi tiến triển nhưng có điểm chậm a. Đại thánh tử ngạo nghễ nói. Tam thánh tử xấu hổ cười, ngay sau đó phụ họa một câu nói, lão đại lời nói cực kỳ, chỉ là ta hiện tại lại tưởng hối hận đã không còn kịp rồi. Đại thánh tử đắc ý cười cười, tuy rằng hắn cũng biết tam thánh tử trong lời nói có cố tình khen tặng thành phần, nhưng có thể làm từ trước đến nay cao ngạo tam thánh tử cúi đầu cũng là thật có thành tiểu cảm. Lão đại, nếu gặp phải Diệp Quân Lâm, người có không có 10 phần nắm chắc đối phó? Bảy thánh tử trực tiếp nói sang chuyện khác, bởi vì cung thiên thu quan hệ, hắn sâu trong nội tâm đối với đại thánh tử cực kỳ kháng cự, đặc biệt không nghĩ nhìn đến hắn này phó tiểu nhân đắc trí bộ dáng. Đại thánh tử ngưỡng mặt cười to nói, yên tâm đi, hiện giờ Diệp Quân Lâm về điểm này thực lực đã không xem ở bổn tọa trong mắt. Tiểu thất, Diệp Quân Lâm bất quá là đem kia năm cái tiểu tông phái cầm lái giả đánh bại mà thôi, hiện tại lão đại mặc dù chỉ ra một tay cũng có thể nhẹ nhàng làm được. Huống chi Diệp Quân Lâm lúc ấy khẳng định mượn dùng đại bản doanh mặt khác thành viên thực lực, như thế cùng lão đại tranh lệch liền lớn hơn nữa. Bảy thánh tử trực tiếp cười ngắt lời nói. Đại thánh tử thâm biểu tán đồng mà nói, Lão tam lời nói có lý, huống chi thế tục giới đừng nói long mạch, ngay cả thánh mạch đều không có. Cho dù Diệp Quân Lâm tu luyện thiên phú lại cường, nếu không có đủ tu luyện tài nguyên chống đỡ, lại có thể cường đi nơi nào. Yên tâm đi, Diệp Quân Lâm không tới còn chưa tính, nhưng nếu thật không biết tự lượng sức mình tìm tới môn tới, bổn tọa đỉnh có thể đem hắn nghiền xương thành cho. Đại thánh tử tin tưởng 10 phần, từ song tu đại biên độ tăng lên thực lực lúc sau, hắn liền càng thêm tin tưởng chính mình có thể chiến thắng Diệp Quân Lâm kỳ thật so với diệp quân lâm ta càng thêm lo lắng chính là cái kia thần bí cường giả rốt cuộc phía trước chúng ta cùng nhật nguyệt thần hỏa học viện từng có liên hệ tam thánh tử lo lắng sốt ruột mà nói đại thánh tử vẫy vẫy tay nói vị này cường giả tuy rằng thực lực khủng bố nhưng hắn tốt nhất cũng đừng đến gây chuyện thái hư thần tông lời này sao giảng bảy thánh tử truy vấn nói đại thánh tử ngạo nghễ nói ngươi chẳng lẽ đã quên tông chủ bối cảnh sao bảy thánh tử bừng tỉnh đại ngộ Đột nhiên nhớ tới tông chủ xuất thân từ siêu cấp gia tộc, thậm chí thuộc về Hoành Áp Nhật Nguyệt Thần Hỏa Điện khủng bố tồn tại. Diệp Quân Lâm, Mộ Dung Khuynh Tuyết cùng với Công Tôn Nguyệt Ảnh ba người mã bất đình đề lên đường, đã là tới rồi Thái Hư Thần Tông phụ cận. Mộ Dung Khuynh Tuyết cùng thanh nói, "Tông chủ, chúng ta hiện tại khoảng cách Thái Hư Thần Tông chỉ có 30 dặm hơn, hay không tiếp tục lên đường?" "Không vội, trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi nửa ngày." Diệp Quân Lâm dừng một chút, ngay sau đó quay đầu nhìn về phía công tôn Nguyệt ảnh phân phó nói, đem ngày hôm qua thải đến trà mới phao hảo, ta muốn nhấm nháp nhấm nháp hương vị. Tuân mệnh, chủ nhân. Công tôn Nguyệt ảnh vô cùng dịu ngoan mà nói. Nhìn lập tức vội trang lên công tôn Nguyệt ảnh, mộ dung thanh tuyết cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Từ lần đó đa dạng nấu nướng linh thú sự kiện lúc sau, công tôn Nguyệt ảnh liền trở nên phá lệ ngoan ngoãn dịu ngoan. Đối diệp quân lâm có thể nói là nói gì nghe nấy, bưng trà đổ nước, đấm lưng xoa vai, nghiễm nhiên chính là một bộ bên người nha hoàn bộ dáng. Đây chính là nhật nguyệt thần hỏa điện thiên tri kiều nữ A. Hai vị điện chủ nhất coi trọng vài tên trẻ tuổi yêu nghiệt thiên tài. Hiện giờ thế nhưng trực tiếp trở thành tiểu nha hoàn, như vậy thật lớn thân phận chuyển biến, nếu đổi thành chính mình nói chỉ sợ đã sớm hỏng mất đi. Mộ dung thanh tuyết bắt đầu có chút bội phục công tôn nguyệt ảnh có được giãn được cường hãn tố chất tâm lý. Trên thực tế công tôn nguyệt ảnh đã hoàn toàn bị diệp quân lâm thuyết phục, cùng với bên người nhiều niệm linh thú bị ăn, này vốn dĩ làm công tôn nguyệt ảnh tâm sinh oán hận, nàng thậm chí bắt đầu cũng nghĩ tìm cơ hội báo thù. Nhưng mà liên tục vài lần mới vừa có như vậy tâm tư, đã bị Diệp Quân Lâm trước tiên phát hiện, cũng bị nói bóng nói gió thực lực cảnh cáo. Cảm nhận được kia cổ làm người hít thở không thông năng lượng uy áp, công tôn nguyệt ảnh hoàn toàn đã không có báo thù rửa hận ý niệm. Thực lực khủng bố còn chưa tính, đầu óc tâm kế cùng với thấy rõ lực cũng đều không chê vào đâu được. Diệp Quân Lâm cơ hồ liền trở thành hoàn mỹ đỉnh cường giả đại danh từ. Cái này làm cho Công Tôn Nguyệt Ảnh tâm phục khẩu phục. Mặc dù trở thành Diệp Quân Lâm người hầu cũng không oán không hối hận. "Chủ nhân, trà hảo." Công Tôn Nguyệt Ảnh ôn nhu nói. Diệp Quân Lâm tiếp nhận chén trà nhẹ nhàng đè ép một ngụm, cười ngâm ngâm mà nói, "Người này trà nghệ thực không tồi sao?" "Đa tạ chủ nhân khích lệ." Công Tôn Nguyệt Ảnh cung thanh nói, "Nếu là trà cụ đầy đủ hết, nô tỳ hướng phao ra tới tiệc trà càng tốt." Diệp quân lâm gật gật đầu, chuyện vừa chuyển nói, hiện giờ ngươi tu vi cấm chế đã giải trừ, có thể tìm cơ hội thoát đi sao? Nô tỳ không dám. Công tôn nguyệt ảnh hai đầu gối quỳ xuống, thanh âm có chút run rẩy mà nói, có thể đi theo chủ nhân bên cạnh người, là nô tỳ phúc phận, quả quyết sẽ không thoát đi. Thấy như vậy một màn, mộ dung thanh tuyết trên mặt khiếp sợ thần sắc đã tột đỉnh. Bởi vì nàng có thể rửa sạch cảm giác được công tôn Nguyệt Ảnh lại nói lời này khi tình cảm chi chân thành tha thiết, không có chút nào dáng vẻ cái cớm thành phần. Nói cách khác, đây là nàng nhất chân thật trong lòng suy nghĩ. Không hổ là tông chủ, có thể trong khoảng thời gian ngắn làm một cái đỉnh cấp tông phái thiên tri kiều nữ như thế thuyết phục, thật sự là thần kỳ A. Mộ dung thanh tuyết nội tâm vô cùng cảm khái. Cùng lúc đó, nhật nguyệt thần hỏa điện đông đảo thiên kiêu bị giết, thiên tri kiều nữ công tôn nguyệt ảnh bị trào thả rơi xuống không rõ tin tức dần dần khuyết tán mở ra ở rất nhiều tông phái thế lực trung dẫn phát rồi sóng to gió lớn thậm chí có không ít tông phái cầm lái giả hỏa tốc triệu hồi bên ngoài rèn luyện tông nội thiên kiêu sợ này đó tông môn tương lai hy vọng bước công tôn nguyệt ảnh đám người vết xe đổ đến tột cùng là thần thánh phương nào dám đối với nhật nguyệt thần hỏa điện động thủ phía sau màn hung phạm cuối cùng mục đích lại là cái gì chẳng lẽ là nhằm vào khu vực nội sở hữu tông phái nội nhân tài mới xuất hiện lại có chính là người này cùng khoảng thời gian trước trong một đêm hao hết đại hình long mạch chi lực tuyệt thế cường giả hay không có quan hệ. Mọi người trong lòng dâng lên rất nhiều suy đoán cùng nghi vấn. Trong lúc nhất thời khu vực này nội tông môn mỗi người cảm thấy bất an. Thậm chí những cái đó cùng nhật nguyệt thần hỏa điện có chặt chẽ quan hệ tông phái đã tăng lên đến tối cao phòng ngự cấp bậc, khởi động hộ tông đại trận. Này tắc tin tức cũng truyền tới Thái Hư Thần Tông, trong lúc nhất thời nháo đến ồn ào huyên náo. Nghe nói công tôn Nguyệt Ảnh ở Nhật Nguyệt Thần Hỏa Điện trẻ tuổi trung địa vị cực cao, thực lực tu vi cũng phi thường cường hãn. Đâu chỉ là cường hãn đơn giản như vậy, công tôn Nguyệt Ảnh cùng với còn lại những cái đó thiên kiêu đủ để dễ dàng hủy diệt tông môn cỡ vừa, có thể nghĩ có bao nhiêu lợi hại. Một khi đã như vậy, như vậy ra tay người thực lực chẳng phải là càng thêm khủng bố. Chúng thái hư thần tông đệ tử trên mặt sôi nổi lộ ra hoảng sợ thần sắc. Bọn họ phi thường rõ ràng đánh chết cùng bắt sống khác nhau. Đối mặt Công Tôn Nguyệt Ảnh loại này cấp bậc Thiên Kiêu liều mạng phản kích, bắt sống xa so đánh chết muốn khó thượng mấy lần. Chỉ sợ thực lực tu vi cần thiết so nàng làm ra một cái tầng cấp mới có khả năng làm được. Mấu chốt là ra tay giả làm như vậy, liền tương đương với không đem Nhật Nguyệt Thần Hỏa Điện để vào mắt a. Không sai, Công Tôn Nguyệt Ảnh chính là hai vị điện chủ cực kỳ coi trọng Thiên Kiêu, thậm chí là Nhật Nguyệt Thần Hỏa Điện tương lai trưởng giáo hữu lực tranh đoạt giả chi nhất không lâu trước đây công tôn nguyệt ảnh mới rời đi thái hư thần tông chuyện này có thể hay không liên lụy đến chúng ta thái hư thần tông đệ tử nháy mắt khẩn trương lên thậm chí có chút nhân tâm hoảng sợ vì thế ân học kiện còn cố ý triệu khai một lần hội nghị khẩn cấp thảo luận việc này tông nội sở hữu thánh tử cùng với trưởng lão giai tầng tất cả tham gia có thể nói thái hư thần tông đối việc này độ cao coi trọng nghị sự trong đại sảnh thái hư thần tông chúng cao tầng trên mặt toàn che kín vẻ mặt ngưng trọng nhiều lời nói cái nhìn đi, chúng ta cần thiết mau chóng thương định cái ứng đối chi sách, nếu không tông nội nhân tâm đã có thể rối loạn. Ân học kiện ngữ khí nghiêm túc mà nói. Đại thánh tử dẫn đầu lên tiếng, "Phó tông chủ, ta cảm thấy phía sau màn hung phạm cực khả năng chính là hướng về phía Nhật Nguyệt Thần Hỏa Điện tới." Long mạch tranh đoạt chiến chúng đầu tiên là Nhật Nguyệt Thần Hỏa học viện cường giả bị giết, ngay sau đó tới truy tra việc này Lạc phân Dương phó viện trưởng đám người thần bí mất tích. Hiện tại lại là Nhật Nguyệt Thần Hỏa Điện chúng thiên kiêu bị giết, công tôn nguyệt ảnh rơi xuống không rõ, những việc này vô cùng có khả năng là cùng người việc làm. Mọi người sôi nổi gật đầu tỏ vẻ tán đồng, rốt cuộc những việc này một kiện tiếp theo một kiện, tuyệt đối không có khả năng chỉ là đơn thuần trùng hợp. Nói như thế tới chỉ cần cùng Nhật Nguyệt Thần Hỏa Điện có quan hệ tông môn đều có nguy hiểm. Ân học kiện ngữ khí lại ngưng trọng vài phần. Đại thánh tử gật gật đầu, nói, chỉ sợ là như vậy, hơn nữa Thái Hư Thần Tông đứng mũi chịu sào. Chúng ta cần thiết có điều hành động. Ý của ngươi là, Ân Học Kiện rất có thâm ý nhìn Đại Thánh Tử liếc mắt một cái hỏi. Đại Thánh Tử làm tương lai Thái Hư Thần Tông người thừa kế, Ân Học Kiện cũng ở cố ý bồi dưỡng hắn công tín lực. Cho nên tại đây loại thời điểm khẳng định sẽ tăng thêm tôi luyện. Đại Thánh Tử hiểu ý, trầm giọng nói, Triệu Hồi bên ngoài rèn luyện thiên kiêu cùng với trưởng lão, đồng thời khởi động hộ tông trận pháp. Còn nữa chính là tận khả năng liên hệ tông chủ hiện tại loại tình huống này chỉ sợ chỉ có tông chủ tỏa chấn, mới có thể hoàn toàn ổn định quân tâm. Cuối cùng chính là phái ra nhãn tuyến mở rộng tra xét phạm vi, chỉ cần phát hiện dị thường tức khác thông báo tông nội, như vậy mới có thể có cũng đủ thời gian làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Lời này có lý, liền ấn ngươi nói được đi làm. Ân học kiện đầy mặt vui mừng chi sắc. Mọi người lĩnh mệnh sôi nổi tiếng đến an bài. Mới ra nghị sự đại sảnh, cung thiên thu liền tìm tới rồi đại thánh tử. Phù quân, Thái Hư Thần Tông thật sự sẽ đã chịu liên lụy sao? Chúng ta cùng Nhật Nguyệt Thần Hỏa Điện giao tình cũng không có bao sâu, không đến mức như thế khẩn trương đi. Tuy rằng Cung Thiên Thu ở cực lực khống chế được cảm xúc, nhưng như cũng khó nén khẩn trương thái độ. Đại Thánh Tử đầy mặt nghiêm túc mà nói, ta vừa rồi đều không phải là ở nói chuyện giật gân, thông qua này vài món sự có thể nhìn ra cái kia thần bí cao thủ làm việc không ấn lẽ thường ra bài, nếu không công tôn Nguyệt ảnh tuyệt đối không thể còn sống, chúng ta đây chẳng phải là rất nguy hiểm. Mặt nhật nguyệt thần hỏa điện cường giả đều đều bị sát, hiển nhiên là không sợ hãi đại hình tông phái tồn tại. Cung thiên thu trong lòng càng thêm thấp thỏm, nàng thậm chí đã bị cái kia thần bí cường giả dọa ra bóng ma tâm lý. Đại thánh tử thở dài, trầm giọng nói, hiện tại chỉ sợ chỉ có tông chủ có thể giúp thái hư thần tông vượt qua kiếp nạn này. Lúc này, Diệp quân lâm đoàn người nghỉ chân thanh khung núi non đỉnh. Tông chủ, bên kia kiến trúc đàn chính là thái hư thần tông tổng đà dựa theo chúng ta hiện tại cước trình không ra hai cái canh giờ là có thể đuổi tới mộ dung thanh tuyết cung cung kính kính mà nói diệp quân lâm theo mộ dung thanh tuyết ngón tay phương hướng hướng đi nơi xa thương loan cây rừng trùng điệp xanh mướt mây mù lượn lờ mây mù chỗ sâu trong đã là xuất hiện rất nhiều cổ kiến trúc lung rộng còn rất sẽ tìm địa phương khu vực này linh khí phi thường sung túc là khối thượng giai phong thủy bảo địa Diệp Quân Lâm hài hước mà nói. Nói thật lúc này Diệp Quân Lâm nội tâm là rất là kích động. Thái hư thần tông liền ở trước mắt, thực mau là có thể tìm cung thiên thu cùng với tam thánh tử báo thù. Phía trước một bút bút nợ máu cũng rốt cuộc sắp có thể thanh toán. Tông chủ, phía trước cũng đã là thái hư thần tông địa bàn, hơn nữa có mấy đạo hơi thở âm thầm che giấu. Hẳn là bảo hộ siêu cấp linh mạch cao thủ, chúng ta muốn hay không vòng qua đi. Miễn cho rút dây động rừng. Mộ Dung Thanh Tuyết hỏi dò. Diệp Quân Lâm vẫy vẫy tay, nói, không cần thiết, trực tiếp giết qua đi đó là, ta chính là muốn cho Thái Hư Thần Tông đệ tử ở sợ hãi chung dày vò. Tuân mệnh. Mộ Dung Thanh Tuyết trầm giọng nói. Kỳ thật Mộ Dung Thanh Tuyết cũng có thể lý giải Diệp Quân Lâm tâm tình, báo thù rửa hận tự nhiên là muốn cho kẻ thù trong lòng run sợ. Ở sợ hãi chung dày vò là tốt nhất trả thù con đường, như thế mới có thể đem dĩ vãng tích tụ hoàn toàn phóng thích. Ba người tiếp tục đi trước quả nhiên không bao lâu đã bị thái hư thần tông cao thủ ngăn lại đường đi người chờ là người nào nơi đây là thái hư thần tông địa giới nếu như tiếp tục đi trước giết chết bất luận tội thủ vệ ngữ khí lạnh băng chút nào không đem mấy người để vào mắt đương nhiên này chủ yếu là bởi vì diệp quân lâm đám người cố ý che giấu khí cơ những người này vô pháp phát hiện chân thật tu vi giết đi diệp quân lâm khinh phiêu phiêu mà nói mộ dung thanh tuyết gật gật đầu công tôn Nguyệt Ảnh cũng tưởng tiến lên hỗ trợ, lại bị Diệp Quân Lâm trước tiên dùng ánh mắt ngăn lại. Có người cướp đoạt thánh mạch, thỉnh cầu chi viện. Vừa dứt lời, chung quanh bảo hộ thái hư thần tông đệ tử sôi nổi tới rồi. Mộ dung thanh tuyết cười lạnh không thôi, những người này chết đã đến nơi thế nhưng còn không tự biết. Các người này đó có mắt không tròng mu xuẩn, vẫn là đã chết hảo, miễn cho lãng phí tu luyện tài nguyên. Mộ dung thanh tuyết nói xong trực tiếp sát nhập đám người, ở nàng sắc bén thế công hạ, Thái Hư Thần Tông thủ vệ nhóm thực mau liền tử thương thảm trọng. Đặc biệt kế tiếp đuổi đến hiện trường viện quân đã có trưởng lão cấp bậc cường giả. Mới đầu trưởng lão còn chưa để ý, nhưng thực mau hắn liền phát hiện đứng ở cách đó không xa xem diễn diệp quân lâm cùng công tôn Nguyệt Ảnh. Hắn đã từng đi trước Nhật Nguyệt Thần Hỏa Điện làm qua sự, đối với công tôn Nguyệt Ảnh ấn tượng sâu đậm. Này không phải Nhật Nguyệt Thần Hỏa Điện thiên chi kiều nữ sao? Nàng như thế nào sẽ đi theo cái dung mạo bình thường người trẻ tuổi, hay là... Trưởng lão đột nhiên như là ý thức được cái gì, bận rộn lo lắng nói, các ngươi trước đứng vững, ta có quan trọng sự tình hồi tông phái thông báo. Thái hư thần tông chúng đệ tử tức khắc có chút mộng bức, trưởng lão không nói ra tay tưởng giúp, thế nhưng dẫn đầu chạy. Nhưng mà căn bản không cho bọn họ quá nhiều phản ứng thời gian, Mộ Dung Thanh Tuyết cũng đã giết qua tới. Này đó thủ vệ thực lực giống nhau, Mộ Dung Thanh Tuyết đối phó bọn họ dễ như trở bàn tay, thực mau liền đánh chết một nửa nhiều mặt khác một nửa nhân viên hoàn toàn đã không có chống cự ý niệm, sôi nổi trốn hướng thái hư thần tông tổng đà phương hướng. Giặc cùng đường mạc truy, làm cho bọn họ đi báo tin đi. Diệp quân lâm cười khẽ nói. Mộ dung thanh tuyết bận rộn lo lắng ngừng thân hình, nàng lập tức minh bạch diệp quân lâm ý tứ, đây là tính toán tại tâm lý thượng tra tấn cung thiên thu đám người A. Bên kia, đại thánh tử cùng cung thiên thu đám người đang ở thương nghị như thế nào dự phòng cao thủ tới phạm, liền thấy bên ngoài có một người đầy mặt kinh hoàng chạy tiến vào tề trưởng lão người làm sao vậy đại thánh tử có chút khó hiểu hỏi tề đại bàng thờ hồng hộc mà nói việc lớn không tốt vị kia thần bí cao thủ giết qua tới những lời này giống như ngàn cân cự thạch tự trời cao rơi vào mặt hồ gợn sóng đốn khởi cái gì đại thánh tử đám người đều là cả kinh tề trưởng lão người có thể hay không đem nói rõ ràng từ đâu ra cao thủ lại là cái gì cao thủ giết qua tới. Chính là A, à, đem lời nói loát thuận lại nói. Những người khác sôi nổi hỏi. Tề đại bàng lời ít mà ý nhiều mà nói, ta phụng mệnh ở thanh khung núi non đóng giữ, không lâu trước đây có người bước vào địa giới cùng thủ mạch đệ tử phóng sinh xung đột. Ta đuổi đến hiện trường, liền thấy trong đó có một người đúng là trước đó không lâu mất tích nhật nguyệt thần hỏa điện thiên chi kiều nữ công tôn nguyệt ảnh. Tề trưởng lão, sự tình quan trọng đại, người không nhận sai người đi cung thiên thu đầy mặt khẩn trương hỏi. Tề đại bàng vẫy vẫy tay, nói: "Cung trưởng lão có điều không biết, ta từng đi Nhật Nguyệt Thần Hỏa Điện làm qua sự, không ngừng một lần gặp qua Công Tôn Nguyệt Ảnh." Hơn nữa Công Tôn Nguyệt Ảnh tướng mạo xuất chúng, giữa mày một chút hồng phá lệ rõ ràng, ta tuyệt đối sẽ không nhận sai. Tt t. Hiện trường nháy mắt vang lên hết đợt này đến đợt khác hít hà một hơi thanh âm. Khoảng thời gian trước Nhật Nguyệt Thần Hỏa Điện Đông Đảo Thiên Kiêu bị giết, Công Tôn Nguyệt Ảnh rơi xuống không rõ hiện giờ lần nữa xuất hiện, mang theo công tôn nguyệt ảnh người trừ bỏ vị kia thần bí cường giả còn có thể có ai. Lộc cộc, đại thánh tử gian nan mà nuốt khẩu nước miếng, hắn là từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên như thế sợ hãi. Đặc biệt hiện tại tông chủ còn không có liên hệ thượng, nếu đụng tới như thế cường giả đột kích, kia cơ hồ chính là tai họa ngập đầu A. Mau, mau thông chi đi xuống, toàn tông trên dưới tiến vào tối cao để phòng trạng thái. Tề trưởng lão, còn có các người mấy cái, hiện tại liền cùng ta đi gặp phó tông chủ. Còn lại người phối hợp đệ tử trong tông duy trì phòng ngự trận pháp, quan trọng nhất chính là ổn định quân tâm, đừng làm cho bọn họ tự loạn đầu trận tuyến. Đại thánh tử mạnh mẽ áp chế trong lòng thấp thỏm phân phó nói. Mọi người sôi nổi gật đầu đi ra ngoài chuẩn bị. Vài vị thánh tử tính cả cung thiên thu, đều đi theo đại thánh tử đi gặp ân học kiện. Tin tức một khi truyền khai, toàn bộ thái hư thần tông hoàn toàn lộn xộn tuy rằng các trưởng lão ở cực lực trấn an, nhưng như cũng hiệu quả cực nhỏ. Kia chính là mấy ngày liền nguyệt thần hỏa điện đều không e ngại tuyệt thế cường giả, chúng ta thái hư thần tông có thể khiêng được sao? Nghe nói lúc trước bị diệt những cái đó nhật nguyệt thần hỏa điện thiên kiêu liền có thể nhẹ nhàng tiêu diệt một cái cỡ trung tông phái, cuối cùng không phải là toàn quân bị diệt. Vị này tuyệt thế cường giả rất có thể đến từ siêu cấp lánh đời tông môn, hiện giờ tông chủ lại không ở, thái hư thần tông chỉ sợ là xong rồi. Nghe nói lúc ấy nghe được tin tức sau, liền đại thánh tử bọn họ đều hoảng sợ, chúng ta vẫn là tự cầu nhiều phúc đi. Sợ hãi cùng tuyệt vọng hơi thở ở thái hư thần tông bên trong lan tràn. Các trưởng lão càng là nỗ lực trấn an, mọi người loại này mặt trái cảm xúc liền càng nghiêm trọng, trực tiếp tiến vào tuần hoàn ác tính hình thức. Đang đang đang, ở trận pháp thúc dục hạ, cảnh báo tiếng chuông không ngừng vang lên. Này liền làm đông đảo đệ tử nguyên bản liền hoảng loạn cảm xúc dậu đổ bìm leo. Đương nhiên cũng có một bộ phận Thái Hư Thần Tông tử trung đệ tử, bọn họ từ nhỏ liền tiến vào tông môn tu luyện, đối với Thái Hư Thần Tông có cực kỳ thâm hậu cảm tình. Hiện giờ Thái Hư Thần Tông tao mộ đại kiếp nạn, này đó tử trung đệ tử đều là thề muốn cùng tông phái cùng tồn vong. Nghị sự trong đại sảnh. Ân Học kiện sắc mặt âm trầm thả ngưng trọng. Tuy rằng phía trước cũng nghĩ đến khả năng sẽ bị liên lụy, nhưng là không nghĩ tới vị kia tuyệt thế cường giả sẽ đến đến nhanh như vậy. Cũng may phía trước chúng ta đã triệu hoán hồi rất nhiều cao thủ, nhưng đối mặt như vậy cường giả còn xa xa không đủ. Phân phó đi xuống, mọi người đem mạnh nhất pháp bảo cùng thần binh đều lấy ra tới, còn có chính là khởi động sở hữu phòng ngự trận pháp. Tuy rằng này đó phòng ngự trận pháp không đủ để chống cự tuyệt thế cường giả, nhưng chỉ cần có thể tạo được tiêu hao tác dụng là được. bổn tòa cũng sẽ đem thần kiếp tế ra, trải qua trong khoảng thời gian này ôn dưỡng, đã liền không đạt được thần binh trình tự, nhưng cũng tuyệt đối lực sát thương tăng nhiều ân học kiện trầm giọng nói ân học kiện dù sao cũng là phó tông chủ này một phe lời nói xuống dưới lại cũng làm mọi người hoảng loạn nỗi lòng có thể bình phục đặc biệt nhắc tới thần kiếp cũng làm mọi người nhiều một tia hy vọng thái hư thần tông vốn chính là chủ tu kiếm đạo ân học kiện đối với kiếm đạo tu luyện càng là tiếp cận đến hóa chi cảnh nếu hơn nữa thần kiếp thêm vào liền tính vô pháp chiến thắng vị kia thần bí cường giả cũng có thể rất lớn trình độ tiêu hao đối phương khí cơ còn có chính là đem thần bí cường giả sự tình tản đi ra ngoài, làm chung quanh sở hữu tông phái đều gia nhập tiến vào. Môi hở răng lạnh đạo lý bọn họ hẳn là minh bạch, cùng thái hư thần tông chung sức hợp tác, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Đơn đả độc đấu có điều giữ lại chỉ có đường chết một cái. Ân học kiện thanh âm vô cùng lạnh băng. Một trận chiến này quan hệ đến thái hư thần tông sinh tử tồn vong, vị kia cường giả thực lực lại quá mức khủng bố, chỉ có áp dụng chiến thuật biển người mới có một tia hy vọng. Cung Thiên Thu đột nhiên nói: "Phó tông chủ, ta kiến nghị đem nơi này sự tình mau chóng báo cho Nhật Nguyệt Thần Hỏa Điện." Liên nói đánh chết rất nhiều trong Biện Thiên Kiêu Hung Thủ đã tìm được, ngay cả công tôn Nguyệt Ảnh cũng ở hắn trong khống chế. Nếu có thể đem Nhật Nguyệt Thần Hỏa Điện cùng Nhật Nguyệt Thần Hỏa Học viện đều kéo vào trận doanh, chúng ta phần thắng sẽ lớn hơn nữa. Lời này có lý, liền dựa theo công trưởng lão đề nghị đi làm, nhanh chóng phái ra khinh công mạnh nhất để tử đi truyền tống tin tức. Ân Học Kiện rất là tán thưởng mà nói: đại thánh tử, người có thể cưới được như vậy cái hiền nội trợ, thật sự là phúc khí không cạn a. À. Đều là phu quân dẫn đường có cách. Cung thiên thu ngọt ngào cười nói. Đại thánh tử tức khắc cảm giác trên mặt có quang, đặc biệt cảm giác được những người khác hâm mộ ánh mắt khi, hắn thậm chí đều cảm giác lâng lâng. Lại có chính là khởi động diệt sát kiếm trận, bổn tọa muốn mượn dùng kiếm trận chịu uy, dung nhập đến thần kiếp chém ra mạnh nhất một kích. Bồn tỏa thật đúng là không tin, như thế mạnh mẽ thế công đều không thể thương hắn mảy may. Ân học kiện âm chắc chắc mà nói. Cung thiên thu tức khác có chút giật mình, trước kia nàng còn chưa bao giờ nghe nói qua cái gì diệt sát kiếm trận đâu. Đại thánh tử truyền âm giải thích nói, diệt sát kiếm trận cùng hộ tông phòng ngự trận pháp một công một phòng, đều là tông môn mạnh nhất trận pháp át chủ bài. Đặc biệt diệt sát kiếm trận là trận sư kết hợp long mạch chi lực cùng tông môn bên trong rất nhiều cường giả kiếm ý hội tụ bố trí mà thành. Chỉ có thúc dục tông nội đặc thù kiếm quyết, mới có thể đem diệt sát kiếm trận dẫn ra, đến lúc đó phối hợp thần kiếp, nói vậy có thể phát huy ra mạnh nhất uy lực. Cung thiên thu bừng tỉnh đại ngộ, không lỗ là thái hư thần tông, nếu không phải phía trước không có tuyệt thế thần binh chấn tông, chỉ sợ đã sớm bước lên đại tông phái chi liệt. Được rồi, chư vị đều mau đi chuẩn bị đi. Ân học kiện trầm giọng nói. Mọi người sôi nổi rời đi nghị sự đại sảnh. Cung thiên thu xa xa nhìn lại, liền thấy tông môn nội các đệ tử đều dáng vẻ vội vàng rất nhiều trưởng lão cũng là tay cầm cổ kiếm pháp bảo, mấy thứ này ngày thường chưa bao giờ xuất hiện quá. Hiển nhiên những người này đem áp đáy hòm bảo vật đều lấy ra tới. Trong lúc nhất thời Thái Hư Thần Tông tiến vào toàn viên chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Cùng lúc đó, Thái Hư Thần Tông quanh thân Tông Phái cũng được đến tương quan tin tức. Bởi vì Thái Hư Thần Tông phụ trách thông truyền người cố tình nhuộm đẫm đem thần bí cao thủ hoàn mỹ đắp nặn thành vì đoạt lấy tu luyện tài nguyên không từ thủ đoạn kẻ điên thậm chí còn đem phía trước ma đầu cắn nuốt rất nhiều tông phái tội danh khấu ở thần bí cao thủ trên đầu Này liền làm đông đảo trung tiểu tông phái mỗi người cảm thấy bất an hơn nữa lập tức quyết định ôm chặt thái hư thần tông này đùi đến núi kia mấy cái cỡ trung tông phái cũng cảm thấy liên hợp lại càng có phần thắng vì thế sôi nổi phái cường giả chạy tới thái hư thần tông bên kia nhật nguyệt thần hỏa điện cũng thực mau được đến tin tức điện chủ lập tức hạ lệnh sở hữu tinh anh thiên kiêu dốc toàn bộ lực lượng liên quan Nhật Nguyệt Thần Hỏa Học Viện cũng toàn bộ xuất động, bằng nhanh tốc độ gấp rút tiếp viện. Đương nhiên vì bảo đảm vạn vô nhất thất, Nhật Nguyệt Thần Hỏa Điện cũng cấp cấp dưới tông phái thế lực tuyên bố mệnh lệnh, cấp tốc đi trước chi viện. Rất nhiều thế lực giống như trăm xuyên hối đồng thời hải dũng hướng Thái Hư Thần Tông. Bên kia, Diệp Quân Lâm đám người dần dần tiếp cận Thái Hư Thần Tông Tổng Đà. Trong quá trình vẫn chưa gặp được bất luận cái gì chống cự, sở hữu ở bên ngoài bảo hộ thánh mạch đệ tử đều được đến mệnh lệnh lui giữ tổng đà. Đương nhiên như vậy cũng là vì tránh cho bị diệp quân lâm đám người tiêu diệt từng bộ phận. Nhìn thái hư thần tông tổng đà những cái đó cung điện dần dần trở nên rõ ràng lên, thậm chí bên ngoài đệ tử cuống quyết chuẩn bị chiến tranh cảnh tượng đều ánh vào mi mắt. Diệp quân lâm khóe miệng không khỏi hơi hơi gợi lên. Cung thiên thu, hôm nay đó là người tận thế, từ nay về sau đại bản doanh đem lại vô hậu hoạn. Thái hư thần tông nếu dám xen vào việc người khác, khiến cho nó cũng hoàn toàn biến mất đi. Đúng rồi, thần kiếp cần thiết đến lấy về tới, tuy rằng là ta tùy tay luyện chế đồ vật, nhưng chung quy là lão tử đồ vật. Diệp Quân Lâm trong lòng khó nén kích động chi tình, phía trước đủ loại nợ máu cuối cùng có thể thanh toán. Một niệm đến tận đây, Diệp Quân Lâm không tự chủ được nhanh hơn đi tới nện bước. Lại đi rồi ước chừng 5 6 phút, Diệp Quân Lâm đám người đã tới rồi Thái hư thần tông bên ngoài bên cạnh chỗ ba người có thể rõ ràng nhìn đến tầng tầng trận pháp năng lượng dao động lưu chuyển. Thậm chí lấy bọn họ nhĩ lực, đều có thể nghe được dấu ở chỗ tối những cái đó thái hư thần tông đệ tử khe khẽ nói nhỏ thanh. Chủ nhân, có người tới gần, cẩn thận. Đúng lúc này, công tôn Nguyệt Ảnh đột nhiên nhắc nhở nói. Mộ dung khuynh tuyết nào nào, nàng vẫn chưa cảm giác được có cái gì khả nghi hơi thở tiếp cận. Diệp quân lâm gật gật đầu, nói, không sao, hẳn là người quen. Quả nhiên ở một lát sau, một đạo cường tráng thân ảnh tự dừng cây chỗ sâu trong túng ra, trong chớp mắt đi tới Diệp Quân Lâm đám người phụ cận. Mộ Dung Khuynh Tuyết không khỏi hít hà một hơi, bởi vì nàng phát hiện người tới đúng là phía trước ở Ngự Long Thành tao ngộ Hắc Giáp Ma Đầu. "Tiêu Phong, quả nhiên là ngươi." Diệp Quân Lâm thần sắc có chút phức tạp, nhưng ngay sau đó lạnh giọng chất vấn nói, "Ngươi ngăn lại đường đi muốn làm cái gì?" Thình thịch, Tiêu Phong trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống, ngữ khí vô cùng khẩn thiết mà nói sư phụ cầu ngài hôm nay không cần đối thái hư thần tông động thủ ngươi nói cái gì diệp quân lâm ngữ khí trở nên càng thêm lạnh băng lên tiêu phong bận rộn lo lắng giải thích nói sư phụ ngài liền cho ta một cái vì chính mình chuộc tội cơ hội đi cung thiên thu ta muốn ních thân đem nàng đánh chết thái hư thần tông ta cũng sẽ thân thủ đem này hủy diệt còn thỉnh sư phụ thành toàn phanh 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 tiêu phong liên tục cấp diệp quân lâm dập đầu ba cái cái chán đã là có vết máu xuất hiện diệp quân lâm trầm ngâm một lát hắn có thể cảm nhận được tiêu phong đối với tự mình báo thù rõ ràng cảm xúc đồng thời cũng minh bạch tiêu phong hiện tại tuyệt không phải đối cung thiên thu dư tình chưa dứt lại đây thế nàng cầu tình mà là chân chính muốn thông qua thực lực của chính mình báo thù rửa hận rốt cuộc lúc trước cung thiên thu đem tiêu phong chơi đến xoay quanh nếu vô pháp thân thủ báo thù chỉ sợ ở tiêu phong nơi đó sẽ lưu lại vĩnh cửu tâm ma hảo đi ta đáp ứng ngươi Diệp Quân Lâm suy nghĩ thật lâu sau nói. Tiêu Phong vô cùng cảm kích mà nói, đa tạ sư phụ thành toàn, đa tạ sư phụ thành toàn. Tiêu Phong, người tình huống hiện tại như thế nào? Cực đoan cắn nuốt có được rất nhiều tệ đoan, hiện giờ người hình thể cốt cách đều đã xảy ra biến hóa, nếu như lại tiếp tục cắn nuốt đi xuống, hậu quả không dám tưởng tượng. Diệp Quân Lâm lời nói thấm thía mà nói. Tiêu Phong cười thảm hai tiếng, nói, sư phụ, này hết thảy đều là ta gieo gió gặt báo, hiện giờ rơi xuống tình trạng này cũng coi như là trừng phạt đúng tội. Nhưng là sư phụ, vô luận ta đem trả cái giá như thế nào, cũng muốn thân thủ đem cung thiên thu đánh chết. Đây là ta chính mình quyết định phải đi lộ, sư phụ ngài liền không cần hỏi nhiều. Chờ tương lai ta báo thù rửa hận sẽ tự hành kết thúc, cấp đại bản doanh những cái đó huynh đệ cùng với sư mẫu quân, quân quân bọn họ một công đạo. Tiêu phong thái độ vô cùng kiên quyết, theo sau cũng chưa cho Diệp quân lâm tiếp tục khuyên bảo cơ hội. Sư phụ, bất hiếu đệ tử đi trước, cung thiên thu cái kia mệnh ghi tạc ta chướng thượng. Nói xong lúc sau Tiêu Phong đầu cũng không quay lại nhanh chóng rời đi. Nhìn Tiêu Phong rời đi bóng dáng, Diệp Quân Lâm sâu kín mà thở dài. Chuyện cũng rõ ràng trước mắt, phảng phất liền phát sinh ở hôm qua. Tiêu Phong lúc ấy đi theo đó là phi thường chấp nhất, cũng đúng là bởi vì cái này tính cách, mới có thể ở đông đảo người trẻ tuổi trung trổ hết tài năng. Không ngờ chuyện tới hiện giờ, Tiêu Phong cuối cùng vẫn là ở chính mình tính cách thượng té ngã. Tính cách quyết định nhân sinh, những lời này quả nhiên không giả a. À. Đứa nhỏ này thật là để tâm vào chuyện vụn vặt, cố chấp tính cách từ đầu đến cuối cũng không thay đổi. Đương nhiên này cũng có thể nhìn ra cung thiên thu cho hắn mang đến như thế nào bị thương. Bất quá nếu hắn đã quyết định đem con đường này đi xuống đi, kia liền mặc kệ nó đi. Diệp Quân Lâm ở trong lòng yên lặng làm ra quyết định nhìn nhìn gần trong gang tất thái hư thần tông đặc biệt mơ hồ có thể nhìn đến nơi xa đệ tử trong tông hoảng sợ biểu tình diệp quân lâm lại lần nữa than nhẹ một tiếng nếu tiêu phong quyết định tự mình báo thù kia cơ hội này sẽ để lại cho hắn đi cung thiên thu tam thánh tử khiến cho các ngươi sống lâu chút thời gian diệp quân lâm ngay sau đó đối với hai nàng vẫy vẫy tay trầm giọng nói chúng ta đi thôi thái hư thần tông đệ tử trận địa sẵn sàng đón quân địch bọn họ tinh thần đều khẩn trương tới rồi cực điểm. Không ngừng có tin tức từ tông môn nhất bên cạnh nhãn tuyến chuyển quay lại tới. Thậm chí có hai tên nhất bên ngoài đệ tử tuyên bố thấy được tên kia tuyệt thế cao thủ. Tương cả người có vẻ thường thường vô kỳ, vô luận tướng mạo vẫn là khí chất đều bình thường tới rồi cực điểm. Nhưng hắn bên người lại là đi theo hai cái tuyệt mỹ tuổi trẻ nữ tử, nhưng là không bao lâu liền lại tới nữa một cái hắc giáp cao thủ. Hai bên tựa hồ nói chuyện với nhau cái gì, nhưng là do dự khoảng cách quá xa, hai tên nhãn tuyến thật sự không dám tới gần, vẫn chưa nghe rõ nói chuyện nội dung. Tóm lại nói chuyện với nhau sau không bao lâu, ba người kia liền xoay người rời đi, cuối cùng biến mất với trong rừng không có tung tích. Đại gia không cần thiếu cảnh giác, tên kia cao thủ hẳn là phát hiện chúng ta khởi động trận pháp năng lượng dao động. Mặc dù hắn thực lực phi phàm, nhưng là đối mặt hộ tông đại trận cũng thế tất cẩn thận hành sự, nghĩ đến là ở tìm càng giai tiến công phương hướng tiếp tục mở rộng tra xét phạm vi, một khi trận pháp có lực lượng phản hồi lập tức thông báo. Đại Thánh Tử nghe được tin tức sau phân tích nói. Mọi người sâu sắc cảm giác có lý, rốt cuộc loại này giải thích nhất hợp logic. Tuy rằng vị kia siêu cấp cường giả dám ở bên ngoài đánh chết nhật nguyệt thần hỏa điện thiên kiêu, nhưng là hộ tông trận pháp liên lụy chính là Long Mạch. Kích phát Long Mạch chi lực khởi xướng tiến công, lại kết hợp đông đảo cao thủ liên hợp công kích, tiểu tâm cẩn thận đối đãi cũng xác thật có đạo lý cung thiên thu tâm tình phá lệ thấp thỏm, trên trán mồ hôi lạnh không chịu khống chế chảy xuống dưới. Nàng biết rõ trong vòng một ngày hao hết long mạch lực lượng có bao nhiêu khó, mặc dù là thân thể phụ tải đều sẽ đạt tới cực kỳ trình độ khủng bố. Như thế liền có thể suy tính ra, vị này thần bí cao thủ đại khái suất là vị siêu cường thể tu, nếu không chỉ cần là lực lượng bành trướng đều sẽ làm hắn nổ tan xác mà chết. Đối với cực đoan cắn nuốt phương diện, Cung Thiên Thu cảm thấy chính mình so Thái Hư Thần Tông nội bất luận kẻ nào đều có quyền lên tiếng. Như thế khủng bố cường giả thật sẽ sợ hãi lấy Long Mạch làm cơ sở trận pháp sao? Cung Thiên Thu đối này cầm nghiêm trọng hoài nghi thái độ. Một khi thần bí cường giả tiến công Thái Hư Thần Tông, như vậy chính mình thật vất vả mới đạt tới địa vị đem nước chảy về biển đông. Đáng giận a! À? Cung Thiên Thu song quyền nắm chặt, nàng thậm chí bắt đầu cầu nguyện thần bí cường giả không cần tiến công Thái Hư Thần Tông ít nhất ở chính mình thành lập cũng đủ lực lượng phía trước không cần tiến công, nếu không muốn Đông Sơn tái khởi đem khó như lên trời. Thời gian một phút một giây trôi đi, Thái Hư Thần Tông như cũ không có bất luận cái gì bị công kích dấu hiệu. Vô luận Cung Thiên Thu vẫn là Đại Thánh Tử, cũng hoặc là Thái Hư Thần Tông những người khác đều vô cùng nôn nóng cùng sầu lo. Đúng lúc này, bên ngoài nhãn tuyến truyền đến tin tức, Nhật Nguyệt Thần Hỏa Điện Cường giả đến, từ hai vị điện chủ tự mình mang đội. Thái hư thần tông đệ tử tức khắc tinh thần phấn chấn lên, đây chính là cực phẩm cường viện. Bọn họ tiếp tục chờ đợi thần bí cường giả đi vào. Mọi người lại ở nôn nóng cùng sầu lo phức tạp cảm xúc chờ đợi hồi lâu, nhưng như cũng không có thần bí cao thủ tiến công dấu hiệu. Loại này cơ hồ tất cả mọi người phi thường bực bội. Thật giống như tích tụ toàn bộ lực lượng chuẩn bị trọng quyền xuất kích, kết quả lại đánh tới một đại đoàn bông thường đại gia không cần thiếu cảnh giác, thần bí cường giả không chuẩn chính là ở chơi tâm lý chiến. Đợi cho chúng ta cho rằng vạn sự đại cắt lơi lỏng khoảnh khắc đột nhiên ra tay, đánh chúng ta một cái trở tay không kịp. Ân học kiện sắc mặt nghiêm túc mà nói. Mọi người nghe vậy, tiếp tục vẫn duy trì hết sức chăm chú chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Đối mặt như thế cường hãn đối thủ, thái hư thần tông không dám hành động thiếu suy nghĩ, rốt cuộc bọn họ tông chủ cho tới bây giờ còn không có tin tức. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, Nhật Nguyệt Thần Hỏa Điện cùng Nhật Nguyệt Thần Hỏa Học Viện cường giả càng ngày càng nhiều. Lúc ấy được đến tin tức sau, hai đại thế lực liền thông chi ở Côn Luân khư các nơi rèn luyện cùng chấp hành nhiệm vụ cường giả tập kết ngăn địch. Chẳng qua bởi vì lộ trình xa gần không đợi, lúc này mới dẫn tới bọn họ đến Thái Hư Thần Tông thời gian không phải đều giống nhau. Cũng nguyên nhân chính là vì hai đại thế lực cao thủ càng tụ càng nhiều, bọn họ tự tin cũng càng ngày càng đủ. Đừng lại đợi, trực tiếp sát hướng thanh khung núi non, chúng ta nhiều như vậy cao thủ còn sợ hắn một người sao nhật nguyệt thần hỏa điện điện chủ lập tức nói làm đại hình tông phái nhật nguyệt thần hỏa điện có thuộc về chính mình kiêu ngạo đặc biệt làm trò nhiều như vậy tông phái thế lực cường giả mặt điện chủ cảm thấy càng hẳn là bày ra ra nhật nguyệt thần hỏa điện khí phách cùng thực lực ra lệnh một tiếng như núi đảo nhật nguyệt thần hỏa điện cùng nhật nguyệt thần hỏa học viện các cao thủ sôi nổi sát hướng thanh khung núi non mặt khác tông phái có quan vọng nhưng hai đại tông phái phụ thuộc thế lực lại là gắt gao đi theo, không bao lâu liền đem thanh khung núi non vây quanh cái chật như nêm cối. Nhưng mà trải qua thảm thức tìm tòi lúc sau, cũng không phát hiện bất luận cái gì khả nghi nhân viên tung tích. Đúng lúc này, được đến tin tức thái hư thần tông chúng cường giả cũng đuổi tới hiện trường. Đương nhiên làm như vậy trừ bỏ tưởng mau chóng trừ bỏ thần bí cường giả cái này thật lớn tai họa ngầm ngoại, càng muốn ở nhật nguyệt thần hỏa điện phía trước đến chút tình cảm để tương lai càng dễ dàng đưa tông nội thiên tài tiến đến nhật nguyệt thần hỏa học viện tiến tu. Nhưng mà tất cả mọi người ở thanh khung núi non phát cái không sôi nổi nghi hoặc khó hiểu. Thần bí cao thủ đến tột cùng đi đâu? Mặc dù là chọn lựa tốt nhất tiến công thời cơ, cũng không có khả năng rời đi cả tòa núi non phạm vi a. Nhiều như vậy cường giả cùng nhau tra xét, thế nhưng cũng không tìm thấy được tung tích của đối phương. Thật sự có chút quỷ dị a. À. Ngươi nói hắn sẽ không chạy trốn đi mọi người nghị luận sôi nổi, rốt cuộc nhiều như vậy cường giả tề tụ đều ở phóng thích năng lượng tiến hành tra xét, liền tính đối phương thực lực lại cường cũng không chỗ che giấu. nhưng là cho tới bây giờ còn không có bất luận cái gì phát hiện, như vậy thần bí cao thủ đại khái suốt khả năng đã rời đi, đại thánh tử cùng cung thiên thu sóng vai mà đi, bên cạnh người đều là thái hư thần tông trung tâm cao tầng, bọn họ đồng dạng mày nhíu chặt, hiển nhiên cũng không nghĩ thông suốt thần bí cường giả đến tột cùng ý muốn như thế nào là phu quân, người cảm thấy này thần bí cao thủ đang làm cái quỷ gì? Cung thiên thu hỏi dò. Thật đúng là không nghĩ ra. Đại thánh tử lắc lắc đầu, tiếp tục nói, nhưng là dựa theo thần bí cao thủ phía trước chém giết không để lối thoát diễn xuất, cũng không phải là cái loại này tiếng sấm to hạt mưa nhỏ phong cách, khẳng định ở ấp ủ nào đó âm mưu. Mọi người sôi nổi gật đầu, thần bí cao thủ vì đoạt được long mạch đem nhật nguyệt thần hỏa học viện cùng với rất nhiều tông phái cường giả tàn sát hầu như không còn, này hiển nhiên là không chỗ nào cố kỵ không sợ đắc tội với người thậm chí liền ở không lâu trước đây thần bí cường giả trực tiếp xâm nhập thanh khung núi non tùy ý thái hư thần tông đệ tử trở về báo tin này cơ bản tương đương với công khai khiêu khích cùng miệt thị cố ý tuyên cáo hắn tới diệt thái hư thần tông nếu không nếu thật muốn suốt kỳ bất ý đánh lén lấy thần bí cường giả thực lực sao có thể làm những cái đó không quan trọng tu vi đệ tử đào tẩu đừng đoán bổn tỏa trong lòng đã có định luật một đạo giống như sấm rền thanh âm ở mọi người bên tai nổ vang mọi người sôi nổi tìm theo tiếng âm nhìn lại liền thấy ân học hiện cùng đi hai vị dâu tóc bạc trắng lão giả chậm rãi tới nói chuyện người là đứng ở chính giữa nhất vị trí cường tráng lão giả hắn thân xuyên áo đen trước ngực thêu nhật nguyệt ngọn lửa phía dưới một tòa cung điện sinh động như thật người này chính là nhật nguyệt thần hỏa điện điện chủ tư đồ vạn dặm đại thánh tử bận rộn lo lắng cấp cung thiên thu truyền âm giới thiệu Cung Thiên Thu trong lòng kinh hãi, không nghĩ tới nhanh như vậy liền nhìn đến chân chính đại nhân vật. Mặc dù là giống ân học hiện cái loại này nhất phái phó tông chủ, cũng đối với nhân ra cúi đầu khom lưng mãn, mặt nịnh nọt biểu tình. Tư đồ điện chủ, ngài ý tứ là. Ân học kiện cung thanh dò hỏi, nhiễm nhiên một bộ khiêm tốn thỉnh giáo bộ dáng. Tư đồ vạn dặm trầm giọng nói, y bổn tọa xem ra, người nọ chính là nhìn đến nhật nguyệt thần hỏa điện chúng cường giả tề đến, trực tiếp bị dọa chạy hắn sở dĩ dám trắng trận táo bạo lại đây trả thù chính là khinh các ngươi thái hư thần tông không người nói đến cùng cũng chính là cái bắt nạt kẻ yếu phế vật mọi người nháy mắt có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác bọn họ phía trước đều thuộc về vào trước là chủ bởi vì thần bí cao thủ đủ loại cách làm đều cho thấy hắn là cái không chỗ nào có kỵ tuyệt thế cường giả cũng nguyên nhân chính là vì như thế mọi người đều không hướng phương diện này tưởng liền tính những cái đó nhật nguyệt thần hỏa điện thiên kiêu nhóm lại lợi hại cũng tuyệt đối không có hiện giờ thái hư thần tông đông đảo cao thủ cường. Không sai, tất nhiên là như từ đồ điện chủ theo như lời, nếu không người nọ sẽ không đem sao nhiều người tàn sát hầu như không còn. Không lưu người sống còn không phải là lo lắng thiên kiêu nhóm hồi nhật nguyệt thần hỏa điện mật báo, do đó bại lộ thân phận sao. Hiện giờ chúng ta cường giả tụ tập, hắn tự nhiên sẽ không tùy tiện hành động, khẳng định là sợ hãi. Ở đây tất cả mọi người tinh thần đại chấn, đảo qua phía trước huệ hoài đồi thái nguyên lai like cái kia tuyệt thế cường giả cũng có sợ hãi thời điểm mọi người phảng phất nháy mắt phá tan phía trước bóng ma tâm lý gông cùng xiềng xích trọng hoạch tự tin tân sinh nhật nguyệt thần hỏa điện uy vũ tư đồ điện chủ khí phách chúng ta thắng mọi người hoan hô nhảy nhót uy danh đại chấn nhìn thấy loại tình huống này tư đồ vạn dặm vừa lòng gật gật đầu đây cũng là hắn muốn hiệu quả nhiều danh thiên kiêu bị thần bí cao thủ giết chết cái này làm cho nhật nguyệt thần hỏa điện trẻ tuổi thương vong thảm trọng Nhật Nguyệt Thần Hỏa Điện cũng bởi vậy nhu cầu cấp bách bổ sung mới mẻ máu. Nhưng là tư đồ vạn giảm ngại với mặt mũi cũng sẽ không tự hạ thân phận đi phái người chiêu mộ. Kinh này một chuyện, đông đảo tông môn cao tầng thế tất sẽ đem có thiên phú trẻ tuổi đưa vào Nhật Nguyệt Thần Hỏa học viện. Đến lúc đó bồi dưỡng lên tân sinh thế lực liền sẽ vì Nhật Nguyệt Thần Hỏa Điện sử dụng. Đại gia yên lặng một chút, bổn tỏa còn có chuyện muốn nói. Theo tư đồ vạn giảm thanh âm vang lên, nguyên bản ồn ào hiện trường nháy mắt an tĩnh lại chúng ta không thể một mặt phòng thủ, như vậy liền quá bị động, lại còn có sẽ làm kia cuồng đồ càng thêm không kiêng nể gì. Cho nên bổn tọa để ý, ở đây sở hữu tông phái tinh nhuệ ra hết, lấy thái hư thần tông vì tâm hướng bốn phía thảm thức tìm tòi. Đại gia tùy thân mang theo truyền âm công cụ, bảo trì lẫn nhau gian tin tức thẳng đường, như thế liền có thể đạt tới kịp thời chi viện hiệu quả. Đại gia có gì dị nghị không? Câu thức tuy rằng thuộc về nghi vấn phạm trù, nhưng tư đồ vạn dặm lại là mang theo mệnh lệnh ngữ khí, không hề có thương lượng đường sống. Nhưng mà ở đây Đông Đảo tông phái cũng xác thật không có gì nghị, rốt cuộc Nhật Nguyệt Thần Hỏa Điện xác thật là đại hình tông phái. Hơn nữa Nhật Nguyệt Thần Hỏa học viện thêm vào, vô luận tổng hợp thực lực vẫn là lực ảnh hưởng, ở đại hình tông phái chung cũng thuộc về người xuất sắc. Toàn bằng tư đồ điện chủ làm chủ. Ta chờ nguyện vì Nhật Nguyệt Thần Hỏa Điện như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đánh chết cuồng đồ, điện chủ Huy Vũ mọi người cảm xúc tăng vọt uy danh đại trấn, khí thế như hồng. Bồn tỏa từ hôm nay trở đi đối kia cuồng đồ hạ truy sát lệch, xuất phát. Theo tư đồ vạn dặm ra lệnh một tiếng, lớn lớn bé bé mấy trăm cái tông phái cùng nhau khởi sướng truy kích. Nhật Nguyệt thần hỏa điện đều vì bọn họ phái đã phát thông tin công cụ, một khi phát hiện lập tức truyền tin. Bên kia, Diệp Quân Lâm mang theo mộ dung khuynh tuyết cùng công tôn Nguyệt ảnh hai người đã sớm rời đi thanh khung núi non. Audio điện tử võ tấn bền Đối với hắn tới nói, lần này Côn Luân Khư hành trình lớn nhất mục đích cơ bản hoàn thành. Lúc trước định ra mục tiêu chính là tra xét Côn Luân Khư trạng huống, đạt được Thái Hư Thần Tông càng sâu trình tự tin tức. Hiện giờ chẳng những tình báo tra xét rõ ràng, còn vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, đem tinh Nguyệt Thần Tông thu làm mình dùng. Nếu không phải tiêu phong quyết định tự mình báo thù, giờ phút này Thái Hư Thần Tông đã sớm tan thành mây khói đương nhiên kế tiếp chính là xem tiêu phong khi nào tiến đến báo thù, đến lúc đó Diệp Quân Lâm hoặc là âm thầm quan khán, hoặc là trực tiếp ra tay hỗ trợ. Nhưng là lấy tiêu phong hiện tại tu vi cảnh giới, trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ sẽ không đi thái hư thần tông báo thù, nếu không cùng tự tìm tử lộ vô dị. Lấy tiêu phong tính cách, tất nhiên là đạt tới tuyệt đối tự tin cảnh giới mới có thể đi tìm cung thiên thu thanh toán, như vậy liền còn cần rất dài một đoạn thời gian. Trước mắt liền có thể tạm thời rời đi côn luân khư, diệp quân lâm âm thầm mà nghĩ tông chủ kế tiếp chúng ta đi đâu mộ dung khuynh tuyết hỏi dò làm tinh nguyệt thần tông thánh nữ mộ dung khuynh tuyết còn là phi thường lo lắng tông môn an nguy lạc phân dương ở tinh nguyệt thần tông bị giết sự tình sớm hay muộn sự việc đã bại lộ đến lúc đó bọn họ đem gặp nhật nguyệt thần hỏa học viện cùng với nhật nguyệt thần hỏa điện lửa giận nếu diệp quân lâm không ở tông môn tọa trấn như vậy một khi sự phát tinh nguyệt thần tông đem búng tay gian hôi phi yên diệt diệp quân lâm trầm ngâm một lát nói về trước tinh nguyệt thần tông đi ta còn có chút sự tình giao cho các ngươi đi làm tông chủ có bất luận cái gì yêu cầu cứ việc đề chúng ta toàn tông tất nhiên toàn lực ứng phó đi hoàn thành mộ dung khuynh tuyết ngữ khí chân thành mà nói diệp quân lâm chịu hồi tinh nguyệt thần tông này đối với mộ dung khuynh tuyết tới nói chính là thiên đại tin vui ta yêu cầu các ngươi tìm một ít rèn binh khí nguyên vật liệu đương nhiên này đó tài liệu phẩm cấp càng cao càng tốt Diệp Quân Lâm cười ngâm ngâm mà nói, kỳ thật chuyện này ở Diệp Quân Lâm biết được chính mình rèn thuật cao siêu khoảnh khắc liền ở trong lòng chuẩn bị. Quân quân đám người cũng yêu cầu một ít đỉnh cấp binh khí nhắc tới cao sức chiến đấu. Mà căn cứ tình báo biết được, chính mình tùy tay dùng cấp thấp tài liệu rèn thần kiếp đều bị Thái Hư Thần Tông trở thành trấn giáo thần binh. Nếu như ở Côn Luân khư tìm được một ít cao phẩm giai nguyên vật liệu rèn, lại phối hợp long mạch chi lực, chẳng phải có thể chế tạo ra tuyệt thế thần binh tới? Tu vi cảnh giới đều không phải là một sớm một chiều có thể tăng lên, nhưng thần binh thuộc về ngoại lực. Chỉ cần có cũng đủ rèn thuật, liền có thể làm cùng đẳng cấp cường giả nháy mắt tăng lên không tầm thường sức chiến đấu. Tốt tông chủ, chúng ta chắc chắn khuynh tấn toàn tông chi lực giúp ngài tìm kiếm rèn tài liệu." Mộ Dung Khuynh Tuyết rất là hưng phấn mà nói. Chỉ có có được cũng đủ giá trị, mới có thể dẫn tới Diệp Quân Lâm càng thêm coi trọng, như vậy cũng liền có thể không sợ Nhật Nguyệt Thần Hỏa Điện uy áp theo sau Diệp Quân Lâm liền mang theo hai nàng phản hồi tinh nguyệt thần tông. Đương tông nội nhân viên nhìn đến công tôn nguyệt ảnh đã trở thành Diệp Quân Lâm hầu gái khi, lại lần nữa khiến cho sóng to gió lớn. Mọi người đối với Diệp Quân Lâm cũng càng thêm sợ hãi cùng kính phục. Ngay cả Nhật Nguyệt Thần Hỏa Điện Tiểu Công Chúa đều cam tâm tình nguyện làm nô làm tỳ, bọn họ còn có cái gì lý do không cúi đầu xương thần đâu. Mau chóng tìm được một long mạch, sau đó chính là luyện chế binh khí tài liệu, càng đỉnh cấp càng tốt. Ta ở một quyển sách cổ nhìn thấy quá rất nhiều, như là Thiên Tinh Thiết, Hỏa Kim, Long Thạch, Thần Cốt Từ Từ. Diệp Quân Lâm liền phát hiện theo hắn không ngừng nói ra này đó tài liệu, ở đây mọi người sắc mặt cũng là càng ngày càng khó coi. Có cái gì vấn đề sao? Diệp Quân Lâm có chút nghi hoặc hỏi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết nên như thế nào hồi phục Diệp Quân Lâm. Cuối cùng vẫn là mộ dung huyền tình tổ chức hảo môn nữ, đáp lại nói, tông chủ mấy thứ này đều quá hy hữu liền lấy long thạch tới nói đi yêu cầu long mạch mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm phòng có thể dựng dục mà ra linh vận cực cường long thạch thậm chí có thể ở một mức độ nào đó sinh ra linh trí rèn binh khí thật có thể dùng đến loại này câu nói kế tiếp tuy rằng không có hoàn toàn nói ra nhưng diệp quân lâm cũng nghe đã hiểu nàng ý tứ diệp quân lâm mặt mang ý cười nhìn về phía những người khác quả nhiên bọn họ phản ứng đều đại đồng tiểu dị mộ dung huyền tình ý tứ thực rõ ràng Long thạch vì cực phẩm rèn nguyên liệu, chân quý thưa thất trình độ viễn siêu bình thường long mạch. Thậm chí loại nhỏ long mạch đều không thể dựng dục ra long thạch, ngay cả lần trước Diệp Quân Lâm cướp đoạt lại đây cái kia long mạch đều không có long thạch tồn tại. Có thể nghĩ long thạch chân quý hi hữu trình độ, mà như thế cực phẩm nguyên vật liệu, giống nhau rèn thuật căn bản cũng vô pháp khống chế. Nói trắng ra là chính là bình thường đoán tạo sư mặc dù có được long thạch, cũng vô pháp rèn ra tuyệt thế thần binh, hoàn toàn thuộc về phí phạm của trời tinh nguyệt thần tông thành viên đây là ở nghi ngờ chính mình rèn thuật như vậy đi các ngươi đem tông nội có được nguyên vật liệu cho ta lấy tới một ít sau đó mang ta đi tông nội thánh mạch nơi vị trí vừa vặn cho các ngươi này đó tông nội nguyên lão chế tạo điểm tiện tay ra hỏa thức diệp quân lâm cười ngâm ngâm mà nói bị đương trường chọc thủng trong lòng suy nghĩ tinh nguyệt thần tông chúng trưởng lão sắc mặt xấu hổ không thôi nhưng là có thể đương trường kiểm tra đo lường một chút diệp quân lâm rèn thuật Mọi người trong lòng lại phá lệ chờ mong lên. Đặc biệt nhìn đến Diệp Quân Lâm định liệu trước bộ dáng, mọi người lại có chút kích động. Nhìn dáng vẻ tân nhiệm tông chủ thực sự có có chút tài năng ha à. Mọi người trong đầu đều hiện lên như vậy ý niệm. Mộ Dung Uyển tình lập tức sai người lấy ra rất nhiều nguyên vật liệu, theo sau lại mang theo Diệp Quân Lâm đi trước thánh mạch nơi. Bắt đầu đi. Lời còn chưa dứt, Diệp Quân Lâm cũng đã bắt đầu tiến hành rèn. Thuần thuộc động tác, cao siêu kỹ xảo xem đến tinh nguyệt thần tông thành viên một trận trợn mắt há hốc mồm. Tông chủ này rèn thuật cũng quá cao siêu đi. Bồn tọa từng tham gia quá rất nhiều tông phái liên hợp cử hành rèn thuật đại tái, kia giới rèn thuật quán quân trình độ cũng xa xa không kịp tông chủ. Này chỉ sợ có thể so sánh côn luân khư đỉnh cấp rèn thuật đi. Tề trưởng lão, thỉnh đem đem người câu nghi vấn thức đổi thành câu trần thuật thức, chỉ sợ chỉ có đúc chi vương binh thần mới có khả năng cùng tông chủ so sánh với. Đúc Chi Vương là côn luân khư đúc thuật mạnh nhất tồn tại, bị người tôn vì binh thần. Rất nhiều đỉnh cấp tông phái cuối cùng các loại tài nguyên chỉ vì cầu được binh thần một kiện thần binh. Nhưng mà binh thần vị trí trình tự hơn Sa Tinh Nguyệt Thần Tông có thể tiếp xúc đến, mặc dù là Nhật Nguyệt Thần Hỏa Điện cũng không nhất định có thể đủ chạm vào cái kia trình tự. Nghe nói chỉ có những cái đó siêu cấp lánh đời gia tộc hoặc là tông phái mới có thể cùng binh thần đáp thượng tuyến. Nhưng mà ở nhìn đến Diệp Quân Lâm xuất thần nhập hóa rèn thuật sau, mọi người trong lòng khiếp sợ đã là tột đỉnh thực mau thay thế đó là kích động cùng hưng phấn chỉ cần có thể ôm lấy diệp quân lâm này đùi gì sầu không có tuyệt thế thần binh nhưng dùng không bao lâu diệp quân lâm liền đem vài món binh khí rèn hảo tài liệu cấp bậc quá thấp hơn nữa chỉ có thánh mạch chi lực thêm vào này đó thứ đồ hư các ngươi trước đối phó dùng đi diệp quân lâm vì tay đem vài món binh khí ném cho mộ dung huyền tình cùng với chúng trưởng lão thứ đồ hư đối phó dùng mọi người nhìn trong tay binh khí thần vẫn lưu chuyển mặc dù là những cái đó đại hình tông phái trấn giáo thần binh cũng bất quá như thế đi thế nhưng bị diệp quân lâm trở thành thứ đồ hư còn làm chính mình đối phó dùng nhưng là lời nói lại nói trở về giống như nhân gia cũng chưa nói sai lúc ấy tinh nguyệt thần tông cung cấp nguyên vật liệu nhưng đều là vật phàm nếu đem những cái đó đổi thành long thạch thiên tinh thiết linh tinh cao phẩm giai nguyên vật liệu luyện chế ra tới chỉ sợ trực tiếp chính là tuyệt thế thần binh tông chủ thật muốn đem này đó ban cho ta đợi sao? Mộ Dung Uyển tình kích động hỏi. Diệp Quân Lâm cười gật gật đầu, nói, đó là tự nhiên, ta từ trước đến nay giữ lời nói. Nếu các ngươi tương lai tìm được cao giai nguyên vật liệu có dầu có nói, ta còn sẽ cho các ngươi rèn mấy cái tuyệt thế thần binh chơi chơi. Nghe nói lời này, hiện trường một mảnh ồ lên. Cảm tạ tông chủ ban ân. Tông chủ uy vũ khi phách A. Tông chủ này rèn thuật đăng phong tạo cực A tinh nguyệt thần tông cao tầng nhóm vui mừng quá đỗi, hoan hô nhảy nhót. Loại này cao hứng trạng thái nhưng không có chút nào dáng vẻ cạch cỡm. Tinh nguyệt thần tông chúng cao tầng sắc thật hưng phấn tới rồi cực điểm. Đối với Diệp quân lâm tu hú chiếm tổ trong lòng cuối cùng một tiệu án niệm cũng hoàn toàn tan thành mây khói. Diệp quân lâm tùy ý chế tạo ra tới một ít binh khí, thậm chí so với bọn hắn chân giáo thần binh còn mạnh hơn rất nhiều. Vứt bỏ mặt khác tu luyện công pháp, chỉ bằng này mấy thứ thần binh nơi tay, bọn họ sức chiến đấu đều so chi trước kia tăng lên rất nhiều. Hơn nữa Diệp Quân Lâm nói được phi thường rõ ràng, nếu tương lai tìm được đỉnh cấp nguyên vật liệu có có dư, bọn họ sẽ được đến chân chính tuyệt thế thần binh. Bồn tọa rốt cuộc lý giải tông chủ vì cái gì khăng khăng muốn tìm đỉnh cấp rèn tài liệu. Đúng vậy, trừ bỏ những cái đó đỉnh cấp nguyên vật liệu, mặt khác vật phàm căn bản là liền không xứng với tông chủ rèn thuật. Chúng ta tông phái về sau dứt khoát sửa tên tán dương thế thần binh cốc được. Ai, Trần trưởng lão tên này có điểm kiêu ngạo ha. Nhưng xác thật phù hợp tông chủ rèn thuật khí chất. Nhìn mọi người vui sướng bộ dáng, Diệp Quân Lâm có chút buồn cười, đây đều là hắn cho rằng rác rưởi, thế nhưng còn có thể được đến như thế truy phùng. Nhưng này cũng vừa lúc phù hợp tự thân ích lợi, rốt cuộc ân uy cũng thi mới có thể càng tốt đem khống tinh nguyệt thần tông. Hiện giờ xem ra này đó tông nội trung tâm cao tầng trong lòng lại không oán ngôn, chỉ cần bọn họ lập trường kiên định, toàn bộ tông phái cục diện liền sẽ phi thường ổn định. Đang lúc tinh nguyệt thần tông đắm chìm ở ngẫu nhiên đến thần binh vui sướng chung khi, đột nhiên có nhãn tuyến chuyển đến tin tức. Khởi bẩm tông chủ, được đến mới nhất tin tức, nhật nguyệt thần hỏa điện điện chủ tư đồ vạn giảm hạ lệnh mấy trăm tông phái đang ở tiến hành thảm thức tìm tòi. Còn có một bộ phận nhật nguyệt thần hỏa học viện cường giả đã tới rồi tinh nguyệt thần tông nhất bên ngoài phân đà, nghe nói là tới hương sư vấn tội. Phân đà đệ tử hay không ban cho đánh trả, còn thỉnh tông chủ định đoạt. Diệp quân lâm trầm ngâm một lát, ngay sau đó cười nói, mới vừa rèn ra tới binh khí, vừa vặn lấy bọn họ thử xem sắc bén trình độ. Các ngươi không cần phản kháng, phóng những người đó tiến vào, ta tự mình qua đi giải quyết bọn họ. Tuân mệnh, nhãn tuyến mang theo mệnh lệnh phản hồi phân đà. Diệp quân lâm trầm giọng nói, các ngươi liền ở chỗ này chấn thủ tông môn, ta đi đem những cái đó không biết sống chết đồ vật tống cổ rớt. Nói xong lúc sau Diệp quân lâm tùy cơ cầm lấy một thanh vừa mới rèn ra tới trường kiếm, cực nhanh đuổi bôn Nhật Nguyệt Thần Hỏa học viện cường giả nơi phương vị. Cùng lúc đó, một đội 30 hơn người Nhật Nguyệt Thần Hỏa học viện Thiên Kiêu tinh anh chính khí thế rào dạt lên đường. Xem ra Tinh Nguyệt Thần Tông chưa chắc chính là hung thủ, bọn họ căn bản là không dám phản kháng. Mượn cấp Tinh Nguyệt Thần Tông một vạn cái lá gan cũng không dám cản trở chúng ta a. À. Nhưng là điện chủ có lệnh, cần thiết tra xét ra điểm xác thực tin tức, nếu không chúng ta căn bản vô pháp báo cáo kết quả công tác. Vài vị dẫn đầu chính lẫn nhau đàm luận liền thấy chính phía trước lộ bổn một người ngăn lại. Nam tử dung mạo bình thường, tay cầm trường kiếm, nhưng là trải qua nói cha, thực lực cũng là thường thường vô kỳ. Áo đen dẫn đầu lạnh lùng nói, ngươi là người nào, cũng dám cản nhật nguyệt thần hỏa học viện lộ. Muốn các ngươi mệnh người. Diệp quân lâm cười ngâm ngâm mà nói. Chúng nhật nguyệt thần hỏa học viện tinh anh tức khắc cảnh giác lên, nhưng là thực lực của đối phương xác thật không có bất luận cái gì đặc thù chỗ. Lớn mật cuồng đồ, bổn thiên kiêu đảo muốn nhìn ngươi một chút đến tột cùng có bao nhiêu đại bản lĩnh trong đó một người áo đen dẫn đầu đem sau lưng trường kiếm rút ra thân hình hóa thành một đạo hư ảnh nhắm ngay diệp quân lâm càng giọng yết hầu vạch tới kiến thức lão tử bản lĩnh là muốn trả giá sinh mệnh đại giới diệp quân lâm thủ đoạn hơi phiên hoành kiếm đón đỡ leng keng một đạo thanh thúy kim loại vang lên tiếng động vang lên áo đen tinh anh trong tay trường kiếm trực tiếp bị cắt đứt mở ra nhưng mà Diệp Quân Lâm kia cũng trường kiếm uy thế không giảm, tiếp tục hướng tới áo đen thủ lĩnh yếu hại vạch tới. Áo đen thủ lĩnh khiếp sợ muộn lăng chi gian trốn tránh không kịp, trong hư không hiện lên một đạo huyết tuyến, chỉ một thoáng đầu mình hai nơi. Liền hư cũng không tới kịp hư một tiếng, xác chết liền ngã quỵ trên mặt đất. TTT, hiện trường xuất hiện liên tiếp hít hà một hơi thanh âm. Áo đen thủ lĩnh thực lực có thể ở đội ngũ trung bài tiến trước năm, thế nhưng bị đối phương nhất kiếm lấy mạng như thế thật lớn thực lực tranh lệch trực tiếp làm chúng nhật nguyệt thần hỏa học viện chúng thiên kiêu cảm giác không thể tưởng tượng đại gia cẩn thận đối phương trong tay kiềm giữ tuyệt thế thần binh tuyệt đối không sai được nếu không bay lên tuyệt đối không thể bỏ mạng giết hắn cướp đoạt thần binh như vậy liền tính tìm không thấy thần bí cường giả chúng ta cũng có thể trở về tranh công chúng nhật nguyệt thần hỏa học viện thiên kiêu ánh mắt mãnh liệt nhìn chằm chằm diệp quân lâm trong tay trường kiếm liền phảng phất đói bụng mấy ngày lang nhìn đến một khối thịt mỡ, suýt nữa liền chảy ra nước miếng. Bọn họ biết rõ thần binh chân quý trình độ, cùng nhau thưởng, mặt khác một người áo đen thủ lĩnh hạ đạt mệnh lệnh. Đông đảo thiên kiêu dũng mãnh không sợ chết ùa lên, đem diệp quân lâm bao quanh vây quanh. Tưởng làm tinh thần hoảng hốt binh cũng đến có thực lực mới được, ta liền đưa các người đi địa ngục thấy các người phó viện trưởng đi. Lời còn chưa dứt, diệp quân lâm thân ảnh đã biến mất ở tại chỗ. Giây tiếp theo, Diệp Quân Lâm xuất hiện ở Nhật Nguyệt Thần Hỏa Học Viện Chúng Thiên Kiêu Sung Phong liều chết trận hình bên trong. Kiếm mang hiện lên, máu tươi tung bay. Diệp Quân Lâm mỗi ra nhất kiếm, liền sẽ mang đi một cái sinh mệnh, người chết đều là bị nhất kiếm phong hầu. Động tác sạch sẽ lưu loát, không có chút nào ướt át bẩn thỉu. Nhật Nguyệt Thần Hỏa Học Viện chiếm cứ tuyệt đối nhân số ưu thế, nhưng mà lại bị Diệp Quân Lâm một người đè nặng đánh. Cũng chính là 3 năm phút, mặt đất tứ tung ngang dọc nằm đầy đất thi thể chỉ may mắn còn tồn tại một người hốt hoảng chạy trốn